chương 2195, vị trí chiến lạc. Oanh, phanh, minh giới đại chiến kết thúc, ba đại chúa tể đều nhìn phía thiên đạo chiến trường. Hắc ám tiểu vũ trụ, thành mảnh nở rộ đấy, đều là hủy diệt quang hỏa. Quang hỏa là nhuộm huyết sắc đấy, có nguyệt thần đấy, cũng có ba tôn thượng thương đấy. Cuối cùng kết cục thế nào, bọn hắn không dám kết luận, chỉ biết trận này đại chiến, trong thời gian ngắn đánh không hết đấy, bởi vì là thiên đạo chi lực, cuồn cuộn không kiệt nàng sợ là đi không ra tiểu vũ trụ. Minh giới chúa tể đột nhiên một câu, trong miệng nàng, tất nhiên chỉ nguyệt thần. Phàm giới chủ tể cùng lâm chi họa mặc dù muốn phản bác, có thể lời đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào, cùng thiên đạo chiến, có thể sống mạng tỷ lệ, đến gần vô hạn bằng không. Chỉ là, tại bọn hắn đáy lòng, vẫn là kỳ vọng nguyệt thần thắng đấy. Ít nhất, tại một cái hắc ám niên đại, nàng cứu vãn qua thương sinh. Đến mức thái thượng, thế nhân có lẽ không biết, nhưng thân là chúa tể bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hiểu rõ, có thể nói, cái kia nhất cọc cọc từng kiện từng kiện, hoàn toàn có thể dùng một câu khái quát, cơ bản không có làm qua người sự tình. Chết đi! Có chúa tể cảm hoài, cũng có chúa tể hung thần ác sát. Như thần giới vị kia, lúc này thần thái liền rất là dữ tợn. Chờ nguyệt thần bị kích sát, chờ trông mòn con mắt. Đồng dạng, hắn cũng ở đây chờ đế tiên bị đế tổ đồ diệt. Hắn cũng hóa phân thân, một phương xem tiểu vũ trụ, một bên xem vị trí. Đúng là tại hắn nhìn xem, Đế Tiên Phượng Hoàng thân nổ thành rồi một phiến thời gian. Nàng thương vô cùng thê thảm, như một khỏa nhuốm máu thiên thạch, ngã vào rồi trong bóng tối. Đế tổ cũng không tốt đến đi đâu, thân rồng tan vỡ, nhục thân đều bị đánh nát rồi. Sát, vẫn là lửa giận ngập trời, để cho Đế tổ điên cuồng không thôi. Đã từng hắn có nhiều uy nghiêm, mà nay, liền có nhiều bạo ngược. Đối diện đế tiên mặc dù cũng thất tha thất thểu, lại mỹ mâu yên ổn như nước. Chết giác mộ, nàng vẫn như cũ có, có chết, cũng muốn liều rơi cái này tôn thần. Ô, ô, n, g. Đế tổ đã đánh tới, lấy vô cực pháp tắc ngưng luyện thành đao, lăng không chặt bỏ. Một kích này, trực tiếp hủy đế tiên nhục thân, nguyên thần đều suýt nữa cho cái kia bổ diệt. Chanh, đế tiên kiếm cũng tới rồi, tuế nguyệt pháp tắc chữ khác vào đồ vật, tồi khô lạc hủ. Huyết quang, tùy theo nở rộ, đế tổ huyết khu bị nàng nhất kiếm chém vỡ. Một đao nhất kiếm, hai người đều chỉ thừa lại nguyên thần, cũng đều không lại lần nữa tố thần khu. Hoặc là nói, bọn hắn đều chiến đến dầu hết đèn tắt rồi, cũng không có cái kia phần lao lực rồi. Phanh, đế tổ một bước đứng vững, nguyên thần chi lực như liệt diễm, hừng hực thiêu đốt. Như hắn, đế thiên đạo kia gần như trong suốt chân thân, cũng giấy lên thần hỏa. Đại đạo, vô cực đế tôn hí tiếng gầm nhẹ mở ra rồi một đạo lôi đình màu đen lôi đình đó là hắn bản mệnh pháp tắc cũng là hắn vô cực nói tại nơi này trong nháy mắt lấy lôi đình hình thái hiển hóa muốn dùng một kích cuối cùng đem đế tiên sát diệt không sai là một kích cuối cùng nỏ mạnh hết đà rồi hắn không còn lực đánh ra kích thứ hai rồi đế tiên cũng ngang nhau tình trạng đốt chính là nguyên thần chi lực tuế nguyệt vĩnh hằng đế tiên một tiếng thì thầm pháp tắc như tinh hà vần quanh cái kia quanh thân nàng lấy thời gian hóa kiếm tranh minh kiếm ngân vang cũng là nàng chi đạo âm diệt đế tổ vung tay vung lên vô cực lôi đình đi ngang qua hắc ám cũng là cái này trong nháy mắt đế tiên tế ra rồi tuế nguyệt thần kiếm oanh nhất lôi nhất kiếm chạm vào nhau đụng xuất ra tận thế quang hỏa sau đó chính là giặc giặc một thanh âm vang lên lôi diệt kiếm toái đáng sợ uy lực còn lại thành một đạo hủy diệt vầng sáng lung lấy tuế nguyệt cùng vô cực sắc thái, hoành phô vị trí lĩnh vực, cứng rắn đem hắc ám, đụng phá thành mảnh nhỏ, cho đến ẩm ẩm sụp đổ, vô số vết nứt bởi đó nổ tung. Phốc, đế tổ nguyên thần nổ, một đường hoành lật đến rồi lên chín tầng mây. Hắn khí vận không tốt, còn chưa rơi xuống, liền bị kéo vào vết nứt. Đế tiên chân thân, cũng băng diệt rồi, còn lại một luồng hồn, tại bay xuống lúc, bị từng đạo tàn sát bừa bãi một khe lớn, cuốn hướng về phía cái kia vô biên hắc ám vị trí lĩnh vực đại chiến cũng kết thúc rồi nhưng kết cục không phải thần giới chúa tể muốn không chứng kiến đế tiên bị kích sát hắn nộ nghiến răng nghiến lợi trong lúc nhất thời còn đem đế tổ liên đới nhân ra tổ tông mắng trăm ngàn lần đã từng là trí cao thần thật một cái phế vật a thậm chí ngay cả một cái đế tiên đều bắt không được không thể đạt thành mong muốn hắn lại nhìn xem tiểu vũ trụ tại thiên đạo trên chiến trường hắn mới có thể tìm cái an ủi đế tiên không có chết hắn nhịn, nhưng nguyệt thần, phải chết. Hắn cái này ý niệm trong đầu, cùng thái thượng đấy. Giống hệt, đường đường thiên đạo, khó được hạ tràng một trận chiến, không có khả năng không công mà lui. Hắn không yêu cầu xa vời quá nhiều, diệt nguyệt thần là tốt rồi, lấy tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Nhất định chảm ngươi, thái thượng gầm lên, đưa tay giữa, lại là một phiến minh mông đại thế giới. Giới ở bên trong, hỗn độn một phiến, không vạn vật diễn sinh, nhưng có vạn vật hủy diệt. Phá, Nguyệt Thần một bước đăng lâm cửu tiêu, gọi đến rồi mấy vạn đạo quang mang. Quang mang như đao như kiếm, đem đại thế giới hủy đi cái thất linh bát lạc. Hủy. Thái Thượng vượt thiên mà đến, lấy Thiên Đạo nhất chỉ, xuyên thủng rồi Nguyệt Thần mi tâm. Cửu Thế Thần thoại há lại thua thiệt chủ, lật tay chính là nhất kiếm, tháo rồi hắn một tay. Phốc, sạc sạc, lộng lấy huyết quang, khác một phiến thiên địa cũng có, như thần hà bay múa. Tự tại thiên đẫm máu, chiến đến lúc này khắc, thiên đạo chi khu đã diệt phong nửa bên. Đồng là thiên đạo, ai có thể yếu đi người nào. Nàng thương thế kia vô cùng thê thảm, thương thiên cũng tàn. Bước ta tháo ngươi thiên đạo. Thương thiên vùng vẩy chiến thương, vô tận quang huy, hóa thành thiểm điện. Lôi điện bổ thiên địa, toàn bộ tiểu vũ trụ, đều bởi đó đã nứt ra. Bằng ngươi, tự tại thiên so với hắn cường thế, một đạo tinh hà liệt ra tại rồi đại càn khôn cái đồ vật này dễ dùng ngăn chặn rồi lôi điện cũng đã thương nặng thương thiên tiểu thiên thiên được a à, hỗn vũ sờ lên cái cằm vạn cổ đến ai cũng không có nhàn rỗi nguyên thủy cười một tiếng ân liền thái thượng người kia không đủ tiếng, tài quyết lời nói thấm thiên nói không phải hắn không đủ tiếng, là nguyệt thần cô nương kia nhi sau so năm đó càng nghịch thiên đầu tiên nói trước rồi chỉ cần xem không nên nhúng tay ta cũng rất muốn nhìn một cái Nàng có thể hay không tiêu diệt thượng thương. Ba Tôn Thiên Đạo ngồi trên thiên ngoại hư vô, nói chuyện có đến có trở lại. Xem quy xem, trò chuyện quy trò chuyện, bọn hắn cũng không nhàn rỗi, đã không chỉ một lần thi pháp, ngăn cách thiên đạo chiến trường uy lực còn lại, bớt ảnh hưởng đến đại vũ trụ càn khôn. Bên này, cử thần đã mang theo Triệu công tử xuống địa ngục. Hắn tới đây, không phải quát mạnh bà thang đấy, là tới tìm người đấy. Tìm ai đâu, tìm đế phong bọn hắn. Đã tìm hơn phân nửa đêm Hắn đến lúc đó Chính thấy giao nguyệt cho tứ tôn đại thần chữa thương Nói chữa thương không xác thực Nói cho đúng là lấy nguyên thần dưỡng hồn Trừ đạo chủ ngoại Phần còn lại ba vị Cơ bản đều là hồn trạng thái Thảm nhất vẫn là tổ thần Lúc này nhiễm nhiên đã chạy lão ra đi Sao thương như vậy trọng Cự thần vứt bỏ rồi triệu bân Bề bộn sợ tiến lên Dưỡng hồn bực này kỹ thuật sống Còn phải đại thần đến có thể mặc dù là hắn, mở nguyên thần chi hải, cũng lông mi chó chặt. Bốn vị này, mặc dù còn có mạng tại, nhưng, rất khó đang khôi phục đỉnh phong. Có thể đem bọn họ đánh thành cái này hùng dạng, tụ ảo tưởng cái kia con nít, phải có nhiều khủng bố, là hắn bị phong quá lâu. Thời đại này thế nào cái này nhiều loại người hung ác tụ tập. Triệu bân, sao nguyệt lão đảo mà đến, đem triệu bân ôm ở rồi trong ngực. Thần triều chi chủ không có gì đáng ngại, ít nhất không có lo lắng tính mạng. Cái này, đều quy công tại cựu thần, tìm người một đường, không ít giúp hắn chữa thương. Thêm với vĩnh hằng huyết thống cùng vạn pháp trường sinh quyết, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Giao Nguyệt khóc, cái nào nàng dâu không đau lòng tướng công. Triệu Bân cũng khóc, ngủ say lúc cái kia lệ rơi đầy mặt. Cái này, cũng quy công tại cựu thần, tặc mẹ nó mang thù, nhớ khi bị gây sự thù, thậm chí đoạn đường này, không ít bắn tiểu Triệu Bân, cho Triệu Bân đều bắn khóc chương 2196, Thiên Đạo Hỏa. Thương, nhức cả trứng. Cái này, không phải Triệu Bân nói mớ, cái này, là Long Uyên Kiếm thay hắn nói. Chủ nhân hạng gì sáng suốt thần võ, diệt đế tổ, lại bị cự thần một hồi ồ ồ. To con xem thường, có cử báo thù, có oán báo oán, cự nhân tộc đều cái này nước tiểu tính chất. Chiếu đến ảm đạm tinh huy, hắn lay động du trở về trí tôn thành. Thấy triệu bân không cần lo lắng cho tính mạng, thần triều chúng thần đều thở dài một hơi. Đế tổ đâu? Minh thần hỏi, chúng thần cũng đều nhìn lại. Cự thần không cái gì lời thừa, chỉ tiện tay một đạo màn nước. Trong đó, đúng là triệu bân ác chiến đế tổ hình ảnh. Quá trình cái gì đấy, không trọng yếu, trọng yếu là. Kết cục, hắn lại đem đế tổ diệt. Trong lúc nhất thời, trên tường thành một mảnh xôn xao. Đã từng là trí cao thần nơi nào, uy chấn vạn cổ. Đã từng là trí cao thần nơi nào, lại bị đưa đi rồi. Làm đến gọn gàng, khó được kinh thiên hành động vĩ đại, khó được kinh thiên mừng rỡ, chúng thần kích động vô cùng. Luận dũng mãnh phi thường, còn phải là hắn thần triều chi chủ, nghịch cảnh nhất bàn, tuyệt địa phản sát. Siêu. Chúng thần kinh nghỉ lúc, cự thần đem đế phong bốn người mời ra tới. Thấy chi, chúng thần nụ cười trên mặt, trong nháy mắt tản cái sạch sẽ. Nhân sinh chi thay đổi rất nhanh, đến chính là như vậy khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thần triều tứ tôn đính thiên đại thần, liên thủ chiến mộng ma, đúng là như vậy vô cùng thê thảm. Mộng ma đâu? Có lẽ biết rõ chúng thần muốn hỏi cái gì, cự thần trực tiếp cho đáp án. Vẫn là một đạo màn nước, đúng là tứ thần cùng mộng ma đánh nhau cảnh tượng. Đây là hắn thôi diễn ra tới hình ảnh, mặc dù tàn khuyết, nhưng không sai biệt lắm. Chúng thần lại kinh hãi, khiếp sợ mộng ma chiến lực, tứ thần gần như liều lên mạng, lại vẫn không thể nào đem mộng ma quật ngã. Cô nương kia Nhi là có nhiều kháng đánh. Bọn ngươi, ai còn có thể khống chế thiên cục? Cự thần hoàn xem một vòng. Không ai đáp lại, bởi vì đều không hẹn mà cùng nhìn phía Thủy thần. Nguyệt thần không ở, Triệu Bân hôn mê, chỉ có gia hỏa này có thể khống chế thiên cục. "Làm chi?" Thủy thần nhỏ giọng nói. "Ta hôm nay hỏa khí rất lớn, thả mấy cái cẩu đi vào." Cự thần xách một đại vạc rượu, một cái liền cho làm chúng thần nghe thấy chi, đều vô thức nhìn phía hải ngoại. Là vì mấy cái cẩu, chỉ đúng là cấm khu trí tôn. Cự thần ngụ ý rõ ràng, triệt tiêu thiên cục, để cho thần ma công đi vào. Xong việc nhi, lại chống lên đại đạo thiên cục, bọn hắn tốt đóng cửa đánh chó. Biện pháp này tốt, trung quy, ngũ đại cấm khu cũng không biết triệu bân đã trở lại, lại càng không biết đế tổ đã bị triệu bân đồ diệt, cũng không biết, vậy thì tương kế tự kế quá. Có thể hố một tôn là một tôn, tận khả năng thu hoạch cấm khu thần ma. Mở hố, thủy thần lúc này chắp tay trước ngực, thần chiều chúng thần thì từng cái ánh mắt bắn ra bốn phía. Theo ấn quyết định giảng, lung triều thần minh hải thiên cục, oanh một tiếng triệt hồi rồi. Ân, ngũ đại cấm khu chi chủ tề ngước mắt, trong mắt cũng đều chán nổi lên quang mang. Như bọn hắn, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng đầy trời thần ma, tại đây phút chốc, cũng đều lộ ra bạo ngược trạng thái, hãy nói đi. Đế tổ lão nhân ra người rất cho lực đấy, có thể bắt lại triệu bân đấy, tuy nhiên đã muộn chút, nhưng vì thời gian không muộn. Thiên cục thế nào lại rút lui, bên ngoài chàng quần chúng cũng sững sờ. Thần chiều chơi lè loẹt a, à, cầm chiến tranh làm trò đùa sao. Vẫn là nói, thân là trí tôn thành chủ triệu bân, xuất ra biến cố. Đúng, khẳng định như thế, trước kia, thiên cục rút lui lúc, cấm khu đều công đi vào, thần chiều thương vong không nhỏ, liền trí tôn thành đô suýt nữa bị đạp bằng nếu không phải vĩnh hằng thể gặp không may khó, như thế nào lại có như vậy không sáng suốt cử động. Cho ta sát, một tên cũng không để lại. Cấm khu chi chủ cái này vừa quát, gào thét cái kêu là một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Cần gì bọn hắn hạ lệnh, phô thiên cái địa thần ma, cũng đã sát nhập thần minh hải. Đủ rồi đủ rồi, kiềm chế điểm. Đừng nóng vội, lại dẫn dụ đến mấy cái. Thành tường nhiều ẩm ý lời nói, nội tình bạc nhược yếu kém người, tất nhiên hãi hùng khiếp phía, bởi vì dẫn dụ đến thần ma nhiều hơn, nhất thời nửa khắc ép không được, đạo hạnh người cao, như cự thần, minh thần cùng thần long đạo tôn những cái này, liền vững như lão cẩu rồi, chỉ cần không vượt qua thần chiều thừa nhận cực hạn, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Không cần thần chiều đám người cường hãn cằn nhằn, thủy thần trong lòng cũng có số. Hố lần này, còn nghĩ hố, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Cho nên nói, lần này một trận chiến, có thể giết nhiều, tận lực không thiếu diệt. Đủ rồi một trong nháy mắt minh thần cùng thần long đạo tôn cùng kêu lên hét lớn dứt lời thủy thần lại biến ấn quyết lại trống lên rồi thiên cục sau đó chính là đương đương âm thanh đầy trời thần ma sao có đi đứng trơn trượt đã thành mảnh sát đi vào cũng có đi đứng không phải trơn trượt không chờ đi vào liền bị thiên cục ngăn cản đụng đầu rơi máu chảy o o n g oanh đồng nhất trong nháy mắt thần triều ngũ đại trí cao thần khí tập thể hồi phục thần uy hướng lên trời xem, đó chính là ngũ lượt thái dương, nở rộ chính là vô thượng quang huy. Trưa nay, còn có sát phạt đại trận, đầy trời đều là, hay là lôi đình, hay là thiểm điện, hay là ánh đao, hay là kiếm quang, tại trong chốc lát, không đỉnh nện xuống đến. Phốc, sạc sạc, thần Minh Hải bỗng nhiên vũng máu một phiến, không biết bao nhiêu thần ma bị nện diệt. Tự nhiên, cũng có kháng đánh đại thần, nhục thân tan vỡ, nguyên thần vẫn còn. Cũng không sao, thần triều loại người hung ác nhiều, đã là như chiều như tuôn ra giết qua đến bổ đao. Cái này, lên phút chốc vẫn là hung thần ác sát cấm khu chi chủ, cái này một giây, bối rối. Lên phút chốc vẫn là trước mắt giữ tợn đầy trời thần ma, cái này một giây, cũng bối rối. Đóng cửa đánh chó sao? Đám khán giả thì lông mi cao gầy, dĩ nhiên nhìn ra thần chiều tâm tư. Trước kia, có lẽ là biến cố, lúc này, tuyệt đối là hố cấm khu đấy. Rút lui cấm khu chi chủ gầm lên đồng dạng kinh thiên địa quỷ thần khiếp thần ma từ không ngốc đã là thành mảnh như mọc thành phiến ra bên ngoài mở trốn như vậy có thể thoát ra đi đấy giải rác không có mấy chạy không đi ra sao vậy thì thảm rồi tốc chiến tốc thắng minh thần tay cầm sâm la kiếm xung trận ngựa lên trước nhất kiếm liền bổ một tôn thần hắn bên cạnh thân chính là thần long đạo tôn cầm trong tay khắp thần đao sát khí tiệc thiên cuốn địa phương thần chiều cường giả cũng không phàm, từng cái cũng như đánh máu gà. Mạnh nhất đấy, vẫn là cự thần, một đường sát một đường chém dưa hấu. Mà cấm khu trí tôn, chính là dưa hấu, đó là nhất bổng chùy một cái. Oanh, phanh, to như vậy thần Minh Hải, lại một lần giấy lên thao thiên chiến hỏa. Từ hải ngoại nhìn xem, sấm sét vang dội bên trong, chán đầy huyết hoa. Đáng chết, bị ngăn tại cục ngoại cấm khu chi chủ, lần nữa phát ra chấn thiên phẫn nộ gào thét. Gào rú ngoài, bọn hắn lại đem đế tổ liên đới nhân ra tổ tông, chào hỏi rồi một lần. Chiến tranh đâu? Chơi đâu? Ta, ưa thích cái chỗ này. Chuyện đó, xuất từ đầu rồng ngọc tỷ, Nhiều có sức sống một đám thằng nhãi con A, à, dân phong vẫn là dị thường biêu hãn. Nếu không phải trạng thái không tốt, hắn còn nghĩ mang theo dao phay, chém mấy cái lặc. So với trí tôn thành, nó có vẻ như càng yêu thích triệu bân, táng thần đỉnh đi ngoài thành, không ai đè nặng hắn. Lén lút liền làm một chút có nhục nhã nhận sự tình. Ân, cũng chính là lấy máu, nó không kén ăn, tại thôn Triệu Bân huyết. Nghịch Thiên truyền thừa, bản nguyên huyết đại bổ đã thành hàn ấn thân chất dinh dưỡng. Lúc này, bảo ấn đã kim quang lóe sáng, hơn nữa, đầu rồng đồ đằng tại hồi phục. Oanh, vẫn là thôn. Nhổ ra. Táng thần đỉnh mặc dù không ở, có thể Long Uyên nó ba trông coi chủ nhân đâu. Kết quả là, đầu rồng ngọc tỷ bị làm trực tiếp bị làm bối rối. Đến mức nó thôn huyết, tất nhiên nuốt bao nhiêu, nhổ ra bao nhiêu. Cái này quang huy, vĩnh hằng. Thủy thần một bên hướng ngoài thành ném phù chú, một bên xem triệu bân. Nhà hắn tiểu sư thúc, nói tại lột xác, sắc thái là vĩnh hằng đấy. a à, hắn nhìn lúc, triệu bân đột nhiên nhất tiếng kêu đau đớn, bỗng nhiên mất ý thức. Hoặc là nói, là thần du thái hư, ý thức tại vũ trụ giữa bay tới trôi đi. Nổi lên nổi lên, liền bay vào tiên giới đại càn khôn, hơn nữa, không để ý nhi, trông thấy tiểu vũ trụ, cũng trông thấy trong bóng tối cấp sử thi đại chiến. Tú nhi, hắn một tiếng lầm bẩm lời nói, không người nghe thấy. Hắn nghĩ nhìn nhiều vài lần, thế nhưng kinh hồng vừa hiện. Càng làm cho hắn hữu tâm vô lực chính là, rõ ràng có ý thức, cũng là tỉnh không đến. Tỉnh không đến thì thôi, vẫn là như ngã vào u uyên, tại vô biên trong bóng tối trầm luân thiên đạo trên chiến trường một đạo huyết quang, xuất từ cửu thế thần thoại. Nàng thần khu tan dã rồi, là bị thiên đạo chi lực cưỡng ép đánh nát đấy. Phá! Rớt xuống cửu thiên lúc, nàng có nhất tự khẽ quát, tựa như thượng thương tuyên án. Tùy theo, chính là phiêu miểu hư vô, có một vòng thái dương, ầm ầm nổ diệt. Đó là thái thượng, thiên đạo chi khu băng liệt rồi, huyết như tinh hà quang. Hắn phía sau, chính là thương thiên cùng tự tại thiên, thiên đạo chi khu cũng hủy. Ba đại chúa tể xem thần sắc trắng bệch, thượng thương đám thật là lấy mạng đang làm trận chiến A. Sát, thái thượng nghiến răng nghiến lợi, hiểu triệu ước vạn lôi đình, bổ chém Nguyệt thần chân thân. Lôi là trói mắt đấy, cũng là hủy diệt đấy, mỗi một luồng đều là thiên đạo chi lực. Phanh, Nguyệt thần cũng cường thế, lại rút kiếm đánh vào cửu thiên, lấy nói hóa diệt lôi đình. Phía sau, chính là một phiến to lớn chi cảnh, thái thượng lại mở ra hỗn độn đại thiên địa. Nguyệt thần thì pháp tắc bay múa, chống lên rồi luân hồi dị tưởng. Hai phe đại thế giới một đông một tây, đụng long trời lở đất. Tự tại, đừng bước lão phu. Thương thiên gào thét, như vạn cổ oanh lôi, rung động lắc lư vô tận hắc ám. Thượng thương cũng có vẻ dữ tợn, tại chế tài người xem ra, rất đúng dọa người. Như thương thiên, lúc này gương mặt, liền cực kỳ giống một cái sừng sững lệ quỷ. Hắn là phẫn nộ, oán hận tự tại thiên cản bị hắn giết nguyệt thần đường hắn cũng khiếp sợ, khiếp sợ tử tại thiên nội tình lại mạnh như thế. Hắn xem thường cái này hậu bối rồi, một phen ác chiến, đúng là bắt không được. Như vẻn vẹn như vậy, đã như vậy rồi, hắn vẫn là lần lượt bị cái kia trọng thương. Đến lúc này khắc, hắn đã đả thương thiên đạo căn cơ, cái kia không cách nào phục hồi như cú tổn hại. Khó được hạ giới một trận chiến, tất nhiên cùng người đánh thống khoái. Tự tại thiên môi khẽ hé mở, như mộng bình thường phiên nhiên mà đứng đang khi nói chuyện, nàng chi thiên đạo chân thân, lại giấy lên liệt diễm. Cái kia không phải bình thường liệt diễm, là thiên đạo chi hỏa, tận thế chỉ lung chiều. Thấy chi, chớ nói các giới chúa tể, liền ba đại thượng thương, cũng không khỏi nhíu lấy mi. Bọn hắn trong miệng tiểu thiên thiên, liều mạng rồi, muốn chơi mạng diệt thương thiên. Cái này như bức, đã nói rồi đấy luận bàn, đây là làm nặng đầu sao. Không sai, tự tại thiên là muốn diệt thương thiên, muốn đem cái này tôn thiên đạo lưu trên thế gian vì thế nàng liền thiên đạo chi hỏa đều đốt mở muốn đem một cái phá hủy diệt thương thiên mà chết nguyệt thần liền có thể lập địa phong vị thiên đạo liền có thể kích sát thái thượng ngươi thấy tự tại thiên giấy lên thiên đạo hỏa thương thiên đạp một bước lui về phía sau này phút chốc hắn trong mắt ngoại trừ nộ cùng kinh còn có một tia sợ hãi này nương môn nhi đúng là điên nữa a à, cái này muốn cùng hắn đồng quy vô tận sao Người điên, người chính là người điên. Thương thiên lạnh lùng một tiếng, lại xoay người chạy rồi, chạy hướng về phía phiêu miểu nhất đỉnh. Hắn vẫn còn chưa nghĩ chết, cũng còn không có cởi ra thiên đạo giác ngộ, chỉ thế thôi. chương 2197, Tế Thiên Tế Thiên, tự tại thiên nhẹ nói, hóa thành một đạo bất hủ chỉ, xuyên thẳng minh mông. Tứ giới chúa tể đồng thời ngửa đầu, là mắt thấy thiên đạo chi quang, đánh chúng thương thiên đấy. Phốc, thương thiên cũng như thái dương bình thường nổ, máu tươi tràn ra vạn đạo quang mang. Hắn thiên đạo chi khu lại nát, thiên đạo chân thân cũng tùy theo ẩm ẩm vỡ vụn. Cái này trong nháy mắt, vô số tinh hà rủ xuống cửu thiên. Đó là thương thiên huyết cùng khí, mỗi một tia, mỗi một luồng, cũng như vạn trượng nặng như thái sơn, rơi vào tiểu vũ trụ, áp sụp 10 vạn sơn hà, đụng xuất ra một phiến lại một mảnh vị trí lĩnh vực, liền che chở tiểu vũ trụ thiên đạo kết giới, đều một hồi oanh run dày, thậm chí có một tiêu uy lực còn lại, chảy vào đại vũ trụ cho dù là một tiêu uy lực còn lại cũng đầy đủ hoàn vũ dung chuyển thế gian chi sinh linh vô luận đính thiên đại thần vẫn là là phàm nhân võ tu bao quát các giới chế tài người ở bên trong không có một cái có thể đứng ổn đấy lão thiên gia a à, làm cái gì vậy phàm nhân nhiều dân hương cầu xin quỳ xuống đất cầu phúc âm phủ quỷ thì từng con một nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động phàm nhân như thế thượng giới tiên nhân cũng một mặt mộng tại tinh không tản bộ người càng là trái nhìn nhìn phải bởi vì rất nhiều cổ tinh đều không hề dấu hiệu bạo diệt còn có mênh mông tinh vực cũng là thành mảnh như mọc thành phiến đổ sụp ở đâu ra chấn động không biết bao nhiêu ngôi mộ vỡ ra không biết bao nhiêu người theo quan trong leo ra phần lớn là một chút tự phong đám lão già này bối phận một cái so một cái cao không thiếu cốt hóa cấp trong cốt hóa cấp bản trong lòng đất ngủ say bị oanh minh thức tỉnh không hiểu ra sao hoàn xem Chu Thiên, hơn nửa đêm đấy, địa chấn sao. Tình huống gì? Thần Minh Hải đại chiến, cũng bởi vì ngừng. Dung chuyển đến quá đột ngột, thần triều trí tôn lại nhìn thiên, cấm khu thần ma cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết trước phút chốc, đại càn khôn gặp không may đáng sợ xung đột. Định! Thiên đạo Nguyên Thủy nhẹ nói, trong chốc lát ổn định rồi vũ trụ. Thiên đạo tài quyết cùng hỗn vũ, thì tại thổn thức nhìn xem phương hướng. Thương thiên lên đây, là trốn lên đây không sai người kia còn sống thương chỉ còn một đạo tàn hồn rồi tự tại thiên cũng không tốt đến đi đâu cũng là một luồng tàn hồn phiêu thượng đến mặc dù là tàn hồn bọn hắn cũng như cũng là thiên đạo chỉ bất quá từ sau quãng đời còn lại cái này lưỡng thượng thương đều đã định trước sống dở chết dở rồi bởi vì đều gặp không may đủ để hủy diệt thiên đạo căn cơ thương kéo dài hơi tàn biết là bọn hắn về sau đường khôi phục đỉnh phong là không có trông chờ rồi chẳng những không có trông chờ, còn có đại vũ trụ luân chuyển, nhất định ngã xuống thiên đạo. Tự tại, thương thiên tàn hồn rung động mạnh, phát ra phẫn nộ gào thét. Đừng gào thét rồi, tài quyết liếc qua, hỗn vũ cùng nguyên thủy thì đình chỉ không có cười, ra hỏa này cũng là sóng đấy, người nguyệt thần cùng thái thượng đánh nhau, người nhà khỏa cái gì loạn, nhất định xuống chọc vào một cước, xem, tàn a. À. Cười qua thương thiên, ba người lại xem tự tại thiên, thổn thức sách lưỡi rất nhiều. Chọc người nào, đều chớ chọc nữ nhân, hoặc là không đánh, hoặc là đùa với người mạng. Cái kia không, phía dưới còn có một cái liều mạng đây đánh chính là thái thượng ngao ngao thẳng gọi. Ta tận lực, tự tại thiên một tiếng thì thầm, cũng là thở dài một tiếng. Nàng gần như liều lên hết thảy, vẫn không thể nào sát diệt thương thiên. Dứt lời, nàng chậm rãi chìm vào rồi hỗn độn, ba đại thiên đạo nói một điểm không giả, từ sau quãng đời còn lại, nàng đều muốn tại kéo dài hơi tàn trong vượt qua. Thế gian, các giới chúa tể vẫn còn nhìn lên hư vô. Thượng thương mà liều lực nhất kích, quả thực hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, bọn hắn tầm mắt có hạn, không chứng kiến kết cục. Hắn, chết hay chưa? Minh giới chúa tể nhỏ giọng hỏi một câu. Như chết rồi, đại càn khôn ắt có dấu hiệu, phàm giới chủ tể đạo. Nên là sống dở chết dở. Lâm chi họa thu con mắt lúc, trở lên thương thị giác, nhìn thoáng qua thế gian. Mà nay tiên giới, nghiễm nhiên đã so trước vài trong nháy mắt, nhiều vô số vết nứt, có tiên phàm vết nứt, cũng có thần tiên vết nứt, nếu không phải thiên đạo thương quá nặng, nếu không phải thiên đạo căn cơ tổn hao nhiều, như thế nào hiển lộ có như vậy tình trạng. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. À. Hai chúa tể vẫn còn thổn thức, nói là tự tại thiên. Nữ nhân nếu là khởi sướng hung ác đến, cái kia là thật hung ác nơi nào. Oanh! Ba người cần nhằn lúc, thiên đạo chiến trường cái kia, lại truyền tới tiếng nổ vang. Chờ đợi nhìn, toàn bộ tiểu vũ trụ, đều bị lôi đình cùng thiểm điện che mất. Lôi cùng điện ở bên trong, thiên đạo chi quang lóe sáng, càng có luân hồi sắc thái lung chiều. Đáng chết! Thái thượng diện mạo dữ tợn, có vô số lần chửi bới, chửi bới tự tại thiên. Nếu không phải nàng, Nguyệt thần định đã bị hắn và thương thiên, liên thủ sát diệt trên thế gian. Nói đến thương thiên, trong lòng của hắn lại mắng trăm ngàn lần, thật một cái heo đồng đội A. Tranh! Nguyệt thần vượt qua hắc ám mà đến, nhất kiếm mở ra rồi một đạo tinh hà. Tinh hà bố trí đoàn cửu thiên, đem hắc ám, đều chiếu thành rồi ví như ban ngày. Hủy, thái thượng âm thanh như lôi đình, tế ra một vòng hỗn độn ánh đao, cường thế chém đứt. Đồng nhất trong nháy mắt, cái kia mi tâm còn có u mang bắn ra, chém vỡ rồi nguyệt thần đại giới. Phanh, nguyệt thần một bước định thân, đạp tiểu vũ trụ lay động. Nàng không lại công phạt, chân thân cũng giấy lên liệt diễm. Ngươi cho rằng, ngươi là tự tại thiên. Thái thượng lạnh lùng một tiếng, lộ ra ngoài rồi nhất sừng sững cười, giữ tợn đáng sợ. Hắn biết rõ nguyệt thần muốn làm gì, là muốn học tự tại thiên, đốt ra thiên đạo hỏa. Đáng tiếc, từng là thiên đạo, mà nay cũng không phải thiên đạo. Cùng thiên sóng vai, nàng cũng không phải thiên, ở đâu ra thiên đạo hỏa. Mở, nguyệt thần nhẹ nói, chân thân hỏa diễm, thật sự đốt xuất ra vô thượng quang huy. Thấy chi, thái thượng không nhịn được nhíu mày, trong lúc nhất thời vẫn là lộ ra vẻ không thể tin được. Thiên đạo hỏa, đó là thiên đạo hỏa, nhưng điều này sao có thể? Nhìn nhiều vài lần, hắn bỗng nhiên biến sắc, mãnh liệt một bước lui về phía sau. Nàng cũng là người điên, lại tế ra cửu thế luân hồi. Liều mạng, minh giới chúa tể xem tâm cảnh run lên. Thắng bại hay không, nhất định táng diệt, phàm giới chủ tể thở dài nói. Lâm chi hỏa không ngôn ngữ, gương mặt vẫn như cũ trắng bệch không có chút máu. Tế cửu thế luân hồi, đốt thiên đạo hỏa, nàng không có đường sống. Chết đi. Thần giới chúa tể thì kích động dị thường, trong mắt vẫn là hiện đầy tơ máu. Thái thượng có chết hay không, hắn cũng không quan tâm, Nguyệt thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong dự liệu, ba đại thiên đạo ước lượng rồi tay, đối với Nguyệt thần cử động lần này không chút nào ngoài ý muốn. Liều đến cực hạn, đánh tiếp vô ý, nàng từ mở bắt đầu liền không có đường lui. Sợ rồi, thái thượng lại một lần sợ rồi, cũng như trước năm, xoay người chạy hướng hư vô, vạn cổ tuế nguyệt, nguyệt thần thật quá tiến triển, lại vẫn mở ra thiên đạo hỏa. Tế thiên, đồng dạng hai chữ, theo nguyệt thần trong miệng tàn sát, băng lãnh như ma chú. Đó cũng là một đạo chỉ, luân hồi chỉ, một đường xuyên thẳng phiêu miểu hư vô. Phốc, sạc sạc, thái thượng bị nhất kích trúng mục tiêu, thiên đạo chi khu trong khoảnh khắc nứt vỡ. Sau đó, chính là chân thân, bị thiên đạo lửa đốt thành rồi một phiến hỗn độn a à, hắn gào rú cũng như thương thiên là phát ra từ linh hồn gào thét phải lại tàn một cái nguyên tùy ung dung nói thổn thức không thôi không sai là tàn mà không phải là chết nguyệt thần là cường có thể nàng trung quy không phải thiên đạo lấy mạng làm đại giới tế ra nhất kích vẫn là kém một tia hỏa hầu đúng là cái này một tia hỏa hầu cho thái thượng đường sống chạy trở về nếu như, người nào lại mượn nàng nhất đạo lực lượng, thái thượng cũng không cần trở lại. Lịch sử, vẫn là cái kia lịch sử, hắn lại thất bại. chương 2198, cuối cùng chấp niệm. ầm vang, thương thiên bị chém lúc, đại vũ trụ một phen lay động. Thái thượng cũng là một đao, há có không hoảng chi lý. Thế gian lại sao động, phàm nhân dâng hương, lệ quỷ nằm dạp xuống, tiên nhân vào đầu, trí tôn xem thiên, có phần muốn hỏi một chút thượng thương, hơn nửa đêm đấy, người nào đặt cái kia điên. Ba vị thượng thương cũng không dỗi dãnh phản ứng đến hắn đám, từng cái một đấy, đều cất tay, tại chính nhi bát kinh xem thái thượng, gia hỏa này cũng tàn, tàn chỉ còn một đạo hồn. Tại đây, vẫn còn cuồng loạn gào thét. Hắn chính là thiên đạo, vạn cổ trước cùng phía sau lại tại cùng một người trong tay, thất bại hai trở lại, mà lại một lần so một lần thương thảm. Tám vạn năm, tài quyết ung dung đạo. Ba vạn năm, hỗn vũ một câu thâm trầm, một vạn năm, Nguyên Thủy cũng tiếc một câu. Hắn ba, cũng không phải là mua đồ có kè mặc cả, mà là tại phỏng đoán Thái Thượng khi nào ngã xuống thiên đạo. Người này cùng tự tại thiên cùng thương thiên không giống nhau, sợ là đợi không được đại vũ trụ luân chuyển, liền sẽ chìm vào thế gian. Mấy vạn năm đều tốt, hạ giới đánh nhau đích thực ba vị này, kết cục đều là giống nhau, chỉ là thời gian dài ngắn thì khác nhau mà thôi. Từ Thái Thượng cái này thua con mắt, ba người lại quan sát tiểu vũ trụ hắc ám đã tán, thiên đạo chiến trường đã rút lui, cái kia mảnh tân thế giới, nhiễm nhiên đã thành một phiến phế tích. Phế tích trên, còn có một đạo bóng hình xinh đẹp phiên nhiên mà đứng, tắm rửa sáng tỏ nguyệt quang, tang thương cũng thêm mỹ. Đó là nguyệt thần, chuẩn xác hơn nói, là đã chết nguyệt thần, không phải linh hồn, không phải chân thân, cũng không phải lạc ấn, chỉ là nguyệt thần còn sót lại một tia chấp nghiệp, sở dĩ không diệt, nên là còn có lo lắng, hoặc là, là có chưa dứt tâm nguyện. Chết đều chết hết, thần giới chúa tể lạnh lùng cười một tiếng, mừng rỡ chính muốn phát cuồng. Cửu thế kết thúc, cái kia hình ảnh, quả nhiên so trong tưởng tượng càng thêm tươi đẹp. Không còn nguyệt thần, thần chiều chính là không còn lớn nhất dựa vào, bị cấm khu vực hủy diệt, là chuyện sớm hay muộn, từ sau quãng đời còn lại cái kia từng chàng vở kịch lớn, hắn còn sẽ là trung thực quần chúng. Ai? So sánh với thần giới chúa tể dữ tợn, phía dưới cái kia ba vị chúa tể thở dài, liền có phần có mấy phần buồn bã lạnh. Mặc dù sớm biết kết cục, có thể thấy tận mắt chứng thần thoại kết thúc, vẫn là ép không được tâm cảnh ngũ vị tạp đàm phán. Cùng thiên nhất chiến, nàng mặc dù thất bại, nhưng nàng đánh cho tàn phế thiên đạo thần thoại, vĩnh hằng bất hủ. Sát, tiểu vũ trụ yên tĩnh rồi, có thể thần minh hải đại chiến, còn chưa kết thúc. Đóng cửa đánh chó, đó là thần triều thu hoạch cấm khu trí tôn máu tanh tàn sát. Tạch tạch tạch, hải ngoại nhiều huỳnh huy, đó là trí nhớ tinh thạch lóe lên từng điểm sáng bóng là xem náo nhiệt thế nhân, trước sau như một chuyên nghiệp, đi lòng vòng phách đặc tả, còn không dám dựa vào gần quá, chỉ sợ cục ngoại thần ma, một cái tâm tình khó chịu, cầm bọn hắn cho hả giận. Nói khó chịu, rõ ràng quá nhỏ bé bạc. Cấm khu chi chủ đều đã nộ đến ruột gan đứt từng khúc. Lần thứ tư công phạt thần triều, lần thứ tư thần ma đại chiến nơi nào. Thế nào vẫn là càng đánh càng vô nghĩa nữa nha không có bắt lại trí tôn thành không nói, đã là hai phiên thương vong thảm trọng, trí cao truyền thừa vốn liếng dày, cũng không chịu nổi như thế tạo A. À. Chẳng biết lúc nào, thần minh hải ầm vang, mới dần dần chôn vùi. Cục trong, lại không thấy nửa cấm khu trí tôn, có một cái tính một cái, cũng đã bị kích sát, lúc này, thần triều đang đánh quét chiến trường đâu. Nghỉ ngơi mấy ngày, lần nữa một phiếu. Chúng thần trở lại thành tường lúc, đều cười thỏa thích đầm đìa. Vẫn là đóng cửa đánh chó đến thật sự, lấy nhiều đánh thiếu, tuyệt đối nghiền ép. Nhiều làm như vậy mấy lần, không cần bọn hắn ra biển ninh chiến, cấm khu tự thân liền về nhà rồi. Tái nhất tái nhị không lại ba, cấm khu không phải kẻ đần. Thần Long đạo tôn đặt mông ngồi xuống, theo con mắt vẫn là nhìn thoáng qua hải ngoại. Chuyện đó, chưa có người phản bác. Cấm khu liên tiếp ăn hai lần thua thiệt lớn, sợ là rất khó lại mắc câu rồi. Bọn hắn có lý do tin tưởng, lúc này dù đem thiên cục rút lui, thần ma cũng không dám lại đơn giản sát đi vào. Đừng nói thủy thần cái kia chiến ngũ cặn bã, thật sự rút lui một phen thiên cục. Thật sao, cấm khu sừng sốt không có dám đi vào, chẳng những không có dám đi vào, vẫn là tập thể lui một bước. Thế nhân xem nhách miệng sách lưới, cốt hóa cấp lão ra hỏa, vẫn là nhẫn không ngừng cười trộm. Trước kia, chết xin trắng đoàn muốn oanh mở đại đạo thiên cục, như thế nào cũng công không phá được. Mà nay, thần triều chủ động rút lui thiên cục, sừng sốt không người đặt chân. Thật ứng câu kia lão thoại, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, càng không nói đến là bị cắn hai trở lại. Đợi, cấm khu chi chủ lạnh lùng nói, chờ ai đó chờ đế tổ. Lão nhân ra người không hiện thân, vẫn là không vọng động thì tốt hơn, bớt dẫm lên vết xe đổ. Đến mức lúc này, ngăn ở hải ngoại là tốt rồi. Nhanh chóng chữa thương, thủy thần lại trống lên rồi thiên cục. Dứt lời, chúng thần cũng ngồi trên mặt đất, đan dược nuốt một khỏa lại một viên, cũng có linh động, như viên thần, như minh thần, như vô đạo, lúc này, đều tại vây quanh triệu công tử xem. Thương như vậy trọng, thế nào vẫn là thần du thái hư đâu. Nghịch thiên yêu nghiệt, cho tới bây giờ cũng không đi bình thường đường đấy. Hắn đạo, tại lột xác đây không phải huyết mạch quang huy. Một đám lão gia hỏa, người một lời ta một câu, cằn nhằn xì xào không xong. Đặc biệt là tầm mắt cao thâm người, xem triệu bân con mắt, đều dị thường thâm thúy, giết một cái đế tổ, này hàng tạo hóa là thật bất phàm, so sánh với tu vi tiến dai, đạo lột xác mới là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Đông, chính nói lúc, bỗng nhiên nghe thấy chuông lớn tri âm, hoảng tựa như tuế nguyệt phần cuối mà đến, cổ xưa mà xa xưa, tang thương mà bi thương, không nhìn hết thảy pháp tắc, vang vọng cửu thiên thập địa, phàm nghe thấy chi người, không một không run sợ. Tang thần trung, cự thần nghe, lông mi chọn lão cao. Chúng thần cũng tập thể đứng dậy, liên đới cấm khu thần ma, hải ngoại quần chúng cũng đều vô thức nhìn phía thiên ngoại, như không nghe qua, tiếng chuông truyền từ tiểu vũ trụ. Lão Phu không nghe lầm chứ? Sao lại tới như vậy tiếng chuông? Quá nhiều người kinh dị, cũng quá nhiều người không rõ ràng cho lắm. Tang thần chung, đó là một cái xa xôi truyền thuyết, chỉ có công cái hoàn vũ thần. Táng diệt lúc, mới có thể vang lên, năm đó tiên giới đại chiến, nguyệt thần hồn phi phách tán lúc, liền qua một hồi. Người nào chết? Người nào lớn như vậy mặt mũi? còn có thể là cửu thế thần thoại. Cái này, là thế nhân bức thiết muốn biết đấy. Ta có một loại, rất sự cảm bất tường, viên thần tao liễu tao lông khỉ. Đâu chỉ hắn, đang ở thành tường chúng thần, thậm chí còn một đám tiên vương bọn tiểu bối, cũng đều có như vậy cảm giác, mà lại cùng với tiếng chuông, càng mãnh liệt. a à, triệu bân lại kêu rên, thần du thái hư ý thức, tức thì trở lại. Là đến chậm tang thần tiếng chuông, làm thức tỉnh hắn, đem hắn từ trong bóng tối kéo lại chúng thần nhìn lên, hắn đã thông suốt ngồi dậy, trước tiên, bắt đầu từ trong ngực móc ra một khối linh hồn ngọc thạch, ở trên, còn có có khắc vài đạo luân hồi bí văn. Cái kia, là nguyệt thần linh hồn thạch, tại móc ra trong nháy mắt, liền chiếu đến nguyệt quang, giặc giặc một tiếng vỡ vụn, hóa thành thành từng sợi cho bụi, từ hắn ngón tay giữa chảy xuống. Cái này, nguyệt thần nàng, chúng thần nhìn, cũng không khỏi thần sắc trắng bệch. Linh hồn thạch nát, liền chứng minh nguyệt thần táng diệt. Nhưng điều này sao có thể? vì hôm nay thời đại này, còn có người có thể đem nàng giết chết. Ta không tin. Triệu bân lay động đứng dậy, một giấc mộng trở lại thiên cổ, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong mắt có huyết lệ, lại bị hắn gượng chống lấy một giọt không chảy, đó là sư tôn của hắn, là cửu thế thần thoại, thế gian người phương nào có thể diệt nàng. Ta cũng không tin. Thần Long đạo tôn thì thào một câu, lấy đại thần thông chui ra khỏi thiên ngoại. Tới một đạo đấy, còn có cự thần, minh thần cùng lão ô quy bọn hắn. Siêu, triệu bân lại hiện thân, đã là phế tích giống như tiểu vũ trụ. Đáng chết tang hồn chung thanh âm, bắt đầu từ cái này truyền đi đấy. Chân trời, hắn trông thấy đạo kia bóng hình xinh đẹp, có thể cái kia xinh đẹp đồ hóa trang, huyết nhiễm tóc trắng, thống khổ dung nhan, đều là hư ảo đấy, cũng không tổn thế gian. Tú nhi, triệu bân tràn đầy hốc mắt huyết lệ, cuối cùng ngăn không được lẫn vẻ mặt tràn đầy bàng cho dù là một cái cô hồn giã quỷ cũng tốt, có thể nàng, chỉ thừa lại một tia chấp niệm. Nguyệt thần chỉ nhợt nhạt cười một tiếng, hư ảo thân thể, từng tức một hóa thành hư vô, như rút đi thời gian, càng lúc càng xa, dần dần biến thành thoảng qua như mây khói. Hắn đến rồi, tâm nguyện sáng tỏ, không còn lo lắng. chương 2199, hy vọng xa vời. Trở về, chân trời, triệu bân như phát điên cuồng, lên trời xuống đất tìm, cuồng loạn kêu gọi, như một tìm không được nhà hài tử, khóc đều khóc bàng hoàng bất lực. Như có như vậy một loại hy vọng xa vời, hắn đích thị là phát ra từ linh hồn đấy, hy vọng xa vời sư tôn của hắn, lại gọi hắn một tiếng đổ nhi, lại gọi hắn một tiếng triệu bân. Không có, hoàn toàn không có. Nguyệt thần, tựa như có quan hệ nàng hết thảy, đều vĩnh cửu phủ đầy bụi tại trong trí nhớ, dường như không còn thế gian mộc, so tuế Nguyệt vẫn là xa xôi, mong muốn không thể liền. Lão Tổ, kêu gọi người, không chỉ triệu bân một cái, bốn phương tám hướng đều có hò hét. Chăm chú nhất nhìn, mới biết là bát mạch trí cao truyền thường người, đang tìm nhà hắn lão tổ tông. Trước kia, lão tổ là theo chân ác tổ đi, bảo là muốn tại tiểu vũ trụ, liên hợp kích sát nguyệt thần, vì thế, các phương cũng đều nỗ lực cực kỳ to lớn đại giới, mở ra rồi một tòa đại hoang thiên trận, chỉ vì đem nguyệt thần đồ diệt. Như vậy, ngay tại trước đó không lâu, lão tổ linh hồn ngọc thạch lại đột nhiên nát. Còn có, cùng lão tổ một đạo rất nhiều đính thiên đại thần, Ngọc Thạch cũng đều băng rồi. Đồng dạng hủy diệt đấy, còn có lão tổ mang đi trí cao thần khí. Siêu, thiên ngoại, cự thần đến rồi, thần chiều chư vị đại thần, cũng tới rồi. Chúng thần còn tốt, ngược lại lần đầu đến này cự thần, rơi xuống trong nháy mắt, lông nghi chọn lão cao, thường nghe thấy tiểu vũ trụ, linh lực nồng đậm, mà lại khí tượng bất phàm, có thể liếc mắt một cái trông đi qua, cái này mẹ nó không phải là một phiến phê tích sao chúng thần cũng ở đây xem, từng cái lông mi hơi nhíu. Rất hiển nhiên, tiểu vũ trụ từng trải qua rồi một trận cấp sử thi đại hỗn chiến. Có bao nhiêu đại thần tham chiến, bọn hắn không biết, nhưng trong đó, định có nguyệt thần. Ngược dòng bản quy nguồn, cựu thần vừa quát âm vang, thi triển thôi diễn chi pháp. Như hắn, chúng thần cũng nhiều như thế, muốn hoàn nguyên hình ảnh, muốn nhìn xem cái mảnh này tân thế giới. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, Nguyệt Thần có hay không thật táng diệt. Đáng tiếc, một phen thôi diễn cũng là trống rỗng đúng chính là trống rỗng như thế nào tính cũng không trông thấy hình ảnh có người tận lực biến mất rồi dấu vết cái kia đạo hành vẫn là không phải bình thường cao cái này là chúng thần thôi diễn sau hạ xuống kết luận oanh phanh đột nhiên đấy chân trời truyền đến ẩm vang yên lặng nghe âm sắc nên là có người tại đại chiến lão lời nói được tốt không phải oan gia không tụ đầu Triệu bân không tìm được sư tôn của hắn. Bát mạch cũng không tìm được nhà hắn lão tổ. Song phương, cũng tại chân trời đánh lên rồi. Cưu ra gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Một lời không hợp, cũng không liền mở làm sao. Chờ đợi thần triều chúng thần giết tới, triệu bân đã bị đánh đích không có người hình. Thần ma quá nhiều, thêm với hắn vốn là có thương, mà lại tiểu vũ trụ không càn khôn áp chế. Hắn tiểu tiểu một cái đế thần, suy yếu không chịu nổi, tất nhiên không chịu nổi vây công. Nguyệt thần, thật táng diệt. Thần Long đạo tôn thì thào một câu, thần sắc cũng dị thường trắng bệch. Không ai đáp lại, bởi vì đáp án ngay tại triệu bân trên mặt, như đã mất đi trí thân, nếu không phải bi thống cực hạn, thiết cốt tranh tranh thần triều chi chủ, như thế nào vẻ mặt tràn đầy huyết lệ. Phốc, huyết quang hiện ra, sán sán như tinh hà. Là triệu bân đẫm máu, bị thần vương điện chủ một đao bổ diệt nửa cái thần khu. Tại đây, hắn vẫn như cố tử chiến không lùi, cực kỳ giống một cái tẩu hỏa nhập ma người, nhất kiếm tiếp nhất kiếm, giết được rồi một cái chính thống người điên. Ai? Vô đạo thấy chi, không khỏi thở dài, bởi vì này một màn, giống như đã từng quen biết. Sa nghĩ năm đó, tiên giới đại chiến, nguyệt thần táng diệt lúc, Triệu Bân cũng là như vậy, rõ ràng có thể bỏ chạy, hết lần này tới lần khác tử chiến không lùi, cho đến thân hủy thần diệt. Thế nhân có lẽ không biết, thế nhưng lúc thân là chế tài người hắn, há lại sẽ không hiểu, hắn tại đợi chờ Nguyệt Thần trở về, hắn cũng đích xác làm được, chống đỡ Nguyệt Thần cửu đại thần khí, gọi đích sư tôn ý chí. Mà nay, tình trạng làm sao giống nhau? Người, nên có chấp nhiệm. Nguyệt Thần như thế, Triệu Bân cũng đồng dạng. Sư tôn của hắn, rất thương hắn đấy, không muốn nhìn hắn bị khi phụ sỉ nhục, dù là thân tử đạo tiêu, cũng sẽ có ý chí hồi phục, hắn chính là ôm cái này một tia đáng thương khẩn cầu, cùng bát mạch thần ma dốc sức liều mạng đấy. Đừng nhìn, lão ô quy nói qua, liền muốn sách sách đao giết đi qua. Cho hắn chút thời gian, vô đạo đem cản lại, tuy biết hy vọng xa vời, vẫn là là muốn cho triệu bân thử một lần, vạn nhất thật có thể gọi trở lại nguyệt thần ý chí đâu. Không có cửu đại thần khí làm môi giới, tái chiến cũng là uổng công. Minh thần hít sâu một hơi. Hắn, trời sinh chính là một cái sáng lập thần thoại người. Vô đạo lời nói ung dung. Hắn lời này, nghe còn là để cho người rất đề khí đấy. Có thể hiện thực, lại trước sau như một vô nghĩa. Cho đến triệu bân chiến đến nguyên thần gần như bạo diệt, cũng chưa thấy cái gọi là ý chí trở lại. Phanh, cự thần nhìn không được rồi, trực tiếp tham chiến. Chúng thần cũng lửa giận thao thiên, một tôn tiếp một tôn công đi tới. Phốc, sạc sạc, quần ẩu một trận chiến, biến thành đại hình hội đồng hiện trường. Đã là đại tràng diện, từ không thể thiếu quần chúng, phần lớn là men theo tam thần tiếng chuông đến tiểu vũ trụ, ngọn nguồn không tìm được lại nhìn thấy một trận đại hỗn chiến chào đón ác chiến người cũng không khỏi nhíu mày thần triều thật khí phách a à. cấm khu vây quanh thần minh hải bọn hắn không ngờ tại tiểu vũ trụ mở ra trận chiến thứ hai tràng một trận chiến này không cái gì thắng bại thần triều chúng thần không ham chiến cứu đi triệu bân liền rút lui bát mạch thần ma cũng không theo đuổi giữ tận che mặt con mắt rút ra tiểu vũ trụ có người đi liền có người đến không thiếu cấm khu thần ma cùng ẩn thế đại thần, đều là đến tiểu vũ trụ, tìm tăng thần trung ngọn nguồn đấy, nhìn thấy tân thế giới cảnh tượng, đều một hồi lâu không có kịp phản ứng. Người nào như vậy bại ra, đem tiểu vũ trụ hủy đi như phế tích bình thường. Không người biết nguyên do, nhiều phiên thôi diễn, cũng không tìm ra nguyên cớ. Tìm không ra dễ nói, tìm người muốn đáp án, như cấm khu đính thiên đại thần, nhiều đã kết bạn nhập thần giới, nghĩ đến thần giới chúa tể nên là biết được bí mật chờ đợi bọn hắn đấy, cũng là một cái bế môn canh. Thần giới chúa tể hợp lại không phải không nghĩ nói, sẽ không dám nói, bởi vì có quan hệ thiên đạo chiến trường hết thảy, đều đã bị thượng thương liệt vào cấm kỵ, cả gan nói nhiều, định gặp vô tình diệt sát. Cái này đêm, trí tôn thành khói mù lung chiều. Lên tới đại thần, xuống đến tiểu bối, không có chỗ nào mà không phải là tâm cảnh trầm trọng. Một trận tai nạn, nguyệt thần chết trận, đạo chủ đần đột, đế tiên không biết tung tích, tổ thần ba người cũng thành tàn hồn. Hắn thần triều đỉnh phong chiến lực, trong một đêm, gần như tận diệt. Từ thần triều khai sáng, vẫn là lần đầu tiên như vậy nguyên khí đại thương. Cái này đêm, hải ngoại đầy trời thần ma, rút lui giải tán tán. Càng thuộc về bát mạch trí cao truyền thừa, đi nhanh nhất, lão tổ chết rồi, trí cao thần khí băng rồi, rất nhiều đính thiên đại thần, cũng táng tại tiểu vũ trụ, đâu chỉ thương gân động cốt, quả thực hủy diệt đả kích, quả thực không thích hợp tái chiến ác tổ đế tổ ngũ đại cấm khu tri chủ rút đi lúc đều là nghiến răng nghiến lợi đấy thời khắc mấu chốt lại là mẹ nó đồng đội như xe bị tuột xích lại nói ác tổ từ bát mạch trí cao truyền thừa thuyên chuyển đi rồi rất nhiều đính thiên đại thần vây công nguyệt thần tới rồi lại không một người trở về đế tổ càng lừa bịp không có bắt lại triệu bân cũng làm cho cấm khu thương vong thảm trọng đã từng là hai cái trí cao thần đúng là vẫn còn thành sự không có bại sự có dư Duy nhất để cho bọn họ xảo cảm giác vui mừng chính là, Nguyệt thần có lẽ chết rồi. Thật là như thế, cái kia phải trắng trợn huyền dương một phen, như những cái kia sợ hãi Nguyệt thần truyền thừa, phải nghe thấy tin tức, nên là rất thích ý cùng cấm khu kết minh, đợi bọn hắn tu chỉnh một phen, lại ngóc đầu trở lại. Cái này, đi rồi. Hải ngoại quần chúng nhiều vẫn chưa thỏa mãn. Bốn lần thần ma đại chiến, ba lần trước, một cái so một cái bền bỉ, lần này, cũng là đến nhanh, đi nhanh hơn, lưỡng bại câu thương, ngày khác lại hẹn. Audio điện tử võ tấn bền chương 2200, Thiên Đạo Thương Cái gì, Nguyệt Thần chết, tất cả đều là thật, Chí Tôn Thành đã đeo đầy bạch sắc lăng trù. Sợ không phải thần chiều, lại cố làm ra vẻ huyền bí, cho cấm khu đào hầm. Tam thần tiếng chuông không lừa được người. Nàng, đem làm đến được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Cấm khu xử lý sự tình hiệu suất vẫn còn rất cao đấy, thật sự đem nguyệt thần tin người chết, trắng trợn huyền dương rồi một phen, mà lại ngắn ngủn một ngày, liền truyền đầy thần giới. Nhất thạch, kinh động rồi thiên tầng sóng. Toàn bộ tinh không cũng như nổ tung nồi. Đặc biệt bóng người tụ tập nhi chi địa, không một không đang đàm luận việc này. Thậm chí, vẫn là kết bạn đi tiên giới, lén lút xem thần minh hải. Vẫn là như nghe đồn lời nói, liếc mắt một cái nhìn nhìn sang, trắng bóng một phiến. Tất cả đều là lụa trắng, vách lấy thật xa, cũng có thể cảm thấy bi thống cùng nghiêm túc chi ý. Cái này, trước có người nghi rồi, hơn nữa là thổn thức cùng cảm khái. Đây chính là cửu thế thần thoại A, hạng gì tồn tại, thế nào liền táng diệt đâu. Là ai sát nàng, cấm khu đại thần vây công. Ai, dưới ánh trăng, không ít người âm thầm thở dài, đa số đạo hạnh cao thâm chi nhân. Không thiếu cốt hóa cấp đại thần, chiếu đến tinh huy, rơi xuống rồi một phiến rượu đục cái kia thần thoại, là đáng sợ đấy, cũng là khả kính đấy, đáng giá bọn hắn tế điện. Có người vẩy rượu, cũng có người chửi rủa Tựa như những cái kia cùng thần chiều có cửu truyền thừa, liền cười rất là liều lĩnh diện mục dữ tợn, một cái so một cái càng sừng sững nguyệt thần chết rồi, thần triều liền đã mất đi lớn nhất dựa vào, đánh hội đồng, đạp bằng trí tôn thành. Các đại cấm khu muốn chính là như vậy cục diện, tại tung ra tin tức phía sau, liền đã phái người tại tứ phương đi đi lại lại, Đơn giản chính là bái phỏng thế lực cường đại truyền thừa, thuận tiện, kết cái minh, chỉ cần có thể hủy diệt thần triều, bọn họ là không ngại nhiều chia cắt chiến lợi phẩm đấy, ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Thiên hạ, khi nào có thể thái bình a? Báo kinh phong xương tiền bối đại thần, nhiều tại trong đêm leo núi nhìn xa. Chiến hỏa khí tức đang tại lan tràn, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cái kia đoàn hỏa diễm, đích thị là không đem thần triều đốt thành cho bụi, liền không bỏ tối nay thần minh hải tĩnh dọa người liền quét phong đều lạnh giá rét thấu xương nội thành càng là một phiến trầm trọng khói mù bầu không khí chi áp lực không gian đều chính muốn ngưng kết oanh tiếng nổ vang vang vọng phá vỡ tịch mịch cùng yên tĩnh chăm chú nhìn lên mới biết là một tòa nguy nga pho tượng nói cho đúng là nguyệt thần pho tượng không biết ai làm cho khắc trông rất sống động pho tượng dưới bảy biện bàn thả mặc lư hương vẫn là dán đầy rồi phù chú, quá nhiều người bái tế, thành kính cầu xin, chỉ nguyện có thể khai ra nguyệt thần một tia linh, dù là chỉ là một đạo ý chí, nàng liền có thể nghịch thiên sát trở lại thế gian. Cái này có thể dễ dùng. Cự thần sờ lên cái cằm, từ phương xa đã đi tới. Đi ngang qua nguyệt thần pho tượng lúc, vẫn là tới so đo cái đầu. Ân, không có hắn cao to. Có thể, thủy thần nói nhất tự âm vang. Như hắn, thành trong người cơ bản đều cái này tâm cảnh nàng là nguyệt thần, là cửu thế thần thoại, năm đó, có thể nghịch thiên trở lại, mà nay đồng dạng có thể, trăm năm cũng tốt, nghìn năm cũng được, chỉ cần thần chiều vẫn còn, hương hỏa liền sẽ không đoạn, vẫn là có một ngày, có thể gọi trở lại nàng linh. Đừng lười biếng, bái qua nguyệt thần, thủy thần một câu vang vọng trí tôn thành. Không cần hắn nói, thần chiều chi nhân cũng đều cũng không nhàn rỗi. Bị thương nặng tiền bối, bế quan dưỡng thương. Không thương đại thần đám, xây dựng pháp trận nội tình không tốt tiểu bối, thì tĩnh tâm tu luyện, nửa phần không dám hoang phế thời gian, chỉ nguyện có thể trong thời gian ngắn nhất, để thăng tu vi cảnh giới, không đến mức tại lần nữa thần ma đại chiến lúc, kéo các tiền bối chân sau. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thần chiều thời khắc chuẩn bị, chuẩn bị nghênh đón càng thêm vô cùng thê thảm chiến tranh. Thành trong ở chỗ sâu trong, triệu bân như một pho tượng đá, lặng lặng nằm ở thần hải trong. Luân phiên đại chiến, thương thế của hắn quá nặng đi, một lát tỉnh lại hay không. Tinh huy nguyệt quang vung vãi, chiếu vào trên người hắn, đều bị hắn khí lực hấp thu. Gặp lúc này, đều có có từng sợi khí uẩn, tại cái kia quanh thân thong thả, mỗi một luồng, đều nhuộm bất hủ chỉ. Án đầu rồng ngọc tỷ lời nói nói, đó là đạo lột xác hiện ra. Như lắng động đến nào đó cực hạn, định có thể niết bàn thành vĩnh hằng. Đề cập đầu rồng ngọc tỷ, đêm dài vắng người lúc, tặc không thành thật, Trung Quy lén lút chạy ra ngoài, vòng quanh Triệu Bân đổi tới đổi lui, mượn Triệu Bân khí uẩn, tư dưỡng hằn ấn thân. Đối với cái này, vô luận là táng thần đỉnh vẫn là Long Uyên kiếm, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, có kinh nghiệm có thể, cả gan lấy máu, người xác định đẹp mắt. Triệu Bân cái này một giấc ngủ, chính là giam ba tháng. Trong lúc, hải ngoại nhiều tựa là u linh bóng người, có tán tu, cũng có cấm khu thần ma, phía trước, vô sự du lịch, người sao sao. Liên rất nhiều mục đích tính chất rồi, nặng đầu bàn giao, chằm chằm chết thần chiều. Đệ lục nguyệt, tiểu vũ trụ đột nhiên lay động, khác thường thải dâng lên. Rất nhiều đại thần đi đến xem xét, chính thấy khai thiên tích địa chi cảnh. Phế tích bên trong, có cỏ cây chui từ dưới đất lên mà ra, có núi cao đột một từ mặt đất mọc lên, đục ngầu chi khí, cũng chìm vào hắc ám, tinh thuần linh lực, lần nữa phiêu đầy trời địa nếu nói là trước kia là mùa đông khắc nhiệt, bây giờ, chính là vạn vật hồi phục. Tiền bối đám đều biết, đây là tiểu vũ trụ đang dần dần dung nhập đại vũ trụ làm ra. Đúng là như vậy cảnh tượng, đưa tới càng nhiều trí tôn tiếp tục tìm bản nguyên to lớn nghiệp lớn. Có người địa phương làm sao có thể thiếu đi phân tranh, đoạt bản nguyên đấy, kết hội đánh cướp đấy, cầu ra gặp mặt hẹn không đấy. Từng tràng vở kịch lớn tại tiểu vũ trụ một lần lại một lần trình diễn, thậm chí lần thứ năm thần ma đại chiến còn chưa chân chính kéo ra màn che, bên này trước hết làm đi lên đệt bát nguyệt triệu bân mới từ trong lúc ngủ say tỉnh lại một thân một mình đứng ở nguyệt thần pho tượng dưới thật lâu không động tiền bối nhiều im lặng bọn tiểu bối đi ngang qua lúc cũng không dám quấy dày thần triều tri chi chủ có thể có hôm nay cửu thế thần thoại không thể bỏ qua công lao nàng mang ra rồi nhất nghịch thiên đồ nhi hắn lại lạc đường hiểu rõ nhất sư tôn của hắn chẳng biết lúc nào triệu bân mới chậm rãi xoay người một bước đạp dưới lăng không tiêu thất chúng thần biết rõ hắn là đi tìm tiên giới chúa tể rồi. Tiểu vũ trụ huyết sắc tai nạn, cần có một đáp án. Ví dụ như, xảy ra chuyện gì, là ai diệt nguyệt thần? Vẫn là cái kia mảnh khu rừng nhỏ, triệu bân nhiều ngày sau lại đến, lại bị nhất đạo vô hình kết giới, chắn môn ngoại. Lâm chi hỏa, triệu bân hô một tiếng, âm sắc khàn khàn không chịu nổi. Nén bi thương, trong rừng có phiêu miểu lời nói truyền ra, lại cũng chỉ cái này hai chữ. Có quan hệ thiên đạo chiến trường hết thảy, đều đã bị liệt là rồi cấm kỵ. Thần giới chúa tể không dám nói đấy, nàng đồng dạng không dám có nửa phần lộ ra. Đợi lâu không có kết quả, Triệu Bân lại vào phàm trần, đi tìm phàm giới chế tài người. Như vậy, một phen chờ đợi, lại là cái bế môn canh, tới rồi đều không nghe được đáp lời. Minh giới chúa tể là một cái hào sảng con lừa, mời Triệu Bân uống một chén. Nhưng, cũng chỉ là uống rượu, thiên đạo chiến trường một chuyện, không nói tới một chữ Triệu Bân đi rồi, như cái bóng đen, tại tam giới suốt quỷ nhập thần. Hắn tại tìm, tìm liễu như tâm, đã mất tích rất nhiều chuyện ngày. Còn tốt, đế tiên linh hồn ngọc thạch vẫn còn. Hắn chính là dựa vào khối ngọc này thạch, đi vào một đạo một khe lớn đấy. Không giống với tiên phàm vết nứt, trong cái khe thế giới, biến hóa kỳ lạ phi thường. Tại đây không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không sông núi thảo mộc, càng không càn khôn biến hóa, trừ hỗn độn cùng hắc ám, không còn cái khác, gọi cái kia vị trí lĩnh vực càng xác thực. Tâm nhi, hắc ám ở chỗ sâu trong, hắn tìm được rồi một luồng thời gian. Đó là đế tiên hồn, một đạo vô ý thức tàn hồn. Ta đã tới chậm, triệu bân cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đế tiên hồn, tâm đau dữ dội. Đau lòng, không có nghĩa là hắn mắt mù, có thể trông thấy đế tiên tàn hồn có vết bẩn. Chính là một tia ô hắc ánh sáng âm u, luôn luôn, không ở tàn hại nàng tàn hồn, Xem qua mới biết, đó là sát ý. A à, không đúng, nên là đạo còn sót lại. Vô cực pháp tắc. Hắn lẩm bẩm lời nói, cất giấu vô tận không hiểu cùng hoang mang. Đế tổ chính là tu đạo này, là đế tổ thương liễu như tâm. Hắn không suy nghĩ nhiều, đem đế tiên tàn hồn chìm vào rồi nguyên thần của hắn hải, đơn lưu cái kia một tia ánh sáng âm u, dùng cái này, cực tẫn thôi diễn, muốn tìm cái kia đạo ngọn nguồn. Một fan xem bói, là có một đạo cổ xưa bóng lưng mơ mơ hồ hồ đấy tuy chỉ kinh hồng vừa hiện hắn vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra là đế tổ không thể nghi ngờ hắn còn sống triệu bân trong lòng một câu hai mắt cực tẫn híp lại hắn có chút phân không rõ hắn đồ đế tổ là ai đợi chủ mẫu tỉnh vừa hỏi liền biết long uyên run rẩy thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng nhỏ giọng nói một câu triệu bân không đáp lời phòng ấn đạo này ánh sáng âm u xoay người liền muốn thoát ra đi đâu, lâu chưa từng cần nhằn đầu rồng ngọc tỷ, đột nhiên một câu. Chuyện gì, triệu bân một bên tư dưỡng đế tiên tàn hồn, vừa nói. Đây không phải là nơi tốt, tu luyện thánh địa, đầu rồng ngọc tỷ cười nói. Nghe thấy chi, triệu bân lại hoàn nhìn thoáng qua thiên địa, cái này, cuối cùng nơi nào. Tổn hại, đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung, thiên đạo tổn hại. Thiên đạo thương, là giọt, đầu rồng ngọc tỷ phiêu rồi ra tới, treo tại trong giữa không trung chầm ngâm chốc lát mới êm tai nói tới thiên đạo bị thương thế gian tất có khắc hỏa tựa như tiên phàm vết nứt cùng thần tiên vết nứt tự nhiên những cái kia đều là chút thương nhỏ có lẽ có thể phục hồi như cũ đấy nhưng có chút thương thiên đạo cũng không cách nào khép lại tựa như ta chờ lúc này chỗ cái này phiến thế giới không được rồi triệu bân không nhịn được nhíu mày nói vậy pháp vẫn là lần đầu nghe cái này chỗ cất giấu bảo bối long uyên chọc chọc ngọc tỷ bảo bối mới đáng giá mấy đồng tiền nơi nào thiên đạo chi âm mới là có thể gặp không thể đấy. Cái gì đồ vật thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng bu lại. Không cách nào khép lại thiên đạo thương, là có chút có lẽ thiên đạo chi âm đấy. Thiên đạo chi âm hiểu không, thượng thương bản mệnh đạo âm. Như nhiều hơn lắng nghe, định có thể nghe ra một phen đại tạo hóa. Đầu rồng ngọc tỷ chính là một cái lời làm nhảm, càng nói càng hăng hái. Nó phen này cần nhằn, lòng uyên nó ba đều trong nháy mắt mở mang đầu óc rồi. Tiên phàm vết nứt sao, ngày xưa, bọn họ đi theo chủ nhân không ít tiến. Tựa như lần thứ nhất, thường cách một đoạn tuế nguyệt, liền sẽ có khi chỉ chi vũ. Mà nay xem ra, khi đó chỉ chi vũ, tất nhiên cùng thiên đạo thoát không khỏi liên quan. Cái này tối như mực thế giới, càng sâu tiên phàm vết nứt, tạo hóa từ cũng cao một bậc. Ngươi, là ai triệu bân tập trung rồi đầu rồng ngọc tỷ? Ngoại vũ đại thiên đạo, đầu rồng ngọc tỷ nghiêm túc nói. Đùng, một tia khí uẩn. Người nơi nào, thời khắc mấu chốt còn phải nhiều lời điểm thực thoại, như lòng đầu ngọc tỷ, một phen mù phấp phới, liền đã trúng triệu bân một cái tát, đuổi gấp sẽ đem chưa nói xong lời nói bổ sung rồi, theo tâm, cũng là một loại dị thường đáng quý tinh thần. Triệu bân lại đã trầm mặc liền như vậy nhìn chầm chầm vào đầu rồng ngọc tỷ. Long uyên nó ba, cũng là đuổi theo chủ nhân bước chân, vây quanh nó qua lại chuyển. Gia hỏa này, là thật nghiêu bức A, danh dự thiên đạo, hắn lại là cái đại thiên đạo. Có lẽ, cũng chính là bởi vì cái này đại tự, mới lộ ra nó bức cách cao hơn. Nếu không phải như thế, như thế nào khí uẩn thành linh, người bình thường, có thể đi ra đường này từ. chương 2221, tiểu bối, kết thúc. Siêu, triệu bân lại hiển lộ hóa chân thân, đã là một phiến minh mông mà bao la mở miệt thiên địa. Mắt to nhất nhìn, đúng là ngày xưa vong linh thủy tổ tự phong cái kia mảnh viễn cổ rừng rậm. Dương Dậm đã không ở, chỉ còn một phiến phế tích. Không quá nhiều trở ngại đấy, ở đây hẹn khung chính là. Ầm vang, hắn đến rồi, Tang Thiên cũng tới, Thiên Kiếp có thể không đến. Vẫn là Ức Vạn Lôi Đình Thiểm Điện, tức thì bao trùm thiên địa. Tốt một cái mộng chi đạo. Tang Thiên u cười, trong mắt vẫn rất nhiều kinh ngạc. Lúc trước, hắn là xem trọng rồi Triệu Bân, lần này lại nhìn, hiển nhiên là đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thể, đỉnh lấy Thiên Kiếp thần phạt lại cũng có thể đem hắn quải đến nơi đây. Cũng là hắn không có phòng bị. Phàm là có chút cử động, liền không thể nào kéo hắn vào mộng. Chỉ là, ở đâu đều đồng dạng, hôm nay nhất định bắt lại Triệu Bân. Đa tạ tiền bối tán dương. Triệu Bân lảo đảo một bước, mới đứng vững thân hình, khóe miệng tràn đầy huyết không chỉ, toàn thân cũng huyết xối không chịu nổi, có thiên kiếp bổ vết máu, cũng có tang thiên tạo tổn hại. Trưa nay, chính là vọng động mộng chi đạo cắn trả bởi vì là đỉnh lấy thần phạt thi triển tình mộng thiên cổ, cắn trả đến chi bá đạo. Còn tốt, hắn nội tình hùng hậu, một lát không chết được, đủ có thể ngạnh kháng. Tiểu bối, kết thúc. Tang thiên quân lâm cửu thiên, vung tay vung lên, một trường cái xuống dưới. Vẫn là phong ấn, cái kia ngón tay giữa lưu chuyển đều là vô thượng thần văn. Ta, còn chưa chết giác ngộ. Triệu bân thần con mắt như đuốc, lại kim quyền nắm chặt, quyền chỉ giữa chữ triện khắc họa hắn không lại che giấu chiến lược toàn bộ triển khai một quyền oanh xuyên thủng che trời đại thủ a à, có lẽ bất ngờ tang thiên bị một kích này đánh chính là kêu rên không chỉ lần này hắn không chỉ là kinh ngạc trước mắt chi quang đều tàng đầy kinh dị là hắn ra ảo giác rồi này hàng một quyền chịu y, vì cái gì mạnh mẽ như vậy hung hãn ngươi che giấu thực lực tang thiên lạnh lùng nói không cho tiền bối diễn nhất suất thần triều cầm cái gì trở nên giàu có. Triệu bân sách xuất ra Long Uyên, hướng về phía kiếm thể hà ra từng hơi. Xong việc nhi, hắn vẫn không quên cho bản mệnh khí lau sáng loáng chỉ ngói sáng lên. Rất tốt, ý thức được bị triệu bân đùa bớn, tăng thiên lôi đình tức giận. Thiên kiếp vì kia trợ thế, giải rác hai chữ, thiên băng mà sập. Oanh, cùng với thần phạt chi lôi, hắn mở bản mệnh dị tượng, thành minh mông đại giới. Hắn lập vào trong đó, tựa như thế gian chúa tể, bế nghệ tứ hải bát hoang. Đến, triệu bân rút kiếm nhập cửu thiên, phách liệt sát khí, trùng thiên cuồn cuộn. Dị tượng, hắn cũng có, vĩnh hằng tiên vực, bị hắn phút chốc tạo ra. Oanh, phanh, dị tượng đối với dị tượng, không quá mức lè lẹt, trực tiếp cứng rắn đụng. Tận thế quang hỏa, cùng với hủy diệt lôi đình, nổ đầy thiên khung. So sánh với nơi đây, đại đạo thiên cục phương hướng, liền đặc biệt bình tịch rồi độ kiếp người đi rồi, không còn thần phạt, nội thành ngoài thành đều tĩnh đáng sợ. Triệu Bân, lão phu thật xem nhẹ ngươi rồi. Tiên tôn hung thần ác sát, không nghĩ tới Triệu Bân có thể cuốn đi tang thiên. Hơn nữa, dùng vẫn là mộng chi đạo, đỉnh vẫn là thiên kiếp thần phạt. Bày trận, bà la ma thần một câu như trên thương tuyên án, băng lãnh uy nghiêm. Đúng, là phải bày trận, đầy trời thần ma đều đặc biệt tự giác. Thời khắc chuẩn bị, đợi tang thế thiên quân bắt lại vĩnh hàng thể không có đại đạo thiên cục thủ hộ cấm khu đại quân liền có thể vùng đất bằng phẳng đương nhiên cũng có chui vào trận đấy như vô tướng lão thần cái kia càng già càng lão luyện lúc này liền đặt cái kia bóp chỉ diễn toán tính cái gì đâu tính trận chiến này thắng thua nghĩ nhìn một cái hay không còn có biến duyên cớ như vậy một phen thôi diễn con đường phía trước một phiến hỗn độn đâu chỉ hắn rất nhiều đại thần đều là như vậy khỏe tượng. tính coi như em gái ngươi tối nay ngụy thiên lão đạo rất có nhàn hạ thoải mái chính ôm một bầu rượu ngồi dưới thành uống bơi quá thay không sai là hắn tại nhiễu loạn thôi diễn càng xác thực nói là bọn hắn nhà ai còn không có cái gì thầy bói a à? gặp có đại chiến đều là riêng phần mình làm dối thần chiều tính không rõ cấm khu đồng dạng tính không rõ cái này là một trận không có khói thuốc súng chiến tranh. Làm cái gì rút lui thiên cục A? À? Viên thần đổi tới đổi lui, đã không chỉ một lần dùng cây gậy chọc lấy thủy thần. Hiếu chiến đích nhân vật, như man thần cùng lão cuồng đám người, cũng đều nghẹn đặc biệt phát hỏa. Chờ một chút, thủy thần một tay nhấc lấy lệnh kiếm, thật lâu cũng không có rút lui thiên cục tư thế. Đợi, thần chiều chúng thần đều đang đợi, nhìn thành trong, thần chiều cường giả cũng như cấm khu đại quân, đã bài binh bày trận, số lượng chi khổng lồ, phô thiên cái địa. Có thể nói như vậy, phàm có thể tham chiến đấy, đều bị kéo qua rồi. Sau đó, đem cầu thả vào trong thành, hắn thần chiều rồi dĩ tuyệt đúng chiến lược ưu thế, trong thời gian ngắn nhất, chấm dứt chiến đấu. Đánh cuộc một lần lão cuồng nhìn sang khôi cương. Đánh cuộc như thế nào? Khôi cương đổ một cái tiểu rượu. Tất nhiên so với ai khác chém nhiều hơn, chiến thiên hành mài mài kiếm. Ta cũng tới bất hủ thần thể hung hăng vặn vẹo rồi cái cổ. Dễ nói, khôi cương ánh mắt lóe sáng, chiến ý như hỏa thiêu đốt. Người nào thua, gọi ra ra. Đổ đại một chút, phung đao tử cung. Đừng làm rộn, bọn ta đều có nàng dâu đấy. Bốn người mới người một lời ta một câu, chỉnh có đến có trở lại. Trấn thiên tri tử rất tùy ý, dù sao hắn không có nàng dâu, yêu người nào người nào. Làm việc, một trong nháy mắt, thủy thần lén lút rút ra thành tường, sau đó rút lui thiên cục. Thấy chi, như như ác lang cấm khu đại quân, cả đám đều quét sạch rồi ma trướng. Xem đi, vẫn là tang thế thiên quân đáng tin cậy, cái này đem triệu bân bắt lại rồi. Sát, tất cả cấm khu chi chủ hết to, vung kiếm dáng vẻ, khí phách chắc lậu. Oanh, cấm khu đại quân tập thể hoạt động, như uông dương bình thường, cuồn cuộn mà đến. Đó là lần lượt từng cái một diện mục dữ tợt, so địa ngục ác quỷ càng sừng sững đã bao nhiêu năm, cuối cùng có thể hoàn thành tâm nguyện rồi, cuối cùng có thể đạp bằng thần chiều rồi. Ta, trước thay bọn ngươi mặc niệm cái buồn bã. Phàm giới chủ tể lão vọng buông cần, thuận tay vẫn thu hai kiện bảo bối. Xem ảnh phí sao, lâm chi hỏa cùng minh giới chúa tể, đều là hiểu chuyện như đấy. Cho ta đánh. Minh thần đứng ở trên cổng thành, đã là vung kiếm chỉ phía xa rồi. Ra lệnh, bày ở trên tường thành nỏ xe, tập thể hồi phục tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, còn có một san sát công phạt đại trận. O, O, N, G. Nỏ xe vạn tên cùng bắn, mở công chính là cuồng oanh loạn tạc. Công phạt trận cũng dị thường hung hãn, đấu võ liền long trời lở đất. Phốc, giặc giặc, xung phong liều chết phía trước thần ma, trong khoảnh khắc, ngược rồi một phiến lại một mảnh. Càng là như thế, cấm khu đại quân công càng hung mãnh, nhiễm nhiên không nghĩ thần chiều lừa người một chuyện, như lừa người, rồi như vậy ngoan cố chống lại. Vây khốn thú chi tranh mà thôi. Ngươi nha, kiềm chế điểm. Nội thành một ngọn núi, vô đạo cầm trong tay thái vũ cung, nhìn sang thủy thần. Cũng không thể đem cấm khu đại quân đều dẫn dụ đến, thần triều cường thịnh trở lại cũng không chịu đựng nổi đấy. Ta trong lòng hiểu rõ. Thủy thần đã sách xuất ra một cái bao tải, đầy đương đương tất cả đều là phù chú. Hắn là cái quan văn, đánh nhau không được, nhưng ném phù chú vẫn là rất trơn trượt, rút lui. Cấm khu thế công quá mạnh, thần chiều tạm lánh phong mang, tập thể rút khỏi thành tường. Bọn hắn vừa rút lui, đầy trời thần ma có phần đến tinh thần, một lần hành động đánh vào rồi thành trong. Bởi vì cái gọi là, súng bắn chim đầu đàn, thành trong có hố đấy, phạm vi mười mấy vạn dặm, không biết chôn bao nhiêu thần cấp phủ chú, không biết khác lại bao nhiêu tập sát trận văn. Chờ đợi thần ma đặt chân, lại một mảnh tiếp một phiến ngã xuống. Cũng có kháng đánh đại thần, như thế nào nổ đều đặt xuống không ngã. Đặt xuống không ngã dễ nói, thần chiều không nhất thiếu chính là bổ đao đấy. Như cầm trong tay thái vô cung vô đạo, lúc này ngay tại dương cung cài tên. Trên cao nhìn xuống, đó là lần lượt điểm danh. Còn có táng thần đỉnh, xâm la kiếm, khắp thần đao, thần ma tháp cùng hoang thiên kính, như lục lượt thái dương, cao huyền hư vô, hủy diệt công phạt, một đạo tiếp một đạo. Đủ số rồi. Thủy thần một tay bấm niệm pháp quyết, lại oanh một tiếng chống đỡ ra đại đạo thiên cục. Đụng tường đương đương chi âm, vang lên theo, vẫn là có chạy trốn chậm đấy, chân trước vừa rồi giết tới dưới tường thành, một giây sau, liền đụng phải thiên cục bình chướng. Cái này, cấm khu chi chủ tập thể biến sắc, cũng mới phản ứng tới. Hố, đây cũng là cái hố, lại bị thần triều bày một đạo. chương 2222, đổi chủ ý rồi. Đóng cửa, đánh chó. Nhiều anh lôi giống như hét to, tức thì vang đầy trí tôn thành. Dứt lời, thần triều chúng đại thần tập thể giết cái hồi mã thương. Vẫn thần triều các cường giả, lúc này cũng như uông dương, sát nhập các đại thiên địa. Bản thân chủ tràng, vô luận nam nữ già trẻ, từng cái một đều dũng mãnh phi thường vô cùng. Rút lui, thần ma bỗng nhiên biến sắc, như thủy triều xuống bình thường hướng ra ngoài bỏ chạy. Như vậy, cũng không phải là tất cả trí tôn, đều có cao thâm đạo hạnh. Có thể đào tẩu đấy, giải rác không có mấy đi không được vậy cũng không cần đi rồi thần triều đại quân đã đánh lén mà đến từng cái sát khí thao thiên đây không phải là ác chiến là gió thu cuốn hết lá vàng một đường hoành đẩy a à, thần ma trước khi chết gào rú đều là phát ra từ linh hồn gào thét bị hố được bọn hắn lại bị hố được vốn tưởng rằng là thao thiết thịnh yến cuối cùng là tự thân mới là đợi làm thịt tiểu cừu non bỏ mạng ở tại đáng chết nội thành chiến hỏa thiêu đốt, cục ngoại lại tiếng mắng chấn thiên. Mắng ai đó mắng thần triều, cũng là mắng tang thế thiên quân. Lại một cái hố cha hàng, so mẹ nó đế tổ vẫn hố. Đề cập tang thiên, mà nay cũng cực độ phiền muộn, là hắn khai thiên kiếp thần phạt, có thể một phen ác chiến lại bắt không được triệu bân, chẳng những bắt không được, vẫn nhiều lần chịu trọng thương, chiến đến bước này khắc, đã là khí lực băng nát, thêm với càng phách liệt lôi kiếp, hắn lại có chút gánh không được rồi, có phần nghĩ hô như vậy một tiếng ngưng chiến. Oanh, nghĩ cái gì đâu. Triệu bân chân đạp hồng mông hải, vượt thiên mà đến, nghênh không chính là nhất kiếm. Kiếm ra, tinh hà treo cửu thiên, chặt đứt lôi điện, cũng bổ lật ra tang thiên. Cốt, tang thiên một bước xác định thân, nghi tâm thần văn khắc họa, có ánh đao bổ ra. Chuyên tấn công nguyên thần đao, phách liệt đến cực điểm, nhất kích xé rách triệu bân chân thân. Phốc, sạc sạc, vừa gặp thiên kiếp lôi điện lắng xuống hai người cũng đã trúng cái ngay ngắn triệu bân đẫm máu đầu lâu băng diệt nửa khỏa suýt nữa ngã xuống hư không tang thiên cũng không tốt đến đi đâu một nửa thân thể đều nổ thành rồi bùn máu thật kháng đánh a à. lời này xuất từ long uyên nói tất nhiên tang thiên quả thật cường hãn chủ nhân khí lực đều tán giá mấy hồi rồi đối phương lại vẫn linh động ngươi chọc giận tới ta tang thiên phẫn nộ gào thét hình thái đột biến, như thác nước tóc đen, hóa thành huyết hồng. Trưa nay, chính là cái kia song thần con mắt, lại tại trong chốc lát, biến như hắc động. Cực cảnh, triệu bân thấy chi, lông nghi không nhịn được hơi nhíu. Người kia, vậy mà có thể tự do khống chế cực cảnh. Hắn, chính là tan tổ năm đó thăng đạo trước, lưu lại khu xác. Đầu rồng ngọc tỷ chẳng biết lúc nào tỉnh ngủ, cằn nhằn rồi một tiếng. Tan tổ là cái nào? Từng làm qua thiên đạo, nói như vậy triệu công tử trong nháy mắt rõ ràng vốn dĩ tang thiên cùng thánh ma là cùng loại người hắn bắt đầu minh bạch vạn cổ trước tang thiên vì cái gì có thể đem thủy tổ đánh cho tàn phế bằng nhiều hơn nửa chính là chỗ này cực cảnh thế gian bá đạo nhất trạng thái bất tử không thương bất hủ bất diệt dù chỉ còn một giọt huyết cũng có thể cải tạo kim thân oanh chính nói lúc tang thiên chi thể phách có lộng lẫy thần mang sông lên trời mà lên này thần mang phách thiên tuyệt địa thiên kiếp tụ ra lôi hải, đều bị đụng xuyên thủng. Nóng người, đến đây kết thúc. Mở treo chính là không giống vậy. Tang thiên nói chuyện ngữ khí, đều biến trí cao vô thượng rồi. Lại một lần, hắn như quan sát sâu kiến bình thường, bế nghệ triệu bân. Không được hoàn mỹ chính là, cái kia giữ tận trạng thái, đặc biệt ảnh hưởng uy nghiêm. Cực cảnh chính là hắn dưới đáy bài, vốn định giữ đến đặc thù thiên phạt lúc chấn chàng tử đấy. Hết lần này tới lần khác, Triệu Bân chỉnh hắn chật vật không chịu nổi, cần phải sớm hoạt động cực cảnh. Kế hoạch bị đánh loạn, tâm tình của hắn có thể tốt rồi mới là lạ. Giữ tận trạng thái, chính là hắn lúc này tâm cảnh chi khắc hỏa. Bọn đạo trích hạng người, không có tư cách làm đối thủ của ta. Triệu Bân nhẹ nói, bước cách tùy theo rơi vào giai cảnh. Xong việc nhi, hắn liền quay đầu chạy, một bước chui ra khỏi thần phạt thiên địa. Hắn cũng không phải sợ tang thiên, mà là hắn lâm trận đổi chủ ý rồi muốn dắt chó đi dạo khó được thiên kiếp nếu không dựa thế gọi cừu ra quả thực thật xin lỗi lão tổ trước nơi nào đi tang thiên một câu băng lãnh dẫn thiên kiếp vượt thiên đuổi theo ta chạy triệu bân một cái mộng trở lại thiên cổ chạy tới rồi khác một phiến thiên địa phanh tang thiên cũng quả thật thần thông quảng đại vậy mà có thể đuổi theo tỉnh mộng thiên cổ triệu bân chân trước còn chưa đứng vững hắn chân sau liền tới rồi không nói lời gì lăng thiên chính là một đao chém nứt rồi thiên địa cũng bổ triệu công tử thần khu tan vỡ nhà rột gặp trời mưa cả đêm thiên kiếp lắng xuống nguy hiểm đem hắn thôn diệt ta lại chạy triệu bân vạch tìm tòi lôi hải lần nữa lăng không tiêu thất ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào tang thiên giải rác một câu chấn sụp nữa bầu trời oanh phanh hủy đi nhà hai người bọn họ tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp đấy triệu bân mở chạy phía trước tăng thiên đuổi giết ở phía sau. Đó là gặp núi lở sơn, gặp thủy che thủy, phàm là bọn hắn đặt chân chi địa, vô luận là dãy núi, u cốc, thương nguyên, rừng rậm, không một không bị làm thành phế tích, thậm chí bỏ chạy hồi lâu, thành mảnh vết nứt không gian vẫn xé rách không chỉ. Cùng ngươi chiến, là thật bẩn ta đau tai. Chân áp ngươi, nói chi cần nhà ta thủy tổ. Năm nào, nhất định hái ngươi đầu lâu, làm cái bô. Thần triều chi chủ không chỉ có thể đánh kháng đánh, miệng vẫn đặc biệt toái cái miệng nhỏ nhắn ba ba đấy bắt được cơ hội liền đối với tang thiên một hồi chế ngạo tự nhiên hắn đây không phải là xính miệng lưỡi chi lực mà là phép khích tướng chỉ có đem đối thủ chọc giận mới có thể toàn cơ bắp theo dõi hắn không buông tay chỉ có theo dõi hắn không thả thiên cục mới an toàn hắn có thể yên tâm dắt chó đi dạo không thể không nói hắn như vậy phép khích tướng đích xác rất vụng về vụng về cũng tốt sử dụng nhìn tang thiên hắc động con mắt đã thấy huyết quang hắn là người phương nào, vang dội cổ kim tang thiên quân, cường như vĩnh hằng thủy tổ, đều bị hắn đánh cho tàn phế qua, như thế thân phận, như thế bối phận, chưa từng bị người mắng qua, biết rõ đối phương khích tướng, có thể lửa giận vẫn là ép không được đi trà sát đi lên tháo chạy, như thế nhất tháo chạy không quan trọng, chân áp triệu bân tâm tư, không biết thành ma chướng, vẫn là thành chấp niệm, tựa như bất diệt lạc ấn, kéo xuống đều xóa không mất. Vẫn là đại thần đâu, tại đây tâm cảnh, minh giới chúa tể là quần chúng, sách lưỡi không thôi người hiểu quá mức càng cường đại người càng kiêng kỵ bị người mạo phạm uy nghiêm càng không nói đến là hắn đã từng quan sát một cái sâu kiến Phạm giới chủ tể nói rằng đổi lại hắn cũng sẽ như tam thiên không làm chết triệu bân không bỏ qua coi chừng chút lâm tri họa một tiếng khẽ nói lời này vừa nói ra hai chúa tể đều sờ lên cái cằm họ triệu người kia không phải giảng võ đức đấy khó tránh khỏi chạy trốn chạy trốn liền chạy bọn hắn nơi này đương nhiên không phải nói chuyện phiếm mà là mời bọn hắn ăn xét đánh chúa tể như bị người kéo đi bị động ứng kiếp không được lôi đình tức giận nói trắng ra triệu bân có khả năng rồi mượn tay của bọn hắn chỉnh đốn tang thiên cái này ý nghĩ tốt nhiều ngày không đụng đồ xứ bọn hắn đều nghèo triệu bân cùng tang thiên nếu thật đến nhất định hung hăng thịt bọn họ một đao siêu tại tam giới chế tài người nhìn nhìn xem triệu bân lại vào mộng lần này hắn ảo tưởng có chút xa, trực tiếp làm ra phàm trần. Chỉ là, hắn không đi tiên giới, càng không tiến địa phủ, mà là nhập thần giới. Thần giới tinh không, vẫn là như vậy minh mông bao la bát ngát, liếc mắt một cái nhìn không thấy phần cuối. Cũng không cần đến phần cuối, liền có thể tìm được cửu ra. Cái kia không, Phật quốc ngay tại cách đó không xa bầy biển đâu. Đừng hiểu lầm, hắn không phải đến ghép nhà đấy, là tới hủy đi nhà đấy. Phật quốc có nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Khéo hiểu lòng người hắn, nhất định thỏa mãn Phật tâm nguyện. chương 2223, dựa thế phá Phật quốc. ầm vang, có một không hai thần phạt, chấn tinh vực lay động. Phật quốc chỉ, đều bị đuổi tản ra rồi một mảng lớn. Như chuông lớn giống như tiếng tụng kinh, cũng bị lôi minh, cường thế che giấu. Thiên kiếp, đi ngang qua nơi đây người, nghe động tính, trước tiên bu lại. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo huyết xối bóng người, từ thiên ngoại hoành lật trí cái mảnh này thiên. Đúng là Triệu Bân, vừa rồi một bước chưa có chạy ổn, đã trúng tang thiên nhất kiếm. Một kiếm này, thiếu chút nữa đem hắn đưa đi về nhà, nguyên thần chân thân gặp trọng thương. Chân áp, Tang Thiên theo sau liền đến, diễn xuất rồi một tòa bảo tháp, từ thiên nện xuống. Tháp có thiên kiếp lôi điện trợ uy, tựa như núi lớn cự nhạc, trầm trọng vô cùng. A, à, Triệu Bân tránh không kịp bị ép vào rồi trong đó. Vô số lôi đình thiểm điện tập kích thân, nguy hiểm đem hắn kéo diệt. Tại đây, còn có vô số pháp tắc, hướng hắn bổ tới. Quỷ mới biết được tăng thiên tu cái gì đạo, cái kia pháp tắc biến hóa kỳ lạ phi thường. Chịu một cái đạo công phạt, triệu bân chi thể phách, lại một lần tán giá. Phá! Triệu bân oanh một bước xác định thân, một quyền oanh xuyên thủng bảo tháp. Chờ đợi tăng thiên ba cái, hắn đã như một đầu thương long vọt người mà ra oanh, phanh, lại là chấn thiên ầm vang, hai người tại kiếp ở bên trong, đánh chính là khí thế ngất trời. Từ trông về phía xa nhìn, cái kia chính là một phiến lôi cùng điện thế giới, tích cực hủy diệt. Tinh vực bởi vì đổ sụp, vô cùng tận vết nứt không gian, nổ tung một đạo lại một đạo. Vĩnh hằng thể, là hắn không thể nghi ngờ. Vừa vặn mấy ngày này không có nhìn thấy hắn. Cùng hắn ác chiến chi nhân, là nhà ai đấy. Có lẽ động tính quá lớn, càng ngày càng nhiều người hàng lâm cái mảnh này tinh không. Không thiếu đại thần, từng cái tầm mắt cao thâm, xem triệu bân con mắt rất sâu thúy, xem tăng thiên con mắt càng thâm thúy, cái kia thiên kiếp bá đạo đến cực điểm, tuyệt không phải bình thường thần, thế nhưng, bọn hắn lịch duyệt nông cạn, trong lúc nhất thời không nhìn ra là ai. Nghe nói, triệu bân đem đại đạo thiên cục, đem đến phàm trần. Ân, lần thứ năm thần ma đại chiến, hơn phân nửa đã kéo ra màn che. Độ kiếp người, cuối cùng thần thánh phương nào, thiên kiếp lại đáng sợ như thế. Nhiều người, từ không thể thiếu tiếng ồn ào. Lạc ấn hình ảnh người, cũng là nhiều không kể xiết. Xem Phật Quốc, cũng có bóng người đi ra, có Phật, cũng thần vương điện thần, thấy triệu bân, cũng lông nghi hơi nhíu, người kia không phải tại phàm trần sao còn có tăng thiên, đỉnh lấy thần phạt không đi phá thiên cục, cùng vĩnh hằng thể kéo cái gì nhẹ. Phốc, vạn chúng nhìn chăm chú dưới triệu bân lại đẫm máu, cưỡng ép thoát ra thiên kiếp. Tang thiên cực tấn tập trung, một bước theo đuổi tới đây, vung lên thần đao chém liền. Đến bước này, thế nhân mới nhìn rõ cái kia chân dung, cũng thấy rõ hắn hình thái. Là cực cảnh không thể nghi ngờ, cái này, liền như bước, mở ra bất tử bất diệt tiếp nhận thiên kiếp. Tang thiên đạo hạnh cao thâm tiền bối, đều kinh hãi rồi một tiếng. Ai là Tang thiên, tuổi trẻ thần minh, đều nhìn về rồi lão ra hỏa. Hắn là cùng vĩnh hằng thủy tổ một cái thời đại người, tự xưng, Tang thế thiên quân. Vạn cổ trước, đánh cho tàn phế vĩnh hằng thủy tổ chính là hắn. Chính là kia một trận chiến phía sau tang thế thiên quân tiêu trừ thế gian. Vô tận thế sự xoay vần, cái kia tôn đại thần lại vẫn còn sống. Xăm ba câu, tinh không tái khởi sóng to gió lớn, thế gian ngọa hổ tàng long, lại là cái tuyệt đại loại người hung ác, chiến qua vĩnh hằng thủy tổ đích nhân vật, sống thời đại này, không ngờ đối địch vĩnh hằng truyền thừa, cái này chính là trong truyền thuyết chân ái. Ta chạy, triệu bân một cái thuấn thân, vượt qua tinh khung, đã rơi vào phật quốc bên ngoài hắn muốn sát đi vào dạo chơi thế nhưng có bảo hộ thiên kết giới đụng đầu rơi máu chảy không vào được không có chuyện tang thiên đã sát qua được hắn tới đây không quan trọng cái kia thiên kiếp cũng như bóng với hình phật quốc kết giới ngay tại chỗ bị lôi đình xé mở một đạo vết nứt triệu công tử tặc tự giác xuôi theo cái kia khe hở liền chui vào thấy chi thế nhân khóe miệng mãnh liệt co lại xúc bởi vì tang thiên cũng tiến vào cấm khu có thể không phải bình thường địa giới, cái kia, thế nhưng trí cao truyền thừa. Trong đó, cất giấu quá nhiều thần, như tập thể gặp xét đánh, có thể không náo nhiệt. Náo nhiệt, nhất định náo nhiệt. Triệu bân đi vào không có gì, tang thiên cũng đi vào, cái kia chính là long trời lở đất rồi. Từ xa phương hướng nhìn ra xa, Phật quốc bảo hộ thiên kết giới, trong một chớp mắt liền bị chém nát. Kết giới phía sau, chính là che giấu cấm chế, hủy một phiến lại một mảnh nguyên nhân chính là che giấu sụp đổ thế nhân mới có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó cảnh tượng không hổ là phật môn thánh địa vô số chính là chùa miểu phật tháp cùng bảo tự mà nhất trói mắt đấy không phải phật quang không phải phật gia xá lợi nhất trói mắt đấy là cái kia từng cái một sáng loáng chỉ ngói sáng lên cái ót nhi phốc giặc giặc bị động ứng kiếp phật môn thánh địa tức thì gặp nạn thế nhân xem rõ ràng là mắt thấy từng tòa chùa miểu bị lôi đình bao phủ đấy, Phật tháp cùng bảo tự, cũng là một tòa tiếc một tòa sụp đổ, gạch xanh, mái ngói, thạch đá sỏi. Đó là đầy trời bay tứ tung. Sau so đây càng trói mắt đấy, là nhiều đóa nhuộm Phật quang huyết hoa, mỗi một đóa đều là một cái sống động mạng, gánh không được thiên kiếp, bị lôi đình bổ diệt, thậm chí hảo hảo một phiến tịnh thổ, lật lên thao thiên huyết phụ, kêu thảm thiết cùng kêu rên, không một không thê lương. Tang thiên, Phật quốc lão tăng hét to, cầm theo thiền trượng đi ra Phật tháp tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, là thần vương điện giáo chủ, con người màu đỏ tươi không chịu nổi, nhà hắn người, cũng bị đánh chết rồi không thiếu, trong đó không thiếu đính thiên cấp đại thần. Tu vi cao không có sâu dùng, có thể cùng tăng thiên so yêu nghiệt cấp bậc người, Phật quốc cùng thần vương điện, đều tìm không ra cái gì, thế nào gánh vác được hắn kiếp. Cốt, tăng thiên hắc động con mắt, cũng tràn ngập cái này huyết quang. Hắn có thanh tỉnh thần trí, cũng là không quan trọng, mời hắn rời núi thủ lao, cũng chính là độn giáp thiên tự, hắn từ lâu thu chờ đợi bắt lại Triệu Bân, chính là công đức viên mãn. Đến mức Phật quốc Phật cùng thần vương điện chí tôn, dù sao không phải nhà hắn đấy, yêu người nào người nào. Ngươi. Thần vương điện giáo chủ một hơi không có đến, máu tươi phun máu. Lúc này, liền Phật quốc lão tăng đều lục căn không thanh tịnh rồi, chỉ có một câu mắng nương lời nói, để diễn tả lúc này tâm tình, cái này chính là vạn cổ trước tuyệt đại đại thần nơi nào có nửa phần khí ước tinh thần tốt xấu là liên minh, như thế lừa bịp. Tam Thiên lười nhắc tới lời thừa, tập trung tinh thần đuổi giết Triệu Bân. Hắn đáp ứng cấm khu phá thiên cục, cũng không hứa hẹn không ở Phật quốc độ kiếp. Mở, ra tới lăn lộn đấy, ai còn không có điểm ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt. Như Triệu Công Tử, lúc này liền mở ra luân hồi bí văn, lúc cách nhiều ngày, lại một lần mượn kiếp trước chi lực, đem chiến lực, tăng lên tới đỉnh phong. Dù vậy, hắn vẫn như cũng chưa đủ nhìn, Phật quốc quá nhiều đính thiên đại Phật, thần vương điện trí tôn, cũng là một cái so một cái đáng sợ, hắn cái này tiểu đế thần, quả thực chưa đủ. Cũng không sao, hắn là đến hủy đi nhà đấy, cũng không phải là đến đánh nhau đấy. Chỉ cần tẩu vị đầy đủ tao, ai cũng bắt bớ không được hắn. Một câu, nơi nào người nhiều hướng nơi nào gom góp, dựa thế phá Phật quốc. Nơi nào đi, tăng thiên lại theo đuổi trí, thiên kiếp lôi đình cùng thiểm điện, phô thiên cái địa. Triệu Bân không cùng chi cứng rắn chiến, lại một bước kéo dài qua cửu thiên, đã rơi vào Phật quốc đại điện. Nơi đây, nhiều người. Nơi đây, cũng cất giấu trận cước. Muốn hủy diệt Phật quốc càn khôn, chiều chết hủy đi trận cước là được rồi. Còn có trận văn cùng lạc ấn, đều cho hắn tạo cái nát vụn. Cái này, đều là vì ngày sau đạp bằng Phật quốc làm chuẩn bị. Không có càn khôn thủ hộ, nhìn ngươi nha lấy cái gì cản. Hợp lực, sát diệt hắn đang ở trước điện phật quốc đại thần cũng tế ra bản mệnh thần khí tới một đạo thần vương điện trí tôn cũng mở sát sinh đại thuật bọn hắn ngược lại xem thông thấu tang thiên như vậy làm ẩm ý cũng bởi vì triệu bân chỉ muốn tiêu diệt người này tang thiên sẽ tự thối lui bọn hắn cũng miễn cho gặp xét đánh như vậy thần khí vừa rồi thăng không chúng phật liền thu trở về xoay người liền chạy bên cạnh thân thần vương điện trí tôn cũng như thế đánh cũng không đánh phi thân liền đi không trách bọn họ như thế, bởi vì tới được không chỉ triệu bân, còn có tang thiên. Sợ là không chờ đem vĩnh hằng thể sát diệt, bọn hắn trước hết bị lôi đình chém thành hôi rồi. Oanh! Triệu bân một bước rơi xuống, đạp sụp đại điện. Chờ đợi tang thiên giết tới, trực tiếp san bằng rồi thiên địa. Phốc! Đá vụn văng tung tóe ở bên trong, lại là một phiến huyết quang. Có quá nhiều trí tôn táng diệt, thân tử đạo tiêu. Ma trướng rồi! Đầu rồng ngọc tỉ một tiếng thì thầm, nói là tăng Thiên. Người kia muốn chân áp Triệu Bân, có vẻ như đã liều lĩnh. Ngẫm lại cũng thế. Hôm nay như thả Triệu Bân chạy, còn nghĩ tìm hắn, chính là mò kim đáy biển. Trung Quy, tu mộng chi đạo đích nhân vật, nếu nghĩ ẩn núp, người bình thường tìm không được. Nói cho cùng, vẫn là Triệu Bân tự thân giá trị. Vô luận là đế tổ, vẫn là Tang Thiên, muốn đều chẳng qua là một cái thân dung độn giáp, phải này tạo hóa liền có thể khiêu thoát vũ trụ, người nào thấy không điên cuồng. chương 2224, vô đề. Tốc chiến tốc thắng. To như vậy trí tôn thành, không biết mở ra bao nhiêu chiến trường. Theo hư vô quan sát, nói là mọc lên như nấm cũng hào không quá đáng. Nhiều người, tự có người nhiều hơn chỗ tốt. Chưa có người đơn đấu, cơ bản đều là quần ẩu. Thảm chính là bị nhốt cục trong thần ma, lên trời xuống đất, cũng không có bọn hắn đường ra, hoặc là bị đồ diệt, hoặc là bị chấn áp, nhiều đóa đỏ tươi huyết hoa, chán đầy tốt đẹp sơn hà, thậm chí mênh mông hư không, đều bị nhuộm hồng cả. Đây là thế nào, thần tiên đại chiến sao? Không rõ ràng cho lắm đấy, là đại hạ con dân, nhiều tù tại đầu tường, hướng ra ngoài nhìn xem, con mắt có thể xem chi địa, đều là chiến hỏa, sấm sét vang dội ở bên trong, phần lớn là bay tán loạn bóng người, mỗi có một phen va chạm, tất có lộng lẫy ánh lửa bắn ra. Cũng chính là chiếu đến như vậy ánh lửa, có từng khỏa nhúm máu thiên thạch, rơi xuống cửu thiên. a à, không đúng, không phải thiên thạch, mà là từng cái sống động sinh mệnh, nền không gian sụp đổ, đụng đại địa lay động, kêu thê lương thảm thiết, là bọn hắn phát ra từ linh hồn gào thét, giống như lệ quỷ kêu rên, nghe người ngăn không được run sợ. Còn tốt, các đại thành trì đều có đại trận cùng kết giới che chở, dù ngoại giới đánh chính là lại long trời lở đất, đang ở thành trong, cũng không trở thành gặp uy lực còn lại ảnh hưởng đến. Tang thiên Cục trong có kêu rên, cục ngoại cũng có gào thét. Cấm khu chi chủ đã nộ phát cuồng, trong lòng đã đem tang thiên, liên đới nhà hắn tổ tông, lần lượt chào hỏi rồi một lần. Tốt xấu là đánh cho tàn phế qua vĩnh hằng thủy tổ tuyệt đại loại người hung ác, có một không hai thần phạt đều mở đi ra, tới rồi, lại liền một cái tiểu đế thần cũng bắt không được, bắt không được thì thôi, vẫn hú cấm khu thương vong thảm trọng. Gen sắt, còn phải tự thân cứng rắn. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích heo đồng đội, không muốn cũng được nói đến đồng đội hung thần ác sát a la phật tôn tại một trong nháy mắt thông suốt dơ lên con mắt tới chẳng phân biệt được trước sau đấy là thần vương điện chủ hai người đều tại trước trong nháy mắt đã nghe được phật quốc tiếng cầu cứu lời nói không nhiều chỉ giải rác một câu tang thiên cùng triệu bân tại phật quốc đáng chết thần vương điện chủ phẫn nộ gào thét lúc này dẫn bản thân trí tôn sát hồi rồi thần giới so với hắn nhanh hơn đấy là a la phật tôn cũng dẫn chúng Phật, lao tới lão ra. Không khó nhìn thấy, bọn họ diện mạo, đều giữ tợn không chịu nổi. Triệu bân tại Phật quốc không có gì, tang thiên đi cũng không trở ngại, nhưng dẫn thần phạt đi vào, cái kia chính là một trận tai nạn rồi. Thiên kiếp cũng mặc kệ người có phải hay không chí cao truyền thừa, ai tới đều chiếu bổ không lầm. Chết mấy tôn thần không quan trọng, nếu là càn khôn bị phá, vậy thì là có tính chất hủy diệt nguyên khí đại thương rồi. Hai nhà triệt binh, xem cái khác cấm khu chi chủ đều trao mày a à, la phật tôn cùng thần vương điện chủ đi như vậy gấp đích thị là lão già bị hủy đi hủy đi nhà người hơn phân nửa chính là tam thiên đến mức vì cái gì chạy tới phật quốc độ kiếp đích thị là đuổi theo triệu bân đi vào rõ ràng hố phật quốc rút lui tiên tôn nghĩ cũng không nghĩ cầm trong tay chấn thiên kỳ đăng thiên mà đi hắn đi lần này chỉnh cấm khu đại quân cũng như thủy chiều xuống bình thường đi hào không yếu kém cũng không thể lại đặt cái này hao tổn rồi phải trở về thủ nhà triệu bân có thể dẫn tang thiên đi phật quốc từ cũng có thể dẫn kia đi địa ngục thần khư tiên mộ cùng ma vực thật vất và tu tốt khàn khôn cũng không thể bị thiên kiếp trẻ hỏng rồi cấm khu triệt binh tuyên bố rõ ràng lần thứ năm thần ma đại chiến xuống hạ duy mạc lại một lần trí cao truyền thừa không công mà về lúc đến có nhiều lớn lối lúc đi liền có nhiều trật vật oanh phanh cấm khu mặc dù rút lui có thể trí tôn thành trong đại chiến, còn chưa kết thúc. Đóng cửa đánh chó, vây khốn thú chi tranh, cục trong thần ma, không có một cái đều khiêng ở công phạt, không phải tại bị đồ diệt, chính là tại bị đồ diệt dọc đường. Lời phân hai đầu, Phật môn thánh địa, cũng như trí tôn thành, đầy trời huyết vụ. Khác biệt chính là, thần triều là hoành đẩy cấm khu trí tôn, mà Phật quốc, thì là bị thần phạt, theo đuổi đầy thiên địa khai chạy, chạy chậm một bước, liền sẽ bị lôi kiếp thôn diệt. Thần là vật sống, làm chỉ là có thể tạm lánh phong mang nhưng phật quốc bảo tháp chùa miều đại điện trận văn cũng không có trưởng chân xử cái kia bất động chính là từng cái một mục tiêu sống đã chúng xét đánh thành mảnh như mọc thành phiến tan vỡ lúc đến bước này khắc càn khôn đã phá mà lại là tu không tốt cái chủng loại kia phật quốc cũng muốn suy tàn rồi tại ngoại người xem náo nhiệt cũng không khỏi hít sâu một hơi càn khôn thậm chí cao truyền thừa dưới đáy uẩn một khi phá chính là băng rồi căn cơ, lại thu lại không được khí vận, khí vận tan tác, có thể không suy tàn. Như thế ví dụ, trên lịch sử nhiều không kể xiết, quá rất cường đại truyền thừa, chính là như vậy hướng đi suy vong đấy. Cho nên nói, triệu bân cái này một phiếu, làm là thật mẹ nó xinh đẹp, đế tiên thời trước, chỉ là sát đi vào làm ẩm ý, nguyệt thần năm đó cũng không dung chuyển Phật căn cơ. Hắn liền tốt, dựa thế thần phạt, náo Phật môn thánh địa chính muốn tan giã. Ẩm vang, thế nhân nhìn nhìn xem, Phật quốc lại hủy một tòa chùa miểu. Đá vụn văng tung tóe ở bên trong, quá nhiều Phật đà bị vùi lấp, không chờ leo ra, liền đã chúng xét đánh, có thể thoát ra tìm đường sống người, ít càng thêm ít, phần lớn đều táng tại kiếp trong. Chân áp, tam thiên thanh như lôi chấn, năm ngón tay đại thủ bao trùm thiên địa. Triệu công tử đi đứng, liền rất là trơn trượt rồi. Hắn là đến hủy đi nhà đấy, không phải đến đánh nhau đấy, máu đủ kình phong mở chạy là tốt rồi, có một không hai thần phạt, chính là lớn nhất sát khí, một phiến lôi hải thôn đi tới, quản ngươi là Phật vẫn là ma. Cũng phải quỳ, chạy đi đâu, tang thiên hét to, như bóng với hình, đuổi sát không buông. Tuyệt đại loại người hung ác, diện mạo là dữ tợn đáng sợ đấy. Hắn là nghiêm trọng đánh giá thấp triệu bân, dù mở cực cảnh, vẫn là bắt bớ không được kia hàng, kháng đánh đã như vậy rồi, độn pháp vẫn tạc mẹ nó đoạt thiên tạo hóa. Một hai trở về tốt. Thời gian lâu dài, dù là tâm cảnh của hắn cũng không khỏi có chút giáo rối loạn. siêu đang khi nói chuyện triệu bân lại vượt qua một phiến thiên địa không chút nào ham chiến. đừng bắt được một nhà hố a à, đầu rồng ngọc tỷ cằn nhằn rồi một tiếng. chí cao truyền thừa sao thần giới còn nhiều mà như tiên ngộ cùng ma vực như địa ngục cùng thần khư bọn chúng đều là nội tình hùng hậu chủ không đi đi dạo một vòng nhi đi dạo nhất định đi dạo triệu bân một cái mộng trở lại thiên cổ chui ra khỏi Phật quốc. Hắn lại hiện thân, đã là một phiến quang huy phổ chiếu tinh vực. Vượt qua nhìn từ xa, có một phiến minh mông thần thổ, cổ xưa, tang thương, kỳ quái. Cái kia, là bà la ma vực, ngũ đại cấm khu một cái. Cũng như Phật quốc, ma vực cũng có hộ thể kết giới, mà lại rất mạnh hoành. Oanh! Hắn cái này mới đứng vững, tang thiên liền tới rồi, ước vạn lôi đình xé rách. Ma vực bỗng nhiên bị kinh động, mấy trăm đạo thần quang, đồng thời sát ra cũng đính thiên đại thần mắt thấy triệu bân cùng tăng thiên cũng bỗng nhiên biến sắc phật quốc tai nạn bọn hắn đã có nghe ma vực cũng không thể bước phía sau trần hợp lực kích sát chúng thần ma hừ lạnh tập thể công phạt đến đi bảo bối đám triệu bân không chút nào sợ ngược gió nhi đã tới rồi như vậy tăng thiên lần này cũng không đuổi theo còn có thiên kiếp thiểm điện cũng trong khoảnh khắc chôn vùi chỉ là thần phạt cũng không kết thúc hoặc là nói, lôi kiếp phía sau đặc thù thần phạt, kéo ra màn che. Quỷ dị hơn chính là, tang thiên cực cảnh trạng thái, lại tản đi rồi. Ái ơ uy, đầu rồng ngọc tỉ một tiếng kinh dị. Tình huống nào, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa hỏi. Hắn cái này đặc thù thần phạt, không nhìn cực cảnh. Đầu rồng ngọc tỉ lời nói ung dung. chương 2225, thiên đạo thần phạt. Tang thiên lôi kiếp mặc dù tản, có thể thần phạt thiên địa ẩm vang, cũng không trôn vùi, chẳng những không chôn vùi vẫn còn so sánh lúc trước lôi minh đến càng cường càng bá đạo tựa như tận thế chuông tang nhiều nghe một tiếng đều rất cảm thấy run sợ thật mạnh kiếp đánh tới ma vực chúng trí tôn đều mãnh liệt xác định thân cũng không dám đi phía trước gom góp kiếp nạn này không phải đùa giỡn a à, đang ở kiếp trong triệu bân thì tiếng rên rỉ lờ mờ xem cái kia mi tâm luân hồi bí văn vậy mà tản hắn mượn tới kiếp trước chi lực cũng ở đây cái trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Cái này nhất tán không quan trọng, hắn một bước cũng không có thế nào đứng vững đấy, nguy hiểm ngã xuống hư không. Mượn kiếp trước chi lực cấu bệnh, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Thêm với toàn thân tổn hại, khí thế của hắn, đã là rất xuống nghìn trượng rồi. Cái này cái gì kiếp, triệu bân lảo đảo một bước mới đứng vững. Thiên đạo thần phạt, đầu rồng ngọc tỷ cho xác định đáp án. Nghe thấy chi, triệu bân ánh mắt thâm thúy. Thiên đạo thần phạt hắn không thấy qua, nhưng mới có thể quy thành loại nhân quả kiếp. Chỉ vì tăng thiên là tăng tổ thăng đạo trước lưu lại khô xác, mặc kệ pháp lực thao thiên, cũng chém không đứt cùng thiên có quan hệ nguồn gốc, nơi nào có không liên lụy nhân quả. Cái này cũng không có cái gì. Hắn tâm sợ là, này thiên kiếp cũng không tránh khỏi tà dị quá nói chuyện không đâu. Cực cảnh a, bất tử không thương, bất hủ bất diệt, lại đều bị che đậy rồi. Còn có hắn luân hồi bí văn cùng kiếp trước chi lực, cũng đồng dạng bị cường thế xua tán. Xem tăng thiên, tựa như cũng có nào đó giác ngộ, lông mày đã là gắt gao nhăn dưới. Thế gian thiên kiếp thiên ngàn vạn, vẫn là có như vậy cái gì, là nghịch loạn quy tắc đấy. Như hắn trận này kiếp, liền không giống bình thường, nhấc lên thiên, tuyệt không phải tiểu đà tiểu nháo. ầm vang, lôi điện hiện ra, toàn bộ thần phạt thiên địa, đều đọa nhập rồi hắc ám. Hắc ám thấp thoáng ở chỗ sâu trong, có khai thiên tích địa chi cảnh, tựa như như ngầm hiện. Triệu Bân không nhìn thấy pháp tắc thân, cũng tại trong ánh trăng mờ trông thấy một tay. Là Diệt Thế đại thủ, tựa như từ tuế nguyệt phần cuối mà đến, mong muốn không thể liền. Năm nào, ta nhất định trấn áp ngươi. Tang Thiên một câu, như vạn cổ oanh lôi, chấn tinh không đều sụp đổ rồi. Dứt lời, liền thấy hắn một bước bước ra, trong nháy mắt mất tung ảnh. Đã là thiên đạo thần phạt, vậy thì phải tìm cái không ai chỗ, lén lén lút lút đổ kiếp rồi bất sau kiếp suy yếu bị những người khác bổ đao hắn đi rất không cam lòng bởi vì tại đặc thù thần phạt hàng lâm trước không thể đem triệu bân bắt lại đó là một cái tiếc nuối không biết được hắn lại trở về lúc vẫn là có thể hay không tìm được tiểu tử này tu mộng chi đạo người có thể không thế nào dễ tìm cũng không thế nào tốt bắt nơi nào chạy triệu bân vượt thiên mà đến cũng là không biết nên hướng nơi nào theo đuổi không còn lôi minh không còn âm vang âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đừng tìm, hắn đã không ở trong vũ trụ đầu rồng ngọc tỷ tiếng phiêu miểu. Đi vũ bên ngoài độ kiếp, cái này cũng được Long Uyên ngạc nhiên nói. Thiên đạo đã từng là khu xác, có đặc quyền thần lôi cũng nói. Cái này không lời thừa sao. Đầu rồng ngọc tỷ như ra ra của trách tôn tử, có phần có mấy phần bức cách. Lời tuy nói như vậy, hắn ngữ điệu khí, khó nén cũng là tiếc nuối. Tang Thiên có thể không phải bình thường trí tôn, để cho hắn lưu hậu hoạn vô tận. Trừ nay, chính là độn giáp thiên tự, Tang Thiên có rất nhiều, lại không đoạt lấy đến. Triệu Bân không nói, ánh mắt sáng tối bất định. Quả nhiên, có thể đánh tàn thủy tổ tuyệt đại loại người hung ác, không phải hư danh nói chơi. Tang Thiên xem thường hắn, hắn làm sao không phải vậy đánh giá thấp Tang Thiên, vẻn vẹn cái này độn pháp, liền vô tích có thể tìm ra. Chỉ này một điểm, hắn liền cùng Tang Thiên kém điểm hỏa hậu ít nhất, đối phương có thể đuổi theo của hắn mộng trở lại thiên cổ. Mà hắn, lại theo không kịp người kia mở chạy tốc độ. Chiến qua cùng đuổi theo kịp, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Phong, tang thiên đi rồi, ma vực chúng thần giết tới đây, thi triển giam cầm chi pháp. Chợt, liền thấy hư vô rung động, có một đạo tráng kiện ma trụ từ trên trời giáng xuống. Siêu, triệu bân xem cũng không xem, thoáng chốc trốn vào mộng cảnh, không thấy tung tích. Xong, hắn lúc trước đứng thẳng chi địa, liền bị ma quang trụ nhất kích oanh xuyên. Đáng chết, ma vực chúng thần cũng nghiến răng nghiến lợi, khó được triệu bân suy yếu, không có bắt được. Chờ đợi thu thần thông, chúng thần mới lui về ma vực, đại quân đã theo phàm trần trở về. Có lẽ là bọn hắn đi rất gấp, chưa từng phát hiện, trong bóng tối có người ẩn núp. Chăm chú nhất nhìn, đúng là vong linh thủy tổ, như một cái u linh bay tới trôi đi. Nói ẩn núp, không xác thực, hắn là đã tới chậm, đồng dạng không có bắt được vĩnh hằng thể. Đừng lười biếng, đều rời đến bảo khố. Cây đao này, lão phu thực là ưa thích. Nhiều người lực lượng đại, thật là không giả a. À. Triệu bân trở lại trí tôn thành lúc, thần triều chính đặt cái kia quét dọn chiến trường. Nhất chuyên nghiệp chính là đại thần, chính top 5 top 3, tu công phạt đại trận. Tự nhiên, cũng có không làm việc đàng hoàng đấy, như cuồng anh kiệt, liền sách ba thanh kiếm, phân biệt nhét vào khôi cương, chiến thiên hành cùng bất hủ thần thể trước mặt. Đánh cuộc sao, người nào thua, vung đao tử cung, thật vừa đúng lúc, thuộc về hắn chém thần ma nhiều nhất. Về nhà xem hài tử, sơ giao cổ thần đến rồi, dắt lấy bất hủ thần thể lỗ tai đi rồi. Cầm tiên tử cũng tới, kéo rồi chiến thiên hành cánh tay, về nhà tạo em bé. Chỉ có khôi cương, bản bản trọn vẹn xử tại đó, trước nước nhìn bất hủ thần thể, lại nhìn sang chiến thiên hành, cuối cùng, ánh mắt mới đặt ở lão cuồng trên người, ra hỏa này bên cạnh thân cũng có một đại mỹ nữ, mà lại vẫn là bên ngoài vũ trụ đến đấy. Ở đâu ra không trọng yếu. Quan trọng là, liền hắn là cái độc thân cầu. Làm cái gì, chém nơi nào, cuồng anh kiệt một mặt không kiên nhẫn. Xem, đĩa bay, khôi cương một tiếng gào to, xoay người chạy rồi. Thấy chi, một đám lão gia hỏa đều lộ ra lời nói thấm thía thần thái. Xem đi, chấn thiên chi tử cũng đã thần chiều hóa, có phần có mấy phần đùa bước tiềm chất như chấn thiên chi thần ở lại, ắt có một câu như vậy, ta lòng rất an ủi. từ này phương hướng thu con mắt, chúng thần mới đứng dậy chạy về phía một phương. thần triều khiêng đám trở lại, chính vịn một gốc cây cây già ho ra máu, thương không phải bình thường trọng, có tăng thiên đánh ra tổn hại, cũng có thiên kiếp bổ ra vết máu, trong lúc nhất thời đều không thể khép lại. chúng thần bề bộn sợ tiến lên, riêng phần mình thi pháp giúp cái kia trừ bỏ diệt sát ý, đem làm hỏi tăng thiên triệu bân một tiếng thở dài thuận tiện còn đem một phen tao ngộ cằn nhằn rồi một lần chúng thần nghe lông nghi nhíu chặt không ngờ đến tang thiên lại cùng thánh ma là loại người mà lại vẫn rước lấy thiên đạo thần phạt để cho hắn chạy ngủ lại phải mở một con mắt còn có đế tổ cùng vong linh thủy tổ cái kia lưỡng cũng đều là khiến người ta không bớt lo chủ nói tóm lại lần thứ năm thần ma đại chiến hay là hắn thần triều đại hoạch toàn thắng mà triệu bân phật quốc một nhóm dựa thế phá càn khôn, càng là kinh thiên hành động vĩ đại. Căn cơ băng rồi, Phật quốc bị đạp bằng, chỉ là vấn đề thời gian. Đề cập Phật quốc, A à la Phật tôn sát trở lại tổ địa lúc, toàn bộ người cũng không có đứng vững đấy, Phật môn thánh địa A. Đâu còn có nửa phần tường hòa, nghiễm nhiên đã thành một phiến phế tích, Phật huyết quang, nhuộm đầy rồi toàn bộ thiên địa. Triệu bân, tang thiên, A à la Phật tôn gào rú, cất giấu vô tận lửa giận. Đặc biệt là đối với Tăng Thiên, hận nhất là nghiến răng nghiến lợi. Cái khác cấm khu cũng là ngang nhau tâm cảnh, có như vậy cái gì trong nháy mắt, bọn hắn đều thậm chí hoài nghi, Tăng Thiên là thần triều phái nhập cấm khu nằm vùng, quả thật một hồi thao tác mạnh như hổ, để cho hắn cấm khu, nguyên khí đại thương, nực cười chính là vì mời người kia rời núi, cấm khu vẫn nỗ lực thiên đại đại giới. Chương 2226, Thiên đạo chiến trường sao? Thật có lần thứ năm thần ma đại chiến. Nghe nói là tại Phạm Trần, đánh chính là cái kia khí thế ngất trời. Thương vong thảm trọng nhất chỉ là Phật Quốc, càn khôn đều oanh phá rồi. Hôm nay thần giới, so trước kia muốn náo nhiệt, vẫn là có nhiều như vậy một người, không suy nghĩ tu đạo, tụ tập nhi đều nghị luận, lời nói sự tình đều là thần chiều cùng cấm khu ở giữa ân hoán. Trước đó, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết thần chiều dọn nhà, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết thần chiều chuyển đi đâu. Chỉ biết lần thứ năm thần ma đại chiến cấm khu lại không công mà về nói lên công lao lớn nhất người không phải tang thế thiên quân không ai có thể hơn hắn một trận thiên kiếp suýt nữ hủy phật quốc cũng đem công phạt thần triều cấm khu đại quân hố dị thường vô cùng thê thảm kinh này một trận chiến trí cao truyền thừa sợ là lại muốn vắng lặng một phen táng này giống như nhiều trí tôn tại cường hãn nội tình cũng không chịu đựng nổi thần triều cũng là kiên đính trải qua nhiều như vậy chiến hỏa vẫn như cũ kiên đính tiếng ồn ào thủy triều nhiều ngày không dứt quá nhiều người tiếc nuối thật tốt một tuồng kịch sửng sốt không có nhìn thấy vì thế không thiếu thần linh vẫn ba năm kết bạn đi trước cấm khu bên ngoài tản bộ một vòng lại đi tiên giới thần minh hải nhìn nhìn phong cảnh sau đó mới vào phàm trần tìm được rồi một cái tên là đại hạ long triều quốc độ đáng tiếc bọn hắn tầm mắt có hạn xem không rõ lắm cũng bởi vì đại đạo thiên cục che giấu tự đứng ngoài nhìn ra xa cái kia mảnh minh mông thiên địa toàn bộ đều là hỗn độn một phiến. Mơ hồ trong đó, cũng chỉ có thể nhìn thấy tam lưỡng chỗ thành tường. Càng là như thế, thế nhân càng khiếp sợ, khiếp sợ triệu bân thủ đoạn, quả thật đoạt thiên tạo hóa, có thể đem thiên cục cùng đại hạ, hoàn mỹ dung hợp. Như thế, đã thủ hộ rồi thần triều, cũng thủ hộ rồi cố hương, vẹn toàn đôi bên. Khiếp sợ ngoài, đám khán giả vẫn là có thổn thức, thổn thức trí cao truyền thừa, sợ không phải bất tài đấy, lại không ngăn lại thần triều đưa đến phạm giới, cái này một cái không có ngăn lại không quan trọng, nghĩ lại đạp bằng chí tôn thành, liền khó như lên trời rồi. Có mạnh như thế hung hãn càn khôn áp chế, thần triều có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không thì đi vào ngồi một chút thủy thần đứng ở đầu tường, một câu truyền khắp thiên địa, trong lời nói ngụ ý cũng rõ lộ ra, thần triều thu người, càng nhiều càng tốt. Đừng nói, thật là có người vào thành. Phần lớn là chút tán tu cũng cũng không xuống mà lại quanh năm triệu tứ phương khi dễ truyền thừa, chuyển nhà đến tìm nơi nương tựa. Trong đó, không thiếu thiên phú yêu nghiệt hạng người. Bởi vì cái gọi là, hải nạp bách xuyên có sắc mặt chính là đại. Thu, thần triều đều thu, vào thành, chính là người trong nhà, chỉ cần đầy đủ tiến bộ, tu luyện tài nguyên cùng thông thiên chi pháp, nhiều không kể xiết. Tươi sáng rõ nét so sánh A. Không thiếu đại thần lập ở ngoài thành xem thiên cục, lại nói lời nói thấm thía ngó ngó thần triều, lại ngó ngó cấm khu, một cái tu nạp tứ phương, một cái khi dễ nhỏ yếu, khó trách phía trước có thể làm đại, khó trách người sau thất bại lại bại, nếu như thời gian đầy đủ. Lại đến như vậy mấy nghìn năm, sợ là không còn người có thể dung chuyển thần chiều căn cơ, một đường đánh lên thần giới cũng nói không chừng. Dưới ánh trang trí tôn thành, nhất phái tường hòa. Sau khi chiến đấu, không thiếu đại thần bế quan dưỡng thương. Khai sơn phủ người, vẫn như cũ có, là vì tìm nơi nương tựa người tạo nhà cho đến 3 năm ngày sau, tường hòa khí tượng mới bị từng tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ. Chăm chú nhất nhìn, mới biết là có người bị trấn áp. Ai đó, cấm khu gian tế, lúc trước ra vẻ tìm nơi nương tựa người vào thành, mà nay, từng cái một đều bị nắm chặt ra tới, đêm hôm đó, liền được an bài rồi trọn vẹn cái cổ siêu vẹo thụ phần món ăn, cấm khu thật là hảo tâm nơi nào. Cách 3 năm lần, vẫn là cho đưa tới cái gì con tin, đã đến nơi này, thì chó chi, thần triều đạo đãi khách, vẫn là rất hài hòa đấy. Ngày thứ sáu, mới thấy triệu bân xuất thành, một cái mộng trở lại thiên cổ, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo thương thế giới, hắn lần nữa hiện thân, so với đệ nhất hồi tới đây, tinh thần của hắn, bình tĩnh không thiếu, sư tôn mặc dù không có ở đây, nhưng con đường của hắn còn phải đi, vẫn cần tại nghịch thiên hành trình trên, để thăng tu vi, để thăng đạo cảm ngộ, như thế, mới có thể tốt hơn thủ hộ thần triều. O, O, N, G Long Uyên một tiếng run rẩy như một đạo thần quang bay ra. Tùy theo, chính là thần lôi cùng hỗn thiên hỏa, trên nhảy dưới tránh. Ba hàng như ba thất cởi dây cương ngựa hoang, khắp thế giới chạy loạn. Xác thực nói, bọn họ là ở tìm cơ duyên, cũng chính là đầu rồng ngọc tỷ lời nói thiên đạo tri âm. Vẫn là cái này mát mẻ. Đầu rồng ngọc tỷ cũng đi ra, tại triệu bân bên cạnh thân bay tới trôi đi. Triệu bân thì tâm vô ngoại vật, như cái rãnh rỗi du khách, trong bóng đêm đi một chút ngừng ngừng, lòng yên tĩnh không có nghĩa là là có thể tìm ra thiên đạo tri âm như hắn quanh đi quẩn lại mấy nguyệt không quá mức thu hoạch việc này gấp không được có vết xe đổ đầu rồng ngọc tỷ lần này nói chuyện rất đúng bằng phẳng chỉ sợ một lời không hợp này hàng lại quảng gánh không làm cũng không thể ba ngày đánh cá hai ngày nằm ườn nó vẫn chỉ vào ra hỏa này đưa nó về nhà đâu oanh đột nhiên một đạo lôi minh tại triệu bân bên tai vang vọng cũng chỉ hắn một người nghe thấy tiếng sấm đến đột ngột, dù là hắn chi tâm cảnh, cũng không khỏi run lên, tâm thần vẫn một phen hoảng hốt. Như vậy, lại đi lắng nghe, lôi minh đã tán. Hắn biết rõ, đó chính là thiên đạo chi âm rồi. Chỉ bất quá, này đây lôi minh hình thức vang vọng. Hắc ám ở chỗ sâu trong. Hắn chậm rãi xác định thân, như pho tượng sừng sướng bất động. Hắn đóng con mắt, tâm thần chìm đắm vào, lẳng lặng truy tìm. Cái này một chạm, lại là mấy tháng trong lúc, thấy nhiều hắn lông mi hơi nhíu, hình như có nào đó hoang mang. Hoang mang phía sau, chính là thì thào tự nói, như ngủ nói nói mớ. Lão phu bóp chỉ tính toán, hắn nhanh tìm được rồi. Đầu rồng ngọc tỷ không dám dựa vào gần quá, liền treo ở cách đó không xa. Nếu không thì thế nào nói nó là bên ngoài vũ đại thiên đạo, tính chính là chuẩn. Triệu bân vẫn thật là tìm được rồi, nhưng cũng không phải là lôi minh, mà là cầm âm. Đúng, chính là cầm âm, tựa như thần khúc, du dương, tang thương, cổ xưa. Đối với cái này, hắn hào không ngoại ý. Đạo âm cũng như dị tượng, là thiên biến vạn hóa đấy. Thiên đạo tri âm có thể vì lôi minh, cũng có thể vì cầm âm. Tốt khúc, hắn tĩnh tâm lắng nghe, nghe nghe, khóe mắt liền ẩm ướt. Là cầm âm quá thê lương, nghe nhiều lần rồi, liền không tự giác rơi lệ. Hai mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, hắn tựa như trông thấy một bộ, mông lung hình ảnh. Cái kia cũng là nhất mảnh hắc ám thế giới, có hủy diệt chi quang bay múa, có tận thế sắc thái lung chiều. Từ trong tấm hình, hắn trông thấy tiên tông thủy tổ tự tại thiên, chính trong bóng đêm, cùng người ác chiến, cùng tận sức nhìn nhìn xem, đúng là thánh ma, cũng có lẽ là thương thiên. Thủy tổ chính là đương đại thiên đạo một cái, hắn sớm biết hiểu. Có thể cùng nàng ác chiến, thánh ma hiển nhiên không đủ tư cách, đích thị là thương thiên. Thiên đạo chiến trường sao? Triệu Bân lẩm bẩm lời nói lông mi lại không nhịn được hơi nhíu. Ngoại trừ tự tại thiên cùng thương thiên, hắn vẫn trông thấy nguyệt thần, luân hồi chi quang vô cùng lộng lẫy, tay cầm chu thần kiếm, cũng che vô thượng quang huy. Hắn nhìn ra được, trong tấm hình chu thần kiếm, là trí cao thần khí. Hắn cũng nhìn ra được, trong tấm hình nguyệt thần, có vô thượng cảnh giới. Nguyệt thần cũng ở đây đại chiến, tới ác chiến người, cũng là hắn hận nghiến răng ngứa một người, thái thượng. Thiên đạo chiến trường sao? vẫn là những lời này, Triệu Bân lại lẩm bẩm lời nói rồi một tiếng, mày nhíu lại càng sâu. Tự tại thiên đối với thương thiên, nguyệt thần đối với thái thượng, cuối cùng cái nào thời đại đại chiến. chương 2227, nghe thấy cầm nghe đạo. Thiên đạo chiến trường sao? Triệu Bân ví như cử chỉ điên rồ, giải rác một câu, lẩm bẩm lời nói vô số lần. Hắn dù chưa mở con mắt, có thể trong đôi mắt, cũng đã hiện đầy tơ máu. Đúng là tại hắn nhìn nhìn xem, tự tại thiên đẫm máu, nguyệt thần cũng đẫm máu. Không xuất mẻ đấy, là thái thượng cùng thương thiên diện mạo, cũng như địa ngục đến ác quỷ, giữ tợn đáng sợ, một cái muốn chu sát tự tại thiên, một cái muốn chu sát nguyệt thần. Tranh, thiên đạo cầm âm không ngừng, hơn nữa, còn nhiều hơn như vậy một cỗ sát phạt chi ý. Cũng là tại nơi này trong nháy mắt, hắn chứng kiến chi hình ảnh, biến phá thành mảnh nhỏ rồi. Dù hắn sức nhìn cực tấn, cũng thấy lại không thấy thủy tổ cùng thương thiên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nguyệt thần cùng thái thượng chiến hủy thiên diệt địa thế nào còn khóc nữa nha tại hắn chỗ tản bộ long uyên nó ba đều quải rồi trở về thấy triệu bân huyết lệ tung hoành đều không rõ ràng cho lắm không an phận như long uyên còn nghĩ tiến lên đâm nhất đâm đừng quấy dày hắn đầu rồng ngọc tỷ lấy truyền âm quát tháo rồi một phen cái này ba không rõ ràng cho lắm nó lại cửa nhỏ thanh triệu bân đích thị là tìm được rồi thiên đạo tri âm đích thị là có một phen cảm mộ cũng không thể xấu hắn tốt cơ duyên. Lui lui lui. Long Uyên có phần hiểu chuyện nhi, lẳng lặng rời khỏi thật xa. Thần Lôi cùng Hỗn Thiên Hỏa cũng giữ im lặng, sợ quấy giày chủ nhân. Nhiễu cùng không nhiễu, đều không ngại Triệu Bân Lệ rơi đầy mặt. Phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, cũng là phá thành mảnh nhỏ thêm mỹ. Hắn là nhìn tận mắt Nguyệt Thần táng diệt đấy, lấy mạng thế thiên, đốt xuất ra Thiên Đạo hỏa. Đến bước này, hình ảnh như mây khói bình thường chậm rãi tiêu tán trong bóng đêm. Hình ảnh tiêu tán trước phút chốc, hắn mới nhìn rõ thiên đạo chiến trường ra sao địa phương. Chính là tiểu vũ trụ, chính dung nhập đại vũ trụ tiểu vũ trụ. Cái kia hai đối hai một trận chiến, liền phát sinh ở thời đại này. Tú Nhi, cùng với nghẹn ngào kêu gọi, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt, trong mắt tràn đầy huyết lệ. Đến nay ngày, hắn mới biết xảy ra chuyện gì, mới biết Nguyệt Thần là chết như thế nào. Là thái thượng là đương đại thiên đạo một cái. Hắn ngửa ra đầu, nhìn hầm hầm thương miểu, lấy hỗn độn chi đồng lực, không muốn sống vạch ra một tầng lại một mây tầng sương mù, tựa như có thể cách vô tận hư vô, trông thấy thương thiên cùng thái thượng. a à, hắn cái này nhất không nhìn nổi rồi, lòng uyên nó ba cũng nhất tiếng kêu đau đớn. Còn có đầu rồng ngọc tỷ, cũng ô, ô, n, g run lên, lật bay ra ngoài. Là bị triệu bân khí chàng đánh bay đấy, quỷ mới biết tiểu tử kia phát cái gì thần kinh, không hề dấu hiệu lộ ra ngoài bản mệnh sát cơ đến để nó vội vàng không kịp chuẩn bị chờ đợi xác định thân hắc ám thế giới chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng tấc một kết băng nếu không phải phát ra từ linh hồn hận cùng nộ như thế nào mở ra như thế bá đạo sát ý tình huống nào long uyên ông ông thẳng run cũng không dám đi tới lấy nó chi đạo hành cùng nội tình cũng không qua được chủ nhân sát ý cùng khí tràng đều quá cường đại căn bản không cách nào tới gần. Dù là nó cái này bản mệnh khí, lúc này, không có cái gì cái đặc quyền. Đầu rồng ngọc tỷ so nó càng kích động, run rẩy đều run rẩy kim quang bắn ra bốn phía. Chỉ là, dù nó tại trói mắt, cũng không sánh bằng triệu bân lúc này quang huy. Đồng dạng là kim quang, triệu bân khí lực, lung chiều chính là vĩnh hằng sắc thái. Cái này, liền lột xác thành vĩnh hằng rồi hỗn thiên hỏa nhỏ giọng hỏi. Nơi nào như vậy dễ dàng, đầu rồng ngọc tỷ nhất lại nói lời nói thấm thía Hắn, chỉ bất quá tại trên con đường này, hơi chút nhảy vào như vậy một bước nhỏ. Chân chính vĩnh hằng, quang huy là bất hủ đấy, vô cùng lộng lẫy. Người không có gạt người, thiên đạo chi âm quả là bất phàm. Thần lôi sợ hãi thán phục. Lúc này mới nơi nào đến đấy, đầu rồng ngọc tỷ cười một tiếng, tạo hóa khá nhiều loại. Oanh, chính nói lúc, lại một đạo lôi minh. Lần này, không chỉ triệu bân nghe thấy, Lòng Uyên bọn họ cũng nghe được thấy. Nguyên nhân chính là nghe thấy, mới đặc biệt khó chịu, linh hồn tựa như gặp không may vô thượng uy áp. Cái này chính là thiên đạo chi âm hỗn thiên hỏa một tiếng kinh dị. Thiên đạo em gái ngươi, là thượng thương tức giận, đầu rồng ngọc tỷ đạo. Thượng thương, tức giận, Người chủ nhân chơi với lửa. Đầu rồng ngọc tỷ một câu rất sâu trầm, nghiễm nhiên đã nhìn ra một chút manh mối. Đích xác, triệu bân chơi với lửa, nhìn hầm hầm thượng thương, sở rồi thiên đạo ý chí. Vừa rồi lôi minh, chính là cảnh giới, suýt nữa đem hắn khí lực chấn tán giá. Ngươi, cũng muốn với thiên tuyên chiến. Tối tăm ở bên trong, hình như có một câu nói như vậy vang vọng, băng lãnh mà uy nghiêm. Không người nghe thấy, bởi vì này lời nói, chỉ ở triệu bân bên tai vang vọng. Tuyên chiến, triệu bân nhìn hầm hầm hư vô con mắt, rất tốt giải thích cái này hai chữ. Ngươi, còn không có tư cách kia. Tối tăm trong lời nói, vẫn là như vậy băng lãnh uy nghiêm. Từ đó, không còn âm thanh, hư vô cũng thành hỗn độn một phiến. Bất luận triệu bân sức nhìn cùng tận, cũng thấy lại không thấy cái gọi là thiên. Chẳng biết lúc nào, cái kia sát ý mới tản đi. Tản, không phải là không có. Hắn con mắt, vẫn như cũ huyết hồng một phiến. Chấp niệm, để cho hắn ma trướng. Chấp niệm, để cho hắn ma trướng đến muốn lấy sâu kiến chi khu, với thiên tuyên chiến. Nhưng, hắn tuyệt không phải một lời nhiệt huyết, mà là đem này chấp niệm, hóa thành bất diệt lạc ấn, từng đao từng đao khắc vào rồi trong linh hồn, nó thúc giục lấy hắn, từng bước một đi đến đại đạo đỉnh phong, đi đoạt cái kia cùng thiên nhất chiến tư cách, thái thượng, thương thiên. Không chết không thôi. Tranh, cầm âm lại tới, như nữ tử tay, quét đi trên mặt hắn nước mắt. Mông lung ở bên trong, hắn tựa như có thể trông thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Đó là tiên tông thủy tổ tự tại thiên, tại hắc ám ở chỗ sâu trong kinh hồng vừa hiện hắn biết rõ nàng cũng không phải là thật tự tại thiên chỉ là còn sót lại một vòng ý niệm hắn cũng biết cái này mảnh hắc ám thế giới chính là tự tại thiên thương thiên đạo cầm âm là tự tại thiên đấy hắn lắng nghe chính là thủy tổ đạo âm nghe thấy cầm nghe đạo hắn mới âm xoa dương thác trông thấy thiên đạo chiến trường hình ảnh hắn không biết thủy tổ cùng thương thiên trận chiến ấy kết cục thế nào chỉ biết thủy tổ còn sống thiên đạo mà chết, tất có dấu hiệu. Lão đại, thật lâu, Long Uyên cùng thần lôi nó ba mới thăm dò tính chất gom góp đến. Triệu Bân không có trả lời, cưỡng ép thu liếm tâm cảnh, mở ra rồi bước chân. Hắn rất nặng mặc niệm, trầm mặc dọa người. Lời nói hùng hồn nói nhiều hơn nữa, cũng không kịp đề thăng tu vi cùng đạo cảm ngộ. Nguyệt thần nợ máu, thái hy nợ máu, hắn muốn một khoản một khoản đòi lại đến. Nghe thấy cầm, nghe đạo, thủy tổ quà tặng, hắn không hoang phế, một đường đi, một đường lắng nghe. Thiên đạo tri âm, vì hắn mở nhất phiến đại môn, tựa như có thể thấy minh mông thiên. Hắn là tâm vô ngoại vật, thậm chí là, tự thân biến hóa đều không hề phát hiện. Oa! Triệu bân không phát hiện, Long Uyên bọn họ cũng là một đường xem dị tưởng. Đều là chủ nhân dị tưởng, một bộ tiếp một bộ, nhiều không kể xiết. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này dị tưởng, đều sống động rồi không thiếu đã đi đến quỹ đạo. Đi theo phía sau hắn đầu rồng ngọc tỷ, có một tiếng thì thầm. Nhìn trên người hắn chỉ, càng ngày càng nhiều chính là vĩnh hằng sắc thái. Chiếu bọn ta lão đại tốc độ này, bao nhiêu năm có thể hoàn toàn lột xác vĩnh hằng. Hỗn thiên hỏa đụng phải đụng đầu rồng ngọc tỷ, Long Uyên cùng hỗn thiên hỏa cũng có chút hiếu kỳ. Ít thì vài năm, nhiều thì vạn năm, đầu rồng ngọc tỷ đạo. Như thế tốn sức sao ba hàng cũng oanh run rẩy phần lớn là khiếp sợ. Người thật cho rằng, vĩnh hằng là rau cải trắng. Cải trắng liền tốt rồi, lão đại rồi cùng cải trắng. chương 2228, ngoài thành khách tới. tranh thiên đạo thương thế giới cầm âm, du dương mà cổ xưa. Nhưng như vậy thần khúc, chỉ triệu bân một người nghe thấy. Đến mức lòng uyên bọn họ ba, đều là chút đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Vốn tưởng rằng đi theo chủ nhân, có thể dính thơm lây cái gì đấy. Đáng tiếc, từ đầu tới đuôi, cũng không nghe thấy thiên đạo chi âm. Chúng ta, sợ là nhân phẩm có vấn đề, thần lôi lời nói thấm thiên nói. Ân, trắng cùng chủ nhân nhiều ngày như vậy, hỗn thiên hỏa thì ỉu xìu không sót mấy. Muốn cơ duyên, còn phải tự thân tìm, đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung. Nó ngược lại âm sắc thâm trầm, nhưng cũng không thể che hết một vòng tử xấu hổ. Cái này ba không quá mức thu hoạch, nó cũng đồng dạng. Đều do cái kia chết tiệt thượng thương nguyền rủa cho nó chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ đấy, chỉ có thể lấy linh hình thái tồn lưu. Phàm là nó có thể tố ra nguyên thần, cũng không trở thành liền nửa phần thiên đạo tri âm đều tìm không được. Phía trước, Triệu Bân lại ngừng, đứng ở hắc ám ở chỗ sâu trong, vẫn không nhúc nhích. Từ ngày đó nghe thấy cầm nghe đạo, đã qua đi hơn nửa năm, hắn cũng tâm thần chìm đắm vào hơn nửa năm. Lúc đến bước này khắc, mới biết khí lực biến hóa. Xem quanh thân pháp tác trung quy không trải qua triệu hoán bay múa mà ra, mà lại mỗi một đạo, đều lộng lẫy trói mắt. Còn có bản mệnh dị tưởng, vô luận nhật nguyệt tinh thần, vẫn là sông núi thảo mộc, đều khí tượng bất phàm, vẫn là có kỳ dị quang huy tại nội nở rộ, nhuộm vĩnh hằng sắc thái. Có gì cảm giác, đâu rồng ngọc tỉ gom góp đến. Nóng, triệu bân chỉ này nhất tự, cũng không phải là chọc cười tử, bởi vì thật rất nóng. Lúc trước tâm vô ngoại vật, không quá mức cảm nhận. Lần này tỉnh, toàn bộ người cũng như đồng bị ném nhập vào lò luyện đan, đang bị một cỗ vô hình liệt diễm, cực tẫn nung khô. Nóng là được rồi, đầu rồng ngọc tỉ cười nói. Cái này còn có cái gì chú trọng Long Uyên xen vào một câu. Đạo hỏa, đạo hỏa, Long Uyên nó ba không rõ ràng cho lắm, triệu bân lại rất có đốn ngộ. Đích xác là đạo hỏa, vô hình vô tướng, lại chân thực tồn tại. Lô dưỡng Bách Kinh, hắn có thể là một cái lò luyện đan, lấy đạo hỏa luyện đạo. Cuối cùng muốn luyện bao lâu, hắn không xác định, hắn rõ ràng chính là, nghe thấy Cầm nghe đạo những ngày này, mỗi một ngày, hắn dưới đáy ẩn đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn lại mở ra rồi bước chân. Thiên đạo Cầm âm ở lại, chỉ bất quá đã biến như ẩn như hiện. Đợi hắn đi đầy đủ xa, liền cũng lại không nghe được. Từ sau nhiều ngày, cái này mảnh hắc ám đều giống như chết vắng lặng. Cơ duyên, là có đấy nhưng cũng không phải là muốn liền có thể bắt được. Đầu rồng ngọc tỷ nói không giả, muốn đến tạo hóa, lấy được tìm. Oanh, phanh, so sánh với hắc ám yên tĩnh, tối nay trí tôn thành, lại phi thường náo nhiệt. Dưới ánh trăng, rất nhiều ánh lửa lóe sáng, cùng mà đến, chính là tiếng nổ vang. Có người ở đánh nhau, mà lại không chỉ một ổ nhi, cũng thần chiều nhân tài, hơn nửa đêm không ngủ được, tụ tập nhi hẹn khung, đẹp cái kia viết. Luận bàn, thời gian lâu rồi, thành trong người cũng thành thói quen. Dân phong biêu hãn sao, có sức sống là tốt. Ai? Chính dò xét thiên địa thủy thần, đột nhiên sốc lông mi. Cùng tại cái kia sau lưng bàn đại tiên cùng lão thần côn, trong mắt cũng là khoảng chừng chuyển động. Không chỉ hắn ba, còn có thành trong đại thần, vô luận là đánh cờ, uống trà đấy, vẫn là vung muội đấy, đều ở đây phút chốc, trong mắt lóa sáng. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì có người ngoài, lén lút tiềm nhập thành trong. Còn có không sợ chết đấy, mà lại để cho ta xem là cái nào." Thủy thần cười lạnh, chậm rãi đóng hai mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại thông suốt mở ra, trở lên thương thị giác, quan sát càn khôn. Như vậy nhìn lên, chính thấy một cái tựa là u linh bóng người, tại trong thiên địa ở chỗ sâu trong quỷ quái. Đối phương che hắc bào, xem không thế nào rõ ràng. Có thể khẳng định là cái kia nhân đạo hạnh cực cao nếu không thì cũng sẽ không không nhìn đại đạo thiên cục cách trở nhìn thấy quen mặt vô đạo nhéo nhéo dâu ơ. khó tránh khỏi là một cái kẻ thù cũ minh thần lời nói ung dung hai người liền tự giác rồi một cái cầm trong tay sâm la kiếm một cái mang theo khớp thần đao một trái một phải ra khỏi sơn phong tới chẳng phân biệt được trước sau đấy là thần long đạo tôn cùng hám thiên man thần trừ bọn hắn còn có cự thần cùng viên thần hai mắt cũng sáng loáng chỉ ngói sáng lên Oanh! Muốn nói nhanh nhất đấy, vẫn là người ngụy Thiên lão đạo. Hắn nhập vào Đông Hải, có chút chuẩn xác tìm đến đó chị U Linh. Chờ đợi thần chiều chúng thần giết tới lúc, hắn đã đăng lâm cửu tiêu, một trường che đậy rơi xuống thiên địa. Oanh! Hư vô tức thì băng rồi nửa bầu trời, vô số vết nứt không gian nổ tung. Tùy theo, chính là một đạo kêu rên tri âm, U Linh bị ép ra tới. Chăm chú như vậy nhìn lên, thật đúng là một cái kẻ thù cũ, phong linh thủy tổ bị một trưởng bước ra hắn có phần phiền muộn hắn có thể làm được không nhìn đại đạo thiên cục đấy có thể mặc huyền cái này quát con bê rõ ràng trạng thái không tốt có thể cảm nhận đến lại là ngươi cái lão tạp mao ngụy thiên lão đạo miệng vỡ liền mắng lão phu không đi tìm ngươi ngươi ngược tự thân nhảy ra phong linh thủy tổ cười lạnh một đạo pháp tác xích sát quăng ra ngoài tuy nhiên tình trạng của hắn cũng không thế nào tốt xa chưa tới đỉnh phong nhưng so với liền nhục thân cũng không có mặc huyền cường có thể không chỉ nhỏ tí tẹo tranh mặc huyền không động cái kia sau lưng lại có một đạo kiếm quang bổ tới xuất thủ là vô đạo nhất kích đem pháp tác xích sắt chặt đứt có bằng hữu từ phương xa tới dùng gạch hô chết ta ngược ai đó thì ra lão nhân ra ngài khó được đến một chuyến thần triều chớ đi rồi quá vô đạo phía sau bốn phương tám hướng cũng có bóng người hiển hóa chân thân cũng thần triều đại thần, từng cái thần quang tứ xạ, sát khí mãnh liệt. Không hổ là người một nhà, đều có đều là trang bị. Tại đây trang bị, chỉ không phải đao thương kiếm kích, là bọn hắn nghi tâm chữ khắc vào đồ vật một đạo bí văn, giống nhau đôi mắt, có huyền dị chi khí lẫn tràn đầy, quá mức là bất phàm. Chấn thiên chi nhãn, phong linh thủy tổ thấy chi, hai mắt cực tấn híp lại. Khó trách, khó trách mặc huyền người kia có thể trước tiên cảm thấy hắn. Bây giờ xem ra, bằng không phải cảm nhận, mà là chấn thiên chi nhãn. Ngươi, ngược lại Hào hiệp, Phong Linh thủy tổ liếc qua Khôi cương. Hắn là bất ngờ, không nghĩ tới chấn thiên chi tử lại mẹ nó nhập vào thần triều. Nhập liền nhập vào, lại vẫn truyền chấn thiên chi nhãn. Cái đồ vật này cùng thiên cục dung hợp, ai tới cũng không có làm cho che giấu. Cũng trách hắn, đến trước liền trước hỏi thăm một chút thần triều tình huống. Lúc này liền tốt, chân trước vừa mới vào đến chân sau đã bị chắn ở nơi này. Ta và ngươi sổ sách, cũng nên tính tính toán toán rồi. Khôi cương nhàn nhạt một tiếng, đầu treo đích thần ma tháp, càng là ông ông thẳng run. Trấn thiên nhất mạch cùng vong linh nhất mạch, cũng là có thủ đấy, cũng không phải tâm sự. Làm, viên thần không lời thừa, nâng lên cây gậy liền lên. Chúng thần cũng che giả mang mọc, bí thuật thần thông không dứt Ẩm vang, đạo này lôi minh, xuất từ thiên đạo thương thế giới bởi vì nó triệu bân lại một lần tại hắc ám ngừng chân lôi cũng không phải là thật lôi lôi minh chính là thiên đạo tri âm cùng lúc trước cầm âm khác biệt chính là này lôi minh rất đúng phách liệt lại một lần hắn trông thấy thủy tổ bóng hình xinh đẹp vừa sợ hồng vừa hiện tạ ơn tiền bối quà tặng vẫn là lời nói này triệu bân lại lẩm bẩm lời nói rồi một tiếng không suy nghĩ nhiều hắn ngồi trên mặt đất tĩnh tâm lắng nghe hắn cũng có đạo âm, cùng thiên đạo tiếng sấm, trong bóng đêm thành cộng hưởng. Đúng là cái này trong nháy mắt, cái kia khí lực dị sắc dâng lên, vĩnh hằng chỉ phóng xạ. Ngươi được lắm. Đầu rồng ngọc tỉ một tiếng thổn thức, bị vĩnh hằng quang thiểm ông ông thẳng run. Là hắn đánh giá thấp triệu bân, tiểu tử này chi vô hình, thật quá nghịch thiên. chương 2229, xem thiên phá cảnh. Chạy nơi nào chạy, đến rồi còn muốn đi. Nhanh, hợp lực phong ấn to như vậy trí tôn thành tràn đầy trấn thiên hô quát thanh âm cũng truyền từ đông hải không biết kinh động bao nhiêu người cái kia không phải đại hình hội đồng hiện trường cái kia là vong linh thủy tổ tại bị quần ẩu câu cửa miệng nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con mà hắn sẽ tin rồi câu cửa miệng nói tả chạy nơi nào tản bộ không tốt càng muốn đến trí tôn thành du lịch đến liền tới rồi còn bị trấn thiên chi nhãn bắt quả tang lấy bởi vì cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ, hắn không bị đánh người nào bị đánh. Còn nghĩ hủy thiên cục càn khôn, nghĩ khá lắm. Thiên ngoại, thủy thần tỏa chấn, trong tay vẫn mang theo một nắm túi phù chú. Để tránh ra ngoài ý muốn, hắn còn đem thành trong có thể đánh đấy, đều gọi tới rồi. Một câu, vào tới trí tôn thành, quản ngươi nhà ai đấy, không cần đi rồi. Phốc, hắn nhìn lúc, đông hải huyết quang hiện ra, tựa như một đạo tinh hà tất nhiên vong linh thủy tổ đẫm máu, nguy hiểm bị minh thần một đao sinh bổ. Cút! Vong linh thủy tổ tiếng quát nhiều anh lôi, một trường vung mạnh lật ra minh thần. Xong, đầu của hắn liền bị tháo rồi, bị vô đạo nhất kiếm chảm. Diệt! Thần long đạo tôn từ trên trời giáng xuống, một đạo thần quang chém nát rồi cái kia thần khu. Cự thần càng bá đạo, một trường hoành thiên, ngón tay giữa khắc đầy phong ấn bí văn. Oanh! Che trời đại thủ rơi xuống, thiên vũ lại một lần đổ sụp. Phong linh thủy tổ thành thật rồi, bị một cái tát ấn tại đó. Xét thấy người này nội tình quá mạnh mẽ, chúng thần lại liên hợp thi triển phong ấn. cũng pháp tắc lạc ấn, đó là một đạo tiếp một đạo, khắc đầy toàn thân hắn. Thế nào không chạy ngụy thiên lão đạo mắng to? Một đám bọn đạo trích hạng người, Phong linh thủy tổ cười lạnh. Hắn nên là có giác ngộ, dứt khoát cũng không mang giấy rựa được rồi. Giấy rựa cũng vô dụng, tại đây giống như thế trận, hắn đi không được trên thực tế, hắn cũng không có ý định đi, chết liền chết rồi, không quan trọng. Nói chết thì chết, hắn là hào không yếu kém, trong nháy mắt hóa thành một luồng quang. Đạo thân, vây quanh chúng thần, tập thể nhíu lông mày. Đánh hơn phân nửa đêm, cảm tình không phải bổn tôn nơi nào. Giống, ầm vang, thiên đạo thương thế giới, có rồng ngâm, cũng có lôi minh. Phía trước, xuất từ triệu bân, người sau, chính là thiên đạo tri âm cả hai thành cộng hưởng tựa như nhất thiên thần khúc vang vọng không dứt nhất to lớn đấy vẫn là dị tượng một vài bước diễn đầy hắc ám người kiến thức rộng rãi có biết bọn ta lão đại kiếp trước là cái nào long uyên nó bà tìm không thấy thiên đạo tri âm liền đem đầu rồng ngọc tỷ vây quanh không biết đầu rồng ngọc tỷ hồi đáp rất dứt khoát trí nhớ của nó là tàn khuyết đấy chỉ là án hắn suy nghĩ ra hỏa này kiếp trước tuyệt đối là đính thiên cấp nếu không phải tuyệt đại đại thần, Triệu Bân cũng mượn không ra như vậy lực lượng bá đạo. Ân, đột nhiên đấy, một vòng nữ tử hương bay vào rồi hắc ám, chọc cho bọn họ nhẹ kêu. Chờ đợi ngoái đầu nhìn lại nhìn lên, chính thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, như quỷ hồn bình thường bay vào đến. Đúng là tự tại tàn niệm, một tay nhấc lấy một thanh kiếm, một đường đi một đường nhìn xem. Đại tỷ, người sao chạy tới đây rồi, Long Uyên bay tới. Cái này mát mẻ, tự tại tàn niệm ở lại xem, trước mắt đầy mới lạ. Nàng cũng không muốn ra tới tản bộ, cũng bởi vì những ngày này, dù sao vẫn cảm giác có người kêu gọi. Mà nàng, chính là nghe kêu gọi tới được, đần độn u mê liền đến đây rồi. Xem qua hỗn độn nàng ánh mắt mới rơi vào triệu bân trên người. Thần triều chi chủ rời nhà nhiều ngày, lại trốn ở hắc ám tu hành. Mới bao lâu không thấy, cái kia đạo chi quang huy, càng là lộng lẫy rồi cái này con quỷ nhỏ nhi, nhìn thấy thế nào mặt này quen thuộc lạc. Tự tại tản niệm xem triệu bân, đầu rồng ngọc tỷ thì tại xem nàng. Thật lâu, hắn mới một tiếng nói thầm, nguyên lai là cùng thiên có quan hệ. Thật lâu, tự tại tản niệm mới thu con mắt, trong bóng đêm bước chậm. Hắc ám không thấy quang minh, có thể nàng cũng không cảm giác tịch mịch. Ngược lại, như đắm chìm tại dương quang ở bên trong, ấm áp đấy. Trừ ngoài ra, liền là một loại không thể giải thích cảm giác an toàn nàng đi lần này, chính là giam ba tháng. Long Uyên nó ba cũng là có ý tứ, chính nhi bát kinh đi theo giam ba tháng. Trong lúc, không thấy nàng ngừng chân, ngược lại cái kia khí lực, diễn sinh rồi rất nhiều dị tưởng. Tỉ mỉ lắng nghe, dường như còn có thể phải nghe thấy cổ xưa mà tươi đẹp tiếng đàn. Nàng, cũng tìm được rồi thiên đạo tri âm hỗn thiên hỏa một tiếng nói thầm. Tiên tông thủy tổ tàn niệm, có thể không có vài phần ngộ tính thần lôi nói rằng. Đệ lục nguyệt, tự tại tàn niệm chậm rãi xác định thân, ngẩng rồi con mắt, lẳng lặng xem hư vô. Không sai, nàng tìm được rồi thiên đạo tri âm, cũng trông thấy đạo kia bóng hình xinh đẹp. Là của nàng bổn tôn, đương đại thiên đạo một cái, là bổn tôn đạo âm tại kêu gọi nàng. Nàng khí uẩn, biến có chút không giống với lúc trước. Nàng có vẻ càng phiêu miểu, tự có cổ xưa ý cảnh. Đệt bát nguyệt, triệu bân từ trầm miệng trong tỉnh lại, cũng như tự tại tàn niệm, ngửa đầu xem thiên. Đồng dạng lại nhìn, hắn tính như pho tượng, tự tại tàn niệm lại được rồi một trận tẩy lễ. Có một phiến vô thượng hào quang, lung muộn nàng. Hào quang mộng ảo, lần lượt chui luyện nàng khí lực. Người khác, đều là tại ngộ đạo trong tiến giai, mà nàng, cũng là xem thiên phá cảnh. Ngắn ngủn chỉ là tam lưỡng ngày, nàng tu vi liền một đường làm tới rồi đế thần đỉnh phong. Còn chưa xong, nàng chi thần lực cũng ở đây lột xác, càng đổi càng thần kỳ. Đến bước này khác, toàn bộ hắc ám đều bởi vì nàng muôn hình vạn trạng. ta không nhìn lầm a à, ngụy thiên đạo chi lực long uyên kinh xứng sờ, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng ngạc nhiên vẫn là đầu rồng ngọc tỷ bình tĩnh tựa như sớm có này đoán trước cùng thiên có quan hệ tất có tạo hóa đơn giản sớm đến rồi tạ ơn bổn tôn quà tặng tự tại tà niệm có lầm bẩm lời nói mỹ mâu vẫn hoảng hốt không chịu nổi đã bao nhiêu năm lần thứ nhất cảm thấy bổn tôn như vậy thân thiết tới sớm không bằng đuổi phải đúng dịp sao. Thần lôi thì thầm một tiếng, chạy chủ nhân cái kia dạo qua một vòng nhi. Lão đại đến sớm, nhưng tự tại tàn niệm có vẻ như so với hắn tạo hóa đại. Nó đến cũng rất đúng dịp, chính thấy triệu bân hai mắt lột xác, có huyết lẫn tràn đầy. Huyết không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn con mắt, hỗn hỗn độn độn trong có hỏa thiêu đốt. Ai ơ uy, đầu rồng ngọc tỷ cũng chạy tới, treo ở rồi triệu bân trước mắt. Hắn con mắt, vẫn là hỗn độn con mắt, cũng là hỗn độn hóa vĩnh hằng. Xinh đẹp, Long Uyên kích động nhất, bởi vì nó là chủ nhân cái này hai mắt một đường người chứng kiến. Tiên thiên nhãn sau tiên nhãn, lại thần nhãn sau hỗn độn, mà nay đã là vĩnh hằng con mắt. Vĩnh hằng nhãn, không sai. Đầu rồng ngọc tỷ lại sát vào rồi một phần, là là vì dính dính không khí vui mừng. Nói thực ra, gia hỏa này so sáng thế thần tốt ở chung, ít nhất không có đánh nó. Xa nhớ năm đó, nó cũng là như vậy lôi kéo làm quen đấy thiếu chút nữa bị đánh chết giống giống ngâm âm thanh kháng hồn triệu bân đạo âm càng phách liệt nhất trói mắt đấy hay là hắn con mắt thế nào đều nhìn không thấy phần cuối ta tựa như nhìn thấy một phiến đại thế giới hỗn thiên hỏa cũng ở đây triệu bân trước mặt tả tả hữu hữu bay tới trôi đi tự chủ nhân trong mắt hắn trông thấy nhật nguyệt tinh thần nhìn thấy sông núi thảo mộc có thể thấy hỗn độn chi cảnh cũng có khai thiên tích địa, cuối cùng đã thành bất hủ. Vĩnh Hằng, Triệu Bân một tiếng thì thầm, hơi đưa tay, vuốt ve hai con ngươi. Hắn có cảm thấy, cái này hai mắt cất giấu vô cùng vô tận lực lượng. Lúc này đúng rồi a, à, quang mang là bất hủ đấy. Long Uyên chọc chọc đầu rồng ngọc tỷ, nhỏ giọng hỏi một câu. "Ân?" Hai mắt Vĩnh Hằng, đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung. "Vậy thì nhanh." Thần Lôi cười hắc hắc, có chút kích động audio điện tử võ tấn bền Chương 2230, U Minh Cản Khôn. 3 năm, Triệu Bân chọn vẹn tại Thiên Đạo Thương Thế Giới, nghe 3 năm Thiên Đạo tri âm. Cái này ba cái xuân thu đông hạ, hắn cũng không cô đơn, ít nhất có mỹ nhân làm bạn. Ân cũng chính là tự tại tàn niệm. Từ xem thiên phá cảnh, nàng ngủ ở rồi hắc ám ở chỗ sâu trong. Nàng muốn tại ngủ say ở bên trong, để hoàn thành một lần đại niết bàn cho đến ngày nay, nàng cái kia ngụy thiên đạo chi lực đã là biến dị thường tinh túy rồi. Đối với cái này, Triệu Bân cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nói, sớm có có liệu. Ngẫm lại thánh ma, lại nhìn một cái tang thiên, không có chỗ nào mà không phải là cùng thiên có quan hệ. Nguyên nhân chính là có như vậy nguồn gốc mới để cho bọn họ đã có được vô thượng đặc quyền. Tự tại tàn niệm mặc dù hơi kém ý tứ, nhưng nàng bổn tôn dù sao cũng là thiên đạo một cái nàng có thể mở được ra ngụy thiên chi lực, cũng hợp tình hợp lý. Lần đầu cảm thấy, này nương môn lớn lên vẫn là rất xinh đẹp. Long Uyên không có việc gì, thường xuyên vòng quanh tự tại tà niệm xoay quanh. Rất trắng đấy, giống như một khỏa cải trắng, thần lôi một câu thâm trầm. Rất thích hợp lão đại cùng, hỗn thiên hỏa đuổi gấp bổ sung một câu. Đừng làm rộn, kém bối phận rồi, đây chính là tiên tông thủy tổ. Đế tiên vẫn là tiên đình nữ quân đâu không như cũ làm vợ tình yêu thứ này, ta dị vô cùng, bối phận không là vấn đề. Gặp cái này ba tụ tập nhi, chính là cằn nhằn xì xào không xong. Vẫn là đầu rồng ngọc tỷ chuyên nghiệp, đối với mỹ nữ không có hứng thú. Từ triệu bân mở vĩnh hằng nhãn, tựa như một cái theo đuôi, đi nơi nào cùng nơi nào, khi thì còn sẽ sông lên, cọ nhất cọ, là dính không khí vui mừng, cũng vì cọ kinh nghiệm. Triệu bân sớm thành thói quen. Chỉ cần không ngại hắn nghe đạo âm, tùy ý. Đề cập thiên đạo tri âm, cũng quả thật thiên biến vạn hóa, có đàn thanh âm, có lôi minh, có kiếm ngân vang, có thúc thiết. Rất nhiều, có thể không luận nó như thế nào vang vọng, đều dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Đó chính là nói, xâm la vạn tượng, vĩnh viễn không bờ bến. Năm thứ tư, hắn như u linh một loại, đi tới hắc ám chỗ sâu nhất. Tự tại tàn niệm liền ở đây ngủ say, vô tận dị tưởng diễn hóa. Lúc trước, hắn nhìn không thấu triệt, mà nay vĩnh hằng nhãn, có thể liếc mắt một cái hiểu rõ. Thủy tổ tàn nhiệm đang tại niết bàn ở bên trong, khai quật một loại vô thượng lực lượng. Cái kia, là thủy tổ quà tặng, rồi trợ nàng một đường hát vang, sẽ để cho nàng phong hoa tuyệt đại. Đừng nhìn, đưa người nhất cọc cơ duyên, đầu rồng ngọc tỷ ô, o n, g run lên. Cái gì cơ duyên, không chờ triệu bân đáp lại, lòng uyên nó ba liền luồn lên nhảy xuống. Có một chỗ bí cảnh, cất giấu bất thế chân bảo có như vậy có chuyện tốt, người nhà không nói sớm. Gần đây mới khôi phục một chút trí nhớ, không được để cho lão phu ngẫm lại. Đầu rồng ngọc tỷ nghiêm túc nói, ngữ khi có phần có mấy phần tiểu ngạo kiều. Nói như vậy, ba hàng đều ha ha cười không ngừng rồi, cái này lão ngoan đồng đáng tin cậy. An tâm lột xác, triệu bân cuối cùng nhìn thoáng qua tự tại tàn niệm, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn lưu lại nhất đạo cấm chế, ở chỗ này trông coi ngoại giới tinh huy, vẫn là như vậy lộng lấy. Lần thứ nhất lấy vĩnh hằng nhãn xem thế gian, triệu bân thật lâu không động. Trong mắt của hắn thế giới, đã so những năm qua bất luận cái gì phút chốc đều rõ ràng. Thậm chí còn, không cần thôi diễn truy nguyên, liền có thể liếc nhìn nhất bản nguyên. Gặp lúc này, cái kia thong thả bên ngoài cơ thể khí huyết, đều càng nhiều bất hủ chi ý. Ai? Có người đi ngang qua, vẫn đặc biệt chạy tới nhìn thoáng qua, tưởng rằng một vòng thái dương, đánh thật xa nhìn lên thì ra một người, thế nào không nhận ra không rõ chân dung. Vĩnh Hằng thể người qua đường trong lòng kinh ngạc, tâm cảnh không khỏi rung động lắc lư. Vĩnh Hằng nhãn so với người qua đường, Lâm Chi Họa liền xem càng rõ ràng rồi. Cái kia con mắt, nghiễm nhiên đã bao trùm hỗn độn phía trên, cái kia quang huy là bất hủ đấy. Quả nhiên, Nghịch Thiên yêu nghiệt, không đi bình thường đường. Nói chi lột xác, cái kia nhân đã là càng chạy càng xa. Bên này Triệu Bân đã thu liếm bất hủ chi ý, tan hết hết thảy quang huy. Từ hắn trên người, lại tìm không ra nửa phần cùng thần có quan hệ khí tức. Hắn đi rồi, từ tiên giới nhập vào phàm trần, lại từ phàm trần nhập vào minh giới. Vĩnh Hằng nhãn, lâm chi hỏa có kinh dị, phàm giới cùng minh giới chúa tể cũng có. Cái này mẹ nó cũng được minh giới chế tài thì sờ lên cái cằm. Từ lâu nhập môn kính, vì cái gì không được, phàm giới chủ tể nói. Lời tuy nói như vậy, hắn cái này hơn nửa đêm, không ít đặt cái kia thổn thức sách lưỡi. Vĩnh Hằng, đây chính là một cái thần kỳ đường A. Chưa có người có thể đi ra đấy. Triệu bân xuống địa ngục, không phải đến du sơn ngoạn thủy đấy. Đầu rồng ngọc tỷ nói, bất thế chân bảo liền tại địa phủ. Cái này hắc bố long đông thế giới, có thể có bảo vật. Nghe ta đấy, chuẩn không sai, tuyệt đối là đại cơ duyên. Triệu bân không cái gì ngôn ngữ, lòng uyên bọn hắn lại một đường líu díu dẫn đường chính là đầu rồng ngọc tỷ, như một đạo quang, qua lại bay tán loạn. Như vậy, tìm mấy ngày, cũng chưa thấy trong miệng hắn lời nói đại tạo hóa. Cũng đúng, nó trí nhớ không được đầy đủ, tuế nguyệt lại quá xa xưa, khó tránh khỏi có biến duyên cớ. Lần này, đổi triệu bân yên lặng đi theo rồi. Hắn theo như du khách, một đường đi một đường xem. Bản vũ trụ âm phủ, cùng bên ngoài vũ trụ minh giới, có chút giống nhau. Thậm chí là, Nhìn một chút, liền chưa phát hiện nhớ lại bên ngoài vũ trụ chuyện cũ. Cái kia là một đoạn bất phàm từng trải, hắn gặp một cái cực bất phàm người. Đuổi theo, một trong nháy mắt, qua lại bay tán loạn đầu rồng ngọc tỷ, đột nhiên một tiếng gào to. Nó nên là tìm được rồi bảo vật chỗ tồn tại, tựa như một đạo thần quang, thẳng đến một phương. Triệu Bân một bước đuổi theo, như bóng với hình. Bọn họ lại hiện thân, đã là U Minh chi địa ngước mắt nhìn ra xa trong bóng tối tràn đầy thi hài cùng quan tài trừ ngoài ra còn có một đầu huyết hà từ tây hướng đông chảy lệ quỷ tiếng kêu rên tất nhiên không thể thiếu đi nơi nào cũng có thể nghe nơi đây triệu bân hợp lại không xa lạ gì năm đó hắn không chỉ một lần dùng trầm quan thuật đưa nhất đại man vương cùng âm nguyệt vương tới đây ngủ say cái kia liền cái kia đầu rồng ngọc tỷ có phần kích động theo như một đạo thần quang hắc ám ở chỗ sâu trong có một tòa sâu không thấy đáy u uyên long uyên nó ba tầm mắt chưa đủ sát vào nhìn lên không thấy mảy may manh mối u uyên sao ngoại trừ hắc vẫn là hắc hơn nữa âm phong một hồi tiếp một hồi ngược lại triệu bân đứng ở sát mép vách núi ánh mắt dị thường thâm thúy u uyên phía dưới có khác càn khôn lấy vĩnh hằng nhãn có thể nhẹ nhõm khám phá siêu hắn không suy nghĩ nhiều một bước bước vào tiện tay còn có một kiếm bổ ra. Hắc ám bị hắn xé mở một đạo vết nứt, có lộng lẫy quang huy hiện ra. Mà hắn, chính là xuôi theo vết nứt đi vào. Hắn lại hiện thân, đã là một phiến minh mông đại giới. Đúng, chính là đại thế giới, liếc mắt một cái trông đi qua, không thấy phần cuối. Nơi này có nhật nguyệt tinh thần, không thiếu sông núi thảo mộc, vạn vật phồn thịnh. Nhất xung đột hắn tâm cảnh đấy, vẫn là một gỗ tang thương chi ý, rất to lớn nếu không phải xuống nhìn lên quỷ mới biết địa phủ vẫn cất giấu một phiến nhân giữa tịnh thổ vẫn là có dấu cản khôn nơi nào hỗn thiên hỏa một tiếng thổn thức người nào tạo đại thế giới long uyên chọc chọc long du ngọc tỷ sáng thế thần đầu rồng ngọc tỷ không giấu giếm một câu nói toạc ra bí mật thiếu lắc lư bọn ta nếu thật xuất từ sáng thế thần lão đại có thể phá vỡ vết nứt người hiểu quá mức đây chỉ là một sắc không Đầu rồng ngọc tỷ treo ở cái kia, lời nói ung dung. Triệu Bân không ngôn ngữ, đã chậm rãi mở ra bước chân, lấy vĩnh hằng nhãn dòm ngó. Long Du Ngọc tỷ cũng không phải là lắc lư người, cái này phiến thế giới, thật là một cái xác không. Mặc dù là xác không, cũng cực kỳ bất phàm, có cổ xưa đạo âm tựa như như ngầm hiện. Chương 2231, Thương Hải thần tượng. Ngươi nói bảo vật, đặt nơi nào đâu? Như như vậy dễ tìm, có thể gọi bảo vật xác không đại thế giới, rất nhiều xì si xào bàn tán. Long Uyên nó ba qua lại chạy, đầu rồng ngọc tỷ cũng là qua lại phiêu. May mà cái này phiến thiên địa minh mông, không phải vậy, thật mở không được bọn họ tát hoan. Tìm, Triệu Bân cũng đang tìm, hỗn độn vĩnh hằng nhãn, cực tẫn giòm ngó càn khôn. Minh giới chúa tể là trung thực quần chúng, xem trông mong đấy. Hắn có thượng thương thị giác, nơi nào nơi nào có bảo vật, hắn đều cửa nhỏ thanh. Xem quy xem, tuyệt như vậy không động đậy phải, tựa như u minh dưới đáy đại thế giới, từ hắn làm chủ tể ngày đầu tiên liền đã nhìn thấy, cũng đúng như là đầu rồng ngọc tỷ nói, là tuyệt đại chân bảo, bởi vì, đó là sáng thế thần lưu lại đấy. ầm vang, chính nhìn lên, bỗng nhiên nghe thấy thiên ngoại ầm vang, địa ngục rung động lắc lư. Đồng dạng rung chuyển đấy, còn có thần giới, tiên giới cùng phàm giới. Dung chuyển ngọn nguồn, chính là tiểu vũ trụ, chính cực tận dung nhập đại vũ trụ có lẽ dung nhập tốc độ quá nhanh, đại vũ trụ càn khôn, đều gặp không may xung đột. Thượng thương nhúng tay, minh giới chúa tể nhìn xem hư vô. Chúng ta thoái vị không xa, phàm giới chủ tể ho khan. Lâm chi họa dù chưa ngôn ngữ, cũng là đối với cái này sớm có giác ngộ. Hòa tan vào kỷ nguyên, bất phàm thời đại, tàn ba tôn thiên đạo, càn khôn bại hoại, như thế quang cảnh, là cần thượng thương nhúng tay, chờ đợi hai vũ trụ hoàn toàn dung hợp, nhất định còn có một phiên đại động tác, ví dụ như triệt tiêu các giới chúa tể. Sơn lâm thâm sử, một tòa vách đá trước, triệu bân chậm rãi xác định thân. Vách đá trên, có một đạo ngân đường, như là lợi kiếm bổ ra đến đấy. Đừng xem thường cái này một đạo vết kiếm, cũng là hữu ý cảnh còn sót lại. Tỉ mỉ lắng nghe, có thể được nghe thấy kiếm minh, kiếm ý bá đạo dị thường. Hắn sừng sững mà đứng, tĩnh tâm cảm ngộ, tâm thần không tự giác chìm đắm vào. Chờ đợi Long Uyên bọn họ bay tới, cả người hắn đều tốt tựa như hóa thành một thanh cái thế thần kiếm. Tầm bảo, còn phải là lão đại, thần lôi cười hắc hắc. Ngươi nói bảo vật là cái đồ chơi này không? Long Uyên hỏi, kiếm ý mới đáng giá mấy đồng tiền, đầu rồng ngọc tỷ ngữ khí rất khinh thường. Sáng thế thần kiếm ý, không đáng tiền hỗn thiên hỏa ngạc nhiên một tiếng. Người nào nói cho người đây là sáng thế thần kiếm ý? Đầu rồng ngọc tỷ nói qua, lại phiêu hướng rồi nơi đó, một thân một mình cần nhằn xì sao bọn hắn sợ là đã tới chậm, cái này phiến thiên địa, có người nhanh chân đến trước rồi, vách đá lên đạo kia kiếm ý, chính là chứng minh tốt nhất, quỷ mới biết được là cái nào quát con bê lưu lại đấy, nhưng, đích thị là một tôn tu kiếm chi đạo tuyệt đại đại thần, mà lại đạo hạnh sâu. Đương nhiên, nhanh chân đến trước, không có nghĩa là là có thể được bảo vật. Sáng thế thần lưu lại vật nhi, há lại người bình thường có thể lấy được. Kết quả là, nó biến biện pháp, một đường phiêu, một đường kêu gọi, tiểu bảo bối nhi, nhanh mau ra đây. Thật sao, nó cái này nhất hô, lòng uyên nó ba cũng tới kình phong rồi, cũng bão tố nổi lên giọng nhi, tựa như ba cái xấu đại thúc, cầm lấy kẹo, lắc lư người tiểu cô nương. Bọn họ không gọi tới tiểu bảo bối nhi, lại đánh thức rồi triệu bân. Vách đá lên kiếm ý, rất bất phàm, lại không phải xuất từ sáng thế thần, hơn nữa, vẫn là tàn phá, tàn phá cũng tốt, hắn có một phen tiểu đốn ngộ. Đúng là như vậy đốn ngộ, thành đạo chi chất sinh dưỡng, xem cái kia khí lực lóe sáng quang huy, bao quát quanh thân thong thả khí huyết, cùng đạo âm cùng dị tượng, đều nhiều hơn một vòng bất hủ chi ý. Thật lâu, hắn mới xoay người rời đi, đi lên một tòa có phần cũ cầu hình vòm. Trên cầu có thủy, dưới cầu có bí văn, nước sông róc rách, bí văn lưu chuyển. Tại đây không có bí cảnh, cũng là có cổ xưa đạo âm, cũng chính là tiếng nước chảy. Nghe nhiều hơn, hắn cũng tâm thần hoảng hốt. Hẳn không phải là sáng thế thần đạo âm, mà là có người tại đây đào hầm. Đạo âm như ma chú, dù là hắn nội tình, trong lúc nhất thời đều suýt nữa tâm thần thất thủ. Lão đại, đại thế giới ở chỗ sâu trong, truyền đến thần lôi kêu gọi. Hắn phút chốc thu thần, thuấn thân mà tới, chính thấy thần lôi tại một phiến thương hải bay tán loạn. Hải trong, đứng vững vàng một tòa pho tượng, nguy nga như núi. Là người nam tử, thân hình to lớn cao ngạo, cũng là không thấy chân dung. Tượng đá cũng có khí tràng, nó chi khí chàng, liền to lớn hào hùng. Sáng thế thần hỗn thiên hỏa cũng tới, vòng quanh pho tượng qua lại chuyển. Là Vô Thượng Thiên, đầu rồng ngọc tỷ lúc đến, cho cái xác định đáp án. Vô Thượng Thiên là cái nào? Thánh Hải cấm khu thủy tổ. Lời này vừa nói ra, chỉnh Long Uyên nó ba đều một hồi kinh ngạc. Sáng thế thần tạo thế giới, vì sao lại có Vô Thượng Thiên tượng đá? Trở về, Triệu Bân vung tay lên, đem Long Uyên bọn họ kéo đi qua mà hắn thì một bước đi lên trước, một quyền đánh bể tượng đá. O, O, N, G. Tượng đá tan vỡ, thiên địa lay động, toàn bộ thương hải đều ba đào vạn trường. Tùy theo, liền thấy một phiến hỗn độn chi khí, từ đáy biển mãnh liệt mà ra. Cái này, khí vận. Long uyên một tiếng kinh dị, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa thì một hồi thổn thức. Muốn nói thánh hải cấm khu, trời cũng thật là lè loẹt đấy, tại sáng thế thần thế giới, bầy nhà hắn thủy tổ pho tượng, cung cấp người thưởng thức. Đương nhiên không phải, mà là lấy biến hóa kỳ lạ chi pháp, ăn cắp sáng thế nhất mạch khí vận. Nếu không thì thế nào nói là triệu bân nhà kẻ dở hơi, xem chính là thấu triệt. Không sai, chính là trộm khí vận, dùng cái này đến nuôi hắn thánh hải long mạch. Này, tỉnh, đầu rồng ngọc tỷ vỗ vỗ long uyên, lại đụng phải đụng thần lôi cùng hỗn thiên hỏa. Cái vỗ này va chạm, ba hàng đều run lên một cái, lại đi xem thương hải lúc, tượng đá ở lại, cũng không hỗn độn chi khí, hết thảy đều tốt tựa như không phát sinh tựa như. Ảo cảnh thần lôi mơ mơ màng màng nói. Là thôi diễn, đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung. Vẫn là nó hiểu triệu bân, cũng thuộc về nó tầm mắt không nhất phàm. Vừa rồi một màn, đều là triệu bân diễn xuất đến hình ảnh. Chỉ là, ảo cảnh cũng tốt, thôi diễn cũng được, trộm khí vẫn là thật thật. Đến mức tượng đá này, tạm thời vẫn không thể hủy, bởi vì bằng nó có thể làm rất nhiều sự tình. Ví dụ như tìm Thánh Hải cấm khu tổ địa, đã là trộm khí vận, tìm cái kia ngọn nguồn là tốt rồi. Tìm được ngọn nguồn, liền có thể tìm được Thánh Hải hang ổ. Trên thực tế, Triệu Bân đã ở tìm, lấy Vĩnh Hằng nhãn cực tận truy nguyên. Kết cục, không phải mỹ quan, liếc mắt một cái nhìn sang, mông lung một phiến. Vĩnh Hằng nhãn mặc dù đoạt thiên tạo hóa, nhưng cấm khu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đầu rồng ngọc tỷ treo ở không trung, lại đặt nơi nào khoe khoang nó chi lịch duyệt đối phương đã là dám trộm tự có ngăn cách chi pháp nghe ta đấy chờ đợi nhật nguyệt giao dung thời điểm lại tìm nhất tìm một cái chắc triệu bân thu thần thông ngửa đầu nhìn về phía phiêu miểu hư vô tự thành càn khôn đại thế giới có tinh thần cũng có nhật nguyệt bởi vì cái gọi là dưới chiếm diện tích thế lên với thiên tượng thánh hải trộm khí vận tượng đá bầy chính là như vậy tinh tế hắn không nhiều lời xoay người rời đi thương hải thời cơ không đúng vậy liền các loại thời cơ đúng cái ngày đó chờ đợi nhật nguyệt giao dung lúc hắn xác định tìm ra thánh hải tổ địa ngươi nói bảo vật cuối cùng cái gì long uyên nó ba rời khỏi thương hải lúc lại đem đầu rồng ngọc tỷ vây quanh lời nói này bọn họ đã hỏi rất nhiều lần hết lần này tới lần khác này hàng thừa nước đục thả câu chính là không nói thiên cơ bất khả lộ đầu rồng ngọc tỷ một câu thâm trầm ta bắt nó hầm cách thủy rồi a à hỗn thiên cháy rực diễm hừng hực hầm cách thủy cái gì băm vằm long uyên trực tiếp hơn nhất kiếm bổ tới thần lôi cũng tự giác đến liền bổ rồi một đao bang đương cái này dễ dùng đầu rồng ngọc tỷ không sợ cũng sợ rồi sáng thế thần quang nó cuối cùng nói ra rồi bí mật sợ ba hàng nghe không hiểu nó vẫn giải thích một phen nơi nào là sáng thế thần đạo chi quang như thu được như luyện hóa nhất kiếm chém ra đi chính là hủy thiên diệt địa. Chương 2232, vũ trụ ngôn luật. Sáng thế quang, nhanh mau ra đây. Dưới ánh trăng sát đại thế giới, tràn đầy nhắc đến cái này lời nói. Vẫn là Long Uyên bọn họ, cả đám đều cùng gọi hồn nhi tựa như quát lên liền không kết thúc. Vẫn là Triệu Bân hàm xúc, tựa như đêm u linh, xuất quỷ nhập thần. Chiếu đến Tinh Huy, hắn đã rơi vào một phiến thác nước trước, lặng lặng nhìn xem. Thác nước thủy là ngân sán sán đấy, từ nhìn từ xa, tựa như rủ xuống cửu thiên ngân hà, nơi nào phiến thiên địa, đều bởi vì nó dị sắc dâng lên, bờ sông chi hoa cây cỏ mộc, cũng dị thường xum xuê, là một cái tu tâm ngộ đạo nơi tốt. Mà triệu bân, lúc này liền tại ngộ đạo, chuẩn xác hơn nói, là ở lắng nghe đạo âm. Người nào đang cười, lòng uyên kiếm lúc đến, chính nghe thấy nữ tử tiếng cười. Sợ là có người tại trong sông tắm rửa hỗn thiên hỏa một câu thâm trầm. Thần lôi trực tiếp nhất, nhanh như chớp nghi chui vào rồi trong sông bơi một vòng đáng tiếc cái gì không có tìm được chứa nói con quỷ nhỏ liền con cá tôm cũng không thấy ý niệm còn sót lại thần lôi trong lòng như vậy suy đoán triệu bân không để ý tới như pho tượng đứng nơi nào không chút sứt mẻ đạo âm như dị tượng thiên biến vạn hóa có thể vì lôi minh có thể vì cầm âm cũng có thể mỉm cười thanh âm mà cái này thác nước ở bên trong liền cất dấu nữ tử cười trong trẻo như khúc nghe chi tâm cảnh niềm nở. Sáng thế thần là nam hay là nữ? Long Uyên nhỏ giọng hỏi. Công đấy, đầu rồng ngọc tỷ quẳng xuống hai chữ liền chạy ra. Triệu bân cái này một chạm, chính là hơn phân nửa nguyệt. Nữ tử cười, cũng ở đây hắn bên tai vang dội hơn phân nửa nguyệt. Hắn cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết nàng kia, đích thị là phong hoa tuyệt đại đấy, bởi vì đạo âm rất bất phàm, một phen lắng nghe, tâm thần hắn tĩnh như chỉ thủy. Cơ duyên, vẫn phải có, nhìn hắn khí lực lóe lên quang huy là được rồi. Gặp có đốn ngộ, cái kia quang huy liền nhiều bất hủ chi ý. Vì thế, đầu rồng ngọc tỷ vẫn chuyên môn quải trở về nhìn thoáng qua. Nếu nói là vĩnh hằng đường, là một trận đại niết bàn, cái này hàng, chính là luôn luôn không ở lột xác bản thân. Chiếu đến tinh huy, triệu bân lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng như U Linh, xuất quỷ nhập thần, cũng đi một chút ngừng ngừng, rất nhiều thiên địa, đều có lưu hắn chi dấu chân như vậy hắn gần như tìm khắp nơi toàn bộ xác không đại thế giới cũng chưa thấy cái gọi là sáng thế quang thời gian lâu dài liền đầu rồng ngọc tỷ đều ỉu xìu nhi rồi không thiếu tuế nguyệt quá xa xưa rồi tìm đến đây đại thần nên là không thiếu khó tránh khỏi thì có như vậy hai ba cái siêu quần bạt vị đấy không để ý nhi đem sáng thế quang bắt cóc rồi dù vậy nó vẫn ôm một tia hy vọng cái kia nhân đạo chi quang có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy thật như bị triệu bân tìm phải lột xác vĩnh hằng tiến trình, nhất định sẽ tăng nhanh. Đến lúc đó, nó đường về nhà còn xa sao. Ngươi, có thể đi qua chư thiên, triệu bân đột nhiên một câu. Cái nào chư thiên, long du ngọc tỷ đặt nơi nào bay tới trôi đi. Triệu bân không cái gì lời thừa, tiện tay mở một đạo màn nước. Trong đó, diễn dịch hình ảnh, đúng là bên ngoài vũ trụ minh giới. Nhìn thấy quen mặt, nên là viêm vũ trụ, đầu rồng ngọc tỷ chậm rãi nói vũ trụ là bởi vì gì mệnh danh, bản nguyên thuộc tính triệu bân đổ một ngụm rượu. Ít nhất, lão phu là như vậy kết luận đấy. Đầu rồng ngọc tỉ treo ở giữa không trung như nhà người vũ trụ, bản nguyên thuộc về phong, ta liền thói quen gọi nó phong vũ trụ. Tự nhiên, vũ trụ cách nói, không được qua đúa cả nắm, bằng ngoại tướng mệnh danh người, cũng nhiều không kể xiết. Ta từng đi qua hư vọng ở chỗ sâu trong, nhìn thấy một vũ trụ, ngoại hình cực giống một tòa sơn, liền gọi nó sơn vũ trụ. Người đi qua trong vũ trụ, Nhà ta vũ trụ có thể xếp thứ mấy? Triệu Bân ngồi ở trên sườn núi. Ta bình sinh chi lịch duyệt, không hạ trăm vũ trụ, nhà ngươi vũ trụ sao? Đầu rồng ngọc tỷ trầm ngâm chốc lát, sắp xếp cái đệ thất không thành vấn đề. Vũ trụ đệ thất, ngược cũng không tệ. Đếm ngược đấy, có cái gì tốt chính hào đấy. Hư vọng chi đại, không phải ngươi có khả năng phỏng đoán. Đầu rồng ngọc tỷ tiếng phiêu miểu, người chứng kiến, cuối cùng chỉ là một góc của băng sơn. Triệu Bân không đáp lời, trầm liếm nhiều ngày tâm cảnh, đã là nổi lên gợn sóng. Cái vũ trụ này, làm sao minh mông, đính thiên đại thần nhiều không kể xiết, mà còn có lục đại thiên đạo chống đỡ, như thế thế trận, lại sắp xếp đếm ngược. Cái này, vẫn chỉ là trăm vũ trụ bài danh. Như đem hết thảy vũ trụ đều tính đi vào, đếm ngược đệ thất đều chưa hẳn giữ được. Chịu đả kích, hắn là thật chịu đả kích. Chưa từng nơi nào phút chốc, như lúc này như vậy, rất cảm thấy tự thân nhỏ bé. Bản thân vũ trụ thiên địa, hắn cũng còn chưa hoàn thành toàn đặt chân, càng chớ nói vũ trụ bên ngoài hư vọng rồi. Cái này đâu chỉ là một góc của băng sơn, sợ là liền một góc của băng sơn một hạt bụi bẩm cũng không tính là. So với thiên ngoại thiên, vũ trụ cái gì đấy, đều con tôm nhỏ. Đầu rồng ngọc thì tối nay rất rảnh rỗi, hoặc là nói, lại tái phát lời làm nhảm tật xấu, bắt được một người, liền hướng chết đả kích, thật vừa đúng lúc, bên cạnh thân liền có một cái. Thiên ngoại thiên. Đối với cái từ này hội tụ, triệu bân hợp lại không xa lạ gì, Nguyệt thần từng đề cập, Nguyệt thần cùng chấn thiên tri thần vượt thời không đối thoại lúc, cũng từng nói qua. Thiên ngoại thiên là nơi nào triệu bân khiêm tốn thỉnh giáo. Nghe nói, đó là một cái vĩnh hằng quốc độ, bao trùm vũ trụ phía trên. Đầu rồng ngọc tỷ cũng rơi vào trên sườn núi, trước thanh lý rồi một phen bụi bặm mới tiếp tục nói. Ta từng có may mắn, gặp qua như vậy một tòa cửa, nghe thái sư tổ nói, cái kia tòa cửa, chính là thông vãng thiên ngoại thiên đường. Có thể có người đi vào, Triệu Bân hỏi. Có, đầu rồng ngọc tỷ giọng điệu có phần xác định, tại một cái vô cùng cổ xưa thời đại, viêm vũ trụ xuất hiện một tôn siêu Việt thiên đạo thần, nhà ta thái sư tổ tận mắt nhìn thấy, nơi nào tôn thần phá cửa mà vào, ngày sau vô tận thế sự xoay vần, liền không còn hắn tin tức. Siêu Việt thiên đạo, Triệu Bân thì thào một câu, lại lên gợn sóng. Lời này, như rơi vào diệp thần trong tai, xác định cũng là ngang nhau tâm cảnh. Hắn năm đó lưu lạc đến viêm vũ trụ lúc, minh giới tu vi cao nhất chỉ là đại đế, án cảnh giới tính, thuộc về thần minh cảnh. Phía sau, còn có chuẩn đế thần, đế thần, chuẩn hoang thần cùng hoang thần. Cái này mẹ nó siêu việt hoang thần, nơi nào phải cao đại đế bao nhiêu cấp bậc. Trầm tư một phen, hắn cũng bình thường trở lại. Tổ thần từng nói, mỗi cái vũ trụ đều có một cái máu chảy đầm đìa tiến hóa sử, cực kỳ giống vương triều thay đổi, cùng với vô số hủy diệt cùng trùng sinh, quỷ mới biết viêm vũ trụ nơi nào tôn siêu việt thiên đạo thần. Làm cho sinh tồn niên đại, cùng vì hôm nay viêm vũ trụ, kém bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đợi năm nào, lão phu trở lại cố hương, trùng nhập thiên đạo, liền cùng nhà ngươi thượng thương tâm sự, đem ngươi hai ta nhà vũ trụ, hợp thành một cái. Triệu bân đã trầm mặc, đầu rồng ngọc tỷ vẫn đặt nơi nào cần nhằn xì si xào, hợp nhất khối tốt vũ trụ bài danh còn có thể đi lên tháo chạy nhất tháo chạy, lại đến vũ trụ đại chiến, cũng không trở thành bị đè xuống đất ma sát. Một cái tiểu vũ trụ đều dung như vậy tốn sức, càng không nói đến hai cái đại vũ trụ. Triệu Bân lại cầm một bầu rượu, nhà ta vũ trụ thượng thương, sợ sẽ không đồng ý. Cái này cũng khó mà nói. Đầu rồng ngọc tỉ cười nói, người đều biết ôm đoàn sưởi ấm đạo lý, nhà ngươi thiên đạo rồi không hiểu vũ trụ giữa ngoại giao, môn đạo khá nhiều loại chuyện này, lão phu sở trường nhất vậy ngươi vẫn trở lại cố hương làm chi, trực tiếp tìm ta nhà thiên đạo trò chuyện quá. Vũ trụ giữa ngoại giao, chỉ nhận thiên đạo, cũng chỉ có thiên đạo, có thể đại biểu vũ trụ, dù là đối phương chỉ là tiên vương cấp thiên đạo, đến rồi nhà ngươi vũ trụ, cũng so bên ngoài vũ trụ một tôn chuẩn hoang thần lời nói có trọng lượng, cụ thể, có thể tham khảo hai nước thương lược, nhân ra chỉ nhận hoàng đế, người đi cái đại thần không được việc đấy, đương nhiên, đại thần như tạo phản làm hoàng đế, vậy thì tốt sử dụng, mà Lão Phu chính là cái gọi là Đại Thần, không có tư cách cùng thiên đạo đàm phán. Quả là môn đạo biết không ít. Lão Đại, mau mau nhanh, vợ của ngươi. Hai người chính nói lúc, bỗng nhiên nghe thấy Long Uyên kêu gọi. chương 2233, gọi Hồn Nhi. Nàng dâu, nghe kêu gọi, triệu bân thuấn thân biến mất tại dốc núi. Hắn lại hiện thân, đã là một tòa núi cao dốc đứng ngọn núi. Đỉnh núi, đứng thẳng một cái đẹp đẽ người là một cái hư ảo nữ tử, như hồn như phách. Chăm chú như vậy nhất nhìn, đúng là lục thiên nữ vương. Xác thực nói, là lục thiên nữ vương lưu lại hư ảnh. Mặc dù là hư ảnh, cũng đầy đủ triệu bân nhiệt lệ doanh khuôn. Ai? Đầu rồng ngọc tỉ một tiếng thở dài, rất tự giác phiêu mở. Long uyên bọn họ ba cũng thức thời, riêng phần mình lui xuống ngọn núi. Cái này xác không đại thế giới, quả thật bất phàm, đúng như một tòa vở kịch lớn đài, người hát thôi đến hắn trình diễn, chủ nhân là, lục thiên nữ vương cũng là hư ảnh cũng tốt, mặc dù kém rất nhiều thời đại, coi như là một phen khác loại gặp lại. Ngươi, lại cũng đã tới cái này phiến thiên địa. Triệu bân đã bước lên đỉnh núi, đã đưa tay tìm tòi hướng thái hy hư ảnh. Chỉ tiếc, đối phương là hư ảo đấy, hắn đã định trước không cách nào chạm đến. Mà thái hy hư ảnh, cũng không bởi vì hắn đến mà có nửa phần dị dạng, chỉ lặng lặng nhìn lên tinh không, thời đại kia gió đêm, nên là vô cùng nhu hòa đấy, thổi nàng sợi tóc nhẹ nhàng chập chờn, mỗi một luồng đều nhuộm khói dáng. Triệu Bân cuối cùng thu tay, yên lặng đứng ở nàng bên cạnh thân. Vạn cổ trước, Thái Hy chính là đứng ở nơi này, nhìn lên tinh không. Vạn cổ phía sau hắn cũng ở đây này, đồng dạng đêm, đồng dạng sơn. Nâm lão thần thông quảng đại, có thể hay không phục sinh nàng. Thần lôi hỏi, cung Phụng, gia linh là được phục sinh, đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung. Cái này bọn ta còn biết, không thế nào dễ dùng, nhưng còn có không cái khác tuyệt chiêu đặc biệt. Triệu thiên đạo nhất kích mà chết, chỉ này nhất pháp có thể trở về thế gian. Đang khi nói chuyện, bốn người càng chạy càng xa, tiếp tục tìm tìm sáng thế thần quang. Đỉnh núi, chỉ còn triệu bân một cái, cùng một vòng không tồn tại hư ảnh. Triệu tử hy, con của chúng ta. Có tên của ngươi, cũng có họ với ta. Nàng cái kia mắt to, cực kỳ giống ngươi con mắt. Triệu Bân mở một đạo màn nước, bên trong có tiểu tử hy thân ảnh. Như hình tượng này, mỗi gặp bái tế Thái Hy lúc, hắn đều có lấy ra. Siêu, phong nhẹ phẩy, Thái Hy hư ảnh từ tinh không thu ánh mắt, xéo con mắt xem ra. Vừa gặp Triệu Bân quay đầu, bốn mắt đối mặt, liếc mắt một cái cách vô tận thế sự xoay vần. Ai nha? Vừa rồi rời đi không lâu đầu dùng ngọc tỷ, lại quải rồi trở về. Nó cũng không quản cái này tại đó, như cái lăng đầu thanh sông lên đỉnh núi. Người nha, thế nào như vậy không có nhãn lực độc đáo. Long Uyên nó ba cũng quải rồi trở về, nói qua liền muốn đem đầu rồng ngọc tỷ túm đi. Đầu rồng ngọc tỷ từ không làm, như nhất đạo lưu quang, vòng quanh thái hy đổi tới đổi lui. Ngược đã quên, cái này tiểu nương môn nhi tu thời không đấy. Cái này có hy vọng rồi, nàng có thể vượt thời không xem đời sau. Nhìn không nhìn thấy không quan trọng đấy, có cảm nhận là tốt rồi này hàng như hòa thượng niệm kinh, một bên xoay quanh một bên cằn nhằn xì xào. Long Uyên nó ba không rõ ràng cho lắm, Triệu Bân lúc này cũng không đếm xỉa tới hội. Hắn nhìn rõ ràng, hắn tự tay đi tìm tòi lúc, Thái Hy hư ảnh nhíu mi. Cũng chính là nói, vạn cổ trước Thái Hy, đối với thời đại này là có cảm nhận đấy. Đừng nhúc nhích, lão phu thử một chút. Đầu rồng ngọc tỉ nhỏ giọng dặn dò một câu, xoay người chui vào rồi vĩnh hàng giới. Trước sau chỉ là phút chốc, hắn lại đi ra, mà lại vẫn dẫn theo một vật. Đồ vật gì đâu, bài vị. Người nào bài vị đâu, thái hy đấy. Hắn đem bài vị, bày tại thái hư hư ảnh thân trước. Xong việc nhi, chính là một chuỗi nhi huyên thuyên lời nói. Long uyên nó ba nghe không hiểu, triệu bân cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không sao đấy, chỉ cần nhãn không mù là tốt rồi. Theo chú ngữ niệm tụng, bài vị hữu vân hà lượn lờ, đặc biệt là ở trên thái hy hai chữ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một khoản vẽ một cái lưu chuyển. Ngươi làm chi, triệu bân lông mi hơi nhíu. Gọi hồn nhi, đầu rồng ngọc tỉ tùy ý nói. Hô, không tốt, ngọa ngược. Không chờ triệu bân đem nói cho hết lời, liền nghe long du ngọc tỉ một tiếng gào to. Kiếm ngân vang tùy theo vang vọng, bài vị ở bên trong, lại có một đạo kiếm quang bổ ra đến. Biến cố đến quá đột ngột. Chớ nói Long Uyên nó ba, dù là Triệu Bân đều phản ứng không kịp cũng không kịp bọn hắn phản ứng đầu rồng ngọc tỷ liền đã trúng một đao bị bài vì kiếm quang bổ cái bản bản trọn vẹn ấn thân nổ nửa bên nó cái này sắp vỡ không quan trọng hư ảo thái hy hư ảnh cũng đi theo biến mất không biến mất là chói tai kiếm minh lại là một đạo càng hủy diệt kiếm quang vượt thời không công phạt triệu bân thấy chi tiện tay đem đầu rồng ngọc tỷ bọn họ đã thu vào vĩnh hằng giới mà hắn thì một bước bước ra, lật tay một trưởng đánh ra, đánh tan rồi kiếm quang. Xem, ta cứ nói đi, có hy vọng. Đã trúng đào đầu rồng ngọc tỷ, vẫn không thành thật, lại đặt nơi nào niệm chú. Nó cái này niệm chú, bài vị biến vô cùng táo bạo, lúc trước chỉ là lóa sáng, mà nay sao? Đó là mấy vạn đạo quang mang hiện ra, dù là triệu bân cường hãn nội tình, đều nguy hiểm bị nơi nào từng đạo như thần kiếm quang mang, hủy đi khí lực bọn đạo trích hạng người cũng dám tính toán bổn vương bài vị không chỉ táo bạo vẫn mẹ nó thành tinh lại có lời nói truyền ra nghe âm sắc là lục thiên nữ vương đầu rồng ngọc tỷ nghe chi toàn thân lạnh lẽo thái hy triệu bân một tiếng kêu gọi nghẹn ngào không chịu nổi hắn cái này nhất hô hô lên một màn quỷ dị bài vị lại biến hình thái biến thành một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp nàng là hư ảo đấy vô luận là khí lực vẫn là dung nhan, đều là mơ hồ không chịu nổi đấy, nhưng Triệu Bân nhận được, đó là lục thiên nữ vương, không biết cái nào niên đại đấy, cũng không biết cái nào thời không đấy, lấy bài vị làm môi giới phủ xuống lúc này đại, tuy không phải chân thân hàng lâm, có thể nàng khí chàng cũng là xung đột cửu thiên đấy. Diệt, bài vị nữ vương thản nhiên nói, nghênh không một trường phách đi qua. Đánh, cùng nàng đánh, đầu rồng ngọc tỷ ngao ngao thẳng kêu to. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng đã xuất tay, một quyền oanh rồi ra ngoài. Phanh, quyền cùng trưởng va chạm, tức thì sụp nửa bầu trời. Đẫm máu chính là Triệu Bân, quyền cốt hủy thành rồi thịt nát. Trái lại bài vị nữ vương, cũng như người trong mộng, nửa phần chật vật cũng không có. Cũng trách Triệu Bân, căn bản không động toàn lực, chỉ sợ đem bài vị làm hỏng rồi. Đạo hạnh sâu sao, bài vị nữ vương u cười, như ma chú, vang vọng ở thiên địa giữa. Dứt lời, liền thấy nàng nơi nào mơ hồ gương mặt hiển lộ ra hai con ngươi đó là diệt thế nhãn trong mắt diễn lấy hết hủy diệt muốn đem triệu bân xé nát phá triệu bân vừa quát âm vang trong nháy mắt mở vĩnh hằng nhãn cái đồ chơi này dễ dùng trong nháy mắt phá diệt thế nhãn công phạt vĩnh hằng bài vị nữ vương thì thầm trong lời nói khó nén chính là kinh ngạc cũng là cùng với như vậy ngữ khí nàng lại chậm rãi tiêu tán bài vị ở lại tan hết quang mang, từ thiên ngã xuống. Bị chạy ra vĩnh hàng giới đầu rồng ngọc tỷ, vững vàng tiếp được. Triệu bân thì vẫn lập tại nguyên chỗ, cùng tận sức nhìn hoàn xem chu thiên. Đi rồi, vượt thời không mà đến nữ vương, đã không ở. Còn có thái hy hư ảnh, cũng lại tìm không ra nhất tia dấu vết. Đừng nhìn, đây không phải là vợ của ngươi, cái này mới là lạc. Xa xa, đầu rồng ngọc tỷ qua được, mà lại vẫn cuốn theo thái hy bài vị. Triệu Bân lúc này mới thu con mắt, xem bài vị lúc, hắn trong mắt có tinh quang lóe sáng. Cùng lúc trước khác biệt, bài vị lên thái hy hai chữ, có ánh sáng chạy quanh quần. Cái này là, Linh Long Uyên gom góp đến, trong giọng nói rất nhiều kinh dị. Không phải Linh, là ý chí, đầu rồng ngọc tỷ nhất lời, cao thâm mặt chắc. Ý chí cũng được a à. sớm muộn gì thành Linh, thần lôi kích động trên nhảy dưới tránh. Người thế nào làm được? Thiên cơ, không thể tiết lộ hắc, lại nghĩ chịu nào. chương 2234, sáng thế quang. Thái Hy, Hài Nhi mẫu thân, lục thiên nữ vương. Gọi hồn Nhi đấy, không còn là đầu rồng ngọc tỷ, mà là thần triều chi chủ rồi. Từ nàng dâu ra ý chí, hắn tựa như gặp ma, ôm bài vị hô lại hô, nhất hô chính là hơn phân nửa nguyệt, lòng nguyên nó ba cũng đi theo ồn ào, như ba cái thủ nhà thần thú, ngồi xổm trước bài vị, quát lên liền không kết thúc. Hỏi thế gian, tình là vật chi. Đầu rồng ngọc tỷ lời này, nói lời nói thấm thía. Nó không có nàng dâu, từ không biết rõ tình hình đến ở chỗ sâu trong, ra sao tâm cảnh. Nguyên nhân chính là không biết, hắn mới có một cái. Nói ra rất không tốt ý tự ý niệm trong đầu, chờ đợi trở lại cố hương, cao thấp tìm cái nàng dâu. Đừng hô, tìm bảo bối gấp rút, thu suy nghĩ, đầu rồng ngọc tỷ nghiêm túc nói. Thật sao, không ai phản ứng nó, lúc này, tại triệu bân xem ra, bài vị chính là bảo bối, tại Long Uyên nó ba xem ra, chủ nhân bảo bối, chính là bảo bối. Không có tiền đồ, đầu rồng ngọc tỉ mắng một câu, một thân một mình bay đi rồi. Chui vào trong núi lúc, nó vẫn tận lực thu liếm tự thân quang huy, chỉ sợ không để ý nhi, lung lay cái vũ trụ này thượng thương đám. Trung quy, hắn lúc trước gọi hồn nhi tao thao tác, sợ rồi thời không cấm kỵ. Như bởi vì, thiên đạo nghĩ cầm nó khai đao, diệt nó cũng hợp quy củ đấy. Nói đến quy củ, minh giới chúa tể đã xem hư vô hơn nửa đêm. Thượng thương nếu thật là so sánh nước nhi người, nơi nào khối ngọc tỷ, sợ lấy cái chết rồi trăm ngàn trở lại. Bất diệt tốt, đợi hắn năm nào thoái vị, liền đi ôm thần chiều đùi. Thuận tiện, lại cùng đầu rồng ngọc tỷ bộ lôi kéo làm quen. Khó tránh khỏi, đối phương nhất cao hứng, còn có thể thưởng hắn nhất cái sọt bí pháp thần thông. ầm vang, xác không đại thế giới một tiếng lôi minh, chọc cho hắn phút chốc ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy đại thế giới càn khôn biến hóa, rất nhiều tinh thần lệch vị trí. Ai? Đầu rồng ngọc tỉ ngừng, treo ở rồi một tòa sơn đỉnh. Ôm bài vị gọi hồn nhi triệu bân, cũng vô thức giơ lên đầu. Cái này nhìn qua, hắn cũng một bước rơi vào đỉnh núi, tùy theo vẫn mở vĩnh hàng nhãn, nhìn chầm chầm vào tinh không, nhìn lại xem. Cái này, chính là trong truyền thuyết đấy song nghỉ lâm môn sao đầu rồng ngọc tỉ một tiếng thổn thức. Long uyên nó ba nghe, không rõ ràng cho lắm. Nhưng, tầm mắt cao thâm triệu bân, lại hai mắt cực tấn híp lại. Đúng, là song nghỉ lâm môn, bọn hắn khổ sở tìm sáng thế quang, mà nay đã có mặt mày, không ở phía dưới, mà tại tinh không. Sở dĩ có tinh thần lệch vị trí, cũng bởi vì lúc trước hắn cùng với bài vị nữ vương đại chiến tạo ra uy lực còn lại, xung đột rồi thiên địa, thậm chí trời đưa đất đẩy, dẫn xuất rồi càn khôn tốt ngươi sáng thế, tàng phải rất sâu nơi nào. Đầu rồng ngọc tỉ một tiếng thầm mắng, nếu không phải hắn trí nhớ tàn khuyết, tầm mắt đại bị hạn chế, gì đến mức tìm như vậy tốn sức. Nơi nào, tại đó. Phản ứng chậm nửa nhịp Long Uyên, đột nhiên một tiếng gào to. Liền nó cũng có thể nhìn ra, triệu bân rồi nhìn không thấy. Sáng thế thần quang chính là tinh không một khỏa tinh thần, lần đầu nhìn, cùng với khác tinh thần không cái gì lưỡng dạng, có thể cái kia quang huy, lại cất giấu vài phần dị dạng khí uẩn, tang thương cũng cổ xưa, thần bí cũng huyền bí. Nhìn nhiều như vậy vài lần, vẫn rất cảm thấy tâm thần bất ổn. Dù sao vẫn cảm giác bên tai có đạo âm, cho hắn chỉnh ra rồi một hai trong nháy mắt ảo giác. Đợi cái gì đâu nắm qua đến, đâu rồng ngọc tỷ nói rằng, bắt, nói bắt liền bắt. Triệu Bân đã lấy tay nhập tinh không, muốn tháo xuống viên kia tinh thần. Như vậy, không chờ hắn chạm đến, vì sao kia liền chuyển chỗ rồi? chuẩn xác hơn nói, là chạy, hóa thành một đạo quang, trùng thiên mà đi. Nơi nào đi? Triệu bân thu lòng uyên bọn họ, đuổi theo sáng thế quang xuất ra địa phủ. Dương gian đêm, có thể so sánh âm phủ yên tĩnh nhiều hơn, ít nhất, không có lệ quỷ tiếng kêu rên. Chờ đợi sáng thế thần quang bay ra, minh mông thiên địa, lại nhiều một vòng dị sắc. Nó, rất không thành thật, như một thớt cởi dây cương ngựa hoang, lên trời xuống đất chạy tới chạy lui, chạy thì thôi, tốc độ vẫn tặc nhanh, dù là triệu bân chi thân pháp, trong lúc nhất thời cũng không thể đuổi theo. Sáng thế thần quang, phàm giới chúa tể thấy chi, lông mi vỉnh cao. Sáng thế thần đạo chi quang, đây chính là nghịch thiên chi vật A. À. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Oanh, phanh, một đạo quang tuy nhỏ, có thể nó lực lượng to lớn. Phàm nó đến mức, gặp núi lở sơn, gặp thủy che thủy, không biết bao nhiêu thiên địa bởi đó đổ sụp, như mọc thành phiến vết nứt không gian, như mọc thành phiến nổ tung siêu chúa tể nhìn lên sáng thế quang lại chui vào hư vô biến mất tại phàm trần xong liền nghe lâm chi họa một tiếng nhẹ kêu thượng thương thị giác sao như vậy lộng lấy một đạo quang nàng có thể nhìn không thấy muốn nói thần triều chi chủ vận khí cũng quả thật tốt tìm như vậy đồ tốt phong triệu bân một cái thuấn thân đuổi theo một trường bao trùm cửu thiên thế nhưng không dùng được sáng thế quang tạc chập choạng trượt xuôi theo hắn khe hở liền chạy trốn ra ngoài rồi, một cái phá toái hư không, lại từ tiên giới nhập vào thần giới. Ân, thần giới chúa tể chi thần thái, cùng với khác ba vị chế tài người, giống hệt. Sáng thế thần đạo chi quang, hắn há có không biết chi lý. Cũng chính là bởi vì hắn nhận ra, diện mạo mới cách bị trầm. Triệu bân đi ra ngoài đạp cướp chó sao lại đụng phải lớn như vậy vận. Cấm. Triệu bân vừa xài bước càng, lần nữa đuổi theo, tế ra hồng mông chi hải, che mất tinh không, cũng che mất sáng thế quang. Nơi nào đồ vật không dùng được, dùng độn giáp thiên tự. Đầu rồng ngọc tỷ nói rằng, đích xác không dùng được. Trước sau chỉ là phút chốc, sáng thế quang liền vọt ra hồng mông. Triệu bân tốc độ chậm chút, mở độn giáp thiên trận, lại không bắt được cái đồ kia. Ta cũng không tin. Triệu bân thần con mắt như đuốc, một đường đuổi theo sáng thế quang, nhập vào tiểu vũ trụ. Tân thế giới có thể so sánh đại vũ trụ náo nhiệt nhiều hơn, liếc mắt một cái nhìn sang, bốn phương tám hướng đều có ánh lửa sông tiêu, mà lại đều nhuộm huyết sắc, oanh âm thanh một phiến dưới một phiến, không biết mở ra bao nhiêu chiến trường, phần lớn là bởi vì tiểu vũ trụ bản nguyên mà đánh đập tàn nhẫn. Triệu bân không đếm xỉa tới rồi những thứ này, nhìn chằm chằm vào sáng thế quang, chết theo đuổi không thả. Cái này một đuổi một chạy, chọc cho không ít người xéo con mắt, quá nhiều thiên địa đều ngưng chiến. Triệu bân, là hắn không thể nghi ngờ, không thiếu tiền bối đại thần, lên cao nhìn xa, trong mắt vẫn rất nhiều kiêng kỵ. Lúc này không giống ngày xưa rồi, vĩnh hằng thể mà nay đã là đế thần, chiến lực phách thiên tuyệt địa, kéo mấy tôn chuẩn hoang thần tới đây, đều chưa hẳn ép tới ở hắn. Nhìn rồi triệu bân, chúng đại thần lại nhắm tới rồi sáng thế thần quang. Nhìn một chút, bọn hắn liền tinh thần rồi, đạo kia quang rất bất phàm. Nếu không phải tuyệt đại đại thần, như thế nào diễn sinh ra như vậy lộng lẫy đạo chi quang? Siêu, trong tiếng nghị luận, sáng thế quang ở trên hư không dạo qua một vòng, bay ra tiểu vũ trụ. Triệu bân như bóng với hình, đuổi theo nó, đoạn nhập rồi nhất mảnh hắc ám thiên địa. Cũng không phải là hắc động, mà là thần tiên vết nứt. Nơi đây, triệu bân từng đến qua. Toàn bộ thế giới đều tối om, chỉ ngẫu nhiên thiểm điện xé rách. Trưa nay, chính là nhúm máu cắt vàng, là tiệc thiên cuốn địa phương. Oanh! Sáng thế quang đi vào, cái này phiến thế giới sẽ không ổn rồi, ước vạn lôi đình hiện ra. Tùy theo, còn có đáng sợ gì tưởng, thì cốt trồng chất thành sơn, máu tươi lẫn chảy thành sông. Mặc cho ai nhìn, cũng bất xác cho rằng, tại đây táng qua rất nhiều sinh linh. Oán linh quỷ biến, chính là như vậy khí tượng, sẽ sinh ra phản phất sống như địa ngục quang cảnh. Định, triệu bân nhất tự khe quát, cũng mở miệng thành phép. Bỏ chạy sáng thế thần quang, thật sự có như vậy phút chốc định dạng. Nó ngược lại nghĩ phá tan trói buộc, Triệu Bân không cho hắn cơ hội. Độn Giáp Thiên tử đều xuất hiện, trong nháy mắt xếp đặt thành trận, đem vây khốn. Vẫn chạy. Triệu Bân đạp thiên mà tới, một tay cầm sáng thế quang. Động tới, hắn tâm cảnh rung động. Tiểu tiểu một đạo quang, lại sau so nghìn trưởng cửa nhạc vẫn trầm trọng, ánh vàng rực rỡ sáng bóng, càng sâu thái dương còn có to lớn chi lực ẩn núp, nắm nó, liền giống như nắm lấy một thanh tuyệt thế hung khí. Cái này có thể luyện hóa sao hỗn thiên hỏa nhỏ giọng nói. Ta xem treo, cái đồ vật này quá mạnh mẽ, thần lôi một tiếng nói thầm. Bắt đều bắt được, còn có thể luyện không hóa nó long uyên vô cùng có tự tin. Coi chừng, đầu rồng ngọc tỷ đột nhiên một câu. Dứt lời, liền nghe một đạo vù vù. Chăm chú nhìn lên, mới biết là một vòng huyết sắc ánh đao, từ hắc ám ở chỗ sâu trong bổ tới, mang theo cuốn chính là hủy thiên diệt địa chi lực, tập trung đúng là triệu bân chương 2235, trong bóng tối vong linh. O, O, N, G. Trong bóng tối bổ tới huyết sắc đao mang, vắt ngang cửu thiên, trong nháy mắt liền đến. Triệu bân phản ứng không chậm thân pháp cũng không tục, thuấn thân phi đột, cưỡng ép né qua. Dù vậy, hắn vẫn là đã trung uy lực còn lại, đầu vai bị vẽ ra một đạo vết máu, chờ đợi định thân, xương vai vẫn nổ rồi, tổn hại chỗ nhiều ánh sáng âm u quanh quẩn cực tấn hóa diệt hắn chi tinh khí. Cái nào quát con bê? Triệu Bân không ngôn ngữ, Long Uyên thì một tiếng mắng to, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng ngao ngao thẳng gọi. May mà chủ nhân trốn nhanh, không phải vậy, định bị sinh bổ. Không người đáp lại, chỉ thấy hắc ám ở chỗ sâu trong, sát khí cuồn cuộn. Sát khí thấp thoáng ở chỗ sâu trong, cất giấu một đạo mơ hồ bóng người, chính đạp trên hỗn độn, chậm rãi đi ra, có lẽ cái kia khí lực quá nặng trọng, thậm chí mỗi một bước rơi xuống, đều đạp thiên địa lay động, to lớn khí tràng Hào hùng tối cường. Vong Linh Thủy Tổ, Triệu Bân trong lòng một câu, có thể liếc mắt một cái hiểu rõ đối phương chân dung. Hắn là bất ngờ, Vong Linh nhất mạch thủy tổ, lại ẩn núp tại thần tiên vết nứt. Triệu Bân, biệt lai vô dạng. Vong Linh Thủy Tổ một bước định thân, cười sừng sững đáng sợ, mà lại tịch mịch con mắt, chán đầy nồng nhiệt tinh quang. Từ đêm đó, tại trí Tôn thành bị quần ổ, hắn đã ẩn núp nơi đây rất nhiều ngày giờ, liền muốn hèn mọn trưởng thành một phen chờ đợi trì hoãn một hồi nhi, lại tìm thần triều thanh toán. Không nghĩ tới a à, vĩnh hằng thể nhưng vẫn cái đưa tới cửa, mà lại vẫn đã mang đến một đạo không tầm thường thần quang. Như không nhìn lầm, đó là sáng thế thần nói chi quang. Như tại vạn cổ trước, hắn tự chướng mắt. Mà nay sao, kéo dài hơi tàn vô tận tuế nguyệt, có liên tiếp từ chảm hai đao, sáng thế thần quang với hắn mà nói, chính là vô thượng chất sinh dưỡng, thêm với thân dung độn giáp vĩnh hằng huyết thống hắn tối nay, nhất định đụng tạo hóa, nghịch thiên cấp tạo hóa. Biệt lai vô dạng, triệu bân nhẹ nói, con người mặc dù không hề bận tâm, có thể phát ra từ linh hồn sát ý, lại làm cho cái này mảnh hắc ám thế giới, từng tấc một kết ra hàn băng. Không phải oan ra không tụ đầu, khó được đánh lên cửu địch, nhất định làm chết. Hắn trạng thái không tốt, chơi hắn, đầu rồng ngọc tỉ gào to nói. Phanh, dứt lời, liền thấy triệu bân mở công, một quyền oanh xuyên thủng hạo vũ, không biết tự lượng sức mình, vong linh thủy tổ cười lạnh, một trường cách không đánh ra. ầm vang, quyền trường va chạm, trong bóng tối nhất thời lôi bạo, nhúm máu vầng sáng lan tràn. Xem đối chiến song phương, triệu bân như một tòa tấm bia to, sừng sững không động, ngược lại vong linh thủy tổ, xương bàn tay vỡ vụn, đạp lui nửa bước, khóe miệng máu tươi lẫn tràn đầy. So với huyết quang, cái kia phiền muộn ánh mắt, mới là thật đẹp mắt. Hắn cho là hắn rất hành, có thể nhất kích cứng rắn tiếc phía sau đúng là xuống hạ phong hồi lâu không thấy ngược lại trưởng thành không thiếu phong linh thủy tổ khóe miệng hơi vỉnh như u linh lăng không tiêu thất lại hiện thân đã là triệu bân phụ cận nhất chỉ như thần mang thẳng đâm triệu bân mi tâm triệu bân liền dứt khoát rồi một tay nắm lấy cái kia ngón tay giặc giặc một tiếng cho cái kia bẻ gầy đồng nhất trong nháy mắt hắn mi tâm lóa sáng có nguyên thần kiếm bổ ra chút tài mọn phong linh thủy tổ hư lạnh có thần quang hộ thể. Cái đồ vật này đủ cứng rắn, nguyên thần kiếm bổ tới, chỉ lau ra nhất dung ánh lửa. Chân áp, triệu bân tiếng như hồng lôi, mở hồng mông hải, nuốt sống vong linh thủy tổ. Tùy theo, còn có hư vọng chi hà cùng thiên ma sát khí, cùng hồng mông hoàn mỹ dung hợp. Phá, vong linh thủy tổ lấy pháp tắc thành kiếm, xé mở một nói vết nứt. Mà hắn, thì như quỷ mị nhảy ra, một trường vung mạnh lật ra triệu bân. Chẳng, bay ngược ở bên trong triệu bân tế ra cửu tự chu tiên quyết phong linh thủy tổ tránh không kịp đón đầu đã trúng cái ngay ngắn oanh phanh tam lưỡng hiệp giao phong hai người riêng phần mình đã rơi vào một phiến thiên địa triệu bân theo là như vậy thần thái con người nhẹ như nước thần thái cũng yên ổn phong linh thủy tổ thì cười u như vậy đã trúng nhất kiếm chẳng những không tức giận trong mắt nóng bỏng tinh quang vẫn càng là sáng như tuyết vĩnh hằng thể là hắn nhận định chiến lợi phẩm. Tiểu tử kia càng mạnh, hắn liền càng vui vẻ. Chờ đợi đem chân áp, đối phương hết thảy, cũng sẽ là hắn đạo quả. Chanh, kiếm ngân vang âm thanh chợt nổi lên, triệu bân thuấn thân giết tới, nhất kiếm tồi khô lạc hủ. Vong linh thủy tổ không trốn, chỉ vung tay vung lên, trong bóng đêm, vẽ ra rồi một đạo tinh hà, phá triệu bân thuấn thân, cũng đã ngăn được triệu bân thân hình. Vong linh, khai thiên, tinh hà phía sau, lại thấy vong linh thủy tổ một tay bấm niệm pháp quyết. Chợt, liền thấy một cái nhuốm máu quan tài đá, từ trong bóng tối mọc lên mà ra. Đừng nhìn là quan tài, có thể nó chi khí chàng, lại phách thiên tuyệt địa, đụng cửu thiên oanh động. Đến rồi cái không dễ chọc đấy, đầu rồng ngọc tỷ nói thầm. Nó thoại phương xuống, liền thấy quan tài bản nổ, có một đạo to lớn cao ngạo bóng người, từ trong đi ra, bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, đạp sụp nửa bầu trời. Hắn tóc tai bù xù, âm khí trùng thiên, trống rỗng trong mắt, lại vẫn có tinh thần tịch diệt dị tưởng diễn hóa. Ác tổ hỗn thiên hỏa một tiếng kinh dị. Đúng, chính là ác tổ, xác thực nói, là thi khôi ác tổ. Hắn sớm bị nguyệt thần đồ diệt, mà nay, chỉ là bị biến hóa kỳ lạ chi pháp, triệu hồi thế gian. Như vậy hoạt động, vong linh thủy tổ luôn luôn làm rất chuyên nghiệp. Đừng vội, còn có, ác tổ phía sau, còn có một khẩu quan tài đá mọc lên mà ra. Lần này, cũng là không dễ chọc đấy, khí chàng cực đáng sợ. Chăm chú nhất nhìn, đúng là vô thượng thiên, xâm la nhất mạch thủy tổ. Thật không xấu hổ vong linh danh tiếng, lão gia hỏa kia, nên là không ít bới ra người tổ phần. Long uyên kiếm thổn thức, hai phần quan tài đá, hai cái đã từng là trí cao thần nơi nào. Đương nhiên, cũng chỉ là đã từng, bây giờ thi khôi chi khu, gầy yếu không chịu nổi. Sát, vong linh thủy tổ tiếng cười im bặt mà rừng, nhất tự âm vang. Gia lệnh, ác tổ nhất thời động, một trường chém nước thiên địa. Xâm la thủy tổ tới chẳng phân biệt được trước sau, một đao lăng không hạ xuống. Bắt sạc trước bắt vua, đầu rồng ngọc tỷ nhắc nhở. Cần gì nó cằn nhằn, triệu bân cũng đã đang đi hư vô, né qua ác tổ một trường, cũng tránh thoát xâm la một đao, thẳng đến vong linh thủy tổ đánh tới, là người kia điều khiển, đem diệt, thì khôi tự sụp đổ. Như vậy, chưa kịp bị hắn giết đến, liền cảm giác nhất cỗ lực lượng cường đại tập kích thân chính là di thiên hoán địa, người làm phép chính là ác tổ, cùng hắn đổi cái vị trí. O, O, N, G. Xâm la thủy tổ tùy theo đánh tới, lăng thiên lại là một đao. Huyết quang, tùy theo bắn ra. Chỉ bất quá, bị chém không phải triệu bân, mà là ác tổ. Ra tới lăn lộn đấy, ai còn không có điểm tuyệt chiêu đặc biệt a? À? Di thiên hoán địa hắn cũng đã biết, vậy thì đổi quá. Muốn nói xâm la một đao, cũng đích xác phách thiên tuyệt địa thì khôi ác tổ chịu hắn nhất kích, suýt nữa bị chém thành hai khúc. Oanh! Ngắn ngủi phút chốc, triệu bân đã sát nhập vong linh thủy tổ nơi nào phiến thiên địa. Bằng ngươi, diệt được rồi ta vong linh thủy tổ sâu kín cười một tiếng, lại hóa thân hỗn độn, sát nhập vào hắc ám. Mà hắn biến mất chi địa, lại có từng ngụm quan tài đá, chui từ dưới đất lên mà ra. Đạo hiệu vong linh sao, liền thích chi phối người đã chết. Cái này cũng không có cái gì. Để cho hắn ra đầu tê dại là, quan tài số lượng, nhiều không kể xiết, gần như phủ kín rồi thiên địa, mà lại tại đồng nhất trong nháy mắt, nắp quan tài nổ. Mỗi một cái trong thạch quan, đều có một người đi ra. Có nam có nữ, cũng thần sắc chất phác, cũng hai mắt trống rỗng, toàn thân, cũng mơ hồ đầy tuế nguyệt bụi bặm một tôn so một tôn cường đại. Triệu bân trông thấy thánh ma, cũng nhìn thấy thiên uyên lão thần. Đều không ngoại lệ, đều là làm năm táng diệt đại thần. Cái này phải bới bao nhiêu phần mộ nơi nào. Sách lưới không chỉ Long Uyên rồi, liền đầu rồng ngọc tỷ, thậm chí nghĩ đối với Vong Linh thủy tổ, dựng thẳng cái ngón tay cái rồi. Những thứ này thì khôi, chiến lực mặc dù tốt xấu lẫn lộn, mặc dù xa không kịp còn sống lúc đỉnh phong trạng thái, có thể không chịu nổi nó số lượng to lớn đại a. Một người chém triệu bân một đao, liền có thể đem chém thành một bãi bùn máu. Phần này đại lễ có thể ưa thích. Trong bóng tối, có Vong Linh thủy tổ sừng sững ngu cười. Cũng chỉ có thể nghe thấy hắn cười tìm không được tiếng cười ngọn nguồn. Hắn chính là vong linh thủy tổ, chính diện đối chiến, không phải hắn điểm mạnh, âm nhân mới là hắn giữ nhà bổn sự. Đến mức một phần, hắn xác thực không ít bới ra, muốn chính là một cái quần ẩu. Như thi khôi đại quân, hắn đã đi xuống không thiếu công phu, vốn định chọn cái ngày tốt lành, lại trộm nhập trí tôn thành, tại thành trong thả ra thi khôi, trắng trợn sát lục. Mà nay, lấy trước triệu bân tế đao cũng không tệ. chương 2236, chiến chi đạo vĩnh hằng. Bắt sống đấy. Vong linh thủy tổ lời nói như ma chú vô hạn vang vọng. Giải rác ba chữ, chính là thi khôi vô thượng sắc lệnh. Oanh, theo hắn dứt lời, đầy trời mà thi khôi, đều tập thể động. Có thể thấy cái kia mi tâm, cũng khắc xuất ra vong linh bí văn, trống rỗng trong mắt, cũng đều lóe sáng xuất ra huyết sắc ánh sáng âm u, phô thiên cái địa tuôn hướng triệu bân, người còn chưa tới, quanh thân quét sạch âm khí cùng sát khí, liền đã che mất nơi nào vùng trời kim thân, mở. Triệu bân thần con mắt như đuốc, tức thì chống đỡ ra vĩnh hằng kim thân. Cũng là cái này phút chốc, hắn mi tâm khắc xuất ra luân hồi thần văn. Lại một lần, hắn mượn kiếp trước chi lực, nguy nga kim thân, bởi vì nó mà nở rộ vạn đạo quang mang, dường như một vòng nóng bỏng thái dương, trầm luân tại cửu u, phổ chiếu hắc ám. O, O, N, G. Xâm la thủy tổ tiên phong giết tới, một đao càn quét hư không. Hắn phía sau, chính là ác tổ, mở một tôn như núi khổng lồ bảo tháp, từ thiên đập tới. Cút, triệu bân một đạo pháp tắc, chém nứt rồi đau mang, đỉnh đầu chỗ, càng là có thần cầu vùng sông tiêu, đem ác tổ bảo tháp, đụng phải cái nát bấy. Vì thế, hắn cũng nỗ lực bằng máu đại giới. Đã trúng thánh ma nhất kiếm, kim thân suýt nữa bị đánh liệt. Chờ đợi thiên uyên lão thần giết tới, một đạo thần mang vắt ngang cửu thiên, đem kim thân đầu lâu, chém cái nát bấy. Ô ô! tiếng gió như lệ quỷ kêu rên, như chiều thi khôi, từ tứ phương công tới. Thiên phạt, lôi đình vạn quân, triệu bân tiếng quát chấn thiên, dơ lên cao rồi long nguyên. Như vậy, thường ngày hô chi liền đến lôi, lúc này không dùng được rồi. Hướng lên trời nhìn xem, nơi nào có nửa đạo thiểm điện, chỉ hỗn hỗn độn độn một phiến. Này pháp vô dụng, đầu rồng ngọc kỳ nói rằng, cái này phiến thiên địa đã cùng ngoại giới, triệt để ngăn cách. Là vì triệt để, chính là liền mộng chi đạo đều là bầy biệt. Điểm ấy, không cần đầu rồng ngọc tỷ nhắc nhở, triệu bân cũng đã có giác ngộ. Phong linh thủy tổ mặc dù trạng thái không tốt, mà dù sao là làm qua trí cao thần tuyệt đại loại người hung ác, thủ đoạn khá nhiều loại tựa như cái này thi khôi đại quân, một loại đại thần, liền kéo không đi ra. Chiến thuật biển người, muốn chính là một cái lấy nhiều khi ít. Đừng phóng đáng, bắt giặc bắt vua, đầu rồng ngọc tỉ ngáp một cái. Lột xác vĩnh hằng lộ cần nhuốm máu, Triệu Bân cải tạo rồi vĩnh hằng kim thân, một tay cầm đao, một tay nhấc kiếm, công hướng về phía như chiều như biển thi khôi. Phốc, sạc sặc. hắn là người điên, không cái gì chiêu thức có thể nói, chỉ hồ bổ loạn chảm. Thi khôi đại quân hỗn loạn, bị hắn náo người ngã ngựa đổ, vẫn là có nhiều như vậy cái không kháng đánh đấy, hay là bị đánh diệt, hay là bị đạp toái, như mọc thành phiến ngã xuống. Hắn phong, không có nghĩa là thi khôi liền sợ. Bọn họ không cái gì linh trí, chỉ người điều khiển mệnh lệnh chỉ biết che giả mang mọc sung phong liều chết không cần chốc lát triệu bân kim thân liền bị nổ nát hắn không sợ cũng như một tôn niên ma tắm máu tươi tại thi khôi trong đại quân mạnh mẽ đâm tới tùy ý chém giết hắn cuộc chiến ý là có ta vô địch đấy chiến ý hỏa cũng là nói chi hỏa bất luận hắc ám vô biên cũng khó che cái kia quang huy lột xác cần nhuốm máu hắn ngay tại lột xác mỗi có một tôn thi khôi bị tàn sát, sát khí liền dày đặc một phần, khí huyết liền nhiều một vòng bất hủ chi ý. Không điên không thành đạo A. Đầu rồng ngọc tỷ không khuyên nữa nói, chỉ làm người đang xem cuộc chiến. Triệu bân đích xác cần một trận tử chiến, đến niết bàn tự thân. Chiến, chính là hắn nói, cũng chỉ có tại trong chiến đấu, mới có thể lột xác vĩnh hằng. Mà nay chiến trường, liền được trời yêu ái, thi sơn cùng huyết hải, chính là hắn đá kê chân cái gì quái thai? Nấp trong hư vô vong linh thủy tổ, thì thào rồi một tiếng. Hắn là quá thấp đánh giá vĩnh hằng thể rồi, nội tình càng như thế hùng hậu, đấu chiến tâm cảnh càng như thế cường hãn. Như vậy nhiều thi khôi, không thiếu đính thiên cấp, hạng gì thế trận, lần lượt đem bao phủ, lại một lần thứ bị hắn giết mở đường máu, đánh như thế nào đều đặt xuống không ngã. Ngược lại là cái kia khí lực quang huy, càng đánh càng lộng lẫy. Dù là hắn nhìn rồi, cũng bất giác tim đập nhanh phốc, hắn nhìn lúc, triệu bân lại băng rồi nửa bên thần khu. Cái kia huyết cùng cốt, cũng ánh vàng rực rỡ đấy, trong bóng đêm, như nhiều đốm lửa, vĩnh viễn không tắt diệt. Chiến, triệu bân nhất giống chấn tiên khung, mở vĩnh hằng tiên vực, đụng long trời lở đất. Thi khôi đầy trời bay tứ tung, lại như từng khỏa nhuốm máu thiên thạch, nhập vào hắc ám. Ta cũng muốn nhìn một chút, người có thể chống bao lâu. Phong linh thủy tổ một tiếng nhe răng cười, lại một tay bấm niệm pháp quyết lại là từng ngụm trầm trọng quan tài đá, chui từ dưới đất lên mà ra. Khó trách cái vũ trụ này người, đều nhìn ngươi không vừa mắt. Đầu rồng ngọc tỷ lại thổn thức, nhiều như vậy thì khôi, nơi nào phải đào bao nhiêu phần mộ. Chỉ là, không quan trọng, càng nhiều cũng tốt, không đem tiểu tử này bước đến tuyệt cảnh, hắn sẽ không nhất phi trùng thiên đấy. Đến, triệu bân khu thân như hoàng kim đúc, khí huyết như liệt diễm thiêu đốt. Tối cường chiến ý, mở ra chính là vô địch tâm cảnh đúng là như vậy tâm cảnh, để cho hắn ngật đứng không ngã, giống tựa như một tôn bế nghế bát hoang chiến thần, giết tới nơi nào chiến đến đấy, đem chiến chi đạo quang hỏa, đốt so thái dương càng chói mắt. Hắn chi chói mắt, nhất định là thi khôi đại quân ảm đạm. Đá kê chân, bọn họ đều là đá kê chân, một tôn tiếp một tôn bị đồ diệt, cũng là một tôn tiếp một tôn ngã vào triệu bân dưới chân, thi cốt trồng chất thành sơn, máu tươi lẫn chảy thành sông. Triệu bân đúng là đạp bọn nó huyết cốt, một lần lại một lần thối lui duyên hoa. Người chi đạo, không người có thể ngăn cản. Thiên ngoại có quần chúng, là tiên giới chúa tể lâm chi hỏa. Lấy nàng thị giác đến xem, tối om thiên địa, là một đầu phát điên hồng hoang mãnh thú, tại mạnh mẽ đâm tới, phàm bị hắn giết qua địa không có chỗ nào mà không phải là huyết vụ cuồn cuộn. Thi khôi vô tâm trí, nhưng tối tăm ở bên trong, hình như có kêu rên. Đây không phải là địa ngục, nhưng giống như là địa ngục, sát lục để cho hắc ám, Biệt kín rồi huyết sắc áo khoác, cũng là sát lục, để cho hắn nói, đốt suốt ra một đạo nhanh hơn một đạo lộng lẫy vĩnh hằng quang. Nhanh, nhanh, nhất kích động, chỉ là đầu rồng ngọc tỷ. Nghe thấy cầm nghe đạo, xem thiên phá cảnh, cũng không bằng một trận chiến này, đến dứt khoát trực tiếp, hắn điên cuồng, đem hắn chiến ý cùng tâm cảnh, cũng làm tới được đỉnh phong đỉnh phong. Như huyết tẩy lễ, có nơi nào sao một cái bình cảnh, vậy hắn, liền chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lột xác vĩnh hằng, này sẽ là không giống với sáng thế thần chiến chi đạo vĩnh hằng. Chân áp hắn, phong linh thủy tổ gầm nhẹ, cùng với chính là màu đỏ tươi huyết con mắt. Thi khôi đại quân cũng đích xác cho lực, đặc biệt là ác tổ cùng xâm la thủy tổ, một đao nhất kiếm, trực tiếp hủy đi triệu bân thần khu, sau đến thánh ma cùng thiên uyên lão thần, cứng rắn đem nhục thân, đánh thành rồi thịt nát nát cốt. Áp ta, triệu bân chân thân rung động mạnh, nhuốm máu thần quang, phút chốc lột xác đó là vĩnh hằng quang huy không lại có nửa phần ban bác là hàng thật giá thật bất hủ oanh hắc ám rung động ngoại giới chi cử thiên thập địa cũng một hồi lay động chiến chi đạo vĩnh hằng xung đột rồi đại càn khôn chọc cho vô số người ngước mắt không người nào biết xảy ra chuyện gì chỉ biết cái này đêm tinh quang biến so trước kia càng rõ ràng rồi phảng phất giống như thực chất có thể đụng tay đến trừ này chính là dị tượng cùng đạo âm thanh minh thiên địa có như vậy một hai trong nháy mắt hỗn độn, hỗn độn bên trong hình như có khai thiên tích địa chi cảnh, diễn sinh nhật nguyệt tinh thần, tạo hóa sông núi thảo mộc, cùng với cổ xưa mà thần bí đạo âm, diễn vô cùng vô tận. Chương 2237, vô đề. Oanh, ầm vang. Đại vũ trụ như có địa chấn, lay động không chịu nổi. Lai động ở bên trong, thấy nhiều quang vũ huynh hướng về đại càn khôn. Ở đâu ra dị tưởng Ở đâu ra đạo âm? Tiểu vũ trụ nguyên nhân dưới ánh trăng, có quá nhiều người mờ mịt, cũng quá nhiều người hoàn xem Chu Thiên. Không người nào biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết cái này đêm rất bất phàm. Thế nhân không rõ ràng cho lắm, các chúa tể lại cửa nhỏ thanh. Lâm Chi Họa là quần chúng, thần giới chúa tể cũng quần chúng. Phạm Trần cùng minh giới chúa tể mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà nhìn ra một chút manh mối. Cái vũ trụ này, tất có người lột xác rồi vĩnh hằng, mới tạo ra như vậy quang cảnh như đoán không sai là thần triều chi chủ đích thị là hắn hoàn thành đại niết bàn thần tiên vết nứt đã là sấm sét vang dội bởi vì triệu bân lột xác hắc ám đã thành quang minh chiến chi đạo vĩnh hằng phong linh thủy tổ hai con ngươi là huyết hồng huyết hồng đấy tàng đầy dữ tợn hắn là khó có thể tin lấy triệu bân niên kỷ vậy mà niết bàn xuất ra vĩnh hằng sáng thế thần đi qua đường người kia lại cũng đi ra tới hết lần này tới lần khác hắn chính là kia cái khéo hiểu lòng người đưa tiền tài đồng tử. Nếu không phải thi khôi đại quân, người kia thế nào lấy huyết tế nói? Nếu không phải thi khôi đại quân, người kia thì như thế nào nghịch cảnh lật bàn? Rõ ràng là một trận tử cục, để cho cái kia nhân diễn công việc, hắn hao tâm tổn trí mất công bới ra ra từng tòa mộ phần, sừng sốt thành rồi đối phương dưới chân gạch cùng ngói. Oanh! Triệu bân chân thân rung động mạnh, khí lực nở rộ rồi vạn đạo quang mang. Chỉ phút chốc, cái kia bị đánh bạo phát thần khu liền cải tạo rồi thật bá đạo khôi phục lực lượng long uyên kiếm không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng sơ thành vĩnh hằng mà thôi lúc này mới nơi nào đến đấy đầu rồng ngọc tỉ cười nói sơ thành còn có cao cấp hơn cái khác thần lôi hỏa nhỏ giọng hỏi câu con đường này hắn như đi đầy đủ xa liền có thể tự do khống chế cực cảnh rồi cực cảnh hiểu được a à, bất tử không thương bất hủ bất diệt thế gian bá đạo nhất trạng thái. Đầu rồng ngọc tỷ như tựa như đánh máu gà, càng nói càng hăng hái. Đang khi nói chuyện, trong đầu hắn vẫn hiện ra rồi một vài bức hình ảnh. Cái kia, là một trận vũ trụ cấp đại hỗn chiến, chiến trường liền tại cái vũ trụ này, trận chiến ấy, nếu không sáng thế thần chống đỡ, cái vũ trụ này, sợ là sớm thành lịch sử hạt bụi, cái kia nhân vì cái gì có thể ngăn cơn sóng dữ bằng chính là vĩnh hằng. Cái này, chính là vĩnh hằng sao? Triệu Bân lẩm bẩm nói, một lần lại một lần nội thị khí lực. Chiến chi đạo vĩnh hằng đã làm cho hắn trong trong ngoài ngoài đều thoát thai hoán cốt rồi, đạo lực lượng, huyết mạch lực lượng đều trong nháy mắt cực tấn khai quật, bao quát bản nguyên, pháp tắc, khí huyết, dị tượng. Không một không lung chiều bất hủ quang huy. Bắt lấy hắn, cho ta bắt lấy hắn. Hư vô ở bên trong, tràn đầy vong linh thủy tổ gầm lên. Hắn còn không có quen thuộc, hắn vẫn như cũ có thể đem Triệu Bân bắt lại phanh, tiếng nói còn chưa xuống, lại thấy như mọc thành phiến quan tài đá mọc lên mà ra. Hắn là trông non việc nhà ngọn nguồn đều chuyển đi ra, chỉ vì trấn áp triệu bân. Ô ô, thi khôi đại quân âm khí mãnh liệt, cuồn cuộn ma trướng, tiệc thiên cuốn địa phương. Đừng phóng đáng, vẫn là lời nói này, đầu rồng ngọc tỷ lại căn nhằn một hồi. Dễ nói, triệu bân nhấc chân, vượt qua hắc ám, một trường chụp về phía rồi hư vô. A, à, lờ mờ tiếng rên rỉ tùy theo vang vọng tất nhiên vong linh thủy tổ bị nhất kích bước ra trên thực tế mặc dù triệu bân không lột xác vĩnh hằng hắn cũng có thể nhẹ nhõm tìm được người này bởi vì hắn có vĩnh hằng nhãn cái gì cái che giấu cũng không có làm cho che giấu đấy lúc trước sở dĩ không bắt giặc bắt vua đơn giản muốn mượn thi khôi niết bàn bản thân bây giờ vĩnh hằng lột xác đã hoàn thành không cần dây dưa nữa làm chết người điều khiển mặc dù mở ra vĩnh hằng, ngươi, như cũng là sâu kiến. Phong linh thủy tổ hư lạnh một tiếng, lật tay một trưởng cái xuống dưới. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn vẫn triệu hoán thi khôi đại quân, vây công triệu bân. Phá! Triệu bân không nhìn thi khôi đại quân, một quyền tối cường, đánh vào rồi cử thiên. Phong linh thủy tổ trưởng uy to lớn hào hùng, hắn quyền uy càng là phách thiên tuyệt địa, chỉ nhất kích liền phá che trời đại thủ, liên đới vong linh thủy tổ cũng bị đụng nghênh đón thiên lộn nhào, xương bàn tay liên đới cánh tay, đều băng thành rồi một phiến bùn máu. Oanh! Chưa kịp hắn định thân, liền thấy một phiến biển rộng, từ thiên khung nuốt hết mà đến. Chính là hồng mông chi hải, bởi vì triệu bân lột xác vĩnh hằng, cũng nhuộm đầy bất hủ quang huy. Phốc! Sạc sạc! Đọa thân trong đó, phong linh thủy tổ đứng cũng không vững. Cũng không đợi hắn đứng vững, thần khu liền bị hồng mông nghiền nát rồi. a à, Hắn chi gào thét, ví như oanh lôi, rung động lắc lư cửu thiên. Dù sao cũng là đã làm trí cao thần tuyệt đại loại người hung ác, nơi nào có không có điểm ẩn dấu tuyệt chiêu đặc biệt, thấy hắn vung tay vung lên, mở ra rồi một đạo tinh hà, bổ ra rồi hồng mông hải, mà hắn thì như một đầu thương long, vọt người mà ra. Ngươi, đi được rồi. Trước mặt, liền thấy triệu bân công tới, một đạo kiếm quang tồi khô lạp hủ. Thật sao, vừa rồi sát ra vong linh thủy tổ, phí nhi cũng không kịp thở gấp một tiếng, liền bị nhất kiếm bổ hoành lật hư vô tám vạn dặm đen nhẻm chân thân suýt nữa bị sinh bổ chờ đợi định thân nguyên thần nhất thời nổ nửa bên diệt thế đại la thiên thủ triệu bân đang lâm cửu thiên kim thủ gần như bao trùm hắc ám cái này rất tốt sử dụng một tay liền đem vong linh thủy tổ ấn tại đó cho ta mở vong linh thủy tổ phẫn nộ gào thét mi tâm vẫn khắc xuất ra thần bí chữ triện chữ triện khắc ra hắn chi khí tràng một đường nhảy lên tới đỉnh phong còn chưa xong cái kia dạn nước thân hình lại cũng là trong nháy mắt cải tạo vì thế đại giới là vô cùng thê thảm đấy hắn trọn vẹn hao tổn rồi vạn năm tuổi thọ định triệu bân nhất tự âm vang ngón tay giữa cũng nhiều thần văn lưu chuyển vĩnh hằng thần văn không chỉ lộng lấy, vẫn có thần kỳ lực lượng phải nó ra trì đại la thiên thủ trị uy trong nháy mắt phách liệt đến cực điểm giặc giặc vẫn là như vậy âm thanh vòng linh thủy tổ nhục thân, lại băng thành bùn máu. Hắn cho là hắn có thể hùng lên, thế nhưng một phen thao tác, sửng sốt không có đứng lên. Đứng không không đứng lên, cũng không cần đi lên, bị triệu bân một trưởng cường thế chân áp. a à, đã từng là hoang thần, gào thét âm thanh là phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn trí cao vô thượng ở đây phút chốc, biến gầy yếu không chịu nổi, bị một trưởng đè nặng, tựa như một cái sâu kiến, vô lực chống lại. Phốc, người điều khiển bị chân áp rồi không quan trọng, phô thiên cái địa thi khôi, một tôn tiếp một tôn nứt vỡ, cũng là thành mảnh như mọc thành phiến hóa thành cho bụi, bắt giặc bắt vua, làm chính là như vậy lanh lẹ. năm nào ta nhất định trả ngươi, lấy ngươi huyết tế ta đạo. phong linh thủy tổ nghiến răng nghiến lợi, bị triệu bân một tay ấn lấy, không thể động đậy, càng phá không vỡ chân áp. đã là phá không vỡ, vậy liền không phá. hắn như một luồng u sương mù, tức thì hóa diệt, biến mất hào không đấu vết đạo thân hỗn thiên hỏa một tiếng ngạc nhiên. Đánh nửa ngày, đánh cái cô quạnh, Long Uyên cũng ho khan. Gấp cái gì, chạy không được, đầu rồng ngọc tỷ vẫn như cú vững như lão cẩu, sớm biết phong linh thủy tổ không phải bổn tôn, liền hắn còn biết, từ lâu mở vĩnh hằng nhãn triệu bân, rồi nhìn không ra. Đích xác, triệu bân trong bụng cùng gương sáng như tựa như, không chỉ có thể khám phá nói thân, còn có thể bằng nói thân, tìm được phong linh thủy tổ bổn tôn, vĩnh hằng nhãn chính là chỗ này giống như bá đạo, Cải lương không bằng bạo lực. Triệu Bân mặc dù một lời không nói, cũng là im lặng thắng có tiếng. Hắn một bước xuất ra thần tiên vết nứt, thẳng đến vong linh thủy tổ bổn tôn. Chương 2238, đưa ngươi lên đường. Cái này là một phiến minh mông bát ngát thương hải, sóng lớn mãnh liệt. Hải trong nhiều hòn đảo, tắm rửa lộng lẫy tinh huy, nhiều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Chăm chú đi nhìn, mới biết cái kia lưu quang cùng dị sắc chính là từng đạo tựa như như ngầm phát hiện thần văn. Càng xác thực nói, là vong linh phù văn, mỗi một đạo, đều che sừng sững sắc thái, thậm chí toàn bộ thương hải, đều bởi đó âm phong nhi từng trận. Mà vong linh thủy tổ bổn tôn, liền giấu ở cái này phiến thiên địa. Cái kia không, chính có đầu rút cổ tại một hòn đảo, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, tịch mịch con ngươi, phối hợp cái kia giữ tợn gương mặt, cực kỳ giống một cái lệ quỷ, mới từ trong địa ngục bò ra tới cái loại này. Triệu bân, hắn tiếng hô cất giấu vô tận nộ hắn cũng đích xác nên là phẫn nộ nếu không phải triệu bân hắn gì đến mức bị thần triều chúng thần vây giết nếu không phải triệu bân hắn gì đến mức bị mạc huyền đánh chính là sống dở chết dở nếu không phải triệu bân hắn nói chi đến mức rơi vào mà nay như vậy tình trạng để cho hắn khó mà tiếp nhận là người kia lại vĩnh hằng lột xác hết lần này tới lần khác trận kia nghịch thiên cấp đại tạo hóa hay là hắn đưa đấy năm nào người xác định sống không bằng chết. Vong linh thủy tổ quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền ngồi trên mặt đất. Không khó nhìn thấy, cái kia khóe miệng máu tươi lẫn tràn đầy, khuôn mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Cái này, cũng quy công tại Triệu Bân, thần tiên vết nứt một phen đại chiến, quả thực để cho vong linh thủy tổ chịu nhiều đau khổ, tuy là nói thân, lại cắn trả tới rồi bổn tôn trên người, thêm với vốn là trạng thái không tốt, có thể dễ chịu rồi mới là lạ. Nói đến Triệu Bân, cũng thật là kèm theo định vị đấy từ xuất ra thần tiên vết nứt, liền thẳng đến nơi này. Lúc này, đã tới thương hải bên ngoài, như một cái u linh, nấp trong hư vô ở bên trong, lấy vĩnh hằng nhãn, lẳng lặng dò lặng ngó, tựa như có thể cách nồng hậu dày đặc u xương mù, trông thấy vong linh thủy tổ bổn tôn. Thật rồi tìm địa phương, đầu rồng ngọc tìm một câu thâm trầm. Cái mảnh này thương hải, tuyệt không phải giống như địa giới. Nhìn cái kia từng tòa hòn đảo, đơn sách ra tới không có gì, có thể bọn họ tỏa lạc phương vị, lại rất có chú trọng, có thể nói dưới chiếm diện tích thế, lên đối với tinh tường, tuyệt đối là khó được bảo địa, cũng tuyệt đối cất giấu một tòa đại phần mộ. Phong linh thủy tổ sợ là liền coi trọng điểm này, mới cưu chiếm thước tổ, nấp đứng lên hèn mọn trưởng thành. Cho cái kia đầy đủ thời gian, không chừng có thể kéo lên một cái khác cầm thi khôi đại quân. Chi phối vong linh lão tổ tông, cái này công việc, người kia làm luôn luôn rất chuyên nghiệp. Oanh! Triệu Bân vừa xài bước nhập vào Thương Hải, nhất kiếm bổ về phía hòn đảo. Vĩnh hằng kiếm quang, là lộng lẫy đấy, cũng là tồi khô lạc hủ đấy, như một đạo tinh hà, phát ngang cửu thiên, chỉ nhất khích, liền đem hòn đảo bổ vỡ thành hai nửa. Trong đó núi cao, liền đới hoa cỏ cây cối, đều gặp không may kiếm ý dư ba, băng băng, héo rũ héo rũ, hoang vắng như chết địa phương. Người nào vừa rồi ngồi xuống vong linh thủy tổ, lại thông suốt đứng dậy, nhất giống như oanh lôi, chấn sụp nửa bầu trời. Thấy cái kia thể khu dung động mạnh, đánh tan kiếm ý. Tùy theo, chính là cuồn cuộn sát khí, lấy quanh người hắn làm trung tâm, tiệc thiên cuốn địa phương. Hồi âm hắn đấy, chính là một đạo ẩm vang. Triệu bân đến rồi, vượt thiên mà tới, một bước rơi xuống, đem phần còn lại nửa bầu trời, cũng đạp sụp. Hắn chi thể phách, qua trói mắt rồi, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương, bất hủ quang mang, phổ chiếu hôn ám thiên. Hắn khi huyết, cũng quá hào hùng rồi, một tia từng sợi, đều tráng kiện như núi, Nhìn thương hải ba đào vạn trường. Đáng sợ nhất, hay là hắn con mắt, vĩnh hằng cấp hỗn đột, như hỏa như đuốc, có khai thiên tích địa chi cảnh ẩn núp, càng có hủy diệt thiên địa dị tưởng diễn hóa. Triệu bân, thấy chi, lên phút chốc vẫn lôi đình tức giận vong linh thủy tổ, cái này một giây, không khỏi lui nửa bước, trước mắt khó có thể tin. Hắn đã biến mất rồi dấu vết, đối phương có thể tìm đến đây. Nếu không thương, hắn tự không sợ. Thế nhưng trạng thái không xong, thậm chí còn chưa khai chiến, khí thế lên liền đã xuống hạ phong. Ta đến đưa ngươi lên đường, triệu bân nhẹ nói, mang theo cuốn sát khí ngập trời mà đến, một quyền oanh xuyên thủng thương vũ, kinh khủng quyền uy, đụng núi cao nổ nát vụn. Bằng ngươi vong linh thủy tổ hư lạnh, lên tay ném ra hai đạo bản mệnh pháp tắc, hóa thành đao và kiếm, hủy triệu bân quyền ảnh cùng quyền ý. Nơi đây, không thích hợp ở lâu. Đánh ra nhất kích phía sau hắn xoay người liền chạy rồi. Nam nhân mà, sợ cái một hai trở lại không có cái gì. Ngược lại như vậy hốt hoảng trốn chui như chuột, có phần thật xin lỗi cái kia từng vị trí cao thần vô thượng uy nghiêm. Nơi nào chạy? Phong linh thủy tổ ngược lại muốn chạy trốn, trước mặt liền thấy cái kia triệu bân. Thỏa thỏa vĩnh hằng đạo khu, cũng là vĩnh hằng quang huy lung chiều, cũng như một đầu hình người hồng hoang mãnh thú, khí huyết thao thiên, cuồng bạo sát khí, xung đột càn khôn. Đi ngươi! Đạo khu không lời thừa, đến chính là một cái đại đập bia tay. Vong linh thủy tổ cũng là đầu cứng rắn, ngược gió nhi liền đánh lên rồi, bị một trưởng vung mạnh lật, như cái nhúm máu thiên thạch, ngã hồi rồi thương hải, thần khu suýt nữa bị đánh nát rồi, ô thất bát hát đầu lâu, còn bị chấn lộn ra ngoài, nổ thành rồi một phiến huyết vụ. Thật coi ta sợ ngươi. Vong linh thủy tổ phẫn nộ gào thét, mãnh liệt một bước định thân. Hắn vung tay vung lên, thi triển đại thần thông, diễn mở một phiến đại thế giới. Trong đó, thì cốt trồng chất thành sơn, máu tươi lẫn chảy thành sông, Liên Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng sông núi thảo mộc đều máu chảy đầm đìa đấy, hắn dựng ở ở chỗ sâu trong, tựa như một tôn ma thần, vong linh chi quang bay múa. Không sợ, vậy liền đánh tới ngươi sợ. Triệu Bân một bước đạp nhập vào đại thế giới, làm vỡ nát Nhật Nguyệt Tinh Thần, toàn bộ thiên địa đều sụp đổ rồi một đạo đại vết nứt, có vong linh tử khí tiết ra ngoài, mục nát càn khôn. A! À, vong linh thủy tổ kêu rên, lại đạp nửa bước lui về phía sau, lồng ngực vẫn nổ xuất ra thịt nát nát cốt. Có vĩnh hằng quang huy xâm nhập, quấy nát rồi cái kia lục phủ ngũ tạng. Ăn ta một đao. Đạo khu cũng giết vào được, đạp diệt sông núi thảo mộc. Bàn tay hắn như thần đao, lăng không đánh xuống, thành vạn trượng quang mang. Cút. Phong Linh thủy tổ hai mắt màu đỏ tươi, quanh thân pháp tắc như thương long trùng thiên, đụng diệt đao mang, đồng nhất trong nháy mắt, hắn vẫn mở ra rồi một trương vặn vẹo quỷ kiểm che trời giống như khổng lồ, miệng lớn dính máu như u uyên, một cái nuốt đạo khu hắn không ham chiến, lại xoay người mở chạy, rách nát rồi hư không, lăng không tiêu thất. Trở về, triệu bân một câu băng lãnh cô quạch, một đạo lôi đình bổ tới. Hư không lại sụp đổ, vong linh thủy tổ bị ngăn cản đoạn đường đi, một nửa thân thể đều bị bổ diệt, ô hắc thần xương bể nát mảnh, băng đầy trời đều là, chờ đợi rơi vào thương hải, lại là một phiến vạn trượng sóng lớn. Triệu bân, người đừng bước lão phu. Vong linh thủy tổ lần này gào rú, tự tin có vẻ không đủ hắn chiến không được vĩnh hằng, càng không nói đến hai đánh một. oanh, triệu bân không cùng chi lời thừa, nghênh không lại là một quyền phách thiên tuyệt địa. thật sao? phong linh thủy tổ phần còn lại một nửa thân thể cũng bị oanh thành rồi một bãi bùn máu. a, à, phong linh thủy tổ khàn giọng phẫn nộ gào thét, mi tâm tức thì khắc xuất ra thần văn. quỷ hiểu được hắn thì triển hạng gì bí pháp, trong khoảnh khắc cải tạo thần khu, mà lại vẫn biến thành thanh niên tư thái sau lưng còn có một mảnh nước sơn như hắc động thế giới mở mở, có biến hóa kỳ lạ chi lực mãnh liệt, như sông lớn rót vào trong cơ thể hắn. Hắn uy thế bạo tăng, như một đầu chân long, khí tràng hào hùng. Lúc này, liền cái kia pháp tắc đều hóa thành huyết sắc, tung hoành hoàn vũ. Đi người mỗ mỗ đấy. Bị nuốt hết đạo khu, một trường bổ ra rồi quỷ kiểm. Hắn triệu hoán ước vạn lôi đình, phô thiên cái địa hạ xuống, đem vong linh thủy tổ sau lưng hắc ám thế giới, xé cái nát vụn phốc. Vừa rồi hùng lên vong linh thủy tổ, còn không đợi đại triển thần uy, liền cực lớn khẩu ho ra máu, nghiền nát hắc ám thế giới, chẳng những không thể mượn hắn lực lượng, vẫn cực tấn cắn trả, cải tạo thân hình, lại tan vỡ nửa bên. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu bân đang lâm cửu tiêu, khắc đầy vĩnh hằng chữ triện giấu năm ngón tay, bao trùm cửu thiên. chương 2239, vong linh nguyền rùa. Oanh, đại la thiên thủ rơi xuống, toàn bộ hư không đều đổ sụp xuống. thân dưới trời vong linh thủy tổ bị nhất kích áp ầm ầm quỳ xuống đất, tàn phá huyết khí, tức thì băng diệt, ô hắc chân thân cũng chính muốn tan rã. tại đây hắn cũng không có bị chân áp, cũng bởi vì thể nội vọt ra từng con một lệ quỷ. a à, không đúng, là hắn đã từng thôn vệ vong linh, tại nơi này trong nháy mắt như hiến tế giống như giúp hắn kháng tổn thương, cứng rắn đem triệu bân trưởng uy từng giọt từng giọt lao đi không còn. siêu hắn vọt ra thiên địa, trốn so lúc trước càng chật vật. Ai nói thần không sợ chết, như hắn, nhúm máu con ngươi, liền tàng đầy sợ hãi, thực bị vĩnh hằng sát sợ, cái này họ chịu đấy, thật có thể đem hắn đổ diệt. Vẫn chạy, đạo khô tiếng quát như sấm, cách không vẽ ra rồi nhất kiếm. Kiếm thành tinh hà, đem vong linh thủy tổ chắn cửu thiên. Sau lưng, triệu bân cũng giết tới rồi, một trường mổ ra vong linh thủy tổ thể nội tiểu thế giới, đại thủ như vậy vung lên, đem bảo vật càn quét không còn. Không hổ là đã làm trí cao thần đích nhân vật, chân tàng chính là không tầm thường. Vĩnh hàng giới khá lớn A, à, bị nhét tràn đầy, pháp khí, bí bảo, thần thạch, đan dược, bí quyển. Nhiều không kể xiết, tùy tiện sách ra đồng dạng, đều có thể xưng tuyệt đại. Nhất trói mắt đấy, đem làm thuộc về viên kia khỏa ánh vàng rực rỡ chữ cổ, đều là độn giáp thiên tự, chừng trên trăm nhiều. Hắn đánh cướp qua như vậy nhiều lớn thần, liên thuộc về cái này thật sự hàng thật giá thật một tòa bảo tàng thổ hào a à, chớ nói long nguyên bọn họ liền đầu rồng ngọc tỷ cũng không khỏi thổn thức ưa thích bới ra người tổ phần người quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp nhìn cái này trọng tải, ba năm ngàn năm là làm không được đấy a à, bảo bối bị lột rồi vong linh thủy tổ tức giận chấn thiên nộ quy nộ nên chạy còn phải chạy không chạy chờ bị diệt kết thúc Triệu Bân nhẹ nói, lấy vĩnh hằng hóa chiến mâu, ném đi qua. Đạo khu thì đứng lặng một phương, chống đỡ tinh hà không tiêu tan, cực tẫn ngăn trở. Chạy! Phong linh thủy tổ cắn chặt hàm răng, muốn mạnh mẽ vượt qua tinh hà. Vì thế, hắn vẫn hao tổn rồi vạn năm tuổi thọ, nguyên thần chi lực càng là bất kể đại giới thiêu đốt. Định! Triệu Bân nhất tự âm vang, hai mắt vĩnh hằng cũng lóe lên rồi quang mang. Định! Nói định liền định, vừa muốn vượt qua tinh hà vong linh thủy tổ, chân thân bỗng nhiên trì trệ, như bị định dạng, không thể động đậy. Cùng lúc đó, chiến mâu cũng tới rồi, như một đạo vĩnh hằng quang, vắt ngang cửu thiên. Không, không không. Phong linh thủy tổ mặc dù kiệt lực thoát khỏi, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Chính là chỗ này nửa bước, để cho hắn như đòa cửu u, toàn thân, đều băng lãnh không chịu nổi, thậm chí chiến mâu còn chưa tới, chân thân liền đã bị khủng bố sát y xé rách. Phốc, nguyên thần huyết quang hiện ra. Phong linh thủy tổ bị nhất kích xuyên thủng, bị vĩnh hằng chiến mâu đính tại rồi hư không. Mặc hắn thần lực cuồn cuộn, cũng phá không vỡ giam cầm, trơ mắt nhìn chân thân diệt phong, lại vô lực xoay chuyển trời đất. Lúc này, cái gì cái tu vi, cái gì cái thần thông, đã thành rồi trang trí. Hắn thất bại, cũng sắp lên đường, tử thần đã hướng hắn vẫy tay rồi. Triệu bân, ta nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này. Vĩnh viễn, không chết tử tế được. Táng diệt cuối cùng phút chốc, vong linh thủy tổ phát ra gào thét. Hắn tự hủy chân thân, hóa thành nhất đạo vô hình vong linh phù văn. Đó là nguyền rùa, mang theo hắn không cam lòng, mang theo phẫn nộ của hắn, cũng mang theo hắn vô tận oán hận, khắc vào rồi triệu bân trong linh hồn. Hắn đi rồi, đạp xuống suối vàng, chỉ còn gào thét, lưu ở thiên địa giữa. Vạn cổ đến nay, hắn kéo dài hơi tàn rồi bao nhiêu thế sự xoay vần, vẫn không thể nào nhảy ra vận mệnh xiềng xích, bị vĩnh hằng kết thúc tại thời đại này như lặp lại một hồi, hắn thả rằng chết tại cái đó cổ xưa niên đại. Ít nhất, táng tại cùng thế hệ trí cao thần trong tay, hắn còn có thể giữ lại một chút đáng thương thể diệt, không đến mức tại tối nay, chết như cẩu giống như không chịu nổi. Phải, lại chết một cái. Thượng thương lời nói, không còn thế gian. Gặp có đã từng là trí cao thần táng diệt, bọn hắn đều không thể thiếu một tiếng ai thán. Ai thán ngoài, thiên đạo cũng không khỏi thổn thức. So sánh với ác tổ, Phong linh thủy tổ chết là thật biệt khuất. Phía trước tối thiểu nhất là táng tại cửu thế thần thoại trong tay đấy, chết cũng không mất mặt. Mà hắn lại bị một cái tiểu đế thần sát thân hủy thần diệt, là thật mất mặt. Vĩnh Hằng, khắc phong linh a, cái này âm thanh cảm khái xuất từ lâm chi họa. Xa nhớ năm đó Vĩnh Hằng thủy tổ một lần càn quét phong linh tộc. Hôm nay Vĩnh Hằng truyền thừa triệt để diệt sạch cái này nhất mạch. Cho nên nói người đang làm thì trời đang nhìn, thiếu làm điểm không biết xấu hổ sự tình, sao cái gì đều tốt, vong linh nhất mạch chính là sống linh động ví dụ. Cảm khái phía sau, Lâm Chi Họa lại xem Triệu Bân. Đã trúng vong linh thủy tổ nguyền rủa nên là rất khó chịu. Đích xác, lúc này Triệu Bân, toàn bộ người cũng không tốt rồi, mãnh liệt sát khí, đã diệt vong hơn phân nửa, vĩnh hằng quang huy, cũng biến ban bác không chịu nổi, khóe miệng chảy tràn máu tươi, càng là lau đều lau không hết. Lão đại, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa bề bộn sở tiến lên. Triệu bân không đáp lời, chỉ nội thị khí lực, có thể thấy sâu trong linh hồn, có một đạo tựa như như ngầm phát hiện quang, khi thì thành một chương quỷ kiểm, khi thì được không diệt lạc ấn, có thể không luận nó như thế nào biến, đều không thể trừ bỏ diệt. Là hắn đánh giá thấp phong linh thủy tổ, trước khi đi, vẫn đưa hắn như thế một phần đại lễ. Phổ thông nguyền rủa đã như vậy rồi. Vấn đề là, người kia từng vị trí cao thần. Cái này buồn nôn rồi nại ra không được nguyền rủa từ sau quãng đời còn lại, hắn đều đã định trước chịu cái kia tàn hại. Không sao, đầu rồng ngọc tỷ phiêu rồi ra tới. Người có phá giải chi pháp Long Uyên kiếm hỏi. Chờ đợi vĩnh hằng tu đến đại thành, cái này cũng không phải sự tình. Đầu rồng ngọc tỷ nói tùy ý, đương nhiên, như có tuyệt đại đại thần đưa chúc phúc, có lẽ cũng có thể sớm phá nguyền rùa. Tuyệt đại đại thần cũng không thế nào dễ tìm. Thần lôi một tiếng nói thầm, có phần biết đầu rồng ngọc tỷ trong lời nói ngụ ý. Tuyệt đại đại thần sao, không thể là giống như mặt hàng, phải là từng làm qua trí cao thần cái chủng loại kia. Thế nhưng, Nguyệt thần đã táng diệt, đi đâu tìm như vậy đại thần. Đế tổ đừng làm rộn, người kia ước gì chủ nhân chết đâu. Còn tốt, lão đại đã thành vĩnh hằng nói, sớm muộn gì có một ngày có thể làm đến đại thành. Trước tạm trở lại trí tôn thành, triệu bân cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi rồi thật lâu, mới thấy có người đặt chân cái này phiến thiên địa. Phần lớn là Trúc Tán Tu, nghe động tĩnh mà đến, thấy một phiến phế tích, đều lông nghi vỉnh cao, rất hiển nhiên, nơi đây từng có một trận kinh thế đại hỗn chiến. Đáng tiếc, bọn hắn đã tới chậm, không bắt kịp vở kịch lớn. Ngoà Tào, Triệu Bân nhiều ngày không trở về nhà, trở về chính là một phiến kinh thiên địa quỷ thần khiếp sói chu. Chủ yếu là, đỉnh đầu hắn vòng sáng nhi, quá trói mắt rồi tiểu bối tất nhiên không rõ ràng cho lắm, đại thần đám lại ánh mắt sáng như tuyết. Vĩnh Hằng, đó là Vĩnh Hằng, triệu bân chiến chi đạo lột xác rồi. Khó trách đại vũ trụ dung chuyển. Khó trách có không hiểu gì tưởng. Khó trách có cổ xưa đạo âm. Chúng thần tụ tập nhi, líu díu một phiến. Lúc trước như vậy đại động tính, đều lấy làm đầu nguồn suốt từ tiểu vũ trụ. Mà nay nhìn lên, có vẻ như không phải có chuyện như vậy nhi, một loạt kỳ dị quang cảnh, đều là một loại dấu hiệu, ra vĩnh hằng dấu hiệu. Phải, đánh không lại hắn rồi, cuồng anh kiệt một câu thâm trầm. Theo người trước kia có thể đánh thắng hắn tựa như, chiến thiên hành mắt liếc. Thế nào tu ra vĩnh hằng đấy, bất hủ thần thể cùng bất hủ thần thể đều tại mò xuống trông, có phần muốn tìm cái đồ kia lấy lấy kinh nghiệm. Đâu chỉ bọn hắn, một đám đại thần cũng là như vậy ý niệm trong đầu. Cái kia không, cự thần đã qua, ẩm ý lấy nháo muốn lấy người thành anh em kết bái. Vĩnh Hằng tốt, Vĩnh Hằng huyết nếu là dung nhập thể nội, tạo hóa vô hạn. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 2240, luyện đạo. Vĩnh Hằng a, ta thần triều chi chủ lại lột xác xuất ra Vĩnh Hằng. Lấy ta biết, trên lịch sử chỉ sáng thế thần đi ra con đường kia. Ta nghe nói, Vĩnh Hằng tu đến đại thành, có thể tự do khống chế cực cảnh. Bởi vì Triệu Bân, trong đêm chí tôn thành, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ quốc độ đều tốt tựa như biến thành một cái đại phiên chợ, nhiều lão gia hỏa qua lại, mỗi một người quanh thân đều hoặc nhiều hoặc ít vây quanh cái gì hậu bối, nghe các tiền bối giảng thuật vĩnh hằng truyền thuyết. Sau khi nghe xong, không một không rung động, xem vong cổ thành thần thái, cũng tràn đầy kính sợ. Đâu chỉ tiểu bối, liền một đám đại thần đều cảm giác sâu sắc xấu hổ. Xấu hổ ngoài, còn có mấy phần vinh hạnh. Một thanh lão già khóm thật sống không uống, sinh thời, có thể nhìn thấy vĩnh hằng bọn hắn cũng coi như chứng kiến thần thoại quật khởi. Ngoại giới náo nhiệt, triệu gia tiểu viên, lại yên tĩnh tường hòa. Triệu bân lại phong bế viên cửa, tĩnh đứng yên ở thần hải biên giới, lần lượt quang vĩnh hằng quang huy, tư dưỡng đế tiên liên hoa chi thân. Hắn thật là rời nhà quá lâu, nhiều ngày sau lại trở về, cái kia gốc liên hoa, sau trước kia càng thánh khiết rồi, mỗi nhất cánh hoa, đều có vân tiêu lượn lờ, thời gian sắc thái, tựa như ảo mộng. Tâm nhi, hắn không chỉ một lần kêu gọi, âm sắc khàn khàn không chịu nổi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, cũng không trông thấy đế tiên đáp lại. Ngược lại phải hắn vĩnh hằng chui luyện, liên hoa khác thường thải dâng lên. Cái này, là một cái vô cùng tốt điểm báo, cải tạo chân thân chỉ là vấn đề thời gian. Thật lâu, hắn mới thu tay lại, chuyển ra rồi một cái bản án, thả ở lư hương cùng đồ cúng, đem thái hy bài vị, bày tại phía trên. Tắm rửa lộng lấy tinh huy, bài vị nổi lên từng điểm sáng bóng đây không phải là linh, mà là thái hy ý chí. Chỉ bất quá, này đây sáng bóng hình thái hiện ra. Triệu bân cẩn thận từng ly từng tí thương yêu, tại bài vị hai bên, giấy lên hai ngọn thạch đăng, ngọn đèn dầu chính là cung phụng chi lực, cung phụng không ngừng, hỏa liền bất diệt. Làm xong những thứ này, hắn mới lướt nhẹ qua tay, triệu một phiến kim sắc chữ cổ. Cũng độn giáp thiên tự, đều là theo vong linh thủy tổ cái kia càn quét đến đấy. Đáng tiếc, chữ cổ tuy nhiều, không có một cái là phát ra ánh sáng đấy. Đã là không phát ra ánh sáng, liền không cách nào thân dung độn giáp. Chanh, Long Uyên có phần tự giác, đã như nhất đạo lưu quang bay ra, hắc hắc cười không ngừng. Triệu Bân không cái gì lời thừa, đem từng khỏa độn giáp thiên tự khác vào rồi Long Uyên kiếm thể. O, O, N, G. Phải độn giáp ra trì, Long Uyên bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, kiếm uy cực bá đạo. Nếu không phải tiểu viên có kết giới, nó chi quang huy có thể đem thiên khung trào cái đại lỗ thủng thành thật một chút ta tính khí không phải tốt khó được lột xác long uyên chuyện thứ nhất chính là hù dọa hai cái tốt cơ hữu thần lôi cùng hốn thiên hỏa cũng sợ không kiêu ngạo không xiểm nịnh căn bản sẽ không tiếp lời o o n g triệu bân lại lướt nhẹ qua tay trong tay áo lại bay ra một đạo quang lần này chính là sáng thế thần quang kèm theo đạo âm thần bí mà cổ xưa nó không linh tính, lại ý uẩn hào hùng, hơn nữa giống như núi cao trầm trọng. Oanh! Triệu bân giấy lên đạo chi hỏa, bao khỏa sáng thế quang, cực tẫn nung khô. Cần đem luyện hóa, mới có thể vì hắn sử dụng, không phải vậy, lại chạy mất dạng. Phảng phất giống như cách một thế hệ A. Đầu rồng ngọc tỷ cũng chạy đến rồi, vòng quanh sáng thế quang đổi tới đổi lui. Cái kia cổ xưa niên đại, nó là chân chân chính chính gặp qua sáng thế thần đấy. Tuế nguyệt như đao, sáng thế thần từ lâu không ở chỉ còn một luồng nói chi quang mà nó cũng còn sót lại một tia linh cũng không còn là năm đó bên ngoài vũ thiên nói năm đó vì sao vũ trụ đại chiến long uyên hù dọa rồi hai cái tốt cơ hiếu cũng chạy tới bên này nhẹ nhàng chọc chọc đầu rồng ngọc tỷ cái này nghi hoặc triệu bân cũng muốn hỏi vũ trụ cấp đại hỗn chiến hẳn không phải là đơn giản đoạt địa bàn lão phu cũng nhớ không rõ lắm chỉ biết cùng thiên ngoại thiên có quan hệ đầu rồng ngọc tỉ treo ở cái kia, nhớ lại chốc lát, cho như thế cái đáp án. Lại là thiên ngoại thiên, Long Uyên nói thầm. Triệu Bân thì nhìn thoáng qua thương miểu, có phần muốn biết, bao trùm vũ trụ phía trên vĩnh hằng quốc độ, là bực nào cảnh tượng, chỗ đó người, lại là bực nào tồn tại, thống lĩnh thiên đạo chúa tể sao. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu con mắt, chuyên tâm nung khô sáng thế thần quang. Này quang, không phải giống như ương ngạnh. Có nhiều ương ngạnh đâu như bất diệt lạc ấn, như thế nào đốt đều lay bất động. Hắn có giác ngộ, cái này là một cái việc khổ cực, không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa. Nhưng một khi đem luyện hóa, cái kia lực sát thương, đích thị là hủy thiên diệt địa bá đạo. Từ này ngày lên, đủ răm ba tháng không thấy hắn đi ra ngoài. Ngược lại vòng cổ thành, đến rồi một phiến đại thần, đều là tìm đến triệu bân trò chuyện lý tưởng đấy, nếu là quan hệ đầy đủ thiết, thuận tiện lại bái cá biệt từ. Không khéo, bọn hắn đến không phải lúc, Triệu Bân đang bế quan trong. Bế quan, hợp lại không ngại Triệu Gia Đông như chảy hội, chạy tới ăn trực người, vừa nắm một bó to, chỉnh thế hệ này Triệu Gia tộc trường, được sủng ái mà lo sợ. Mẫu thân, đệ lục nguyệt, Triệu Gia tiểu viên ở bên trong, nhiều hơn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu gọi. Chính là tiểu tử hy, chính nằm ở bàn trước, hướng về phía bài vị lần lượt kêu gọi. Chí đêm dài vắng người, Triệu Bân mới đưa nàng đưa đi chỉ vì, trong đêm hắn, hình thái có chút dọa người. Là cái kia chết tiệt phong linh chớ chú, luôn luôn không ở tàn hại hắn. Gần chút ngày giờ, đến càng nhiều lần, đến nay đêm, lại là một phen phát tác, hắn chi thần khu, không hề dấu hiệu sụp đổ rồi rất nhiều vết nứt, sán sán máu tươi lẫn tràn đầy. Người nha, là thật kiên định a à. đầu rồng ngọc tỷ đối với nguyền rủa không có hứng thú, so sánh với nguyền rủa hắn càng yêu ái sáng thế quang, có thể cái đồ vật này, tuyệt đối là cái xương cứng, lột xác vĩnh hằng triệu bân, cần cù luyện hơn nửa năm, sửng sốt không luyện ra cái nguyên cớ, triệu bân không mệt, nó xem đều mệt mỏi. Quả nhiên, phàm nghịch thiên chi vật, cũng không phải như vậy dễ dàng khống chế đấy, như đạo này quang, uy lực mặc dù tồi khô lạp hủ, nhưng luyện không hóa, cũng là mù chậm chế công phu. Lão đại, Long uyên nó ba thì vòng quanh triệu bân xoay quanh. Chủ nhân trạng thái, quả thực không thế nào tốt. Không sao. Triệu bân vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, cải tạo rồi khí lực không quá nhiều trở ngại đấy trong thời gian ngắn không cần mạng hắn như hắn trước một bước vĩnh hằng đại thành hết thảy cũng không phải sự tình siêu đang lúc nói chuyện chợt thấy một đạo ma quỷ không nhìn kết giới chui vào rồi tiểu viên chăm chú nhất nhìn đúng là ngụy thiên lão đạo đi vào liền thẳng đến rồi thái hy bài vị hắn cũng là hôm nay mới biết cái này khối bài vị trên có thái hy ý chí có ý chí tốt gia linh là chuyện sớm hay muộn. Có linh, cái gì đều tốt nói, có thể trở lại thế gian đấy. Hi nhi, ta. Đùng, Mạc Huyền cũng là nhớ ăn không nhớ đánh, há miệng chính là một câu hi nhi. Như vậy, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Triệu Bân bàn tay liền ném đi qua, một tay đem Mạc Huyền vung mạnh lật ra, đại gia ngươi đấy, hi nhi cũng là ngươi gọi. Thật sao, vốn là phiến tình kiều đoạn, bị một cái miệng rộng tử bóp chết trong trứng nước rồi cũng là mặc huyền trạng thái không tốt, như hắn tại đỉnh phong trạng thái, chứa nói cái này tiểu viên, toàn bộ vong cổ thành cũng có thể cho cái kia hủy đi. Nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi, triệu bân mắng, người cái này người, quá keo kiệt, mặc huyền lau một cái nước mắt, bụng lấy lão eo, khập khiếng đi rồi. Ai? Hành trí kết giới biên giới, hắn lại quải rồi trở về, vui vẻ tiến tới triệu bân thân trước, sờ lên cầm, nhìn chầm chầm vào sáng thế thần quang xem rồi một hồi lâu, càng xem, ánh mắt càng thâm thúy. Như không nhìn lầm, đây là đạo chi quang. Như không nhìn lầm, nó cùng sáng thế thần có quan hệ. chương 2241, hỗ trợ. Cái này, là sáng thế thần đạo chi quang. Nhìn thật lâu, Mạc Huyền mới vỗ vỗ Triệu Bân. Triệu Bân không có phản ứng, cũng lời phản ứng, thầm nghĩ, có muốn hay không cho ra hỏa này bổ một trường, có bao nhiêu xa ném bao xa, bớt cả ngày nhớ thương vợ hắn. Con nít, rất biết hàng sao. Triệu Bân không có nhàn hạ thoải mái, đầu rồng ngọc tỷ lại phiêu đi qua, một câu con nít, hồ bức cách tràn đầy. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Được rồi xác thực đáp án, mặc huyền lông nghi chọn lão cao. Sáng thế thần hạng gì tồn tại, vạn cổ trước tuyệt đại hoang thần, từ lâu quy tịch vô tận tuế nguyệt, liền dấu vết cũng không trông thấy nửa phần, lại có một luồng đạo chi quang để lại nhân thế, cái này như bên ngoài giới biết được, không được đoạt lật trời nơi nào. Nghĩ vậy, hắn lại có chút trịnh trọng nhìn một chút triệu bân, tiểu tử này, cuối cùng đi rồi cái gì vận khí cứt chó, đi ra một chuyến, không chỉ lột xác rồi vĩnh hằng, vẫn mẹ nó được rồi sáng thế thần quang, vận mệnh như vậy chiếu cố sao. Nhiều nhìn mấy lần, hắn hai mắt lại không khỏi híp lại rồi một phần, tựa như có thể xuyên thấu qua triệu bân thân thể, chứng kiến triệu bân chân thân, cùng khắc vào cái kia chân thân lên đấy. Cái kia một đạo tựa như như ngầm phát hiện chú ấn. Vong linh chớ chú. Hắn một tiếng thì thầm, cùng với chính là một mặt khói mù. Thế gian nguyền rủa thiên ngàn vạn, vẫn là có như vậy vài loại, là cực độ buồn nôn đấy. Mà vong linh chớ chú, liền thuộc về cái này đấy, một khi khắc xuống, liền rất khó rõ ràng, lấy triệu bân dưới đáy uẩn, lấy bọn họ nói chi vĩnh hằng, đều hủy không được chú ấn, có thể thấy được thi chú người, đạo hạnh cao bao nhiêu. Cái nào kiệt tác, hắn không khỏi hỏi. Vong linh thủy tổ, đầu rồng ngọc tỷ ung dung đạo. Vong, đã diệt không kịp mặc huyền kinh ngạc, đầu rồng ngọc tỷ liền đem thiên nhi trò chuyện chết rồi. Xong việc nhi, mặc huyền kinh ngạc, tức thì hóa thành hoảng sợ cùng khiếp sợ, xem triệu bân ánh mắt nhi, cũng có trước đó chưa từng có biến đổi lớn. Vong linh thủy tổ chết rồi, hiển nhiên là ra hỏa này diệt đấy. Nhưng điều này sao có thể, mặc dù vong linh từ chảm hai đao, có thể nội tình vẫn còn, tiểu tiểu nhất đế thần, có thể đem cái kia đưa đi về nhà. Đừng nhìn, hỗ trợ, đầu rồng ngọc tỷ đụng phải đụng mặc huyền, Mạc Huyền không nói, tại vẫn chưa thỏa mãn ở bên trong, tế gia Ngụy Thiên đạo chi lực. Tình trạng của hắn, đích xác không phải tốt, làm tế Ngụy Thiên đạo chi lực, thiêu đốt cũng là tuổi thọ. Như vong linh thủy tổ ở lại, đích thị là có chút vui mừng. Năm đó, chính là hắn đem Mạc Huyền đánh cái tàn phế, đến nay cũng còn là nguyên thần trạng thái, như thế nào đều tố không ra nhục thân, chiến lực rất xuống rất nhiều không nói, liền điều động bản mệnh thần lực đều dị thường tốn sức. Đừng nói, Triệu Bân đạo chi hỏa cộng thêm mặc huyền ngụy thiên đạo chi lực, thật sự dễ dùng rồi, kiên đĩnh nhiều ngày sáng thế thần quang, cuối cùng là có một tia buông lòng. Ngươi là như thế nào gọi phải thái hy ý chí, mặc huyền đổ một ngụm rượu. Nhìn hắn làm chi, xem ta, đều là lão phu công lao. Đầu rồng ngọc tỷ lại nở rộ rồi bước cách chi quang. Ngươi lại là như thế nào làm được? Gọi hồn nhi, giải rác ba chữ, để cho mặc huyền đối với đầu rồng ngọc tỷ lao mắt mà nhìn. Phải biết, thái hy thế nhưng bị thiên đạo nhất kích sát diệt đấy, như vậy kiểu chết, trừ phi thiên đạo hạ tràng, nếu không thì không thể nào phục sinh, vị này liền tốt, lại gọi tới rồi ý chí, bên ngoài vũ trụ nhân tài, đều như vậy thủ đoạn thông thiên sao. Càng nghĩ, hắn cũng bình thường trở lại. Quá trình thế nào, có vẻ như không trọng yếu. Bởi vì cái gọi là, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cái kia tuổi thọ, đốt càng hăng hái, tế ra ngụy thiên đạo chi lực, nhiên càng vì hào hùng. Đương nhiên, cái này bề bổn cũng không phải là không công giúp đỡ đấy. Hắn đã nhìn thấy, triệu bân vĩnh hàng giới ở bên trong, tràn đầy tất cả đều là bảo bối, vô luận là đan dược, vẫn là bí khí, phẩm giai đều đặc biệt cao. Như đoán không sai, đều là theo vong linh thủy tổ cái kia lột đến đấy. Hắn không khách khí, thuận tay nhíu lấy tam lưỡng dạng. Thu tay lại lúc, vẫn cầm mấy viên đan dược, đều là bổ mạng đấy. Đầu rồng ngọc tỷ cũng không nhàn rỗi, vòng quanh triệu bân, đổi tới đổi lui, là có kinh nghiệm. Tiểu tử này hôm nay thì không giống ngày xưa rồi, dĩ nhiên lột xác ra vĩnh hằng. Hắn khí huyết bản nguyên, thần lực, nguyên thần chi lực đều nhuộm bất hủ chi ý, mà hắn muốn chính là loại này ý. Chờ đợi lão phu trở lại nguyên vũ trụ, ta cũng tu vĩnh hằng. Cái này chính là đầu rồng ngọc tỷ ý niệm trong đầu, khó được trọng sống cả đời, khó được thấy tận mắt chứng vĩnh hằng lột xác. Nơi nào có không có chút tâm đắc, sở dĩ nhất định đi ra một cái cùng kiếp trước không đồng dạng như vậy đường. Oanh, triệu bân mãnh liệt phát lực, xác định bản mệnh đạo chi hỏa, đốt tới rồi nhất tràn đầy, không chỉ bao khỏa sáng thế thần quang, vẫn lung muộn tự thân, như nung khô dì thiết như vậy, rèn luyện khí lực, một bên vững chắc căn cơ, một bên vững chắc đạo của chính mình. Ngươi, xác định dẫn dắt một cái thời đại. Lời này, là mặc huyền tâm lời nói, luận đồng cấp, hắn đã đã vượt qua nguyệt thần, cũng đã vượt qua nhà hắn thủy tổ, liền vĩnh hằng đều thuế biến ra rồi, ai còn có thể đỡ nổi hắn nói, đồng cấp đừng ai có thể ép tới ở hắn. Tiểu sư thúc, viên ngoại, đại quản gia thủy thần đến rồi, chính bang bang gõ cửa. Triệu bân trong nháy mắt một đạo thần quang, mở kết giới. Cũng như mặc huyền, thủy thần lúc đi vào, con ngươi là sáng như tuyết đấy, nhìn thấy sáng thế thần quang, cũng nhìn thấy thái hy ý chí. Chờ đợi một phen nói chuyện với nhau, cũng là một phen khiếp sợ. Tiểu sư thúc cũng là thần, mỗi trở lại ra ngoài, đều có cho thần triều, mang đến lớn lao kinh hỉ. Vĩnh Hằng đạo cùng sáng thế quang trước tạm bất luận, liền nói vong linh thủy tổ, cái kia lão tạp mau, lại bị diệt, vạn cổ đến chân tàng, còn bị dò xét cái sạch sẽ. Cái này, chính là tiểu sư thúc gọi hắn đến dụng ý. Đem bảo tàng mang đi, xác định đan dược bí quyển cái gì đấy, để vào trí tôn thành bảo khố, xác định pháp bảo thần khí cái gì đấy, hết thảy luyện hóa, để cho hắn thần triều hảo hảo trang bị một phen. Được rồi, thủy thần mang đi vong linh bảo tàng, cũng mang đi hồng mông chi hải, luận luyện hóa bí bảo, vẫn là cái đồ vật này dễ dùng. Cái gì thái hy ý chí? Cái gì sáng thế thần quang? Cái gì vong linh thủy tổ bị diệt? Hơn nửa đêm đấy, trí tôn thành lại náo nhiệt. Thủy thần là một cái miệng rộng, ra ngoài liền đem tiểu sư thúc quang huy sự tích, trắng trận huyền dương rồi một phen, dẫn xuất rồi một phiến thổn thức cùng khiếp sợ, cũng xác định thần triều chi sĩ khí, làm tới rồi đỉnh phong đặc biệt là một đám tiền bối, nhất là cảm khái. Năm đó, có Nguyệt Thần cùng đế tiên bọn hắn đỉnh lấy, không tới phiên triệu bân khiêng đại kỳ. Mà nay, tuyệt đỉnh đại thần chết thì chết thảm thảm, hắn thần triều chi chủ, lại trống lên rồi đại diện. Làm, thừa dịp tinh huy Nguyệt Quang, thành trong quá nhiều người đều gỡ tay áo. Đương nhiên không phải đánh nhau, mà là luyện hóa bí bảo, có thể được phong linh thủy tổ cất chứa pháp khí, đều là tuyệt đại hung binh, nhất định tiến hành vận dụng lão phu, là thật không chịu nổi. Lại ba tháng, mặc Huyền đặt mông co quắp ngã xuống đất. Cũng không thể lại đốt tuổi thọ rồi, lại đốt, liền đốt không còn. Không có hắn trợ lực, triệu bân luyện hóa sáng thế quang đường, gian nan không thiếu. Cũng không sao, ngã xuống một cái ngụy thiên lão đạo, còn có một cái tự tại tàn niệm. Nàng trở lại, nhập trí tôn thành lúc, lại là một phiến ngỏa tàu. Tàn niệm chi thân, có thể mở được ra ngụy thiên đạo chi lực có thể nói không phải nghịch thiên cử chỉ. Thượng thương quà tặng sao? Vẫn là chúng đại thần ánh mắt thâm thúy, đều không hẹn mà cùng nhìn phía phiêu miểu. Đương đại thiên đạo ở bên trong, có một người tên là tự tại thiên, đó là tiên tông thủy tổ. Nếu không phải như vậy nguồn gốc, tự tại tàn niệm có thể có như thế tạo hóa. chương 2242, tự tại chúc phúc. Luyện, đều luyện hóa. Đao này quy ta. Dưới ánh trang trí tôn thành, nhiều âm ý lời nói, cũng nhiều pháp khí vù vù âm thanh. Chính là một đám đại thần, chính vây quanh hồng mông chi hải, cực tẫn thiêu đốt nguyên thần chi hỏa. Hải trong, cũng bí khí pháp bảo, cũng vong linh thủy tổ chân tàng. Đó là 18 món binh khí, cái gì cần có đều có, trầm tại hồng mông ở bên trong, tựa như từng khỏa trói mắt tinh thần, lóe ra cổ xưa quang mang. Quá nhiều hậu bối vây xem, từng cái ánh mắt dạng rỡ Đều cái thế thần binh A thế nào xem đều là trói mắt đấy. Muốn nói sáng trói nhất đấy, vẫn là sáng thế thần quang, kết giới đều ngăn không được ý nghĩa ẩn, thậm chí vong cổ thành trên không, vẫn diễn mở một vài bức thần bí dị tượng, chớ nói đại hạ con dân, liền thần chiều chúng thần, đều sợ hãi thán phục không thôi. Xem triệu gia tiểu viên, càng là dị sắc dâng lên. Cũng bởi vì sáng thế quang, đó là càng luyện càng bất phàm. Lúc đến bước này khắc, quang thể đã nhiều vĩnh hằng khí ẩn. Nhanh, Triệu bân thầm nghĩ, thâm thúy con mắt, tựa như ngọn lửa. Cần cù nung khô rất nhiều ngày giờ, sáng thế quang cuối cùng nhanh bị luyện hóa. Thân là hỗ trợ người, tự tại tàn niệm cùng ngụy Thiên lão đạo, đều không thể bỏ qua công lao. Nói đến mặc huyền, mà nay hình thái, cũng không thế nào hài hòa, nên là bị đánh qua, toàn thân, ô thất bát hắc, đặc biệt là cái kia tấm mặt mo này, toàn bộ đều là lệch ra đấy, một đạo sáng rõ bàn tay ấn, đặc biệt ngay ngắn. Cái này, đều là triệu công tử kiệt tác. Ai bảo này hàng không thành thật, cũng không có việc gì, bỏ chạy đến bàn trước, hướng về phía Thái Hy bài vị, chính là một hồi lại nhải. Cái này có thể nhẫn, không phải hảo hảo sửa chữa một phen. Tại đây, người nào đó vẫn như cũ không nhớ lâu, một cái xem không tốt, lại rồi chạy tới cái kia. a à, đột nhiên đấy, tự tại tàn niệm một tiếng ngâm nga, dung nhàn vẫn trắng bệch không thiếu. Trưa nay, chính là cái kia bản mệnh thọ nguyên, nghiêm túc năm tiếp một năm trôi qua. Ta cho rằng, chỉ có lão phu trạng thái không tốt đâu. Mặc huyền bụng mặt, cao thấp khoảng chừng quét sức tự tại tàn niệm. Cái này tiểu nương môn nhi, nên là tại lột xác lúc, xảy ra chút nhi cái gì biến cố, thế cho nên, niết bàn có khuyết điểm. Cũng chính là bởi vì có khuyết điểm, cái kia ngụy thiên đạo chi lực, mới không thế nào nghe sai khiến. Như đoán không sai, nàng động ngụy thiên đạo chi lực, có thời gian nhất định hạn chế vượt qua này giới hạn liền sẽ hao tổn thọ nguyên không sao tự tại tàn niệm khẽ nói vẫn như cũng chống đỡ ngụy thiên chi lực bất diệt thời khắc mấu chốt rồi cũng không thể như xe bị tuột xích đến mức nàng lột xác cũng đúng như là mặc huyền suy nghĩ không phải như vậy hoàn chỉnh ai bảo nàng là tàn niệm thành linh đầu tiên thiên liền gặp thiên đạo gông cùng xiềng xích mặc dù có bổn tôn quà tặng cũng khó siêu thoát bản thân điểm ấy nàng cùng thánh ma cùng tăng thiên có bản chất khác nhau tiểu mau bệnh quay đầu để cho hắn chọc lưỡng hạ đáng tin nhất phi trùng thiên đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung trong miệng hắn tất nhiên chỉ triệu bân vĩnh hằng cũng không phải là trắng tu đấy đã là tu thành tất nhiên rất nhiều chỗ tốt ví dụ như có chút bệnh ngoại nhân chị không được hắn nhưng mà chị hắn những lời này không quan trọng tiểu viên bầu không khí biến đặc biệt quỷ dị tự tại tà niệm đã xéo con mắt xem ra, xem ánh mắt của hắn nhi, có ánh lửa thiêu đốt. Mạc Huyền thì tại vuốt tròm dâu, thần thái thâm trầm, não đại động mở. Chọc, như thế nào chọc trong truyền thuyết cái chủng loại kia cấp sử thi đại kịch. Vĩnh hằng phá giam cầm. Đầu rồng ngọc tỉ thở mạnh, bổ sung rồi nửa câu sau. Như thế cái chọc pháp A, à. Mạc Huyền một tiếng ho khan. Ngươi cho rằng đây, ta cho rằng, đùng. Mạc Huyền lời lại chưa nói xong, liền đã trúng miệng rộng tử. Lần này xuất thủ là tử tại tàn niệm nàng hạ thủ có thể so sánh Triệu Bân ác hơn nhiều, một cái tát xuống, suýt nữa cho người đánh bể, đuổi gấp liền nhập vào mộng đẹp. Siêu, đầu rồng ngọc tỷ liền cơ trí rồi, làn khói nhì tháo chạy hồi rồi vĩnh hằng giới. Vì thế, nó vẫn cho mình tìm rất tốt lý do, tối nay hoàng lịch không đúng, không thích hợp ở bên ngoài đợi, thích hợp tìm chỗ dầu đi. Tàng cùng không tàng, đều không ngại bầu không khí xấu hổ tự tại tàn niệm đã thu con mắt chính là biểu lộ không phải tự nhiên không thể phủ nhận nàng là nghĩ hơi nhiều rồi a à, tiểu sự việc xen giữa đi tới triệu bân cũng có nhất tiếng kêu đau đớn tại chỗ mấy vị đều có bệnh hắn cũng không ngoại lệ bệnh của hắn xuất từ vong linh chớ chú lại là không hề dấu hiệu làm loạn mở ra rồi một cỗ biến hóa kỳ lạ chi lực mục nát hắn chân thân chỉ là hai ba cái trong nháy mắt hắn khí huyết liền diệt vong hơn phân nửa quang huy vẫn ảm đạm không thiếu. Đúng lúc, cũng làm cho nàng cho người chọc đâm một cái. Đầu rồng ngọc tỷ mặc dù đã trốn vào vĩnh hàng giới, cũng vẫn như cũ không an phận. Cái này tiểu nương môn, có thể không phải bình thường thần, cùng thiên đạo có nguồn gốc đấy. Cho nên nói, nàng đưa chúc phúc là có thể đối kháng vong linh chớ chú đấy, dù không cách nào hoàn toàn trừ bỏ diệt, cũng có thể xác định nguyền rủa sát cái sống dở chết dở. Đưa, nói đưa sẽ đưa. Tự tại thiên nhẹ nhàng đóng con mắt, lấy linh hồn phát hạ trí nguyện to lớn. Vô hình chúc phúc, tại triệu bân chân thân trên, tạo thành một đạo ấn ký. Ấn ký tựa như ảo mộng, lại làm cho vong linh chú ấn, dị thường sao động, nguyền rủa chi lực bị chúc phúc chi lực, cực tẫn triệt tiêu, trong lúc nhất thời lại bị ép xuống. Không có nó tàn hại, triệu bân khí huyết, tức thì hồi phục. Còn có ảm đạm quang huy, cũng lại một lần nở rộ ra. Không được hoàn mỹ chính là, phong linh chớ chú ở lại, cũng không bị tiêu trừ. Cái này là đủ rồi, hoàn toàn có thể lấy thân ngạnh kháng, đợi hắn xác định vĩnh hằng tu đến đại thành, liền có thể nhất kích phá diệt. Đa tả, triệu bân lau khóe miệng máu tươi. Khó được người khách khí như vậy, tự tại tàn niệm một tiếng khẽ nói, giữa những hàng chữ, vẫn mang theo một vòng khó chịu ý tứ. Xa nhớ năm đó hoang vu di tích, chính là chỗ này hàng đem nàng trói lại, dùng một sợi thừng nhi nắm, cùng chăn dê tựa như khắp thế giới tản bộ nàng tốt xấu là tự tại thiên tàn niệm không biết xấu hổ đấy sao đừng quan tâm những chi tiết kia triệu bân ha ha cười một tiếng tùy theo vẫn mở vĩnh hằng nhãn dòm mó tự tại tàn niệm chân thân như vĩnh hằng thật có thể phá cái kia giam cầm hắn vẫn là rất thích ý giúp xem qua hắn không nhịn được lông mi hơi nhíu nói thực ra nàng giam cầm có thể không thế nào dễ phá trung quy liên quan đến thiên đạo đương nhiên cưỡng ép chọc mở cũng không phải là không được Nhìn thấy huyết. Như thế, cần trước bàn bạc kỹ hơn một phen, bớt tai nạn chết người. Quen biết nhiều năm như vậy, còn không biết người tục danh. Triệu Bân thu con mắt lúc, thuận miệng hỏi một tiếng. Phù Diêu, tự tại tàn niệm thản nhiên nói. Rất tốt, Triệu Bân cười một tiếng. Tự tại tàn niệm không nói, chỉ hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua thương miểu. Phù Diêu, đó là bổn tôn danh, xác thực nói, là bổn tôn năm đó ứng kiếp nhập thế lúc, từng đã dùng qua danh cũng chính là trận kia ứng kiếp, mới có về sau nàng, mà nay lấy ra dùng, bổn tôn nên sẽ không trách tội. Mở, đêm khuya, triệu bân nhất tự âm vang, đạo hỏa hừng hực thiêu đốt. Đồng nhất trong nháy mắt, phù diêu cũng có khẽ quát, ngụy thiên chi lực bá đạo. Hai người một trái một phải, hai bút cùng vẽ, cưỡng ép luyện hóa sáng thế thần quang. Lập tức, có thần huy trùng thiên, xác định tiểu viên kết giới, đều đụng phải cái lỗ thùng. Chờ đợi chúng thần xem ra lúc, toàn bộ vong cổ thành thiên địa đều vân khí mông lung. Vân khí thấp thoáng ở chỗ sâu trong, nhiều dị tưởng diễn sinh, cũng nhiều đạo âm vang vọng. Thành rồi, không ít người ném ra tay đầu công việc, từ các phương tụ tới. Sáng thế thần đạo chi quang, huyền ảo đây, cái kia phải sờ một cái. chương 2243, cứu người chi pháp. Cái này chính là sáng thế quang thật trói mắt nơi nào. Đâu chỉ trói mắt, vẫn tặc mẹ nó trầm trọng. Cái này như nhất kích vỗ tới, dù chém không chết người, cũng có thể xác định đối phương ép thành một đống. Vì xem sáng thế thần quang, hơn nửa đêm triệu ra tiểu viên, trồng chất tụ đầy nhân ảnh, cũng đều là đại thần. Tiểu bối cũng tới không thiếu, cái kia không, còn không có chui vào. Xem thần quang, cũng không thiếu được bái tế, bái tế lục thiên nữ vương. Nàng có ý chí trở lại, nếu không ngoài ý muốn, là có thể khai ra linh. Không ai chọc cười, cũng thành tâm tế điện, chỉ mong nữ vương sớm ngày sát trở về. Thân là chủ nhân, Triệu Bân không có tận cái gì người chủ địa phương, mang theo bầu rượu liền đi. Phù Diêu cũng tới vô ảnh đi vô tung, tìm chỗ bế quan đi. Hoặc là nói, là sớm làm chuẩn bị, lấy mượn vĩnh hàng phá giam cầm. Siêu, Triệu Bân lại hiện thân, đã là Đông Hải một phiến hòn đảo. Trong đảo, cũng có một phiến thần trì, đế phong, tổ thần cùng lục thiên thần tướng liền ở trong đó, nên là năm đó thương quá thảm trọng, đến nay ngày, cũng còn là tàn hồn trạng thái. Hắn không trốn lười, lúc này đốt xuất ra nguyên thần hỏa. Đầu rồng ngọc tỷ nói không sai, vĩnh hằng không phải trắng tu đấy. Kinh hắn phe này chui luyện, ba người chi tàn hồn, đều lóe lên rồi sáng bóng, siêu quần bạt tụy như tổ thần, tàn hồn vẫn đột nhiên run lên, tựa như còn có một âm thanh kinh dị truyền ra, vĩnh hằng. Đợi người uống rượu đâu chịu bân cười cười. Dễ nói, tổ thần có hơi yếu lời truyền ra hắn là nghĩ khiếp sợ một phen đấy cũng rất muốn hỏi một chút triệu bân người nha là đi rồi cái gì vận khí cứt chó thế nào liền tu ra vĩnh hằng nữa nha thế nhưng tàn hồn hình thái không quá nhiều tinh lực quả thực hao không nổi hắn lại đọa nhập rồi ngủ say tại ngủ say trong ngưng tụ hồn lực lấy cầu cải tạo an tâm tĩnh dưỡng triệu bân lưu lại một lời nói xoay người biến mất nam vực lại một hòn đảo hắn hiện ra chân thân thần long đạo tôn liền ở chỗ này. Trừ hắn, còn có đần độn đạo chủ. Cái này quang huy, chật chật chật, thần long đạo tôn thổn thức, như nghiên cứu lão ngoan đồng, tại triệu bân trên người, giả qua giả lại. Lột xác xuất ra vĩnh hằng, liền là bất phàm, nhục thân chi bá đạo, bản nguyên chi hào hùng, pháp tắc cường hãn. Dù là tu vi của hắn cùng nội tình, đều rất cảm thấy áp lực, cũng khó trách, này hàng có thể đem vong linh thủy tổ đưa đi về nhà. Tiền bối, thần long đạo tôn xem triệu bân, triệu bân thì tại xem đạo chủ. Đáng tiếc, hắn một phen kêu gọi, đạo chủ không nửa phần phản ứng, tựa như một cỗ cái xác không hồn, thần sắc chất phác, hai mắt cũng trống rỗng, chỉ trắng bệch tóc, theo gió phiêu rát, một lần lại một lần vỗ vào tại hắn cái kia bão kinh phong xương trên mặt. Ai? Thần long đạo tôn một tiếng thở dài. Những năm này, hắn thử vô số lần, nhưng chỉ là gọi bất tỉnh đạo chủ. Bị đạo gây thương tích, lại sơ cấm kỵ, loại bệnh này không phải bình thường khó trị. Như quanh năm như thế, cái này tôn đần độn thần, sớm muộn sẽ ở trong năm tháng mục nát. Mặc dù tu xuất ra vĩnh hằng, triệu bân cũng không dám vì tiện động thủ. Đần độn chi nhân, cũng không thể loạn trị, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Kết quả là, hắn xác định đầu rồng ngọc tỷ mời ra tới, có thể có biện pháp. Tỉnh thế khúc, đầu rồng ngọc tỷ có lẽ vừa tỉnh ngủ, lúc nói chuyện ngáp. Ta từng thử qua khảy đàn tỉnh thế khúc, không phải có tác dụng. Người đánh đàn xác định không dùng được, việc này phải tìm mộng ma. Mộng, ma, không chỉ thần long đạo tôn, liền triệu bân nghe đều lông mi trao lên. Như thế nào cái ý tứ, đạo chủ bệnh, mộng ma cô nương kia có thể trị. Hắn tu nhân quả, lại là cùng mộng ma khai chiến, liền nhảy không ra như vậy liên quan. Đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung, nếu như tình thế khúc thật có tác dụng, cái kia cũng chỉ có thể mộng ma đến. Thiếu lắc lư lão phu, hắn là bị đạo gây thương tích vĩnh hằng thủy tổ mà nói thần long đạo tôn mắt liếc kéo nhân quả cũng là kéo vĩnh hằng thủy tổ quan mộng ma điều sự mặc dù có liên quan cũng là vĩnh hằng thủy tổ phía trước nàng ở phía sau tìm vĩnh hằng thủy tổ dễ dàng vẫn là tìm mộng ma dễ dàng cái này trách trách hô hô thần long đạo tôn bị một câu đội á khẩu không trả lời được là hắn nghĩ nông cạn rồi đạo chủ thương vĩnh hằng thủy tổ cũng có thể trị vấn đề là Vĩnh Hằng Thủy Tổ đã quy tịch, đành phải lui mà cầu thứ nhì tìm mộng ma. Triệu Bân hít sâu một hơi, vừa rồi vén lên lông nghi, dĩ nhiên nhăn dưới. Tìm mộng ma đừng làm rộn, cô nương kia nhi không cho ngươi một ngạt cũng không tệ rồi, còn nghĩ để cho hắn cứu người. Lão Phu có nhất pháp, không biết có nên nói hay không. Thần Long Đạo Tôn vuốt vuốt sâu rìa, Nói, ngươi đi đem mộng ma rót, quải trở lại đạo chủ. Cũng không biết như thế vô nghĩa sự tình, thần long đạo tôn làm sao nói như vậy nghiêm trang đấy. Cái này, lợi hại có. Đầu rồng ngọc tỷ cũng đi theo ồn ào, nhất lời lời nói thấm thía. Họ chịu không thuộc về heo, cũng là cùng phải một thanh thật trắng món ăn. Thần chiều sớm có nghe đồn, chỉ cần đối phương ra nữ tướng, kéo triệu bân đi lên là được rồi, nhìn một cái lục thiên nữ vương, chính là sống linh động ví dụ, vĩnh hằng thủy tổ cũng không có cho nàng đánh phục, lại bị người nào đó chỉnh phục phục thiếp thiếp. Triệu bân không đáp lời, trước mắt liếc thần long đạo tôn, lại liếc qua đầu rồng ngọc tỷ, luận náo động thanh kỳ, còn phải là long chữ lót nhân tài. Tẩy tẩy ngủ đi, triệu công tử xoay người đi rồi, một bộ không tin tà thần thái. Thiếu mộng ma, liền sống không được rồi không thể như thế tà gì. Oanh, không tin tà đấy, không phải hắn một người, còn có một cái sách đao đấy. Chính là cuồng anh kiệt. Triệu bân chân trước mới ra hòn đảo, chân sau liền bị hắn chắn tại đó cũng không phải là muốn đánh kiếp đơn giản muốn tìm triệu bân luyện một chút cũng nghĩ nhìn một cái cái kia vĩnh hằng nói có hay không đúng như đồn đại lời nói như bức không thể đụng vào oanh phanh có người muốn ăn đòn triệu bân từ không để ý lấy một hồi thao tác mạnh như hổ kết cục không người biết được chỉ biết cái này đêm cuồng anh kiệt không có về nhà chờ đợi nguyệt tâm tìm được hắn lúc hắn chính đầy khắp núi đồi tìm tiểu đệ đệ đến bên này Triệu Bân đã một bước lên trời, tiện tay triệu hoán sáng thế thần quang. Dĩ nhiên bị luyện hóa, nó không có lại chạy, quanh quẩn tại Triệu Bân ngón tay giữa. Oanh, thần quang nơi tay lôi đình hiện ra. Triệu Bân có thể rõ ràng cảm nhận đến hủy thiên diệt địa chi lực. O o n g. Thấy hắn vung tay vung lên, ngự động sáng thế thần quang, hướng lên trời bổ tới. Nhất kích, hư vô bị đánh liệt, vạn trường khe rãnh, như thôn thiên u uyên ừng ực, phàm thấy chi người, không một không tâm cảnh, thần chiều chúng đại thần cũng không ngoại lệ. Sáng thế quang kèm theo hủy diệt, càng có vĩnh hằng thúc dục tồi khô lạp hủ cường. Như vậy, cái kia đồ vật không phải ai dùng, cũng có thể sử dụng ra bá đạo nhất lực sát thương. Đạt được người, sáng thế thần tu vĩnh hằng, triệu bân cũng tu vĩnh hằng. Đạo mặc dù khác biệt, lại tiên thiên phù hợp. Không sai, triệu bân triệu hồi sáng thế quang, đối với uy lực của nó rất là thỏa mãn có nó trợ uy vô luận độc chiến vẫn là quần ẩu đều đánh đâu thắng đó siêu hắn là xuất quỷ nhập thần chúng thần nhìn một chút liền không thấy hắn tung tích mặc kệ trưởng quỹ sao hắn là cái người bận rộn trở về không bao lâu lại rời nhà trốn đi chỉ là hắn trước khi đi để lại một quả ngọc giản trong đó phong tồn đều là đối với vĩnh hằng chi đạo cảm mộ cái này tốt chúng thần như nhặt được trí bảo, đêm hôm đó liền xác định ngọc giản khắc ấn vô số cái. Phàm thần chiều con dân, người người có phần, đến mức có thể ngộ bao nhiêu, đều xem tự thân tạo hóa. Âm tào địa phủ, xác không đại thế giới. Triệu bân như kiểu quỷ mị hư vô hiển hóa, lấy vĩnh hằng, khắc xuống rồi một đạo ấn ký. Chỉ đợi nhật nguyệt giao dung, bằng vô thượng thiên tượng đá, tìm thánh hải cấm khu hang ổ. Làm xong những thứ này, hắn mới mộng nhập vào thần giới, đi tới thần khư bên ngoài. Đương nhiên không phải du sơn ngoạn thủy, là muốn nhìn một cái mộng ma, ra tới tản bộ không. Ngâm mộng ma, hắn xác định không làm được. Đem mộng ma bắt đi, vẫn là có thể thử một chút đấy. chương 2244, Truy Tung Mộng ma mộng ma ta yêu ngươi, A-di-đà Phật phù hộ ngươi. Nhà ai còn không có cái gì kẻ dở hơi a à. Triệu bân nhà Long Uyên Kiếm, tối nay, liền đặc biệt hữu tình tuyên chuyển, trốn ở vĩnh hàng giới, lên tiếng hát vang, nhìn cái kia cười nhỏ nhi, cái kia duyên dáng âm phù, không một không có thành kính cầu phúc, cầu nguyện mộng ma, lão nhân ra ngài có thể ngàn vạn ăn được uống tốt, cũng đừng ra cái gì biến cố. Không phải vậy, sáng suốt thần võ đạo chủ, xác định đần độn trong vượt qua quãng đời còn lại. Triệu bân một lời không nói, tựa như một cái u linh, nấp trong hư vô bên trong. Hắn đã tại này, đợi đủ giam ba tháng, luôn luôn không đang ngó chừng cấm khu có lẽ lần thứ năm thần ma đại chiến thần khư thương vong quá thảm trọng nguyên nhân chính là nghỉ ngơi lấy lại sức hơn nửa đêm mới không ai ra tới tản bộ có như vậy cái gì trong nháy mắt hắn đều muốn đi vào lén lút đi dạo một chút càng nghĩ vẫn là bỏ qua thần khư cũng không so cái khác cấm khu nó căn cơ càn khôn là hoàn chỉnh đấy nó dưới đáy uẩn cũng là chúng trí cao trong truyền thừa tối cường kinh khủng như vậy tồn tại đi vào dễ dàng có thể không thể đi ra vậy thì khó nói rồi. Đương nhiên, nếu thật bị buộc đến vô lộ có thể đi, hắn sẽ không để ý xông vào một lần đấy. Từ thần khư thu con mắt, hắn liếc qua thiên ngoại. Từ hắn giấu ở hư vô, liền một mực có người ở giò ngó. Hắn từng lấy vĩnh hằng truy nguyên, ngọn nguồn cũng là một phiến hỗn độn. Như đoán không sai, ròm ngó hắn người, chính là thần giới chế tài người. Nếu không thì thế nào nói hắn là thần chiều khiêng đám, đoán chính là chuẩn đích xác, là thần giới chúa tể tại giò ngó, đang nghiên cứu hắn vĩnh hằng đạo. Như vậy, nghiên cứu hơn nửa đêm, cũng chưa thấy nguyên cớ, trước mắt đều là hoang mang. Ngươi, cuối cùng có thoái vị ngày đó. Cái này, là triệu bân tâm lời nói, trong lời nói cất dấu lửa giận ngập trời. Năm đó, nếu không phải người kia nhúng tay, thần chiều gì đến mức thương vong thảm trọng. Lão đại, xem, có người đi ra, hỗn thiên hỏa một tiếng gào to. Không cần nó nói, Triệu công tử cũng đã nhìn thấy. Đó là một đạo hắc ảnh, từ thần khư chợt lóe lên. Triệu Bân không lời thừa, lúc này mở vĩnh hằng nhãn dòm ngó. Âm Tuyền Đại Hộ Pháp, chăm chú nhất nhìn, hắn trong mắt có tinh quang lóe sáng. Là Âm Tuyền cấm khu trí tôn, hắn đã từng thấy qua. Âm Tuyền Đại Thần từ thần khư ra tới, hiển nhiên không phải Du Sơn ngoạn thủy. Án hắn suy nghĩ, nên là đến kết minh đấy, khó tránh khỏi, còn sẽ hợp nhất chăm chăm ở chỗ này triệu bân phút chốc hóa ra vĩnh hằng đạo khu canh giữ ở rồi thần khư bên ngoài mà hắn thì như một đạo ma quỷ đuổi theo rồi âm tuyền đại hộ pháp tu ra vĩnh hằng thật là tốt như hắn vô luận là che giấu vẫn là truy tung đều là đoạt thiên tạo hóa thậm chí là trước sau rất nhiều tinh vực âm tuyền đại hộ pháp lại đều không hề cảm thấy không có cảm thấy tốt triệu bân một đường theo tới rồi cái kia lão ra đó là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Không có bắt được mộng ma, lại tìm tới rồi âm tuyền hang ổ. Cũng không hổ là cấm khu hang ổ, tàng phải chính là bí ẩn. Cái mảnh này tinh không, giống như chết vắng lặng, vô hạn tới gần vũ trụ biên hoang. Đưa mắt nhìn bốn phía, chưa nói bóng người rồi, liền một con chim đều nhìn không thấy. Lão Phu Bóp chỉ tính toán, trong đó có rất nhiều bảo bối. Đầu rồng ngọc tỷ cuối cùng tỉnh ngủ, tại vĩnh hằng giới một phen nhảy đáp. Đây là câu lời thừa, thử hỏi, cái nào trí cao truyền thừa không phải đại thổ hào, không phải chân tàng vô số, tùy tiện chỉnh đốn một cái, liền đủ ăn rất nhiều năm, thần triều có thể có mà nay như vậy thế trận, cấm khu bảo tàng, không thể bỏ qua công lao. Siêu, triệu bân có phần tự giác, đã ở cái mảnh này tinh không, khắc lại đạo tri ấn ký. Chờ đợi rãnh tay đến, liền tập trung chiến lực, xác định cái này nhất mạch cấm khu tiêu diệt. Lúc này sao, không đánh rắn động cỏ thì tốt hơn trong thời gian ngắn còn có thể dọn nhà lão đại lại ra tới một cái thần khư phương hướng truyền đến đạo khu kêu gọi nghe thấy chi triệu bân một cái mộng trở lại thiên cổ quải rồi trở về lọt vào trong tầm mắt lại một đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền không thấy tung tích nơi nào chạy triệu bân trong lòng nhất quát tùy theo biến mất không thấy gì nữa hai người một trước một sau lại kéo dài qua rất nhiều tinh vực cho đến tinh không ở chỗ sâu trong, bóng đen nhi mới hiện ra chân thân. Cũng là cái này trong nháy mắt, Triệu Bân liếc mắt một cái khám phá cái kia bản mệnh chân dung. Lại là người quen, như không nhìn lầm, chính là thần cốc cấm khu đại tế ti. Người này không có đi về nhà, như cái rãnh rỗi du khách, yêu quá thay nhập vào thần thành. Thần thành là một cái tốt rồi giới, Triệu Công Tử rất quen thuộc. Nhiều năm sau lại đến, cũng như trong trí nhớ như vậy phồn hoa thần cốc đại tế thì không phải đến dạo phố đấy, trực tiếp nhập vào một tòa tiểu viên. Tiểu viên nội thành thế giới, mây mù nhiễu đấy, còn có nhật nguyệt tinh thần tô vẽ. Là một cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Triệu bân không theo vào đi, liền giấu ở viên ngoại rình coi. Vĩnh hằng trước mắt, cái gì cái che giấu, tất cả đều là trang trí. Xem qua, hắn không nhịn được lông mi trao lên, tiểu viên trong còn có một người. Cũng thật là xảo, vẫn là người quen, yêu cung cấm khu đệ nhất thiên vương. Cũng không biết lưỡng hàng đặt cái kia thì thầm cái gì đâu tam lưỡng này cũng không trông thấy đi ra ngoài. Người kia trên người, có dấu bảo vật, đầu rồng ngọc tỉ ngáp nói rằng. Đã nhìn thấy, triệu bân một câu truyền âm, biết rõ đầu rồng ngọc tỉ nói là yêu cung thiên vương. Là vì bảo vật, chỉ chính là độn giáp thiên tự, tại cái kia bản mệnh khí trên có khắc lấy. Ngày thứ tư, mới thấy thần cốc đại tế ti ra tới, sau đó chính là yêu cung thiên vương không phải người một nhà, đi tất nhiên không đồng dạng như vậy đường. Phía trước, đi phương Tây tinh không, người sau nhập vào tiên giới. Triệu bân nghĩ cũng không nghĩ, liền cấn núi yêu cung đệ nhất thiên vương. Đối phương sợ không phải phải về nhà, yêu cung sợ không phải giấu ở tiên giới. Cùng đi tới nhìn lên, thật đúng là, mà lại nơi cất giấu chi địa đại gia dự kiến. Cái kia, là một phiến bao la mờ mịt thiên địa, nhiều năm trước từng có nhất mạch truyền thừa là hắn đại la tiên tông, chỉ bất quá từ lúc nhiều năm trước liền đã hóa thành phế tích. Yêu cung cũng thật sẽ tìm chỗ, càng đem lão ra, giấu ở cái này phiến thiên địa trong. Rất tốt, triệu bân trong lòng cười lạnh, tiện tay để lại một đạo ấn ký. Đến mức yêu cung thiên vương độn giáp thiên tự, hắn cũng không cường đoạt. Vẫn là câu nói kia, không được đánh rắn động cỏ, ngày sau đến lấy không muộn. Còn có yêu cung bảo tàng, cũng đều cho chuyển thần chiều đi, trở nên giàu có hắn không trì hoãn, lại xoay người nhập thần giới, đi tìm thần cốc đại tế ti rồi. Chính như hắn sở liệu, người kia cũng về nhà, cũng chính là thần cốc hang ổ. Nhà này, so mẹ nó yêu cung càng sẽ tìm địa phương, giấu ở hoang vu di tích. Không sai biệt lắm đều tìm được rồi. Long Uyên một câu thâm trầm, trong tiếng nói khó nén chính là ý mừng rỡ. Như vậy nhiều trí cao truyền thừa, ngoại trừ lúc trước cùng ngũ đại cấm khu hợp nhất đấy, liền thừa lại xâm la, thần cốc, âm tuyền, yêu cung cùng thánh hải, xâm la đã bị hủy diệt, thần cốc, âm tuyền cùng yêu cung hang ổ, gần đây đã bị tìm được. Phần còn lại, chính là trộm người khí vận thánh hải cấm khu. Chờ đợi xác không đại thế giới nhật nguyệt sao dung, tìm chi cũng không khó. Như thế, thần chiều tập trung lực lượng, có thể đem cái kia tiêu diệt từng bộ phận. Này làm sao tốt y tứ? Triệu bân lại đưa tay, rất tự giác khác lại vĩnh hằng ấn ký. Lần này đến thần giới cắm điểm nhi, vẫn là mẹ nó không uổng công. Ba nhà cấm khu hang ổ đều bị tìm được. Ngày sau khai chiến là tốt rồi. Chiếu đến tinh huy. Hắn lại hồi rồi thần khư bên ngoài. Đạo khu chính đặt cái kia ngáp. Lại không gặp bóng người. Đi vào nhìn một cái đầu rồng ngọc tỷ nhỏ giọng nói rằng. Vậy thì nhìn một cái. Triệu bân làn khói nhi sông vào. chương 2.245 lẻn vào cấm khu. Lạnh quá ha. Triệu bân chân trước mới vừa vào thần khư liền nghe đầu rồng ngọc tỷ ô, ô, n, g động. Còn có Long Uyên nó ba, cũng ở đây đồng trong nháy mắt dùng mình một cái. Nói lạnh, hợp lại không xác thực, là thần khư càn khôn, quá mức quỷ dị. Từ bước vào, liền có nhất cỗ uy thế cường đại, băng lãnh chính muốn ngưng kết. Cẩn thận, khó được đầu rồng ngọc tỷ không đùa vui cười, nhất lại nói nghiêm trang. Hắn có chút đã hối hận, hối hận không nên để cho triệu bân nhập thần khư tổ địa này nhất mạch trí cao truyền thừa, xa không phải Phật quốc, có thể đánh đồng đấy. Trong lòng ta biết rõ, triệu bân hai con người thâm thúy như u uyên, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Thần khư, hắn là lại tới đấy, là mộng ma cô nương kia đem hắn mang tới được. Cái kia đêm, nếu không phải nguyệt thần cùng đế tiên cũng ở đây, hắn sớm bị mộng ma chu diệt rồi. Lần này lần thứ hai đến, có thể so sánh lần trước xem rõ ràng nhiều hơn. Không hổ là tối cường cấm khu, càn khôn thật bá đạo nói chuyện không đâu. Muốn thu nhiều nhất đấy, vẫn là hố, đi nơi nào cũng có thể nhìn thấy cổ xưa thần văn. Cái kia đồ vật, cũng không thể tùy ý đụng, một khi chạm đến chính là cái hố to. Siêu, đang khi nói chuyện, hắn bước chân vào một phiến Thương Hải, một đường đi một đường xem. Thương Hải trong nhiều hòn đảo, hòn đảo trong nhiều sông núi thảo mộc, mây mù nhiễu. Cái này, vẻn vẹn là thần khư cấm khu một góc, cũng vẻn vẹn là thần khư tít mãi bên ngoài mặc dù là bên ngoài, cũng rất nhiều tuần tra chi nhân, không thiếu đính thiên cấp đại thần. Hắn trông thấy thần khư ngày thứ sáu vương, chính bàn vào hư không mộ đạo. Một phương khác, thì là thần khư thứ tam hộ pháp, đang tại bố trí đoàn đại trận. Nhàn nhã chính là thần khư đệ ngũ tế tử, cầm theo bầu rượu tại mặt biển bước chậm. Như có một trận thiên kiếp. Như lời này, triệu bân một đường đều tại nói thầm. Tại cấm khu độ kiếp, cái gì càn khôn cũng không tốt sử dụng. Đáng tiếc, hắn đã không thần phạt, dẫn không tới thiên kiếp. Oanh! Không có thiên kiếp, không có nghĩa là cũng không có lôi điện. Xem thần khư bên ngoài, đã là ức vạn lôi đình hội tụ. Dẫn lôi người, chính là vĩnh hằng đạo khu, là triệu bân sớm thụ ý. Làm điểm động tính ra tới, nghe nhìn lẫn lộn, hắn cái này tốt đục nước béo cò. Lão đại, ta có thể tùy ý phát huy không? Dẫn lôi điện lúc, đạo khu vẫn không quên truyền âm bổn tôn động tĩnh như vậy càng lớn càng tốt. Triệu Bân nói rằng, được rồi, đạo khu mang theo một cây ngân thương, ngạo nghễ mà đứng, bức cách tràn đầy. Tùy ý phát huy tốt, hắn có một bụng lời nói sẽ đối mộng ma nói. Người nào, tạo trận thần khư thứ tam hộ pháp, trước tiên đạp thiên mà lên. Còn có ngộ đạo thần khư ngày thứ sáu vương cùng bước chậm thần khư đệ ngũ tế tự, cũng chẳng phân biệt được trước sau bước vào thiên tiêu, sau lưng, đều có rất nhiều trí tôn đi theo. Triệu Bân, đại thần đám ánh mắt thật là tốt sử dụng, lần đầu tiên liền nhìn thấy đạo khu. Thế nhưng, lôi trong có thiên uy che giấu, thêm với khoảng cách quá xa, không một người nhìn ra là đạo khu. Lão phu không đi tìm ngươi, ngươi ngược đưa lên đám đến. Vẫn là thần khư thứ tam hộ pháp, diện mạo tức thì giữ tợn. Nói qua, hắn liền muốn sát ra, lại bị thần khư thiên vương ngăn lại. Hơn nửa đêm đấy, vĩnh hằng thể chạy cái này động kinh, sợ không phải có lừa dối. Tế trận, Thần khư đệ ngũ tế tự nhẹ nói, to như vậy kết giới, tùy theo chống lên. Sau đó, chính là đầy trời thần cầu vồng, một đạo tiếp một đạo nhảy lên không mà đến. Đều là thần khư trí tôn, cũng nghe rồi lôi minh, lúc này mới ra tới nhìn lên. Thân là cấm khu chi chủ vô vọng ma tôn, cũng ở trong đó, đỉnh đầu vẫn treo lấy một cái thần đao, phách liệt đao mang, vắt ngang thiên vũ. Oanh! ầm ầm Có lẽ đến trí tôn quá nhiều, khí tràng quá to lớn, thậm chí thần khư bên ngoài Thương Hải Ba Đào Vạn Trượng hư không càng là sấm sét vang dội ngửa mặt lên trời nhìn xem đó chính là từng khỏa tinh thần tô vẽ cửu thiên nội tình cường hãn đính thiên đại thần càng như Thái Dương Vạn đạo quang mang nở rộ xác định đêm tối lờ mờ chiếu ví như ban ngày siêu quần bạt tuệ a nấp trong chỗ tối triệu bân nhìn sang vô vọng ma tôn nhiều ngày không thấy người kia lại tiến dài rồi lại nhập vào chuẩn hoang thần hắn không dám nhìn nhiều, có thể làm tối cường cấm khu thống soái há lại hời hợt hạng người, dù là nhiều liếc mắt nhìn, đối phương đều có thể phát hiện hắn chi khí cơ. Cũng là vô vọng ma tôn, bị đạo khu hấp dẫn lực chú ý, thật như hết sức chăm chú, người nào đó thật khả năng bại lộ, trung quy, hắn không phải đế tiên cùng nguyệt thần. Tình huống nào? Thần khư náo nhiệt, tinh không cũng nhiều kinh dị âm thanh. Đều là đi ngang qua đại thần, nghe động tính, xoát xoát đến rồi một phiến đều tưởng rằng thiên kiếp gom góp đến nhìn lên mới biết là thần triều khiêng đám lấy thiên lôi quyết triệu ức vạn lôi đình chính trận thần khư đại môn nã pháo đâu thật nước tiểu tính chất a dám đến thần khư gây sự tình ngươi chẳng lẽ đã quên phật quốc căn cơ đều bị hủy cái này có thể đồng dạng cái kia trở lại là có thiên kiếp trợ uy đấy bóng người tụ tập từ không thể thiếu nghị luận gà tặc lão ra hỏa vẫn không quên dòm ngó đạo khu chỗ cái kia mảnh tinh không Triệu Bân cũng không phải là không có đầu óc đích nhân vật Nơi nào có không biết song quyền khó địch tứ thủ đạo lý Nói không chừng Còn có thần triều đại thần giấu ở bốn phía Đáng tiếc Bọn hắn tầm mắt có hạt Ngoại trừ đạo khu Không thấy cái thứ hai Nguyên nhân chính là như thế Bọn hắn mới kinh ngạc Người nào cho Triệu Bân đảm lượng Dám một thân một mình tới gọi trận Thật đem thiên lôi quyết thiểm điện Đem làm thần phạt sai xử Triệu Bân người thật là thật can đảm, vô vọng ma tôn cười lạnh. Tiến dai rồi chuyển hoang thần, chính là không giống vậy. Hắn cái này giải rác một câu, động tĩnh liền không phải bình thường to lớn, hải ngoại thiên, đều bị chấn sụp nửa bên, liền trong tinh không quần chúng, đều hai lỗ tai ô, ô, n, g vang, thậm chí, thất khiếu chảy máu. Ta không tìm ngươi, ta tìm mộng ma. Đạo khu khiêng trường thương, trách trách hô hô. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Thần khư thứ tam hộ pháp hét to, mang theo đao giết ra tới. Hắn bên cạnh thân, còn có bát đạo nhân ảnh, cũng đều là hộ pháp, cũng đều là đính thiên đại thần, khí chàng chi hào hùng, nghiền tinh không đều sụp đổ. Có loại đơn đấu, đạo khu miệng vỡ liền mắng, xoay người chạy không thấy rồi. Tiểu tiểu mộng chi đạo, cũng dám tới đây khoe khoang. Thần khư đệ nhất hộ pháp hừ lạnh, nhất kiếm chảm tới. Không người nào biết, này nhất kiếm có vô mệnh trong. Chỉ biết, phương xa một phiến tinh vực, bị đánh liệt rồi. Hợp lực bắt, thần khư thứ nhị hộ pháp nhẹ nói, nói qua, liền muốn sát xác định đi tới. Giặc cùng đường chứa đuổi, thần khư ở bên trong, truyền ra vô vọng ma tôn lời nói. Cấm khu chi chủ sao, chỉ số thông minh là ở sợi đấy, triệu bân cử động lần này hơn phân nửa là đến câu cá đấy, thật đuổi theo, có lẽ sẽ rơi trong hầm. Ngày khác, nhất định trảm ngươi. Thống soái mệnh lệnh, cái kia phải nghe. Cửu đại hộ pháp đều rút về, mà lại đều thả ngoan thoại. Cái này, xong. Mắt thấy đạo khu bỏ chạy, mắt thấy thần khư thu binh, quần chúng đều khô khốc một hồi khục. Nói thực ra, đánh thật xa tới đây thả nhất pháo, không thế nào xứng đôi thần triều chi chủ bức cách, ngẫm lại thời trước Phật quốc, đó mới là thật rung động bát hoang. Oanh! Trong tiếng nghị luận, đạo khu không ngờ giết trở về. Bức cách chưa đủ, lôi điện có thể gom góp, lại là thiên lôi quyết, lại là ức vạn lôi đình, đầy tinh không đều là lôi quang. Mộng ma, tiểu gia coi trọng ngươi rồi, cùng ta về nhà tạo em bé. Đạo khu cái này nhất cuống họng, hồ kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thế nhân nghe chi, khóe miệng thẳng kéo, cảm tình người nào đó là tới tán gái đó a. À. Thần khư chúng thần nghe chi, thì lôi đình tức giận, như vậy trắng trợn đùa dỡn hắn thần khư đại thần, là thật đáng chết. Xem triệu bân, thì tại bóc mi tâm, cho người nhà tự do phát huy, cũng không thể như thế lãng a. À. Trường 2246, Binh chia làm hai đường. Tiểu mộng mộng, nhanh mau ra đây. Ta công phu trên giường, tiêu chuẩn nhất định đấy. Chúng ta em bé danh ta đều nghĩ kỹ. Tự do phát huy, nhất định trên ý nghĩa mà nói, là giống như không biết xấu hổ đấy. Như vĩnh hằng đạo khu, tối nay liền phóng đã bay bản thân, không chỉ tại thần khư cửa ra vào nã pháo, ở lại trước mặt mọi người, đùa nghịch nổi lên lưu manh, chỉ mặt gọi tên đùa giỡn cấm khu đại thần. Nghiêu bức A đạo khu một hồi thao tác mạnh như hổ kinh sợ bên ngoài chàng thế nhân tối nay như không có tới xem náo nhiệt quỷ hiểu được thần triều chi chủ còn có như vậy không muốn người biết một mặt cái kia cái miệng nhỏ nhắn bá bá đấy há miệng chính là hổ lang chi từ chớ nói quần chúng liền thân vì bản tôn triệu công tử đều có điểm nghe không nổi nữa có phần muốn giết ra ngoài cho tự thân đạo khu đến lên một đao hắn sau so người có tiền đồ đầu rồng ngọc tỷ lời nói thấm thiên nói Lời này, rất được Long Uyên nó ba đồng ý, như chủ nhân có đạo khu vài phần nước tiểu tính chất, hậu cung cũng có thể làm ra một cái tăng cường đoàn. Cho ta sát. Vô vọng ma tôn nổi giận, sách đao sát nhập vào thần khư. Cái kia sau lưng, còn có một mảnh sát khí hải dương, quét sạch lấy từng cái đại thần, thần khư ngũ đại điện chủ, lục đại thiên vương, bát đại tế ti, cửu đại hộ pháp. Cũng ở trong đó, thế trận không thể bảo là không khổng lồ, vừa rồi đặt chân tinh không, liên hợp khí tràn cùng uy áp, liền đụng sụp một phiến tinh vực. Có loại đơn đấu, đạo khu quẳng xuống một câu ngoan thoại, lại một lần chiến lược tính chất rút lui. Trước khi đi, hắn vẫn không quên gào thét rồi nhất cuốn họng tiểu mộng mộng rửa sạch sẽ chờ ta. Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên thấy thần khư ở chỗ sâu trong có thần cầu vòng sông tiêu. Sau đó, chính là một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp từ trong bước ra. đúng là mộng ma, một bộ hồng y tung bay trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có ngọn lửa nở rộ. Nàng bản đang bế quan trong tính tâm dưỡng thương, hết lần này tới lần khác, ngoại vực có lôi minh. So lôi minh càng vang dội đấy, là một câu kia câu khó nghe lời nói. Đường đường đại thần, tại cửa nhà mình bị đương chúng đùa giỡn, nàng không lên hỏa mới là lạ. Đợi ngươi hơn nửa đêm rồi. Mắt thấy mộng ma, nấp trong hư vô triệu bân, bỗng nhiên con mắt thiểm tinh quang. Tự do phát huy tốt, thật đem mộng ma cô nương kia nhi, dẫn ra. Hơn nữa, đối phương còn không phải hoàn chỉnh hình thái, xa không ở đỉnh phong trạng thái. Nơi nào đi? Mộng Ma một bước bước ra, như mộng giống như biến mất. Xong, liền nghe xa xôi tinh không oanh âm thanh đầy trời. Ngước mắt nhìn ra xa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mộng ảo ánh lửa. Rất hiển nhiên, Mộng Ma đuổi theo đạo khu rồi, hai người đã mở chiến. Thấy chi, Triệu Bân liền muốn Mộng đi tới, muốn cùng đạo khu liên thủ bắt Mộng Ma. Đến đều đến rồi không đi vào trộm điểm bảo bối đầu dùng ngọc tỷ đột nhiên một câu. Tùy theo, hắn vẫn bổ rồi nửa câu, trong đó, có dung đạo thụ. Dung đạo thụ triệu bân nghe, con người lại lóe sáng rồi kinh mang. Tương truyền, dung đạo thụ này đây nói đổ vào mà thành, vạn năm mới trưởng một phiến diệp. Đây chính là tốt thú vị nhi, ngã nhập vào cơ thể nội, có thể thành đạo chi chất dinh dưỡng. Chống đỡ, triệu bân cho đạo khu truyền nhất lời, thẳng đến rồi ở chỗ sâu trong. Đầu rồng ngọc tỷ nói không giả, khó được đến một chuyến, nhất định nảy ra điểm bảo bối trở về. Đúng lúc, thần khư đại thần đám, có rất nhiều đều đuổi theo giết đạo khu rồi, thậm chí cấm khu phòng vệ rỗng tuếch. Như vậy quang cảnh, nếu không lãng một thanh, quả thực thật xin lỗi lão tổ trước. Một việc nhỏ, đạo khu cái kia có đáp lại, chỉ lo bộ dạng xun xoe mở chạy. Thần khư rất nhiều đại thần, đều bị hắn vứt bỏ, duy nhất không bỏ rơi được chính là mộng ma chuyên tu mộng chi đạo đại thần, đối với mộng chi đạo tạo nghệ, có thể so sánh chủ nhân cao hơn, đơn giản đối phương trạng thái không tốt, mộng cảnh đại chịu giam cầm, hắn mới có quần nhau chỗ trống. Nếu là không sứt mẻ mộng ma, chớ nói hắn, dù lại thêm bổn tôn, cũng sẽ bị một đường đánh thành đống cặn bã, tổ thần bọn hắn, chính là vết xe đổ. Diệt, mộng ma lại đuổi tới, một đạo mộng ảo chi quang, chém đứt rồi tinh không. Đạo khu một bước không có đứng vững, ngay tại chỗ đã trúng một đao, một nửa thân thể đều nổ thành rồi bùn máu. Người bại gia nương môn nhi, còn dám đánh tướng công của ngươi. Đạo khu sợ đều sợ khí phách chắc lậu, nhất cuống họng giống chặt đức tiên khung. Mắng thì mắng, nên chạy còn phải chạy, bởi vì thần khư đại thần cũng đuổi tới. Triệu bân, mộng ma một câu băng lãnh cô quạch, trong mắt ngọn lửa càng đốt càng vượng. Nàng là người nào nàng là hoàn chỉnh hình thái dưới, cùng dai không kém nguyệt thần đích nhân vật, hạng gì tồn tại, lại là bực nào bối phận đúng là lại nhiều lần bị đùa giỡn, quả thực căm tức. Oanh! Nữ nhân nếu là bị làm phát bực rồi, cái kia liền hoàn thành rồi. Như mộng ma, cái này phút chốc chiến lực, liền mãnh liệt bạo tăng. Nàng tập trung rồi đạo khu, cực tẫn đuổi giết, một bộ không chết không thôi tư thế. Mà đạo khu, muốn chính là như vậy cục diện. Không cần tử chiến, ngăn chặn mộng ma là tốt rồi. Chờ đợi bổn tôn rãnh tay, lại hợp lực chân áp. Trước đó, tất nhiên thật là nhanh chạy nhiều nhanh. Hơn nữa, thỉnh thoảng đấy, còn phải cho mộng ma phía trên một chút mạnh liệu. Là vì mạnh liệu, chính là đùa nghịch lưu manh. Tự do phát huy sao, như thế nào không biết xấu hổ làm sao tới. Đừng nói, hắn như vậy tao thao tác, đích xác rất tốt sử dụng. Mộng ma bị chọc giận, đó là lên trời xuống đất, liền tập trung hắn không thả. Oanh, phanh, hai người một đuổi một chạy, mà lại chiến mà lại đi, gây ra rồi không nhỏ động tính tinh không bởi vì bọn hắn mà hỗn loạn, quá nhiều cổ tinh nổ, quá nhiều tinh vực đổ sụp. Xấu hổ chính là thần khư chúng thần. Bao quát vô vọng ma tôn ở bên trong, đều bị một đường vung ra rất xa. Sau so thần khư chúng thần cùng xấu hổ đấy, là những cái kia ưa thích tham gia náo nhiệt quần chúng, đuổi theo đuổi theo, liền không thấy mộng ma cùng triệu bân bóng dáng, chỉ nghe tiếng nổ vang, liên tiếp vang vọng, cũng không biết nên đi nơi nào theo đuổi. Lời phân hai đầu, lẻn vào thần khư triệu công tử, đó là càng nhập càng thâm. Hắn đã vượt qua thương hải, chân chính đi qua bên ngoài địa giới. Mà nay, chính là một phiến hào hùng dãy núi, mỗi một ngọn núi, đều có đại trận vận chuyển, mỗi một chỗ chân núi, đều có thần văn chữ khắc vào đồ vật, vô số hố, xem hắn hoa mắt, như không để ý nhi dẫm vào đi, thần hư rồi rất náo nhiệt. Cửu kiếp phượng hoàng thảo Hồn hỏa kỳ lân hoa. Trời à, lại vẫn có tạo hóa thần long quả. Đoạn đường này, tịnh nghe Long Uyên nó bà tại vĩnh hằng giới gào to rồi. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì thần khư bảo vật, nhiều lắm, trong đó có không ít, đều vì thế gian tuyệt tích, nghe đều chưa từng nghe qua đấy, càng là vừa nắm một bó to. Dù là triệu bân nhìn, đều ánh mắt rạng rỡ Hắn cho rằng, hắn chi lịch duyệt liền đủ phong phú. Tới đây nhìn lên, mới biết mình là một quê mùa. Giống, chính lúc đi, bỗng nhiên nghe thấy nhất tiếng gầm nhẹ, hùng hậu như sấm, Triệu Bân nghe thấy chi, không nhịn được xéo con mắt, nhìn phía một ngọn núi. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đầu con rùa đen trên đỉnh núi nằm sấp lấy. A à, không đúng, đây không phải là con rùa đen, mà là một đầu Huyền Vũ. Cũng không đúng, không là thật Huyền Vũ, mà là một loại Huyền Vũ hình thái dị tượng, toàn thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, có liệt diễm thiêu đốt, lại vẫn có pháp tắc vần quanh. Nguyên Thiên Huyền Võ Thạch. Triệu Bân một tiếng kinh dị hai mắt càng là ánh lửa bắn ra bốn phía. Đó cũng là tốt thú vị nhi a à. nghe đồn, chính là trí Chí cao thần đầu lâu biến thành, ngồi trên ở trên ngộ đạo, tuyệt đối làm ít công to, nghĩ không đốn ngộ cũng khó khăn. Bình tĩnh, đầu rồng ngọc tỷ ung dung nói, tìm dung đạo thụ gấp rút. Minh bạch, triệu bân lúc này mới không muốn rời xa thua con mắt. Tìm được dung đạo thụ phía trước, cũng không thể bại lộ hành tung. Như cái kia nguyên thiên huyền võ thạch, chung quanh cấm chế vô số, muốn mang đi, không thể nào không kinh động thần khư, chuyển rồi tảng đá kia, cũng đừng nghĩ lấy lại muốn dung đạo thụ rồi. chương 2247, dung đạo thụ. Oanh, ầm vang, tối nay thần giới, sợ là muốn dưới mưa to, lôi mình không dứt Chăm chú nhìn lên, mới biết là mộng ma cùng đạo khu, một đuổi một chạy, đi tới nơi nào đánh tới nơi nào, như tựa như hủy đi nhà, hủy thành từng mảnh tinh vực. Có lẽ động tính quá lớn, vừa sợ động không ít người đặc biệt là tiền bối đại thần, đi đứng nhất là chập choạng trượt. Thấy ác chiến người, không một kinh sững sờ. Mộng ma sao, tu mộng chi đạo tuyệt đại đại thần, thần giới ai không biết, ai không hiểu. Một vị khác, có vẻ như so mộng ma vẫn hỏa, cử thế thần thoại đệ tử chân truyền, tiên đình nữ quân thân tướng công, càng là thần triều trí tôn thành khiêng đám. Gặp có chỗ của hắn, không có náo nhiệt nhất, chỉ có càng náo nhiệt. Không nói cái khác, liền nói Phật Quốc, bởi vì hắn căn cơ đại băng, lúc này đang ở nhà tu bổ càn khôn đâu thế nào cùng mộng ma làm lên nghe nói triệu bân đùa giỡn mộng ma đùa giỡn thật hay giả trước đây không lâu thần khư đều cãi nhau mà trở mặt ngày rồi ân người kia ở lại cấm khu cửa ra vào nã pháo có kịch vui để xem từ không thể thiếu nghị luận kinh ngạc người có thổn thức người cũng không thiếu mà nhiều nhất đấy hay là đối đạo khu dựng thẳng ngón tay cái vốn dĩ thần triều chi chủ cũng là một cái tính tình trong nhân. Hơn nửa đêm đến thần giới tán gái, ngâm vẫn là thần khư đại thần. Phốc, thế nhân nhìn nhìn xem, một đạo huyết quang thành tinh hà. Lại là đạo khu bị chém, đầu lâu suýt nữa bị chảm. Cái này nếu là ở trên giường, tiểu gia nhất định ngủ phục ngươi. Còn phải là triệu bân nhà đạo khu, đao đều chém không nát miệng của hắn, trốn vừa lăn vừa bò, cũng không ngại trở ngại hắn hùng hùng hổ hổ, nghe thế nhân sách lưỡi không thôi há miệng chính là hổ lang chi từ, cái này có nhục nhã nhận rồi. Tốt xấu, đó là cùng ngươi ra sư tôn nổi danh đại thần, như vậy đùa giỡn. Thích hợp sao? Mặt cũng không muốn rồi, vẫn quản nó có thích hợp hay không? Cái này, chính là đạo khu trả lời, chỉ cần có thể ngăn chặn mộng ma, chứ nói có nhục nhã nhận, tuy là ngay tại chỗ nhảy cái cởi. Quần áo, vũ, hắn cũng tuyệt đối làm ra. Triệu bân, người xác định sống không bằng chết. Mặt, có ít người không muốn, có ít người vẫn phải đấy. Mà nay mộng ma, cũng bởi vì mặt vấn đề, nộ nhanh cháy rồi. Nàng đổi chủ ý rồi, không có ý định làm chết triệu bân rồi, bởi vì không hết hận. Trước bắt, lại tháo cái linh kiện, nhốt ở trong lòng, gặp thiên uy đặc sản. Nữ nhân như bị làm phát bực, sửa chữa người thủ đoạn, cái kia chính là một bộ một bộ được rồi. Đào hố, vui điểm thổ, phanh, thần khư, triệu bân ở lại cần cù tìm dung đạo thụ. Long Uyên nó ba, thì núp ở vĩnh hằng giới, cho chủ nhân phối âm. Cũng là khó được đến một chuyến, nại gia nhân bảo bối, nơi nào có không lưu ý tứ đồ vật. Chủ nhân ngay tại khắp nơi lưu phù chú, tâm niệm vừa động, sẽ mở nổ cái chủng loại kia. Siêu, thừa dịp ánh trăng, triệu bân bước lên một tòa sơn đỉnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Trong đêm thần khư, nhiều dị sắc dâng lên, bốn phương tám hướng đều có bảo quang. Bảo bối vẫn là không thiếu, nhưng không thấy dung đạo thụ bóng dáng, đến nay không tìm được. Xác định có dung đạo thụ triệu bân đổ một ngụm rượu. Nhất định có, đầu rồng ngọc tỷ giọng điệu có chút xác định. Nói qua, nó vẫn là cho triệu bân chỉ phương hướng, đại khái phương hướng. Thần khư che giấu quá nhiều, dù là hắn, đều không thể chuẩn xác định vị. Triệu bân không lời thừa, lại như kiểu quỷ mị hư vô biến mất, lén lén lút lút bí mật đi. Không cái gì khí cơ lộ ra, cố thủ thần khư đại thần, sửng sốt không người phát hiện hắn. Điểm ấy, liền cùng thần chiều hơi kèm ý tứ. Một cái chấn thiên chi nhãn, người nào đi cũng không có làm cho che giấu. Hắn lại hiện thân, chính là một cái sơn cốc, trong cốc cất giấu một tòa phần mộ. Cũng không biết người nào âm trạch, sát khí to lớn mênh mông, tiệc thiên cuốn địa phương. Nổ rồi. Triệu bân có phần tự giác, một nắm túi phủ chú, chôn vào sơn cốc. Thủ mộ chi nhân cũng là mắt trợn, tới rồi đều phát hiện có người đi vào. Cái kia, liền cái kia. Mới vừa xuất sơn cốc, liền nghe đầu rồng ngọc tỷ gào to. Triệu bân ngước mắt nhìn ra xa, ánh mắt như ngừng lại một ngọn núi. Sơn trên, có một khỏa cây già, vô luận thân cảnh vẫn là phiến lá, đều đạo quang lung chiều, tỉ mỉ lắng nghe, còn có thể phải nghe thấy nói chi âm, ảo diệu như thần khúc. Cái kia, chính là dung đạo thụ, có dị tưởng diễn sinh, có pháp tác vần quanh. Nó chi quang huy, là lộng lẫy đấy, từ đi xa xem, giống như một vòng thái dương. Tìm ngươi đã lâu rồi. Triệu bân ánh mắt thâm thúy, tại hư vô trong bí mật đi, thẳng đến ngọn núi kia. Đã là nghịch thiên chi vật, nơi nào không có người thủ hộ, chính là một đen một trắng hai lão người, một cái ngồi ở dung đạo thụ dưới thổ nạp, một cái thì tại trước bàn đá, nghiên cứu chỉnh thể tàn cuộc. Này hai người, triệu bân là gặp qua đấy, chính là thần khư thiên địa thần vương. Nhắc tới lướng, cũng là tâm đại, đạo khu một phen làm ẩm ý, hai người bọn họ lại cùng không có chuyện tựa như. Có lẽ, là vô vọng ma tôn xuống tử mệnh lệnh, để cho bọn họ chấn thủ nơi đây. Còn có một cái nguyên nhân, đây là thần khư tổ địa, chưa có người dám sát đi vào. Đúng là như vậy tự tin, mới để cho bọn họ nhàn nhã tự đắc. Xem qua hai người, triệu bân ánh mắt đã rơi vào dung đạo thụ lên. Này thụ cao chừng 800 trượt, thân cảnh tráng kiệt, phiến lá óng ánh. Cũng không hổ là dung đạo thụ, đổ vào nó róc rách nước chảy đều là nói chi khí xem cái kia trên người đường vân mỗi một tia đều là hàng thật giá thật đạo chi văn đồ tốt vẻn vẹn nhìn hai mắt triệu bân liền kinh hãi không thôi được đạo quang phổ chiếu cả người hắn đều tâm cảnh không minh chờ đợi lắng nghe bọn họ nói âm còn có một loại thần du thái hư ý cảnh như quanh năm ở đây thụ bên dưới ngộ đạo cái kia thần hiệu định không kém nguyên thiên huyền võ thạch coi chừng có cấm chế, đầu rồng ngọc tỷ nhắc nhở một tiếng. Không cần nó nói, triệu bân cũng đã nhìn thấy. Xem dung đạo thụ bốn phía, rậm rạp chẳng chịt đều là trận văn. Hướng lên trời nhìn, còn có một tòa đại trận đè nặng, lôi đình tàn sát bừa bãi. Dương đông kích tây, triệu bân tâm niệm vừa động. Bỗng nhiên đấy, oanh âm thanh chợt nổi lên, truyền từ cách xa chân trời. Đó là thần cấp phù chú, bị hắn dẫn bạo, ánh lửa sông tiêu. Ân, nghiên cứu ván cờ thần khư thiên thần vương, mãnh liệt đứng lên. Ngồi xếp bằng thổ nạp thần khư mà thần vương, cũng trong nháy mắt mở ra con mắt. Hai người cũng xem một phương, hơn nửa đêm đấy, người nào trong nhà nã pháo A. Oanh, phanh, hai người nhìn lên, lại có oanh thanh âm, liên tiếp vang vọng. Từ nơi này xem, chính là thành từng mảnh ánh lửa, nhuộm đầy nửa bầu trời. Người nào, thần khư đại thần, nhiều bị kinh động, một tôn tiếp một tôn nhảy ra đại gia ngươi. Đừng hỏi, hỏi chính là ngươi đại gia. Nhưng, đáp lại không phải triệu công tử, mà là phù chú. Phù trong có cấm chế, phong có lời của hắn, cũng phong có bóng dáng của hắn. Trói buộc cởi ra, có tiếng mắng truyền ra, cũng có từng đạo bóng dáng kinh hồng vừa hiện. Chỉ là, như vậy cảnh tượng rơi vào thần khư chúng thần trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Kinh hồng vừa hiện ma quỷ chi ảnh, sợ không phải thân pháp siêu tuyệt đại thần có người trộm nhập thần khư mà thần vương xem hai mắt híp lại. Ở đây trông coi, thần khư thiên thần vương một bước đạp ra khỏi sân đỉnh. Thấy chi, triệu bân tiện tay sách xuất ra long uyên. Chờ đợi thiên thần vương đi xa, hắn mới nhất kiếm bổ về phía mà thần vương. Người phương nào mà thần vương thông suốt chuyển thân, trước tiên tế ra bản mệnh khí. Hắn phản ứng là không chậm, cũng là không nhanh bằng triệu bân thuấn thân tuyệt sát. Phốc, huyết quang hiện ra, mà thần vương đầu lâu, bị nhất kiếm chặt bỏ. Chén ăn cơm vết thương rất lớn, máu tươi dâng lên, tựa như tia lửa giống như. Dù sao cũng là chuyển hoang thần, nội tình rất cường đại, tuy là đầu lâu bị chặt rồi, nguyên thần ở lại, còn có bí pháp hộ thể, một kiếm này cũng không có thể đem cái kia đưa đi. Phá! Triệu bân điều động sáng thế quang, nghênh không bổ về phía hư không. Vẫn là cái đồ chơi này dễ dùng, chỉ nhất kích, liền hủy đại trận chương 2248, Đại Náo Thần Khư. Oanh! Đại trận bị phá, lộng lẫy quang huy, xuyên thẳng vân tiêu. Dung đạo thụ dung động mạnh, thân cành cùng phiến lá cũng rào rào rung động. Hủy! Triệu bân đệ nhị đao, bổ chính là bố trí tại dung đạo thụ chung quanh thần văn. Nhất kích rơi xuống, như mọc thành phiến lôi quang hiện ra, từng đạo thần văn băng diệt. Triệu bân! Mà thần vương cũng cuối cùng thấy rõ kẻ đánh lén cũng chính là bởi vì thấy rõ, hắn mới khó có thể tin. Triệu bân không phải mở chạy sao, như thế nào ở đây? Cái kia lúc trước nháo sự đấy, lại là cái nào, đạo khu? Đúng, nhất định là đạo khu. Cả hai là binh chia làm hai đường. Một cái tại ngoại hấp dẫn chiến hỏa. Một cái thì lẻn vào thần khư trộm cướp. Mục tiêu, chính là thần khư dung đạo thụ. Nực cười chính là, lại không một người phát hiện. Tốt một cái dương đông kích tây. Mà thần vương tức giận, lấy bảo khí chấn sát mà đến. Triệu bân sớm có đoán trước, đã mở rồi vĩnh hằng kim thân. Phanh, đã trúng bảo khí xung đột, kim thân băng diệt nửa bên. Cũng là cái này phút chốc, triệu bân một tay cầm dung đạo thụ. Hắn là như bức hò hét treo thiểm điện, trực tiếp nhổ tận gốc. ầm vang, thiên địa một hồi dung chuyển, toàn bộ núi cao, đều sụp đổ ra. Có đạo chi quang huy khuynh hướng vậy đó là dung đạo thụ bản nguyên chi ý triệu bân người thật là thật can đảm hét to âm thanh triệt thiên thần vương giết trở về tới một đạo đấy còn có thần khư rất nhiều trí tôn chúng thần người còn chưa giết tới liền tế ra sát sinh đại thuật ta chạy triệu bân từ sẽ không đứng đấy bị đánh một cái mộng trở lại thiên cổ biến mất không thấy gì nữa dung đạo thụ đã đến lại cùng đạo khu xác định mộng ma bắt lại chính là công đức viên mãn ngươi đi được rồi thiên thần vương hừ lạnh nhất kiếm vẽ ra rồi một đạo tinh hà, vắt ngang cửu thiên. Tùy theo, chính là bang âm thanh, triệu công tử đụng tường rồi, bị tinh hà ngăn chặn rồi mộng cảnh, thậm chí chân trước vừa rồi bỏ chạy, chân sau liền từ hư vô trong ngã xuống. Chân áp, thần khư mà thần vương đánh tới, mở ra rồi một vòng thái dương, lăng không nện xuống. Cốt, triệu bân thông suốt định rồi thân, một cái đại đập bia tay vung mạnh rồi đi lên. Thái dương bị đánh diệt, mà thần vương thì nhất tiếng kêu đau đớn, đạp đạp lui về phía sau. Lui hắn một cái, còn có thần khư chúng trí tôn, đầy trời đánh giết mà đến. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân vừa quát âm vang, mặc niệm thiên lôi quyết, vung kiếm chỉ thiên. Bỗng nhiên đấy, ức vạn lôi đình oanh động, như mưa to mưa to giống như chút xuống. Phốc, sạc sạc, đánh tới thần khư trí tôn, đều không ngoại lệ, cũng tại xét đánh vẫn là có nhiều như vậy cái không kháng đánh đấy bị đánh huyết cốt văng tung tóe phá vẫn là thiên thần vương lại là hoành thiên nhất kiếm mở đệ nhị đạo tinh hà muốn nói cái đồ vật này cũng đích xác dễ dùng nhất kích liền phá thiên lôi quyết cũng đúng tối cường cấm khu sao không nhất thiếu chính là thủ đoạn thông thiên đại thần ta cho ngươi phá triệu bân vung tay vung lên lại vận dụng sáng thế quang nghịch thiên chém đi lên cái này tinh hà không dùng được rồi bị đánh thành hai đoạn, thành thần vô tán loạn. Đạo chi quang, thiên thần vương hai mắt híp lại, tập trung chính là sáng thế quang. Là đạo chi quang không thể nghi ngờ, có dấu hủy thiên diệt địa lực lượng. Hợp lực bắt lại, mà thần vương thanh như lôi chấn, cũng sung phong liều chết phía trước, lại động đại thuật. Theo hắn dứt lời, toàn bộ thiên địa đều biến như vị trí giống như hắc ám. Trong bóng tối, có vô số tinh thần tô vẽ, tinh huy có phần yêu dị. A, à, lần này, đổi triệu bân kêu rên rồi, bị tinh huy chiếu diệt khí huyết. Thiên thần vương liền như quỷ mị giết tới phụ cận, nhất chỉ đâm hướng hắn mi tâm. Đây chính là phong cấm nhất chỉ, chỉ lực như kinh mang, cực kỳ xuyên thủng chi lực. Phong ta, triệu bân cười lạnh, trong nháy mắt mở vĩnh hằng nhãn, trong mắt có bất hủ chi quang nở rộ. Hai người bốn mắt đối mặt, thiên thần vương thần thái, trong khoảnh khắc chất phác một phần. Đã trúng triệu bân huyễn thuật, tâm thần phút chốc thất thủ, hai mắt cũng tùy theo trống rỗng tuy chỉ phút chốc đầy đủ triệu bân xuất khích nguyên thần kiếm đã vỗ tới trong bóng tối thấy huyết quang thiên thần vương đầu lâu bị xé ra óc bốn phía vĩnh hằng thiên thần vương cũng lộ ra vẻ không thể tin được khiếp sợ không thôi khó trách triệu bân mạnh mẽ như vậy hung hãn lại mẹ nó tu xuất ra vĩnh hằng tiểu tiểu đế thần cảnh hắn là như thế nào làm được thượng thương quà tặng mở Triệu bân lấy vĩnh hằng thành kiếm quang, nhất kiếm khai thiên, chém đứt rồi hắc ám. Vì thế, hắn cũng nỗ lực bằng máu đại giới, đã trúng mà thần vương một đao. Chờ đợi thần khư trí tôn giết tới, hắn đã băng rồi nửa bên thần khu, huyết cốt nhiều mục nát. Phá thiên vương ấn, bát cực diệt thần kiếm. Thần pháp, chân long đạo, đầy trời trí tôn, cũng tiếng quát như sấm, cũng đánh ra trí cường nhất kích. Thiên vô tức thì đổ sụp, nhịn không được uy áp cũng gánh không được thao thiên sát khí. Tới đây a ngươi, triệu công tử liền cơ trí rồi, ngay tại chỗ cùng mà thần vương đổi rồi vị trí. Cái này nhất đổi không quan trọng, mà thần vương bị chém, suýt nữa bị ngay tại chỗ oanh diệt. Bảo, này nhất tự, từ triệu bân trong miệng thoát ra, động tĩnh đặc biệt to lớn. Hắn dẫn bạo tất cả phù chú, đều là lúc trước chôn ở thần khư đấy. Nổ, nói nổ liền nổ, khắp nơi đều là sông tiêu ánh lửa, nói mọc lên như nấm cũng không đủ. Ngắn ngủn một hơi gặp hàng trăm hàng ngàn núi cao, bởi đó ầm ầm giải thể. Còn có trận văn, cũng như mọc thành phiến đứt đoạn, không biết bao nhiêu đại trận bị phá hủy. Triệu bân, người đáng chết. Thiên thần vương nổi giận, quét sạch rồi một phiến hủy diệt thần hải. Hải trong, nhiều cự long xoay quanh, đều có thôn thiên diệt địa trị uy. Người phương nào nhiễu ta thần khư? Có lẽ động tính quá lớn, cấm khu ở chỗ sâu trong nhiều khủng bố chi khí mãnh liệt. Đều là bế quan lão gia hỏa, bản tại ngủ say, mà nay nhiều thức tỉnh. Thấy chi, chớ nói triệu bân, liền đầu rồng ngọc tỷ cũng không khỏi thổn thức sách lưỡi. Không hổ là tối cường cấm khu, nội tình chính là cường hãn, đi rồi nhiều như vậy đại thần. Lại vẫn có nhiều như vậy trí tôn, không phải giống như thần, cũng đính thiên cấp. Tại đây thế trận, lấy hắn thần chiều mà nay nội tình, vẫn thật là lay bất động lão đại, không chịu nổi. Đạo khu cái kia phương hướng, truyền đến kêu gọi, có thể nghe thổ huyết âm thanh. Không cần hắn kêu gọi, triệu bân cũng đã mở chạy, không thể lại phóng đáng. Đã đến rồi, còn muốn đi. Nhàn nhạt lời nói vang vọng, có một người tới rồi đường đi của hắn. Là một cái tóc trắng lão nhân, sau lưng còn có một mảnh đại thế giới mở mở. Đây là một tôn đáng sợ thần, to lớn khí tràng, xung đột cửu thiên. Cái kia dị tưởng to lớn, nhiều núi thây biển máu, cũng nhiều nhật nguyệt tinh thần diễn hóa. Hắn như vô thượng thần linh, đứng lặng tại hư vô, khí thế hoành phô tứ hải bát hoang. Thần khư tổ vương, triệu bân nhìn, chợt cảm thấy quen mặt, tựa như ở đâu gặp qua. Ở đâu gặp qua đâu, thần sách trong có người này ghi chép. Sách cổ có nói, lão gia hỏa này là theo thái vũ một cái thời đại đấy. Như đế phong ở đây, định cũng nhận ra, hắn hai người có thể làm không ít trận chiến lại tu xuất ra vĩnh hằng. Thần khư tổ vương một câu băng lãnh, trong giọng nói vẫn cất giấu một vòng kinh ngạc. Vĩnh hằng chi đạo, trên lịch sử chỉ một người lột xác qua, đó chính là sáng thế thần. Thật không biết tiểu tử này, cuối cùng đi rồi cái gì vận khí cứ chó, lại cũng tu xuất ra. Trong lúc nhất thời, cái kia cô quạnh con mắt, lóe lên rồi nồng nhiệt chi quang. Vĩnh hằng chi đạo tốt, đem bắt giữ, chính là một phen đại tạo hóa. Tiểu bối, người cùng lão phu, rất đúng hữu duyên. Người này không phải Phật ra người, có thể Phật chi lời kịch, hắn chỉnh rất trượt. Càng trượt chính là hắn thần thông, đại thủ như vậy vung lên, liền xác định triệu bân, đã thu vào hắn đại thế giới, giới trong càn khôn minh mông, có vô cùng tận uy áp, chứa nói không gian, liền thời gian đều cầm giữ, băng lãnh không chịu nổi sát khí, càng là che giấu vĩnh hằng, phút chốc liền áp triệu bân khí lực tan giã. Ngọa hồ tàng long a à. Triệu bân thầm nghĩ, cưỡng ép cải tạo khí lực, mượn kiếp trước chi lực. Tu xuất ra vĩnh hằng, không có nghĩa là là có thể chiến qua đính thiên cấp đại thần. Như thần khư tổ vương loại này, chiến lực tuyệt đối nghiền ép, vĩnh hằng cũng chưa đủ nhìn. Hắn đến mượn lực sức, đến phá vỡ cái này đại thế giới, mới có thể sát ra cái mảnh này cấm khu. Chương 2249, ác chiến tổ vương. Phong, thần khư tổ vương hừ lạnh, đại thế giới mở ra vô số thần quang. Thần quang thành trụ tụ thành rồi một tòa lao lung, lấy pháp tắc nối liền. Mà triệu bân, liền bị vây hãm trong lồng giam, bị uy áp cực tận áp chế. Không đến nửa cái trong nháy mắt, cái kia bản nguyên khí huyết, liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Quỷ dị hơn chính là, triệu bân thọ nguyên, cũng ở đây lấy nghìn năm tốc độ tán loạn. Nhanh, sát ra ngoài. Đầu rồng ngọc tỷ lúc nói chuyện ngữ khí, có vẻ rồn rập. Thần khư ngọa hổ tàng long, cái này tôn thần là thật cường thái quá. Thật bị cái này gai nhỏ lão vây hãm đại thế giới, liền rất khó thoát thân. Phá, triệu bân vừa quát âm vang, pháp tắc cùng sáng thế quang tương dung, ngưng tụ thành kiếm. Này nhất kiếm, phách thiên tuyệt địa, chỉ nhất kích, liền xác định lao lung bổ ra vết nứt. Tùy theo, chính là thần khư tổ vương đại thế giới, cũng bị chém ra một đạo lỗ thủng Mà hắn, thì như một đầu thương long, từ trong vọt người mà ra. Thần khư tổ vương thấy chi, lông mi trao lên lại nhiều kinh ngạc sắc. Đạo kia chi quang, thực bá đạo, chẳng lẽ sáng thế thần quang. So sánh với cái này, hắn càng hiếu kỳ triệu bân kiếp trước, cuối cùng nơi nào tôn đại thần, vẻn vẹn là mượn tới lực lượng, đều khủng bố như thế. Nếu không phải này thần lực gia trì, mặc dù triệu bân tu xuất ra vĩnh hằng đạo, mặc dù người kia có sáng thế quang trợ uy, cũng kiên quyết phá không vỡ hắn đại thế giới. Chạy! Triệu bân không ham chiến, lấy mộng mở chạy. Đương âm thanh, tại thần khư chúng thần nghe tới trước sau như một dễ nghe ngẫm lại cũng là cả thiên thần vương cũng có thể ngăn lại triệu bân thần khư tổ vương rồi không cản được mộng chi đạo cũng không phải là vô địch ít nhất không tu đến nhà mộng chi đạo kẽ hở trồng chất tại đính thiên đại thần trong mắt chỉ là một cái tắt sự tình tiểu bối người đi không được thần khư tổ vương giải rác một câu như bất diệt ma chú làm loạn tâm thần dứt lời liền thấy thương vũ rung động có vô số ánh đao kiếm quang, lăng không bổ chém, trăm vạn giảm thiên địa, không khác biệt công phạt, mỗi một đạo, đều tồi khô lạp hủ, mà lại kèm theo giam cầm chi lực, chịu một đạo, liền như một tầng giam cầm. Ngưng, triệu bân trong lòng nhất quát, lấy vĩnh hằng pháp tắc hóa áo giáp, thủ hộ khí lực. Bên ngoài áo giáp, còn có thiên ngự quang huy, ba trượng thiên địa, tuyệt đối phòng ngự. Như vậy, thần khư tổ vương ánh đao kiếm quang, có vẻ như càng sắc bén, đổ ập xuống một hồi chém, nhẹ nhóm phá vĩnh hằng thiên ngự, cũng xác định vĩnh hằng áo giáp, chảm khe rãnh tung hoành. Người mẹ nó, triệu bân mãnh liệt một bước định thân, cầm trong tay Long Uyên, tại kiếm thể lau một đạo huyết. Chỉ một thoáng, Long Uyên rung động mạnh, kim quang hiện ra. Đó là độn giáp thiên tự, một viên tiếp nối một viên bay ra, lấy quanh người hắn làm trung tâm, xếp đặt thành trận. Cái đồ vật này dễ dùng. Trận thành, vạn pháp bất xâm. Độn giáp thiên tự ở ngoại vi thần khư chúng thần, không không kinh dị, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, cũng không biết triệu bân trong tay, lại có nhiều như vậy chữ cổ. Hào tiểu tử, chớ nói chúng thần, liền thần khư tổ vương con mắt, đều giấy lên nồng nhiệt chi quang. Độn giáp thiên tử có thể là đồ tốt, khắc vào bản mệnh khí trên, có thể tăng cầm thần uy. Đương nhiên, này tự chi huyền ảo, xa không đến bước này. Hắn đã nghiên cứu nhiều năm, cái kia công dụng không cách nào đánh giá. Đến, triệu bân ổn định rồi trận cước, chống đỡ độn giáp thiên trận, sát nhập vào cửu thiên. Thần khư tổ vương thì trước mắt bế nghế, to lớn hào hùng xu thế, thôn thiên diệt địa. Oanh, phanh, tiếng sấm vang vọng, hai người tại hư vô, kéo ra kinh thế đại chiến. Hủy diệt quang hỏa, tùy theo chán đầy phiêu miểu, mỗi nhất rúm đều nhuộm huyết. Gặp nạn chính là thần khư, rất nhiều thiên địa đều đã chung uy lực còn lại, thành từng mảnh đổ sụp. Xem chiến cuộc, tuy là triệu bân rơi xuống hạ phong, có thể thần Khư Tổ Vương cũng chật vật không chịu nổi. Trận này đế thần đối chuẩn hoang đại chiến, hai người làm long trời lở đất. Mạnh như vậy, xem cuộc chiến thần Khư chúng thần cũng tâm cảnh hoảng sợ. Đây chính là hắn thần Khư Tổ Vương, toàn thịnh thời kỳ, không kém đế phong. Lúc này, đối với một cái đằng trước tiểu đế thần, trong lúc nhất thời lại bắt không được, chẳng những bắt không được, vẫn liên tiếp đẫm máu, vĩnh hằng đạo thật là như vậy đáng sợ. Triệu Bân kiếp trước thật là như vậy khủng bố. Nhất sợ, vẫn là thần khư tổ vương. Hắn thật là ngủ say quá lâu, mà nay vĩnh hằng thể, lại cường tới rồi tình trạng như thế, mặc dù hắn trạng thái không tốt, nhưng vẫn là hàng thật giá thật chuẩn hoang đỉnh phong. Cảnh giới tuyệt đối áp chế, mà lại là bản thân chủ tràng. Hắn lại đặt xuống không ngã một cái tiểu đế thần. Thần khư lại thế nào? Nên là đại chiến động tính quá minh mông, thần khư bên ngoài lại tụ đầy bóng người bởi vì cấm khu pháp trận che giấu xem không rõ lắm thích chỉ thấy sấm sét vang dội chỉ thấy sát khí cuồn cuộn sát khí thấp thoáng ở chỗ sâu trong có thể thấy hai đạo mơ hồ bóng người chính ở trên hư không ác chiến mỗi một lần va chạm đều có tối cường uy lực còn lại hướng tứ phương lan tràn hủy rất nhiều thiên địa liền tinh không đều đã chúng xung đột cái đó là triệu bân tầm mắt cao thâm đại thần một tiếng kinh dị không thể a à, đây chính là thần khư hắn một người dám giết đi vào Quá nhiều người nhíu mày, không thể nào tin được. Có thể một phen cưỡng ép dòm ngó phía sau cơ bản đều tin. Thật đúng là thần triều chi chủ, tại thần khư cấm khu làm ẩm ý. Không phải chạy sao khi nào sát trở về, có tiền bối vuốt tròm dâu. Hắn đối với mộng ma, tuyệt đối chân ái, không thiếu lão gia hỏa lời nói thấm thiên đạo. Lời này, chưa có người phản bác. Trước đó không lâu, vẫn chỉ là đùa giỡn. Lần này, sợ không phải sát đi vào cướp người nếu không phải yêu đến mức tận cùng, có thể làm như vậy kinh thiên động địa. Là hay không, đều đầy đủ chứng minh hắn chi quyết đoán, không có thiên kiếp trợ uy, cũng dám nhập thần khư gây sự tình, nhìn chung sử sách, cũng tìm không ra mấy người, tùy tiện sách ra một cái, đều là tuyệt đại loại người hung ác, như cửu thế thần thoại, cũng như tiên đình nữ quân. Phốc, trong tiếng nghị luận, một đóa kim sắc huyết hoa, tại trong hư không nở rộ. Tất nhiên triệu bân bị chém, một nửa thân thể đều bị chém thành rồi thịt nát nát cốt. Thần khư tổ vương cũng không tốt đến đi đâu, một cái cánh tay đã băng diệt, lồng ngực chỗ, còn có một đạo cấp sừng sướng vết máu, trắng muốt cốt cách, nhiều chỗ lộ ra ngoài. Ngươi, chọc giận tới ta. Thần khư tổ vương hừ lạnh, tùy theo vung tay, một tay dò hướng về phía hư vô. Lập tức, thương không nổ, có một đầu nguy nga cự long gào thét mà ra. Cự long ngâm đen, thể như núi cao, con mắt như vạc rượu, mỗi một phiến rồng ngâm, đều đạo văn chữ khác vào đồ vật, khô diệt pháp tắc, vần quanh quanh thân, miệng lớn dính máu mở ra, như không đáy u uyên, dù là triệu bân vĩnh hằng nhãn, đều nhìn không thấy phần cuối. Bản mệnh đạo long, triệu bân trong lòng một câu, nhìn ra được, đây không phải là thật long. Nên là thần khư tổ vương, lấy đạo nuôi dưỡng, như bản mệnh khí như vậy. Giống, cự long xoay quanh, thiên địa một hồi lay động, vô tận lôi điện xé rách. Triệu bân một bước không có đứng vững, bị long chi khí chàng chân áo giáp nứt vỡ cũng không đợi hắn trận văn cự long liền giết tới rồi phụ cận há miệng đem hắn nuốt hết a à, triệu bân tiếng rên rỉ lờ mờ lại hiện thân đã là hắc ám thế giới là cự long cái bụng nội thành nhất càn khôn so thần khư tổ vương đại thế giới vẫn càng cường quy quỷ dị đi vào phút chốc liền bị tháo bỏ xuống rồi bản mệnh thần lực phong thần khư tổ vương lạnh lùng một tiếng lấy đạo giam cầm triệu bân lại thành lao lung thấy chi thần khư chúng thần đều thở dài một hơi tựa như biết rõ cự long đáng sợ phong ta chính đáng chúng thần cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm long trong có tiếng quát truyền ra sau đó chính là một đạo lộng lẫy thần mang là sáng thế quang cũng là vĩnh hằng quang nó ngưng tụ thành đao đao mang tung hoành vạn dặm phách liệt tối cường đúng là một đao kia bổ ra rồi cự long cũng phá vỡ thiên địa ngươi, thần khư tổ vương một hơi thở gấp lấy, ngay tại chỗ phun máu. Hắn bản mệnh đạo chi long, là ngay cả lấy hắn khí lực đấy. Đạo long bị phá, không chỉ vô cùng thê thảm, cắn trả tạc mẫu thân hắn cường hãn. Phanh, triệu bân một bước khiêu thoát, lật tay chính là nhất kiếm, rách nát rồi hư không. Không còn giam cầm, mộng cảnh không còn trói buộc, một cái mộng trở lại thiên cổ chạy thân. Audio điện tử võ tấn bền chương 2250, hai bút cùng vẽ. Thế nào không có âm thanh nhi rồi? Triệu bân bỏ chạy, thần khư ẩm vang, tùy theo chôn vùi. Thế nhân nhiều thăm dò nhìn ra xa, lại không thấy đại chiến quang hỏa. Mơ hồ có thể thấy được đấy, là lần lượt từng cái một dữ tợn đáng sợ diện mạo. Đích xác, bao quát thần khư tổ vương ở bên trong, thần khư chúng trí tôn thần thái, đều cực độ khó coi, tại bản thân tổ địa, thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ chiếm hết, lại vẫn để cho Triệu Bân thừa cơ chạy trốn, thực vô cùng nhục nhã. Chạy, không thiếu quần chúng nhỏ giọng nói. Không ai đáp lại, thần khư phẫn nộ gào thét, chính là tốt nhất đáp án. Như vậy hành động vĩ đại, liền như bức hò hét sâu nổ ngày rồi. Tại thần khư làm ẩm ý còn có thể toàn thân trở lui người, trên lịch sử không có cái gì. Cho nên nói, Nguyệt thần mang ra rồi một cái tốt đồ nhi, nàng mặc dù quy tịch rồi, có thể nàng đồ đệ lại hoàn mỹ kế thừa nàng chi truyền thống, cách ba năm lần liền tới cấm khu trị một cái, lúc trước là Phật Quốc, mà nay là tối cường cấm khu, may mà người kia lúc đến không mang tiên kiếp, không phải vậy, thần khư chính là cái thứ hai Phật Quốc. Oanh, phanh, thần khư bên này hơ khô thẻ che rồi, đạo khu cái kia phương hướng vẫn làm khí thế ngất trời. Tinh không, bởi vì bọn hắn mà oanh động, tinh vực một phiến tiếp một phiến đổ sụp. Không thiếu đấy, vĩnh viễn là thích tham gia náo nhiệt quần chúng, đi nơi nào đều có người vây xem. Triệu bân, mộng ma, như như vậy kinh dị thanh âm, liên tiếp. Thần triều cùng thần khư có thể nói là lão oan gia. Tỉ mỉ năm lần thần ma đại chiến, lần đó đều không thể thiếu thần khư. Bởi vì cái gọi là, cựu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt, đánh gõ máu cầm canh khỏe mạnh. Nhiều ngày không thấy, triệu bân lại mạnh, mộng ma lại bắt không được hắn. Mộng ma là tàn khuyết đấy, chiến lực không tốt, bắt không được cũng không kỳ quái. Bóng người tụ tập, đều nghị luận, tay cầm trí nhớ tinh thạch vừa nắm một bó to. Phốc, đang lúc nói chuyện, hư không lại thấy huyết quang, tựa như kim sắc tinh hà. Là đạo khu đẫm máu, lại bị mộng ma nhất kiếm nạo nửa cái thân thể. Lại, vì cái gì nói lại, từ lúc khai chiến, liền toàn bộ hành trình bị bạo truy. Cũng trách hắn, miệng quá nát, mắng, chửi mắng, chửi liền cấp trên rồi. Hắn cái này cấp trên không quan trọng, đem mộng ma cô nương kia nhi làm phát bực rồi. Nữ nhân như bão nổi, chiến lược tiêu chuẩn nhất định đấy, cái này không liền bị đánh sao. Ta chạy, đạo khu không chút nào ham chiến, lại vào mộng cảnh, chạy trốn tới rồi thần tiên vết nứt. Mộng ma cực tấn tập trung, theo sau liền đến, không cái gì lời thừa, vung kiếm liền chạm. Giặc giặc, đạo khu vừa rồi cải tạo khí lực, lần nữa huyết cốt văng tung tóe. Một kiếm này, chém hắn có đau một chút, suýt nữa ngay tại chỗ tán giá kết thúc mộng ma một câu băng lãnh cô quạch cách không lấy tay thi triển phong cấm chi pháp đạo khu kêu rên bị khóa không thể động đậy bản mệnh khí huyết cũng phút chốc tan tác tranh nguy cơ trước mắt có một đạo lộng lẫy quang mang từ trong bóng tối chém tới chính là sáng thế thần quang triệu bân giết tới rồi nhất kích bổ diệt mộng ma đại thủ lão đại ngươi nhưng tới rồi đạo khu một bước lay động rất có ngã xuống hư không tư thế. Cái này một câu lão đại, nghe mộng ma toàn bộ người cũng không tốt rồi. Cảm tình nàng theo đuổi hơn phân nửa đêm người, lại chỉ là triệu bân đạo khu. Sau đó, ta trước phun ra huyết. Triệu bân khoát tay áo, vịn đạo khu liền ói lên ói xuống. Vĩnh hằng đạo khu thương dị thường vô cùng thê thảm, hắn làm sao không phải vậy. Triệu bân, tức giận mộng ma, cũng mặc kệ cái này cái kia, một trường phách đi qua để cho ta tới đạo một tiếng khu hét to nghênh không đỉnh đi lên một bên đi chơi triệu bân đem đẩy ra một quyền oanh xuyên thủng thương vũ nên là hắn quyền uy quá phách liệt dù là mộng ma dưới đáy uẩn đều bị đẩy lui rồi lui về phía sau ở bên trong nàng cái kia đốt hỏa mỹ mâu vẫn rất nhiều vẻ khiếp sợ chỉ vì triệu bân trên người quang huy nhuộm là bất hủ sắc thái đó là vĩnh hằng chi đạo tiểu tử này lại đi ra sáng thế thần đi qua đường tiền bối, nghĩ cái gì đâu. Triệu bân giết tới, lăng không chính là một đạo đại la thiên thủ. Mộng ma bề bộn sợ thu thần, tay nhặt đạo tác, ngưng luyện thành kiếm. Định, đạo khu hừ lạnh, thì phong cấm là chủ nhân đánh phối hợp. Tuy chỉ trong nháy mắt, đầy đủ đại la thiên thủ rơi xuống. a à, lần này, đổi mộng ma kêu rên rồi, bị một trưởng áp thân hình lào đảo. Lẽ ra, bổn tôn cùng đạo khu cuộc chiến lực là đồng cấp cái khác tồn tại có thể triệu bân, hiển nhiên là mạnh hơn cái kia đạo khu đấy, bởi vì mượn tiếp trước chi lực. Có này lực lượng gia trì, chiến lực là vững vàng áp nàng một đầu đấy. Hết lần này tới lần khác, nàng trạng thái không phải tốt, chịu không được triệu bân trưởng uy. Chân áp, triệu bân hét to, hồng mông hải cùng hư vọng hà tương dung, lăng không hạ xuống. Trưa nay, còn có thiên ma sát khí, ba cái chi uy thế, thôn thiên diệt địa. Mộng ma tránh không kịp, bị dìm ngập trong đó, mộng đạo chi quang mảng lớn diệt phong. Tiểu ra cho ngươi thêm thêm điểm liệu. Đạo khu một tay bấm niệm pháp quyết, diễn xuất rồi tang thần chung. Sau đó, còn có tám thế thần quan cùng vĩnh sinh vương tỏa. Ba cái như núi lớn cự nhạc, một trước một sau ép vào rồi hồng mông hải. Mộng ma chân trước mới đứng vững, cái này một giây, lại là một bước lảo đảo. Phá, dù sao cũng là tuyệt đại đại thần, nội tình tự mình cố gắng hoành. Thấy nàng cánh tay ngọc vung triển, mở ra rồi một đạo thần cầu vồng. Thần cầu vồng như tinh hà, chỉ nhất kích liền đã phá vỡ hồng mông. Mà nàng, thì như dục hỏa phượng hoàng, từ trong dương cánh mà ra. Nơi nào chạy triệu bân vượt thiên mà đến, một trưởng đem vung mạnh lật. Sát nha, đạo khu gào to vang dội nhào lên liền mở đại. Phốc, giặc giặc, phía sau hình ảnh, liền không thế nào hài hòa rồi. Mộng ma từ bị vung mạnh lật, liền chưa có đứng vững qua đạo khu cái gì đấy, nàng trướng mắt, dũng mãnh chính là triệu bân người kia. Vĩnh hằng chi đạo phách tuyệt, mỗi một phen công phạt đều là hủy thiên diệt địa đấy. Hai người, là thật không biết thương hương tiếc ngọc a Trong bóng tối không có người thứ ba, không có nghĩa là thiên ngoại không có nhìn khách. Chính là lâm chi họa, lại trong đêm tối cô quạnh khó nhịn, ngồi cái kia xem vở kịch lớn. Muốn nói, mộng ma cũng là không may thôi đấy, gặp thấy triệu bân, nhất định bị đánh. Oanh, Nàng xem lúc, thần tiên vết nứt lại lôi đỉnh oanh động. Cùng với lôi minh, chính là một đạo đỏ tươi huyết quang. Tất nhiên mộng ma bị chém, thần khu nguy hiểm bị Triệu Bân bổ diệt. Năm nào, ta nhất định trảm ngươi. Mộng ma đặt xuống rồi ngoan thoại, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Tu mộng chi đạo, nàng mở chạy, cũng là chuyên nghiệp đấy. Ngươi đều nói như vậy, tối nay còn nghĩ lấy đi. Triệu Bân nhẹ đạo, một đạo sáng thế thần quang phá vỡ hắc ám. Tiếng răng rắc vì theo vang vọng, mộng ma mộng cảnh bị cường thế phá diệt. Tới đây a ngươi. Đạo khu nhất cuống họng gào thét khí phách chắc lậu, tới đổi rồi vị trí. Triệu Bân liền tự giác rồi, tế ra độn giáp thiên tự, lại tạo độn giáp thiên trận. Muốn nói dễ dùng đấy, vẫn là cái đồ vật này, thật sự đem mộng ma áp bên trong. Phong, cấm. Triệu Bân cùng đạo khu một trái một phải, không cho cái kia thở dốc cơ hội. Tại đây tam lưỡng trong nháy mắt, hai người lấy pháp tắc mở mấy vạn đạo giam cầm. Lão đại, không chịu nổi. Đạo khu ỉu xìu không sót vài đạo, lời còn chưa xuống, liền biến thành một luồng u sương mù. Hắn cũng coi như công thành lui thân rồi, không cần hắn phụ trợ, mộng ma cũng chạy không được rồi. Mở. Mộng ma cực tấn giấy ruộng, một lần lại một lần mở ra mộng cảnh. Như vậy, nàng tu cái này một đạo, lúc này, có vẻ như không dùng được đấy. Vừa đến là triệu bân cùng đạo khu phong ấn quá nhiều thứ hai chính là cái kia biến hóa kỳ lạ vô cùng đột giáp thiên trận hai bút cùng vẽ cưỡng ép ngăn chặn nàng lấy mộng chi đạo mở chạy đường đến bước này khắc nàng đã không lực phá phong thần lực cùng chân thân cũng đã bị cấm hô triệu bân thở dài một hơi một bước lay động thiếu chút nữa co quắp cái kia mượn kiếp trước chi lực đã tản đi hắn lại thành suy yếu trạng thái còn tốt mộng ma đã bị chấn áp rồi tối nay một lần công đức viên mãn nghe chưa từng nghe qua ba ngày ba đêm, Long Uyên phiêu rồi ra tới. Liền trên giường những sự tình kia nhi, hỗn thiên hỏa thì luồn lên nhảy xuống. Bọn ta lão đại đối với ngươi là chân ái, thần lôi cũng gom góp đến quấy dày. Triệu bân, mộng ma trong mắt ngọn lửa, đó là càng đốt càng vượng rồi. Ta chỉ rượt tiền, không cướp sắc, triệu bân sách mộng ma, xoay người biến mất. mươi 2251, tiền bối, giúp một việc vừa vặn. Đêm, Triệu Bân trở lại trí tôn thành, đã rơi vào nam vực nhất hòn đảo nhỏ. Đạo chủ liền ở đây, nhiều ngày không thấy, trước sau như một đần độn. Đạo thương, không chỉ để cho hắn thần trí tận diệt, thọ nguyên cũng đang không ngừng sói mòn. Hắn tại một ngày ngày già nua, cũng ở đây già nua trong mục nát. Điểm chết người nhất chính là, dù đem phong ấn, cũng khó nghịch chuyển. Ai nha? Triệu bân chân trước vừa rồi rơi xuống, thần long đạo tôn liền gom góp đến. Người nào đó là thật nghiêu bức a à, Vài ngày trước Vẫn ngẫm nghĩ thế nào cứu đạo chủ Tối nay Sẽ đem người quải trở lại a à không đúng Là sách trở về Người nha Thật đem nàng rót thần long đạo tôn nhéo nhéo dâu ria Nhàm chán triệu bân mắt liếc Xác định mộng ma bày tại thụ bên dưới So sánh với hai người bọn họ Mộng ma chi thần thái sẽ không thế nào mỹ quan rồi Cái kia trương thịnh thế dung nhan Đủ dùng giữ tợn đến thuyết minh rồi còn có cái kia con mắt huyết sắc ngọn lửa đốt cái kêu là một cái tràn đầy ngẫm lại cũng thế từ nhập tu đạo chi lộ lên nàng vẫn là lần đầu tiên bị trôn bắt hết lần này tới lần khác đối phương vẫn chỉ là cái tu vi chỉ là đế thần tiểu bối nực cười chính là từ đầu đến cuối nàng đều bị cái kia đùa nghịch xoay quanh sỉ nhục vô cùng nhục nhã ta cùng với hắn chính là anh em kết nghĩa gọi người âm thanh đệ muội không quá phận a à thần long đạo tôn ngược chắp tay sau lưng, lại nói chính là cái kia nghiêm trang. Đến mức trong miệng hắn, tất nhiên chỉ triệu bân, này hàng quá ưu tú. Thần long, mộng ma bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, một phen cực tấn giấy ruộng, muốn tránh thoát pháp tác đối với nàng trói buộc, muốn thưởng thần long đạo tôn một cái miệng rộng tử. Thế nhưng... Vĩnh Hằng giam cầm quá bá đạo, để cho hắn vô lực thi triển. Tới rồi, chỉ còn nghiến răng nghiến lợi, thần thái nhiên càng lộ ra hung thần ác sát như ánh mắt có thể sát nhân, cái kia thần long đạo tôn, sợ đã chết rồi trăm ngàn lần. Lên không có lên, xác định không có lên, giá tiền không có đàm khép lại. O, O, N, G. Thần long đạo tôn cùng đầu rồng ngọc tỷ nói chuyện chính vui vẻ, liền nghe đao minh. Là triệu bân sách đao, đương đem làm một tiếng chọc vào trên đất rồi, thần thái cùng động tác, đều rất hoàn mỹ giải thích rồi một phen lời. Hai người lại mẹ nó miệng đầy chạy xe lửa, lão tử không ngại theo người đám trên thân, tháo một kiện truyền ra chi bảo. Thần Long đạo tôn ho khan, đầu rồng ngọc tỷ cũng bỗng nhiên trung thực. Long tự bối nhi nhân tại sao, cho tới bây giờ đều là con được giãn được chủ. Tiền bối, giúp một việc vừa vặn, triệu bân cười nói, xem chính là mộng ma. Ta không nghe lầm chứ, mộng ma cười lạnh, có ăn nhân ánh mắt làm bạn. Thần khư cùng thần triều đối địch nhiều năm, tìm nàng cử nhân này hỗ trợ là nàng bế quan quá lâu mà nay đều như vậy dễ nói tốt thương lượng. Ngươi cứu hắn, ta thả ngươi, theo như nhu cầu. Triệu bân lời nói ung dung, xác định đạo chủ trở tới. Tùy theo, hắn vẫn lấy ra một thanh xinh đẹp thạch cầm. Như thế nghiêm chỉnh, mộng ma trong nháy mắt đã minh bạch, có chút thương nàng thật có thể trị. Rõ ràng, không có nghĩa là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hoặc là nói, nàng là không tin triệu bân này hàng không biết xấu hổ ra chi bản tính trên đời đều biết đấy rồi đơn giản thả nàng đi ta từ trước đến nay nói lời giữ lời triệu bân hí tinh phụ thể cái này phút chốc ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết không gạt người như mộng ma thật có thể cứu đạo chủ hắn thật rồi đem thả đương nhiên thả lại bắt trở lại chắc có lẽ không có người nói hắn trái với ước định cứu có thể trước giải ta phong ấn mộng ma hí ngược cười một tiếng giải rồi ngươi phong ấn nếu như ngươi chạy, vãn bối nơi nào tìm ngươi đi. Cứu hắn, nếu như ngươi không thả ta đi, bản thân lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mộng ma không tin triệu bân, triệu bân đồng dạng không tin mộng ma. Đều càng già càng lão luyện, dăm ba câu liền đem thiên nhi trò chuyện chết rồi. Chớ cùng nàng lời thừa, cha tấn A, thần long đạo tôn sách roi ra. Lão hổ đắng, nước tiêu nóng, đầu rồng ngọc tỷ cũng đi theo ngao ngao thẳng gọi. Triệu bân không nghe cái này lưỡng ngủ phấp phới vung tay lên, giải rồi mộng ma phong ấn. Như thế dứt khoát, chứa nói long tự bối nhân tài, mộng ma đều nhíu mày. Thời đại thật biến sao người nào đó khi nào biến như vậy dễ nói chuyện rồi. Vãn bối chi thành ý đã xuất ra, triệu bân thản nhiên nói. Dễ nói, mộng ma sâu kín cười một tiếng, tùy theo đứng lên. Nên là bị trói quá lâu, nàng cái kia lưng mỏi, rũi có phần mãn nguyện. Thần Long đạo tôn không dám chút nào chủ quan, thâm thúy con mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào mộng ma. Này nương môn nhi, có thể không phải bình thường thần, một cái xem không tốt sẽ không ảnh. Vì thế, ngắn ngủn phút chốc, hắn vẫn kêu không ít người. Có thể xác định thiên cục đưa đến phạm trần, ta thật xem nhẹ ngươi rồi. Nguyệt thần thu tốt đồ nhi, nàng táng diệt, ta cái gì đau lòng. Hô như vậy nhiều lớn thần ngăn ở thiên ngoại, là sợ bản thần chạy sao. Phong ấn giải rồi, Mộng ma trong lúc nhất thời mở lời làm nhảm hình thức, cái kia thần sắc, không cái gì khẩn trương, ngược lại rất nhàn nhã, khi thì xoa xoa vai, khi thì xoay xoay cái cổ, khi thì thôn mấy viên đan dược, khi thì lại hoàn xem thiên nhìn một chút tốt đẹp sơn hà, dáng vẻ này không chết không thôi cừu ra, càng giống hai cái quan hệ không phải người tốt, nửa đêm không có việc gì nói chuyện phiếm, nói cũng tịnh là chút không có dinh dưỡng lời nói. Lão phu không nhìn lầm a, à, mộng ma, nấp trong hư vô minh thần, một tiếng kinh dị là nàng không thể nghi ngờ. Vô đạo hai mắt hiếp lại. Thật cho quải đến rồi, chúc không thổn thức không thôi. Đến đấy, không chỉ hắn ba cái, còn có Mạc Huyền, Lão Ô Quy, Man Thần, đều là Lão Gia Hỏa, liền cự thần, cũng ở đây hư vô tìm cái chỗ ngồi tại đó, sờ lên cầm xem mộng ma, cái kia tiểu nương môn nhi, lớn lên cũng rất thủy linh đấy, so nguyệt thần nhiều hơn chút xinh đẹp, so đế tiên nhiều hơn một vòng lãnh ngạo. Đêm qua thần giới tin tức truyền đến, quả nhiên không giả một người khiêu chiến, chặn thần khư đại môn nã pháo. Tại trước mặt mọi người, công nhiên đùa giỡn cấm khu đại thần. Binh chia làm hai đường, cái đồ kia thật sát nhập thần khư đại náo rồi một trận. Chúng đại thần ngươi một lời ta một câu, đem thần triều chi chủ quang huy sử tích, sách cái cửa nhỏ thanh, ngôn từ tầm đó rất nhiều thổn thức sách lưới chi ý, không thiếu đấy, còn có khiếp sợ cùng hoảng sợ, đi thần khư làm ẩm ý, còn có thể toàn thân trở lui đấy, trên lịch sử thật không có cái gì, có thể sống bắt mộng ma người, đó cũng là vạn cổ duy nhất, có thể đem hai cái này đồng thời làm được, có thể nói không phải kinh thiên hành động vĩ đại. Sự thật, lại một lần chứng minh một cái chân lý, chỉ cần đối phương ra nữ tướng, kéo triệu bân đi lên là được rồi, cụ thể có thể tham khảo lục thiên nữ vương, vĩnh hằng thủy tổ cũng không đánh phục người, tới rồi, bị người kia chỉnh phục phục thiếp thiếp. Mà bây giờ mộng ma, có vẻ như cũng đã có như vậy miêu đầu rồi, không phải vậy, triệu bân vì cái gì không đem khóa rồi, chẳng những không khóa, vẫn mặc kệ tại trên đảo tản bộ, như thế hài hòa hình ảnh, có thể là không chết không thôi đại cường nhân. Ta không bằng hắn. Chưa bao giờ phục qua Triệu Bân lão cuồng, cuối cùng nói một câu nói như vậy. Đổi lại hắn, tuyệt như vậy quải không đến nữ vương, cũng tuyệt như vậy quải không đến mộng ma. Cưỡng ép đánh phục cũng tốt, vung tới được cũng được, cái kia đều là thực lực. Liền hắn đều phục rồi, càng chớ nói khôi cương, chiến thiên hành cùng bất hủ thần thể rồi đều đã đối với triệu bân dựng thẳng rồi một cái ngón tay cái qua mẫu thân hắn cho thần chiều mặt dài rồi đừng nhây như rồi trong đảo thần long đạo tôn thúc giục rồi một tiếng gấp cái gì mộng ma một câu u cười cuối cùng ngồi ở thụ bên dưới thạch cầm ngay tại trước người của nàng bày biện đạo chủ cũng ở đây hắn cách đó không xa đứng thẳng tối nay ánh trăng không tệ tối nay quần chúng cũng rất nhiều rất thích hợp bắn cái tiểu khúc tranh tắm rửa nguyệt quang nàng nhặt rồi ngón tay ngọc, nhẹ nhàng kích thích rồi dây đàn. Tiếng đàn du dương, tùy theo vang vọng ra, như tươi đẹp thần khúc. Người cái này, không phải tỉnh thế khúc A, à. triệu công tử đổ một ngụm rượu. Ngược lại đã quên, bản thân còn không thông hiểu tỉnh thế khúc. Mộng ma buồn bã nói. Sở dĩ đâu? Sở dĩ, ngày khác gặp lại. Đánh đàn mộng ma, mặc dù ở lại kích thích dây đàn, lại lăng không tiêu thất rồi. Thấy chi, thần long đạo tôn bề bồn sợ ra tay thiên ngoại chúng thần cũng rồn dập thi pháp thế nhưng mộng chi đạo quá đoạt thiên tạo hóa sửng sốt không một người đem cản lại vẫn là triệu công tử bình tĩnh một tay chụp về phía hư vô chợt liền thấy nhất đạo kim quang lộng lấy phù văn xích sắt mà hắn liền nắm chặt xích sắt một mặt mạnh rắt một chút đến mức xích sắt một chỗ khác thật không đúng dịp khóa một người chăm chú như vậy nhất nhìn đúng là mộng ma nghiễm nhiên là trói gô. A, à, tiếng rên nhẹ tùy theo vang vọng, bỏ chạy mộng ma, lại bị dắt trở về. Thấy vậy hình ảnh, đầy trời chúng thần bao quát mặc huyền ở bên trong, không một không nhíu mày. Nhất mộng vẫn là mộng ma, nàng đã nhiều phiên dòm ngó khí lực, không cái gì cấm chế đấy. Nhưng này phù văn xích sắt, lại là ở đâu ra? Trước đó nàng không biết, mới như vậy trở tay không kịp. Tốt một cái vĩnh hằng chi đạo. Bối phận cao nhất cự thần, ánh mắt dị thường thâm thúy. Không sai, Triệu Bân túm trở lại mộng ma, bằng chính là Vĩnh Hằng. chương 2252, giải thích, chính là che giấu. Chạy, cho người chạy. Dễ nói tốt thương lượng không nghe, nhất định bức ta bão nổi. Thần Triều Chi Chủ là một cái ưa thích nghe hát người, hết lần này tới lần khác, có người hư mất hắn nhã hứng, bắn lấy bắn lấy, quảng gánh không làm. Cái này có thể nhẫn. Kết quả là, mộng ma bị ấn tại đó, lại là hơn vạn đạo phong ấn, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, khóa rồi cái gắt gao. Xét thấy tâm tình của hắn không phải tốt, vẫn làm điểm nam đàn ông cơ bản cũng làm qua sự tình. Đừng hiểu lầm, không phải cái kia, mà là cái kia. Cái kia không, mộng ma hơn phân nửa sinh chân tàng, đều bị hắn lột rồi. Có thể nói, mộng ma ngoại trừ trên người cái này siêm y, phần còn lại, cho dù là bên hông treo trang sức, đầu đội châm gài tóc, đều bị càn quét một kiện không dư thừa, Triệu bân, mộng ma Mỹ mâu lại nở rộ ngọn lửa, đâu còn có lúc trước tại trong đảo toàn bộ, cùng mở lời làm nhảm hình thức cái chủng loại kia nhàn nhã. Nàng là quá thấp đánh giá người này, cũng quá xem thường vĩnh hằng chi đạo rồi, có thể lấy mộng xây mộng, xác định nàng cưỡng ép túng trở lại, như tại không sứt mẻ trạng thái, nàng từ không sợ. Đáng tiếc, tàn khuyết chi thân, trạng thái không tốt, trốn tránh qua đại đạo thiên cục, lại chạy không khỏi vĩnh hằng bắt. Có thể ở tiền bối cái này, tìm ra bực này vật, quả thực khiến vãn bối ngoài ý muốn. Triệu bân không nhìn mộng ma ăn nhân ánh mắt, an vị tại bên cạnh người, nắm một bức tranh cuốn vùi đầu nhìn lại xem. Hỏa quyển là tốt hỏa quyển, mà lại còn có một cái tươi mát thoát tục sưng hô, đồ tết tại cái nào đó dân phong biêu Hán địa phương, cũng gọi là chân tàng bản. Nếu không thì thế nào nói là tuyệt đại đại thần chân tàng, chính là không giống người thường, nhìn một cái tranh này chất, nhìn một cái cái này rõ ràng độ, không ra cái 800 năm hội viên. Cộng thêm trí tôn cấp phần món ăn, đều xem không được. Thiếu vụ oan bản thân, đó là ta nhặt đấy. Mộng ma nên là một cây gân đáp sai rồi, lại há miệng giải thích một phen. Cũng không biết xấu hổ vẫn là nộ đấy, nàng lúc nói chuyện, tuyệt mỹ dung nhan, vẫn xoát một cái đỏ lên cái cực độ. Trộm tàng đồ tết không mất mặt, bị người bắt cái hiện hành, đặc biệt là bị cửu gia bắt cái hiện hành, vậy thì có chút không nhịn được mặt. Người đúng là loại người này, vãn bối nhìn lầm ngươi rồi. Triệu bân lúc nói chuyện thần thái, cái kêu là một cái hiên ngang lẫm liệt. Ta nhặt đấy. Giải thích, chính là che giấu. Triệu công tử cũng không ăn nàng bộ này, vẫn đặt cái kia chính nhi bát kinh thưởng thức, cũng không biết bức tranh trong nam nữ chủ nhân công là ai, lại đến tuyệt đỉnh đại thần như vậy yêu ái, có thể nói không phải trong truyền thuyết vô thượng vinh hạnh. Ngươi, mộng ma nhất thời nghẹn lời, chỉ thành từng mảnh dạng mây đỏ, từ gương mặt lan tràn cái cổ, thậm chí toàn thân. Đã bao nhiêu năm, đầu nàng trở lại cảm thấy nóng rát là cảm giác gì, thầm nghĩ tìm một cái lỗ nhi, chui vào mát mẻ mát mẻ. Vẫn tuyệt đại đại thần đâu. Không suy nghĩ tu đạo, lại làm một ít có nhục nhã nhận sự tình. Nhặt, ai mà tin nơi nào, trong đêm không ít vụng trộm xem đi. Nghe lão phu một lời, tìm người gả cho, không thể so với xem cái này thoải mái. Triều công tử đối xong, không có nghĩa là thì xong rồi. Thần triều không nhất thiếu chính là miệng phun phân phương văn nhân nhà thơ hai ba cái không có gì đó là ô ương ương một đoàn nơi nào thuyết giáo người có nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc có tốt nói khuyên bảo cũng có biết rõ đấy đó là chúng thần tụ tập nhi không đứng đắn không biết còn tưởng rằng cái này mở phê đấu sao công khai xử lý tội lỗi đại hội đâu ngươi tàng không có tàng lão cuồng xéo con mắt chọc chọc nàng dâu nguyệt tâm kinh hắn cái này vừa hỏi chiến thiên hành cũng nhìn về phía cầm tiên tử cách đó không xa bất hủ thần thể thì nhìn về phía sơ giao cổ thần đâu chỉ bọn hắn không ít người đều nhìn phía bên cạnh thân mỹ nữ cái gì cái mộng tiên a à? cái gì cái bất niệm thiên nơi nào cái gì cái vong tình cổ thần nơi nào có một cái tính một cái đều bị đặc thù chiếu cố cốt từ nhập thần triều chúng nữ thần đầu một hồi như vậy ăn ý nhất tự chấn sụp nữa bầu trời có ý tứ phàm giới chúa tể là quần chúng xem thần sắc lời nói thấm thía. Quả thật nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, người lấy quần phân. Thần chiều các con dân, không có bị mang lệch ra đấy, quả thực không nhiều lắm, thật muốn lần lượt soát người, vô luận nam nữ già trẻ, không có tàng đồ tết đấy, cũng thực tìm không ra cái gì rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, cái kia hình ảnh mới có thú vị, nhất bang không phải muốn mặt, cũng không phải nghiêm chỉnh lão ra hỏa, nghiêm trang phun người mộng ma, sửng sốt mặt không đỏ hơi thở không gấp. a à, tuyệt đại đại thần đơn giản không phát điên, trừ phi, nhịn không được. Như mộng ma, lúc này liền nhập thổ vi an ý niệm trong đầu đều đã có. Nàng bối phận thấp thì thôi, hết lần này tới lần khác, tại chỗ ngoại trừ có hạn cái gì, cũng phải hô nàng âm thanh tiền bối, đặt ở nàng cái kia niên đại, cái này chính là một đám nhóc con, trong lúc nhất thời, đem nàng tốt đẹp hình tượng, ồ ồ dối tinh dối mù, nàng nhất thế tên tuổi anh hùng, bị một bộ đồ tết, thất bại cái tinh quang. Tản A, chọc cười quy chọc cười, chính sự vẫn phải làm. Triệu bân vung tay lên, trực tiếp dọn bãi, liền tòa đảo này chủ nhân thần long đạo tôn, đều bị ném đi ra ngoài, cứu đạo chủ gấp rút, đồ tết cái gì đấy, quay đầu chậm rãi trò chuyện. Không còn trách trách hô hô lão ra hỏa, toàn bộ thế giới đều an tĩnh rồi. Trên đảo nhỏ, cũng chỉ thừa lại triệu bân cùng mộng ma, cùng đần độn đạo chủ. Ta lúc trước lời nói vẫn như cũ giữ lời. Triệu bân đem đồ tết hước lượng nhập vào trong ngực, tiện tay sách xuất ra bầu rượu. Chờ đợi đổ một cái, hắn mới bổ rồi nửa câu sau, có cứu hay không? Không cứu. Mộng ma hung giữ nhìn chằm chằm vào triệu bân, dung nhan vẫn như cũ hồng mê người. Vĩnh hằng chi đạo có thể đem nàng bắt trở lại, cứu cùng không cứu, đều khó thoát khỏi cái chết. Như thế, cái kia đến tìm người làm bạn, thần triều đạo chủ, liền rất hợp thích đấy, thời đại này không có vĩnh hằng thủy tổ, ngoại trừ nàng, không ai có thể cứu đạo chủ. Ta cam đoan, cứu hắn, thả ngươi đi, triệu bân nói rằng. Sau đó, lại lấy vĩnh hằng xác định ta lôi trở lại mộng ma cười lạnh. Là ngươi nuốt lời trước, vãn bối mới động võ đấy. Nhiều lời vô ích, muốn giết cứ giết, cần gì phải lời thừa. Ta, triệu bân ném đi bầu rượu, liền bắt đầu theo vĩnh hằng giới ra bên ngoài khuôn đồ. Đều đặc sản, nhất giỏ tiếp nhất giỏ đấy, trực tiếp xếp thành rồi một tòa núi nhỏ. Thấy chi, mộng ma chi thần thái lại nhiều hung thần ác sát, sao lại không biết đây là cái gì? Chính vì biết, nàng mới nộ nghiến răng nghiến lợi. Tốt người nguyệt thần nơi nào, người dậy rồi cái gì ra tới? Khó được đến thần chiều một chuyến, cũng làm cho vãn bối tận tận tình địa chủ hữu nghị. Số lượng nhiều, bao ăn no, ăn vặt vui vẻ tình, ăn nhiều. Phiêu phiêu dục tiên. Vãn bối cũng không nghĩ như thế, trung quy, ta là một cái tốt đẹp thanh niên. Đổi triệu công tử mở lời làm nhảm hình thức rồi, nói một câu liền chuyển nhất giỏ hỏi như vậy để đến rồi, mộng ma như còn không đi vào khuôn khổ, uy vẫn là không uy. Uy, là chỉ định uy không được đấy. Làm không thể quá xúc sinh. Hắn, từ trước đến nay đều là lấy đức phục người đấy. Tốt, người nào đó không dám uy, người nào đó có vẻ như cũng không dám đổ. Như mộng ma, liền bị cái này nhất giỏ lại một giỏ đặc sản, chỉnh thủy thổ không phục, ba năm bao xuống đi, không lãng cũng phải lãng, càng chớ nói đem làm cơm ăn. Được rồi, Triệu Bân bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, lại đem thạch cầm bầy đi lên. Xem đi, vẫn là mạnh liệu dễ dùng, cũng không biết cái nào con rùa, phát minh rồi cái đồ vật này. Muốn cứu hắn, cần chờ. Mộng ma nhẹ đạo, khí chất lãnh diễm cao quý. Đợi Triệu Bân lông nghi trao lên, này nương môn nhi sợ là lại lắc lư hắn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ý gì? Nhân hòa, chính là bản thân, địa lợi, chính là âm phủ, thiên thời, chính là đêm trăng tròn, Mộng Ma nói qua, chậm rãi đóng con mắt, có tin hay không là tùy ngươi. Triệu Bân nhíu lông mày, ánh mắt cũng thâm thúy rồi một phần. Mộng Ma trong lời nói ngụ ý rõ ràng, cần đi đạo chủ cùng Mộng Ma năm đó khai chiến chiến trường, cần năm đó cái kia canh giờ, mới có thể lớn nhất hạn độ phù hợp nhân quả, chỉ có như vậy mới có thể đem thành công tỷ lệ tăng lên tới cao nhất. Cái này cũng vẻn vẹn là suy đoán của hắn. Là hay không, còn phải tìm người hỏi một chút. Còn dám đùa nghịch ta? hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Bân quẳng xuống một câu lời, tìm người nói chuyện phiếm đi. Hắn đi rồi, toàn bộ tiểu đảo đều bị đồn giáp thiên trận phong bế. Trên thực tế, dù hắn không ra trận này, mộng ma cũng chạy không được. Ít nhất, nàng mà nay như vậy trạng thái, phá không vỡ vĩnh hằng giam cầm. Tắm rửa nguyệt quang, mộng ma thiếu đi một vòng cao lạnh, lại thêm một vòng rãng mây đỏ. Thấy bốn bể vắng lặng, nàng vẫn che gương mặt, tối nay, mất mặt ném đại phát rồi chương 2253, thần đảo. Oanh, tinh huy phổ chiếu hạ xuống nam vực, hợp lại không bình tĩnh, có ẩm vang âm thanh triệt. Chính là triệu bân, tại nam vực chính giữa, mở ra nhất tòa khổng lồ hòn đảo. Xong, hắn ở lại trên đảo dựng lên một tòa thạch bi, trên tấm bia viết có thần đảo. Làm xong những thứ này, hắn mới đưa dung đạo thụ chuyển rồi ra tới, trùng tại rồi hòn đảo trong. Trong lúc nhất thời, đạo chi quang huy cùng với dị tượng, phổ chiếu minh mông thiên. Còn có đạo chi thiên âm, cũng như cổ xưa thần khúc, vang vọng càn khôn. Phàm nghe thấy chi người, cho dù là tại phía xa đại hạ Bắc Cương phàm nhân, cũng bất giác tâm cảnh run lên, tiên hay là thần nghe, càng là tâm thần thông thả, có một loại thần du thái hư kỳ diệu cảm giác. Ai nha? Ở lại nam vực thần chiều chúng thần, đã tụ tới đây. Bao quát cự thần cùng mặc huyền ở bên trong, đều ánh mắt sáng rỡ. Cái này, chính là trong truyền thuyết dung đạo thụ, lấy đạo đổ vào, mới có thể trưởng thành thần thụ, ngồi trên thụ bên dưới ngộ đạo, làm ít công to, như ngã nhập vào cơ thể nội, càng là tạo hóa nghịch thiên. O, O, N, G. Chính nhìn lên, thần đảo lại oanh run lên. Là triệu bân thi pháp, cũng là dung đạo thụ diễn sinh thiên địa. Từ hư vô quan sát, hoang vắng thần đảo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, diễn xuất rồi nhật nguyệt tinh thần, dưỡng rời núi sông Thảo Mộc, nghiễm nhiên một bộ khai thiên tích địa chi cảnh linh lực cực dồi dào, mây mù nhiễu, còn có đạo chi quang huy lung chiều. Thật đúng là dung đạo thụ. Thường xuyên nghe nói, vẫn là lần đầu thấy chính phẩm. Lấy lão phu biết, bực này thụ, thế gian tìm không ra đệ nhị khỏa. Chúng thần tụ tập nhi, hay là xa xem, hay là gần xem, hay là vòng quanh dung đạo thụ, qua lại xoay quanh nhi, thậm chí, vẫn cầm kính lúc, như nghiên cứu lão ngoan đồng, từng tấc một giò ngó, càng xem. Con người liền càng sáng loáng quang ngói sáng lên thần khư đào đến lão ô quy nhìn thoáng qua triệu bân suýt nữa gãy tại cấm khu triệu bân nói qua vẫn theo dùng đạo thụ trên gãy rồi nhất căn cành lá tiện tay ngã nhập vào khí lực cái đồ vật này muốn nhiều hơn vô dụng nhất căn cành lá là đủ rồi đầy đủ hắn thôi diễn ngộ đạo rồi làm đến gọn gàng chúng thần cũng không nhàn rỗi có lấy thân cành đấy cũng có lấy phiến lá đấy không người ham hố đủ dùng là được cũng không thể cho thần thụ làm trơ trọi rồi đương nhiên, không phải lấy không đấy. Lấy cành lá đồng thời, chúng thần vẫn tế ra đạo tắc cùng đạo chi khí uẩn. Là vì đổ vào cái này khỏa thần thụ, đạo tắc cùng khí uẩn, chính là cái kia chất dinh dưỡng. Hảo sinh thương yêu, khe nhỏ sông dài. Như thế, hắn mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Còn phải là tiểu sư thúc. Thủy thần cười nói, tùy theo vung tay vung lên. Hắn mở kết giới, đem chọn cái thần đảo đều bao lại, cũng không phải là ngăn cản thần thụ đạo âm, dị tưởng cùng quang huy, mà là xác định tòa đảo này, liệt vào rồi thánh địa. Đã là thánh địa, không phải tất cả người ở đây có thể tiến đến tu luyện. Thần triều cũng có quy tắc đấy, làm nhiều hưởng nhiều, dùng cái này khích lệ. Đến mức không suy nghĩ tu đạo hết ăn lại nằm đấy, nơi nào mát mẻ nơi nào đợi. Chuyện này, hắn tại hành, đại quản gia tên tuổi không phải nói không đấy. Mộng ma theo rồi minh thần truyền đạt rồi một bầu rượu. Theo rồi triệu bân cũng lập dưới tàng cây cống hiến chất dinh dưỡng cùng ta tâm sự thế nào bắt lại đấy vô đạo nháy mắt ra hiệu lời này vừa nói ra tại chỗ lão gia hỏa đều tập thể nhìn lại mộng ma thế nhưng cái xương cứng dầu muối không tiến đấy cái này cũng có thể theo rồi động chi lấy tình hiểu chi lấy lý lẽ vạn chúng nhìn chăm chú dưới triệu công tử nói câu rất chính thức lời nói chẳng lẽ lại nói cho tiểu đồng bạn hắn cầm đặc sản hù dọa người lời này vạn vạn không thể nói mẫu thân nghe rồi vặn lỗ tai hắn đấy hừ thần triều chúng thần không nghe hắn mù phấp phới người nào còn không biết người nào nước tiểu tính chất a so sánh với cái này bọn hắn càng muốn tin tưởng mộng ma là bị người nào đó cho rót nàng nói thiên thời địa lợi nhân hòa triệu bân không tâm tư vô nghĩa xác định mộng ma vừa rồi nói nói thẳng ra chúng thần nghe mò xuống trông mò xuống trông vuốt tròm dâu vuốt tròm dâu thật lâu mới nghe thấy Mặc Huyền kết luận đáng tin cậy, đáng tin cậy. Cựu thần cũng tùy theo ngáp một cái. Nhất lời nói có trọng lượng hai vị đều nói như vậy rồi, chúng thần từ không nghi ngờ. Thật có thể cứu đạo chủ đi một chuyến âm phủ cũng không nhiều, chớ bị lừa dối rồi mới tốt. Đêm trăng tròn, triệu bân trong lòng một câu, ước chừng tính toán một phen thời gian. án năm đó đến tính vẫn cần ba tháng khoảng chừng, hay là có sai kém? cái này ba tháng nên xem tốt mộng ma cũng không thể để cho nàng chạy cái đó là dung đạo thụ nói đến mộng ma không có ở che mặt chính ngửa con mắt nhìn bầu trời dung đạo thụ lộng lấy quang huy nàng là không quen thuộc nữa mà nay lại tại thần chiều nhìn thấy sợ không phải lão gia bị trộm nghĩ vậy nàng không nhịn được che ngực dung đạo thụ a thần khư nuôi rất nhiều năm cái này bị người đào đi rồi không đau lòng mới là lạ đáng chết phát hỏa không phải hắn một người, vô vọng ma tôn cũng ở đây chửi mẹ đâu. Bị chơi sỏ, bọn hắn đều bị chơi sỏ, bị triệu bân đùa nghịch xoay quanh. Như đây coi là một trận chiến tranh, vậy hắn thần khư chính là bại rối tinh rối mù, hủy cái kia nhiều thiên địa, mặc dù xa không dung chuyển càn khôn, nhưng nhìn náo tâm nơi nào. Thêm với lại lạc đường dung đạo thụ, càng là như ăn quả cân, khó chịu nhất bước. Tại đây, còn có một cái mộng ma không có trở về. Quỷ mới biết nàng đi đâu, kêu gọi không trả lời. Bên này, Triệu Bân đã xuất rồi Nam Vực, tỉnh Mộng rồi Vong Cổ Thành. Sau đó, vẫn vẫn là cho Mộng Ma tiến đưa một người đi tới. Ai đó, Vũ Ma, đã từng là thần khư cửu đế một cái. Từ nàng Nam đó bị bắt đến, liền một mực bị khóa ở Trí Tôn Thành. Đến nay, nàng vẫn là bị phong ấn lấy, căn bản phá không vỡ giam cầm. Triệu Bân đưa nàng tới đây, đơn giản cùng Mộng Ma làm bạn, bớt nhàm chán gặp qua mộng tôn đối với mộng ma vũ ma vẫn là rất cung kính đấy cung kính ngoài hơn nữa là khiếp sợ hoảng sợ triệu bân thật là nghịch thiên a có thể bắt sống thần khư đại thần ngẫm lại bọn hắn cũng thật là đồng bệnh tương liên đều có nhà về không được tâm nhi thái hy ta lại làm một phiếu đại đấy triệu gia tiểu viên triệu bân lại tế gia nguyên thần chi lực giúp đế tiên chui luyện nữ vương bài vị phía trước hắn cũng cắm ba căn xả hương coi như là cung phụng đế tiên bạch liên run rẩy tựa như có thể nghe thấy hắn lời nói ngược lại nữ vương bài vị nửa phần phản ứng cũng không có người kiếp trước chi lực không phải vạn bất đắc dĩ đừng tái cử động dùng triệu bân vừa rồi ngồi ở cây già dưới liền thấy đầu rồng ngọc tỷ bay ra khó được ngươi như vậy đứng đắn triệu bân đã khoanh chân mặc niệm rồi tâm quyết cũng không phải là cùng ngươi chọc cười đầu rồng ngọc tỷ thản nhiên nói người kiếp trước kia tuyệt không phải giống như đại thần, chỉ ít cùng hư vọng chi hà thoát không khỏi liên quan. hư vọng chi hà, cái kia hà, ta cũng đi vào, hắn khí tức ta nhớ kỹ. hắn cuối cùng lai lịch ra sao? triệu bân hỏi nghi ngờ trong lòng. chỉ biết hắn cùng thiên ngoại thiên có liên quan, đầu rồng ngọc tỷ lời nói ung dung, lại là thiên ngoại thiên. triệu bân lẩm bẩm lời nói, ánh mắt vẫn biến sáng tối bất định. hắn ở kiếp trước sẽ không cũng tiến vào hư vọng hà a? À không phải vậy, như thế nào cùng cái kia hà, nhắc lên rất nhiều nguồn gốc. Thật là như thế, kiếp trước của hắn chi lực, đích xác ít dùng thì tốt hơn. Liên quan đến hư vọng chi hà, cắn trả có thể cũng không phải là đùa giỡn được rồi. Đừng nghĩ quá nhiều, đầu rồng ngọc tỷ phiêu rồi một vòng nhi, lại hồi rồi vĩnh hằng giới. Triệu bân lúc này mới thu thần, ngồi trên mặt đất, hơi đóng con mắt. Tính tâm cảm nhận, ngã nhập trong cơ thể dung đạo thụ cành lá, đang cùng hắn khí lực, Chậm rãi dung hợp, cái kia cổ xưa đạo âm, có thể cực tấn ngao luyện hắn tâm thần. Cái này, thật đúng là gia lông, chân chính đến lợi ích chính là đạo. Đến cái kia dung nhập, hắn đã gấp bội cảm giác vĩnh hằng đạo tắc có biến hóa. Bực này lột xác rất nhỏ bé, gần như có thể không đáng kể. Ngoại lực chung quy chỉ là ngoại lực, vẫn cần hắn tự thân lĩnh hội. Hắn động thôi diễn, lấy dung đạo thụ làm căn cơ, truy nguyên cái kia ngọn nguồn như vậy nhìn qua, có thể thấy đại thế giới, còn có một đạo đạo bóng người. Những người kia, đều là cho dung đạo thụ cống hiến qua đạo thì cùng khí ẩn trí tôn đám. Muốn nói nhất lộng lấy đấy, vẫn là một đạo to lớn cao ngạo bóng lưng. Hắn thấy không rõ, chỉ là hình dáng phân biệt rõ, bát thành là sáng thế thần. Chẳng lẽ lại, hóa thành dung đạo thụ đầu lâu, là sáng thế thần. Siêu, gió nhẹ nhẹ phẩy, cuốn theo một vòng nữ tử hương, có một đạo bóng hình xinh đẹp hiển hóa, chính là phù diêu, nửa đêm tới đây, là muốn mời triệu bân hỗ trợ phá nàng giam cầm. Đáng tiếc, đến không đúng dịp, triệu bân tại ngộ đạo trong. Nàng không đi, tại viên trong tìm một chỗ, tĩnh tâm chờ đợi. Có thể hay không liên hệ nàng, ta muốn cùng chi tâm sự. Đầu rồng ngọc tỷ đạo. Mặc dù ta xuất từ nàng, cũng không cùng nàng đối thoại tư cách. Phù diêu nói. Lão phu có cảm thấy, thiên địa xác định đại biến, xác định có rất nhiều tai nạn. Người nói là, vạn cổ trước thần ma, rồi ở thời đại này tái hiện. Thiên đạo có thiếu, mà nay cái này niên đại, cùng vạn cổ trước làm sao giống nhau. Phù diêu không nói, chỉ lẳng lặng xem hư vô. Tai nạn chi dự cảm, nàng cũng càng mãnh liệt. Dung vũ kỷ nguyên, chắc chắn có như vậy một trận núi thây biển máu. Chỉ mong, thiên đạo không sứt mẻ trước, đừng đến vũ trụ đại chiến mới tốt. chương 2254, dùng sức. Cái kia chính là Dung đạo thụ, Tốt lộng lấy quang huy, tốt ảo diệu đạo âm. Sáng sớm, sắc trời vừa rồi sáng rõ, đại sở Nam vực liền tụ tụ đầy nhân ảnh. Nam nữ già trẻ đều có, có xem náo nhiệt đấy, cũng có đến thần đảo tu hành đấy. Một ngày này, bế quan người rất nhiều, tại dung đạo thụ dưới tĩnh tâm lắng nghe đạo âm. So sánh với Nam vực, Triệu gia tiểu viên liền yên ổn nhiều hơn. Từ Triệu Bân ở trên mặt đất đả tọa, đủ hơn phân nửa nguyệt không mở con mắt. Dung đạo thụ cành lá, cũng không phải là trắng dung đấy, không thể thiếu tạo hóa. Như hắn lúc này, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương, vạn đạo quang phổ chiếu, mỗi một luồng đều nhuộm vĩnh hằng sắc thái, có đạo âm khuấy động, càng có một phương đại thế giới mở ra, hắn ngồi vào trong đó, tựa như một tôn bất hủ thần linh. Hắn lại thần du thái hư, ý thức tại minh mông trong thong thả. Đúng là tại đây giống như trạng thái dưới hắn tu vi vững bước để thăng. Lúc đến nay đêm, hắn cảnh giới giới, đã nhập đế thần đỉnh phong. Quả thật yêu nghiệt a. À. Ngụy Thiên lão đạo lại tới vài lần, không thể thiếu thổn thức sách lưỡi. Bằng chừng ấy tuổi, tu đến như vậy tình trạng người, quả thực không nhiều. Ngẫm lại, liền cũng bình thường trở lại. So sánh với chiến tri đạo lột xác vĩnh hằng đạo, cái này đều tiểu đả tiểu nháo. Đề cập vĩnh hằng, triệu bân cho cảm mộ, hắn không có thiếu nghiên cứu. Thế nhưng, khó phá huyền cơ, thời gian lâu dài, lại vẫn đạo tâm bất ổn đâu chỉ hắn thần triều rất nhiều đại thần cũng đều có như vậy tà dị tao ngộ có lẽ vĩnh hằng con đường này không thích hợp bọn hắn thành thành thật thật an toàn nhất càng là cường đại rồi cái này là phù diêu lẩm bẩm lời nói đã dòm ngó rồi nhiều ngày vĩnh hằng cực bất phàm tựa như cất giấu vô cùng tận lực lượng sơ bộ vĩnh hằng cũng như này bá đạo nếu không thiếu nên mạnh bao nhiêu hung hãn đầu rồng ngọc tỷ so nàng bình tĩnh, hắn là chân chính gặp qua sáng thế thần người. Tương truyền, vĩnh hằng cùng ngụy thiên đạo chi lực kết hợp, rồi tạo nên thần kỳ huyết mạch. Với kiến thức rộng rãi chủ, rất hỉ hoan tại trong đêm cằn nhằn xì xào. Như long đầu ngọc tỷ, giống như lão hòa thượng niệm kinh, không kết thúc. Đúng lúc, cái này có một cái tu vĩnh hằng đạo đấy. Cũng khéo, một vị khác thân phụ ngụy thiên đạo chi lực. Nhất công một mẫu, Thế nào cứ như vậy trời đất tạo nên đâu. Đùng, Phù Diêu phất tay áo dáng vẻ vẫn là rất ưu mỹ trang nhã đấy. Chính là khổ đầu rồng ngọc tỷ, rất nhiều ngày chưa từng trì hoãn một hồi. Đệ Nhị Nguyệt, Triệu Bân mới chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra, đi ra tiểu viên. Hắn cũng không tỉnh, đi đường lúc là nhắm con mắt đấy, như là mộng du. Phù Diêu xem rõ ràng, cũng không phải là mộng du, hắn nên là nhập vào cái ý cảnh nàng như cái tiểu tùy tùng, triệu bân đi nơi nào nàng cùng nơi nào, một đường đi một đường nghiên cứu. Người mẹ nó có bệnh, người nhẹ yếu điểm mặt A. Triệu bân, đại gia người đấy. Cái này ban đêm, trí tôn thành phi thường náo nhiệt, rất nhiều tiếng ồn ào. Cũng bởi vì triệu công tử, như một cái quỷ dị u linh, xuất quỷ nhập thần. Quá nhiều người bị quấy dày mộng đẹp, cũng quá nhiều người đêm xuân chuyện tốt, bị hắn quấy rối tinh rối mù. Cái kia không, lão cuồng chính mang theo đau đặt cái kia chửi mẹ đâu. Bụng lấy chân nguyệt tâm, càng là gương mặt chiều hồng. Bọn hắn coi như tốt, nhìn gây sự quỷ cùng hô lỗ oa cũng còn tại sơn xó nằm sấp đây bản tại hầm cách thủy thịt, đần độn u mê đã bị người nào đó đạp rồi, một người một cái nát bấy tính chất gãy xương. Có người chửi mẹ, cũng có người cảm khái. Như trường sinh tiên cùng đạo tiên, lúc này liền sử tại chóp núi thổn thức. Xa nhớ năm đó, Triệu Bân chính là cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế, mà nay lại nhìn. Thân là tiền bối bọn hắn, theo không kịp, có vẻ như chỉ có thể nhìn lên. Triệu Bân lại hiện thân, đã là Đông Hải phần cuối hồng trần lộ. Hắn không lại mù tản bộ, như pho tượng xử cái kia không chút sức mẻ. Phù diêu ngay tại cách đó không xa, Mỹ Mâu đã cực tấn híp lại thành sợi. Từ Triệu Bân trên người, nàng dường như trông thấy một đạo khác bóng lưng. Thế nhưng, đạo kia bóng lưng kinh hồng vừa hiện, nàng cũng không thấy rõ là cái nào. Chiếu đến tinh huy, triệu bân chậm rãi mở con mắt, đạo chi quang huy cũng liếm nhập vào cơ thể nội. Đế thần đỉnh phong, triệu bân mỉm cười, hung hăng rũi cái lưng mệt mỏi. Dung đạo thủ thật là bất phàm, dù là chỉ là một cây cành lá. Trên thực tế, bất phàm cũng không phải là dung đạo thụ, mà là hắn. chí ít, đầu rồng ngọc tỷ là như vậy cho rằng đấy. Nếu không phải nghịch thiên cấp mộ tính, có thể có mà nay như vậy thành tựu. Chờ xem, gia hỏa này cuối cùng có một ngày rồi siêu việt sáng thế thần. "Đợi ngươi nhiều ngày rồi." Phù Diêu ung dung một câu. "Dễ nói." Triệu Bân cười một tiếng, lăng không tiêu thất rồi. Cùng hắn một đạo biến mất, còn có Phù Diêu, hai người nhập vào mộng cảnh. Để tránh phiền toái không cần thiết, Triệu Bân vẫn đang ở trong mộng, mở kết giới. "Có lẽ, có chút đau." Triệu Bân nói rằng trong tay hóa xuất ra vĩnh hằng kiếm. Kiếm, cũng không phải là chân thực kiếm, là do vĩnh hằng pháp tắc ngưng tụ. Lấy nói toạc ra giam cầm, không cái gì then chốt, chiều chết chém là được rồi. Đến, Phù Diêu sớm có giác ngộ, đã khoanh chân ngồi xuống, mi tâm có thần văn chữ khác vào đồ vật. Xem cái kia quanh thân, lẫn tràn đầy đều là ngụy thiên chi lực, thế nhưng có ban bác chi sắc. Đối với cái này, đầu rồng ngọc tỷ cho một cái rất tốt giải thích nàng triệu thiên đạo giam cầm, cái kia ngụy thiên chi lực từ cũng không hoàn chỉnh. Tranh, triệu bân không lời thừa, mãnh liệt huy động rồi vĩnh hằng kiếm, nghênh không phách chảm. Kiếm rơi, đỏ tươi huyết quang hiện ra, vẫn là cùng với nữ tử ngâm nga. Cũng chỉ nhất kiếm, phù diêu cái kia trương dung nhan tuyệt thế, liền biến trắng bệch như tờ giấy rồi. Ngươi cho nàng gãi ngứa ngứa đầu đầu rồng ngọc tỷ phiêu rồi ra tới. Triệu bân không nói, vĩnh hằng kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, so đệ nhất kiếm càng bá đạo. Đích xác, không thể gãi ngứa ngứa, muốn phá giam cầm, còn phải ra tay độc ác mới được. Phốc, vẫn là một đạo đỏ tươi huyết quang, tại phù diêu trên người nở rộ. Lần này, trắng bệch không chỉ gương mặt rồi, khí huyết đều tan tác rồi. Cũng không phải nhà ngươi nàng dâu, đau lòng cái gì. Dùng sức, đầu rồng ngọc tỉ trách trách hô hô đạo, người nào đó vẫn như cũ có chỗ giữ lại. Cái này, cũng không phải là thương hương tiếc ngọc thời điểm, Đại lực suốt kỳ tích A. Đừng lưu thủ, phù diêu khóe miệng máu tươi lẫn tràn đầy, thần sắc rất yên ổn. Chống đỡ, triệu bân trong tay vĩnh hằng kiếm, nhiều hơn hủy thiên diệt địa chi lực. O, O, N, G. Kiếm rơi hạ xuống trong nháy mắt, không chỉ có huyết, cũng có cổ xưa dị tượng. A không đúng, không phải dị tượng, mà là một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp chính là hư ảo đấy, trừng trên trăm trượng cao, hoàn toàn bao khỏa phù diêu. Thủy tổ. Triệu bân ngước mắt nhìn thoáng qua, có thể thấy bóng hình xinh đẹp tôn sư quang vinh. Đó là tự tại thiên, nói cho đúng, là tự tại thiên giam cầm. Chỉ bất quá, này đây hư ảo bóng người hình thái hiển lộ thế gian. Đúng là hắn kiếm thứ ba, đem bước ra rồi. Phá diệt bóng người này, liền tính giải rồi phù diêu giam cầm. Đạo lý cũng không khó hiểu, thê thảm chính là bị chém người. Xem phù diêu, sợi tóc đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến trắng như tuyết nàng tuổi thọ đang trôi qua thần khu cùng chân thân cũng đang dần dần mục nát chém nơi nào hoàng đế không vội thái giám gấp đầu rồng ngọc tỷ không kiên nhẫn thúc giục chém nói chém liền chém triệu bân vung tay vung lên vĩnh hằng quang bắn ra bốn phía kiếm ngân vang chính là đạo âm nghe dị thường dễ nghe nhưng bổ ở trên người cũng là dị thường đau chém tự tải hư ảnh chính là chém phủ diêu tổn thương ngang nhau mới chỉ kiếm thứ tư Phù diêu chi thể phách liền đã mơ hồ đầy máu quang. A, à, nàng tiếng rên nhẹ, đã nhiều vẻ thống khổ, người nào bị chém không đau a? À? Như vậy, đau có đau chỗ tốt, chỉ có phá giam cầm mới có thể lột xác. Chương 2255, phá. Dùng sức, đừng có ngừng. Tối nay đầu rồng ngọc tỷ như đánh máu gà, ngao ngao thẳng gọi. May mà là ở Triệu Bân trong mộng, cái này như tại bên ngoài, chắc chắn rước lấy bó lớn người vây xem cũng phải thiệt thòi phù diêu không rảnh chú ý hắn, phàm là nàng có phút chốc nhàn dỗi nào đó long đều không đến mức như vậy trên nhảy dưới tránh. Ô, ô, n, g, tranh, nhất chuyên nghiệp đấy, vẫn là triệu công tử. Bởi vì cái gọi là, chém người nhất thời thoải mái, một mực chém một mực thoải mái. Mà hắn, liền đầy đủ dũng mãnh phi thường, từ mở làm, liền tay cầm vĩnh hằng, nhất kiếm tiếp nhất kiếm, bổ tử tại bóng người, ánh lửa trùng thiên, âm vang chi âm, càng là cùng với lôi đình thiểm điện, vang vọng toàn bộ mộng cảnh. A, à, ân, a à, a, à. cũng không trách đầu rồng ngọc tỷ đầy trời tát hoan, bởi vì quá nhiều duyên dáng giai điệu, nhịp điệu. Như phù diêu thấp ngâm, liền chỉnh rất có tiết tấu, cái nào nghe không lên hỏa. Cho nên nói, luận dự kiến trước, còn phải là thần triều chi chủ. Tại đây quang cảnh, thả tại bên ngoài thiên địa, người nào mẹ nó ngủ được. Thêm chút sức nhi, đầu rồng ngọc tỷ càng gào thét càng kích động có như vậy vài lần, vẫn rất có tự mình ra trận tư thế. Trên thực tế, hắn không được. Càng xác thực nói, toàn bộ thần triều, ngoại trừ triệu bân, ai tới cũng không tốt sử dụng. Phá thiên đạo giam cầm, bằng không phải tu vi cảnh giới, mà là vĩnh hằng chi đạo. Đương nhiên, cùng thiên sóng vai ngoại trừ, ví dụ như, cửu thế quy nhất nguyệt thần. Nàng không ở, cũng chỉ có thể triệu bân mở đối, vẻn vẹn hắn một người tu vĩnh hằng. Xác định ta có thể phá này giam cầm, Triệu bân vung vẩy vĩnh hằng kiếm lúc, không nhịn được hỏi một câu. Thần sắc hắn trắng bệch, hào hùng khí huyết, đã thấy uể oải trạng thái. Là người đều có mệt, hắn cũng không ngoại lệ, mỗi nhất kiếm, đều không hề giữ lại thi triển toàn lực, thậm chí bổ hơn phân nửa đêm, thần lực cực tẫn hao tổn. Để cho hắn không tỳ khí chính là, to như vậy tự tại bóng người, chứa nói dạn nứt, liền nửa phần vết nứt cũng không trông thấy. Ngược lại phù diêu, toàn thân là huyết, vô cùng thê thảm tới rồi cực hạt, nhuốm máu thần khu, vẫn rất có tàn giã hiện ra, hắn sợ lại như vậy chém đi xuống, giam cầm chưa phá, trước hết đem phủ diêu đưa đi. Tin ta đấy, chuẩn không sai, đầu rồng ngọc tỷ nghiêm túc nói. Lòng chữ lót nhân tài sao, sống lâu, từ cũng thấy nhiều hơn thần kỳ sự tình. Như vĩnh hằng phá thiên đạo giam cầm, liền không phải mù phấp phới, nó là có tiền lệ đấy. Năm đó, sáng thế thần phá giam cầm lúc, hắn chính là người chứng kiến. Cái kia nhân làm được, càng kinh diễm vĩnh hằng thể, sẽ làm không được. Quan trọng nhất là, thiên đạo có thiếu, cơ hội là ngàn năm một thuở đấy. Duy nhất không xác định đấy, là phù diêu. Giam cầm có thể phá, không phải là nàng có thể chống đỡ. Ô, ô, n, g. Triệu bân không nói nhảm nữa, chống đỡ vĩnh hằng, lại chém ra nhất kiếm. Lần này, không chỉ có âm vang chi âm, còn có đỏ tươi huyết hoa. Là phù diêu đẫm máu, thần khu hủy thành rồi một phiến huyết vụ, chỉ còn nguyên thần chân thân. Thấy chi, triệu bân xuất kiếm tốc độ, có phút chốc ngập ngừng. Đừng ngừng, phù diêu khẽ nói, khí lực giấy lên thần chi hỏa. Chống đỡ, triệu bân ánh mắt như đuốc, tế ra hủy thiên diệt địa nhất kiếm. Tiếng răng rắc, tùy theo vang vọng, tuy là rất nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng rơi vào hắn trong tai, so với oanh lôi đến càng làm cho người rung động. Phá, hắn cuối cùng xác định tự tại bóng người, xé mở một đạo vết nứt. Cũng là cái này trong nháy mắt, Phù Diêu đã có một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Đầu rồng ngọc tỷ không có lửa gạt nàng, tu vĩnh hàng người, thật có thể phá nàng xiềng xích. Đau thì đau một chút. Thống khổ liền vui vẻ lấy. Dù là tiểu tiểu một đạo liệt vết nứt, cũng đầy đủ nàng tâm cảnh thăng hoa. Thiên đạo giam cầm A, khóa rồi nàng vô tận tuế nguyệt, cuối cùng phá rác rồi. Nhanh, chọc nàng. Đầu rồng ngọc tỷ vẫn như cú kích động, không thể chờ đợi được thúc giục triệu bân. Thiên đạo giam cầm không phải giống như xiềng xích, cái kia đồ chơi có thể tự bản thân khép lại đấy. Chanh, không cần nó cằn nhằn, triệu công tử cũng đã nhất kiếm quan trường hồng. Như vậy cũng là đánh nhau lời nói tất nhiên thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Không có gì kỹ xảo, nhắm chúng cái kia khe hở, chiều chết chọc là được rồi. Cho ta, mở. Triệu bân thanh như lôi chấn, vĩnh hằng nhất kiếm, tồi khô lạp hủ cái kia kiếm quang, vắt ngang vạn dặm, như một đạo tinh hà bố trí đoàn cửu thiên. Chỉ cần ngắm chuẩn, cái kia chính là một phát nhập hồn. To như vậy từ tại bóng người, bị hắn nhất kiếm chọc xuyên. Lần này, không có như đồ sứ vỡ vụn giặc giặc tri âm, mà là một tiếng oanh lôi, vang vọng vạn cổ, làm vỡ nát mộng cảnh, cũng chấn sụp ngoại giới nửa bầu trời. Ân, thành trong đại thần nghe thấy chi, tập thể xéo con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy Đông Hải ba đào vạn trường. So sánh với sóng biển, hư vô trong dị tượng mới là thật to lớn. Bọn hắn trông thấy hỗn độn, cũng trông thấy khai thiên tích địa chi cảnh tượng. Nhất xung động tâm cảnh đấy, còn có đạo âm, kèm theo một loại vô thượng ý. Tình huống nào? Bản tại khoanh chân đả tỏa minh thần, vừa xài bước vực mà đến. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, còn có vô đạo cùng chúc không bọn hắn. Phốc, chúng thần chân trước vừa tới, một giây sau liền nghe thổ huyết âm thanh có thể thấy minh mông hư vô có một khỏa huyết sắc thiên thạch rơi xuống chăm chú như vậy nhất nhìn ài nha triệu bân hắn hình thái chật vật một nửa thân thể đều nứt vỡ rồi cũng bởi vì mộng đạo cắn trả là hắn phá thiên đạo giam cầm lại bởi đó bị chấn nát rồi mộng cảnh cũng không sao tại tu vĩnh hằng hắn mà nói cái này đều một việc nhỏ vẫn là để cho hắn phá mặc huyền lúc đến thổn thức rồi một tiếng. Phá, cái gì phá, viên thần dùng cây gậy chọc chọc hắn. Cháo cháo phá, nếu không thì thế nào nói là ngụy thiên chi thể, nói chuyện tự nhiên có học vấn. Chỉ là, hắn cái này cháo cháo, vi von cũng đích xác rất thỏa đáng. Không có thiên đạo giam cầm phong tỏa, phù diêu đã sớm nhất phi trùng thiên rồi. Cháo cháo, người nói vô tâm người nghe hữu ý. Viên thần sờ soạn cái cằm, không thiếu đại thần cũng đều tại vuốt tròm dâu đám người này một khi não đại động mở, không thể thiếu một bộ kịch nhiều tập. Phanh, triệu bân rơi xuống, lại đạp đông hải sóng lớn mãnh liệt. Chưa kịp hắn đứng vững, liền thấy hư vô có thần vũ khuynh hướng vậy. Vũ, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là tự tại bóng người băng diệt phía sau hóa thành từng sợi quang, có lẽ quá nhiều, đầy trời đều là, lần đầu nhìn mới như trời mưa. Mà phù diêu, liền đắm chìm trong thần trong mưa, tựa như ảo mộng. Vũ rất thần kỳ, chui vào nàng chân thân, chữa trị thương thế của nàng ngân. Chỉ là ba năm trong nháy mắt, nàng cái kia phá diệt thần khu, liền cải tạo rồi ra tới. Còn có cái kia ngụy thiên đạo chi lực, cũng lại không hạn chế, như thần hải giống như cuồn cuộn. Thật cường đại uy áp, lão ô quy hít sâu một hơi. Đâu chỉ hắn, tại chỗ rất nhiều đại thần, đều cảm thấy tâm thần áp lực. Người nào sẽ nghĩ tới, tự tại thiên một tia tàn niệm, có thể lột xác đến tình cảnh như thế, nàng nếu là ở đạo dọc đường đi đầy đủ xa, không hẳn không phải một cái khác tôn có thể mở được cực cảnh thánh ma, giam cầm đã phá, nàng tiền đồ vô lượng đấy. Lão phu đến có cái kinh nghiệm, gần như tất cả người ở đây ở phía sau lui, duy chỉ có mặc huyền đạp thiên mà lên. Thần kỳ một màn, tùy theo trình diễn, vốn là nguyên thần trạng thái hắn, nhiễm phải thần vũ, lại một tấc tiếp một tấc tố xuất ra nhục thân. Cái này cũng được man thần nhìn nhíu lông mày. Chúng thần thấy, cũng đều thần sắc kinh ngạc mặc huyền hình dạng thái bọn hắn lòng dạ biết rõ năm đó cùng vong linh thủy tổ đánh nhau thương quá vô cùng thê thảm thậm chí nhiều năm như vậy cũng giống như một cái cô hồn giã quỷ như thế nào đều tạo không ra nhục thân mà nay lại đến nhẹ nhàng như vậy song hỉ lâm môn nơi nào triệu bân đổ một ngụm rượu xem hư vô ánh mắt có chút thâm thúy lăng thiên thần vũ đối với những người khác có lẽ vô dụng nhưng mặc huyền ngoại trừ người kia chính là ngụy thiên chi thể thần vũ là cái kia linh dược, cũng có thể thành cái kia chất dinh dưỡng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể trước thời gian tố ra nhục thân, cũng không liền xong hỉ lâm môn. chương 2256, Nhật Nguyệt Giao Dung Đông Hải dị tượng, diễn đủ ba ngày lâu. Ba ngày giữa, không ngừng có người đặt chân cái hải vực này. Đa số tiến bộ bọn hậu bối, kết bạn chạy tới lắng nghe đạo âm. Vẫn là có nhiều như vậy cái thiên phú dị bẩm đấy, tại nghe nói trong lột xác chỉ là bọn hắn những thứ này đều là tiểu đà tiểu nháo chân chính đến đại tạo hóa người chính là phá giam cầm phù diêu ba ngày giữa nàng lần lượt rút đi duyên hoa cực tẫn niết bàn lúc đến bước này khắc nàng đã khí chất đại biến có vô thượng thần tư thế đồng dạng lột xác đấy còn có mặc huyền hắn đã tố ra hoàn chỉnh nhục thân đang dùng bản mệnh thần hỏa hung hăng nung khô khí lực chiến lực mặc dù xa không kịp toàn thịnh thời kỳ nhưng hắn giờ phút này cũng xa không phải bình thường thần năng so đấy. Ngày thứ tư, mới thấy Phù Diêu đứng dậy, dị tượng cùng thần vũ, cũng bởi vì nàng hóa ở vô hình. Nàng quang huy nội liếm, như một phàm nhân, tìm không được nửa phần thần lực ba động. Đây coi là phản pháp quy chân, cả đời muốn trải qua nhiều lần, lột xác trong lắng động nội tình. Thủy Tổ, Đại La Tổ Tiên đã chào đón, đánh thật xa, là xong rồi nhất tông đại lễ. Còn có trường sinh tiên, bất niệm thiên, đại la thánh nữ, lão thần côn cùng bàn đại tiên, cũng đều đến rồi, tại rất nhiều rất nhiều năm trước, đều là đại la tiên tông người. Ta danh Phù Diêu, không phải tự tại thiên. Phù Diêu khẽ nói, bước liên tục tung tăng, từng bước một càng lúc càng xa. Đại la tổ tiên ho khan, bất niệm thiên đám cũng dị thường xấu hổ. Thủy tổ năm đó diễn sinh tàn niệm, có vẻ như không phải chờ đợi thấy bọn họ. Bên này, Phù Diêu đã nhập vào vong cổ thành, đã đã rơi vào triệu gia tiểu viên. Triệu bân giúp nàng lớn như vậy bề bộn, cũng không phải hảo hảo cảm tạ sao. Đáp tạ ngoài, nàng vẫn theo triệu bân tại đây, mượn đi rồi một vật. Phía sau nhiều ngày, cũng không nhìn thấy đầu rồng ngọc tỷ, chỉ ngẫu nhiên nghe hắn kêu thảm thiết. Lại là đêm, triệu bân như u linh, tại nam vực tiểu đảo hiển hóa chân thân. Hắn rơi xuống lúc, chính thấy vũ ma cầm theo giỏ trúc hái linh quả. Tu vi bị phong lại, không khác phàm nhân, dù sao cũng phải ăn cơm nơi nào. Nên là tại thần triều ở lâu rồi, cô nương này ở ở thành thói quen. Thậm chí là, thấy triệu bân, nàng cơ bản không cái gì phản ứng, nên làm gì làm gì. Ngược lại mộng ma, thấy được triệu bân trong nháy mắt, mỹ mâu có ngọn lửa nở rộ. Chính là chỗ này hàng để cho nàng thể diện mất hết, không có nhất mất mặt, chỉ có càng mất mặt. Nghĩ thoáng điểm, sự tình không lớn. Triệu bân cũng là tự giác, theo vũ ma trong giỏ trúc, nhặt được cái linh quả, ăn không mặt mũi không có da, còn kém đến một câu, ta là tới ăn trực đấy. Vẫn là vũ ma hiểu chuyện nhi, nhíu lấy một quả đại cái đấy, hai tay bưng lấy, như hiến vật quý giống như, đưa về phía rồi mộng ma. Những ngày này, đều là nàng chiếu cố mộng ma đấy. Nàng không khác phàm nhân, mộng tôn làm sao không phải vậy. Còn tốt, trong núi nhiều linh quả, bọn hắn không đến mức đói bụng. Không đói bụng, mộng ma nhàn nhạt một tiếng. Lộc cộc, chính là như vậy tất, nàng thoại phương xuống, liền nghe không đúng lúc thanh âm. Vũ ma ho khan, không biết nên thu hồi, hay là nên nhét đi tới. Nàng không đói bụng, triệu công tử vẫn như quốc tự giác, tiện tay cầm tới. Ngươi, không chờ vũ ma đem nói cho hết lời, triệu bân liền biến mất không thấy. Tới một đạo biến mất, còn có mộng ma cùng đần độn đạo chủ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tính tính toán toán canh giờ ở nơi này mấy ngày rồi hắn đến sớm đi địa phủ chờ. Mộng ma như phối hợp, nếu thật tâm khảy đàn tỉnh thế khúc, liền có thể cứu đạo chủ. Âm phủ, vẫn là như vậy tối om, lệ quỷ tiếng kêu rên tùy ý có thể nghe. Triệu bân kèm theo dẫn đường, rất nhẹ nhàng liền tìm được nhớ năm đó chính là cái kia chiến trường. Tại đây, một phiến phế tích, liếc mắt một cái nhìn sang, còn có rất nhiều vết máu lưu lại. Đáng chết, trở lại trốn cũ, mộng ma chi thần thái, liền rất là u oán rồi. Trận chiến ấy, là nàng thắng không giả, có thể không thiếu chi thân, lại bị đánh thành rồi tàn phá. Nếu không phải như thế, gì đến mức bị triệu bân chấn áp. Chỉ trách, nàng quá thấp đánh giá thần triều trí tôn rồi, làm lên trận chiến đến, đều là không muốn sống chủ. Mộng ma, trong bóng tối, có kinh ngạc thanh âm. Chính là minh giới chúa tể, lông nghi chọn lão cao. Hắn là bất ngờ, triệu bân lại sẽ cùng mộng ma một đạo xuống càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là mộng đạo lĩnh vực đại thần lại bị Triệu Bân khóa rồi. Siêu, hắn chính nhìn lên, Triệu Bân lại cuốn theo mộng ma, biến mất không thấy gì nữa. Cái này canh giờ chưa tới, một phương khác canh giờ nhanh đến rồi. Hai người lại hiện thân, đã là u minh chi địa xác không đại thế giới. Nhiều ngày sau lại đến, nơi đây càn khôn đã đại biến. Lấy Vĩnh Hằng nhãn dòm ngó, có thể thấy Nhật Nguyệt chính chậm rãi giao dung không có gì bất ngờ xảy ra, Thánh Hải cấm khu sẽ ở tối nay, trộm sáng thế nhất mạch khí vận. Hắn chờ chính là một ngày này. Chỉ cần đối phương dám trộm, hắn liền có thể bằng này, tìm được Thánh Hải hang ổ. Đây là đâu, mộng ma không nói, cũng là im lặng thắng có tiếng, nàng thật bất ngờ, không ngờ đến chim không ỉa phân âm phủ, vẫn cất giấu như thế một phiến đại thế giới. Tuyệt đại đại thần sao, dù bị khóa lấy, có thể tầm mắt ở lại. Không khó nhìn ra, nơi đây càn khôn bất phàm mà lại dị thường cổ xưa có nhiều cổ xưa đâu còn xa sớm hơn nàng cùng nguyệt thần thời đại kia sáng thế thần trong nội tâm nàng lẩm bẩm lời nói chỉ nàng một người nghe thấy cái mảnh này đại thế giới tuyệt đối là sáng thế thần thủ bút nàng thậm chí hoài nghi triệu bân đạo kia sáng thế thần quang liền được từ nơi đây chờ đợi nhập vào thương hải chào đón rồi vô thượng thiên thần tượng nàng lại tiếu mi hơi nhíu Thánh Hải cấm khu thủy tổ, nàng tất nhiên nhận ra, nơi đây vì cái gì có cái kia thần tượng. Xem qua, nàng không nhịn được hai mắt híp lại, ánh mắt thâm thúy không thiếu. Như không nhìn lầm, Thánh Hải cấm khu tại trộm sáng thế nhất mạch khí vận. Xong, Thánh Hải muốn xong, nàng vẫn như cũ không nói, chỉ ngửa con mắt xem hư vô. Nhật nguyệt giao dung, chính là truyền tiếp nhận khí vận thời điểm. Quá trình này sẽ có rất nhiều biến cố ví dụ như triệu bân bằng khí vận truy nguyên ngọn nguồn. Một khi bị gia hỏa này tìm được hang ổ, định tập trung lực lượng khai chiến. Một khi khai chiến, chỉ dựa vào thánh hải một nhà, khó cản thần triều công phạt. Không phải nơi nào nhất mạch trí cao truyền thừa, đều có nàng thần khư như vậy nội tình. Lộc cộc, vẫn là thanh âm này, đột nhiên vang lên, trong đêm nghe tặc rõ ràng. Mộng ma vô thức che bụng, thế nào thời khắc mấu chốt bất tranh khí. Bất tranh khí thì thôi, hết lần này tới lần khác vẫn còn là cửu gia trước mặt. Nàng đã hối hận, lúc trước, liên tiếp được vũ ma lần lượt linh quả. Mà nay, nửa đêm đói bụng cảm giác, quả thực không thế nào dễ chịu. Nhập thần chiều không, bọn ta xin ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hỗn thiên hỏa nhảy ra ngoài. Cốt, ngươi cẩn thận, ta lão đại tính khí không tốt. Ân, hắn có bệnh, thường xuyên rồi thú tính đại phát. Cái này như đem ngươi cái kia rồi, rất dễ dàng tai nạn chết người. Mộng ma một cái lăn tự dẫn xuất rồi ba cái kẻ dở hơi cấp lời làm nhảm đều là triệu bân nhà đấy thích nhất cùng tuyệt đại mỹ nữ làm nhảm việc nhà đúng lúc mộng ma lớn lên sẽ không dựa vào nếu là chủ nhân làm điểm xúc chuyện phát sinh nhi năm sau là có thể tạo cái bé con có thể nói không phải tương thân tương ái người một nhà siêu triệu bân phất tay xác định ba cái kẻ dở hơi ném hồi rồi vĩnh hằng giới mỹ mâu bốc hỏa mộng ma lại bị hắn phong nhập vào trong mộng cảnh. Tùy theo, còn có một cái sọt linh quả, bày tại trước mặt nàng. Cửu gia quy cửu gia, cơm đến ăn, vẫn chỉ ở về phía nàng bắn tỉnh thế khúc đâu. Đến rồi. Triệu bân trong lòng một câu, một bước đã rơi vào thần tượng đỉnh đầu. Nhật Nguyệt đã giao dung, khí vận truyền tiếp nhận, đã kéo ra màn tre. Tại hắn nhìn nhìn xem. Khí vận dũng động, như vô hình hà, chiều một phương chảy xiết. Lại một lần, hắn mở vĩnh hằng nhãn, cực tẫn truy nguyên ngọn nguồn, lần này không còn cách trở mặc dù có mông lung mây mù cũng có thể từng tầm một đẩy ra một đường đi theo khí vận chảy tới phương hướng tìm được rồi cái kia tận cùng nguyên nhân chính là tìm được rồi hắn mới lông mi trao lên khí vận hội tụ ngọn nguồn vậy mà tại minh giới cũng chính là nói thánh hải cấm khu hang ổ liền giấu ở âm tàu địa phủ cái này là hắn không ngờ đến đấy ở tại âm phủ là vì thuận tiện chuyển thế đầu thai Chương 2257, Công Thánh Hải. Thật rồi tìm địa phương. Triệu Bân một tiếng cười lạnh, xuôi theo khí vận liền đuổi tới. Âm Tào địa phủ, có thể so sánh phạm trần lớn hơn, lọt vào trong tầm mắt cũng tối om, mà lại liếc mắt một cái nhìn không thấy phần cuối, mà hắn, tựa như một đạo hắc ảnh, không lộ khí tức, không hiện chân thân, tại hắc ám bí mật đi, vượt qua thành từng mảnh thiên địa. Thánh Hải, muốn xong. Lời giống vậy minh giới chế tài người lúc này cũng cần nhằn rồi một lần. Trộm người khí vận chính là lộ ra kẽ hở, là phải trả giá thật lớn. Như Thánh Hải, như lén lén lút lút ẩn núp, thần triều rất khó tìm được cái kia tổ địa. Hết lần này tới lần khác, muốn làm chết, chỉnh ra như thế một vòng nhi tao thao tác. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới định thân, đã rơi vào một ngọn núi. Từ nơi này nhìn, con mắt có thể xem chi địa, có âm minh quỷ hỏa mê ly. Quỷ hỏa thấp thoáng ở chỗ sâu trong, thấy nhiều thi hài trồng chất, thấy nhiều máu tươi chảy tràn, nói là núi thây biển máu, cũng hào không quá đáng. Lệ quỷ tiếng kêu rên, vang vọng không dứt. Cái kia chính là khí vận hội tụ ngọn nguồn, mà Thánh Hải Hang ổ liền giấu ở núi thây biển máu trong. Triệu Bân đã mở vĩnh hằng nhãn, xuyên thấu qua che giấu cấm chế, có thể thấy đại thế giới, quả thật mây mù nhiễu, dị sắc dâng lên, cùng địa phủ hắc ám, không hợp nhau, nếu không phải tìm đến đây người nào sẽ nghĩ tới cái này vẫn cất giấu nhất mạch trí cao truyền thừa hắn tại xem mộng ma cũng ở đây xem không chút nào ngoài ý muốn đã là lộ ra kẽ hở thánh hải cấm khu liền không chỗ nào che giấu các đồng chí đến công việc rồi triệu bân không lời thừa lúc này truyền âm chí tôn thành tập trung lực lượng triều chết đánh thần triều tác phong trước sau như một cái gì tiền thần triều chúng thần nghe rồi kêu gọi đều kích động vô cùng Thần Triều Đại Quân tùy theo tập kết, bay vọt sát nhập vào địa phủ. Nhiều người, trang bị cũng hoàn hảo, thần triều có thể nói binh hùng tướng mạnh. Có thể có người xem vở kịch lớn, Minh giới chúa tể hỏi. Dứt lời, liền thấy một đao nhất kiếm từ hư vô đáp xuống. Tặng lễ người, tất nhiên Lâm Chi Hỏa cùng phàm giới chúa tể là xem ảnh phí. Thần triều như vậy trận chiến lớn, có thể là đi âm tàu địa phủ ngắm cảnh du lịch. Xem qua, thì ra thánh hải cấm khu, lại mẹ nó giấu ở minh giới. Tàng liên ẩn giấu, ngược lại giấu kỹ nữa a à, sướng sờ là bị người tìm được rồi. Đỉnh núi, triệu bân đã sách ra bầu rượu, vừa uống rượu, yên lặng chờ thần triều đại quân. Nhanh nhất chính là minh thần, từng vì minh giới chúa tể, hắn vậy cũng là trở lại trốn cũ. Hắn phía sau, chính là từng đạo loại quỷ mị thân ảnh. Chúng thần lần lượt đi đến, toàn thân đều che cực kỳ chặt chẽ tốt ngươi Thánh Hải, tàng đến ngược lại xảo diệu. Thánh Hải lão tổ giao cho ta, những thứ khác tùy ý. Coi chừng nhà hắn long mạch, cũng đừng cho làm hỏng rồi. Còn chưa khai chiến, chúng thần liền ẩm ý một phiến, thổn thức âm thanh liên tiếp. Muốn nói chí cao truyền thừa, chính là không đi bình thường đường, lại uốn tại âm tàu địa phủ. Thổn thức ở bên trong, không thiếu được là bài binh bố trận. Vẫn là minh thần dẫn đội, giấu ở tứ phương hư vô. Một câu, cái nào dám trốn, ắt gặp lôi đình việt sát. Đánh! Triệu bân đã đứng dậy, tiếng quát nhiều anh lôi. Ra lệnh, liền thấy năm đạo thần mang sông tiêu, chính là táng thần đỉnh, hoang thiên kính, thần ma thác, xâm la kiếm cùng khắp thần đao, ngũ đại trí cao thần khí cao huyền vào hư không, như ngũ lượt nóng bỏng thái dương, vô thượng quang huy phổ chiếu hắc ám. Oanh! Có lẽ hoang thần binh uy áp quá mạnh mẽ, hư vô tức thì sụp nửa bầu trời. Người nào nấp trong núi thây biển máu trong thánh hải cấm khu, bỗng nhiên có hét to âm thanh. Đáp lại bọn họ, chính là một đảo từ trên trời giáng xuống lôi đình. Lôi đình là do ngũ đại trí cao thần khí tụ tập, hủy thiên diệt địa. Chỉ nhất khích, thánh hải cấm khu bảo hộ thiên kết giới, liền bị oanh phá. Phốc, sạc sạc, đáng sợ uy lực còn lại, tại thánh hải tổ địa lan tràn. Huyết sắc cảnh tượng, tùy theo hiện ra, không biết có bao nhiêu núi cao sụp đổ, treo lơ lửng giữa trời cung điện cũng là từng tòa nổ hủy, ẩn núp trong đó người, càng là một phiến tiếp một phiến bạo diệt, liền kêu thảm thiết chưa từng, liền kết bạn xuống suối vàng, chính như Triệu Bân nói, giấu ở minh giới, thuận tiện đầu thai chuyển thế. Thần Triều Thánh Hải Lão Tổ thấy chi, bỗng nhiên biến sắc. Hắn là khó có thể tin nơi nào, đối phương là thế nào tìm đến đây đấy. Lão Tổ như hắn, đều tâm cảnh rung động, càng chớ nói Thánh Hải những người khác. Bọn hắn đã đầy đủ điệu thấp, có thể nói đoạn tuyệt với nhân thế, cái này đều có thể tìm tới quá trình, có vẻ như đã không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Bằng hắn thánh hải một nhà, có vẻ như xa không phải thần triều đối thủ. Không nói cái khác, liền nói ngũ tôn hoang thần binh, liền đầy đủ hãi người. Phanh, thánh chấn động dưới biển sợ trong nháy mắt, cự thần đã mang theo lang nha bổng sát nhập. Xong việc nhi, thánh hải lão tổ liền bị hắn nhất bổng trùy vung mạnh lộn ra ngoài. Tốc chiến tốc thắng, cự thần phía sau, chính là Mạc huyền, tay cầm thiết kiếm, thần uy thao thiên. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, chính là Phù Diêu, ngụy Thiên chi lực tiệc thiên cuốn địa phương. Hai người một trái một phải, đối mặt Thánh Hải hai đại hộ Pháp, chiến nhập vào thương nhiều. Sát, thần triều chúng thần cũng không chậm, mang theo cuốn sát khí, phô thiên cái địa sát nhập. Đại chiến hết sức căng thẳng, lòng trời lở đất, cũng là cuồn cuộn huyết vụ thao thiên mãnh liệt. Rơi xuống hạ phong đấy, tất nhiên Thánh Hải cấm khu, cảm thấy khó thần triều công phạt tam giới chúa tể xem rõ ràng, từ mở chiến, Thánh Hải liền liên tiếp bại lui. Không đau lòng, mộng ma cũng quần chúng, không cái gì thương cảm. Cũng không phải Thánh Hải đáng chết, mà là đáng đời. Nếu sớm sớm cùng nàng thần khư hợp nhất, gì đến mức gặp thần triều công phạt. Đã là bọn hắn tự thân chọn đường, bị phủ diệt, cũng là tự tìm. Chết đi! Thánh Hải chi chủ phẫn nộ gào thét, thúc giục một cái thần đao, lăng không bổ về phía vô đạo thần đao lộng lẫy, quang huy vô thượng, đấy, chính là trí cao thần cấp uy thế. Đó là vô thượng thiên đao, thánh hải thủy tổ bản mệnh khí. Đã là hoang thần binh, lực sát thương tất nhiên bẻ sụp kéo tu đấy. Mẹ nó, vô đạo hừ lạnh, mở ra rồi bản mệnh dị tượng. Ta đến, không kịp hắn tiến lên, liền bị triệu bân đẩy hướng phương xa. o ô, n, g. Vừa gặp thần đao rơi xuống, hủy diệt đao uy, bổ thiên liệt địa phương. Triệu bân liền đầy đủ cường thế rồi, vĩnh hằng một quyền, nghịch thiên oanh lên. Bang, quyền cùng đao đụng, có huyết quang hiện ra, cũng có cản khôn sụp đổ. Triệu bân đứng vững rồi thần đao, quyền cốt cũng bởi vì, nổ bể ra đến. A, à, so sánh với hắn, thánh hải chi chủ tiếng rên rỉ, có vẻ càng thêm lờ mờ. Hắn là hoảng sợ, nhiều năm không thấy, triệu bân lại cường tới rồi trình độ như vậy. Chí cao thần khí A, từ hắn thúc giục tiểu tử kia vậy mà có thể tay không cứng rắn tiếc. Cái này quá làm ẩm ý, ta đổi lại chiến trường. Triệu bân thuấn thân mà tới, xác định thánh hải chi chủ kéo vào rồi mộng cảnh. Còn có vô thượng thiên đao, cũng bị cường thế túm nhập, biến mất không thấy gì nữa. Phá! Thánh hải chi chủ hét to, một đao vung mạnh động, phá triệu bân mộng cảnh. Như vậy, chiến trường đã đổi, tứ phương thiên địa, đã không phải như vậy u lãnh. Là phàm gian cùng minh giới càn khôn, có chỗ bất đồng, chỉ ít, nó không hắc. Triệu bân cuốn thánh hải chi chủ tới đây, cũng bởi vì hắn chấp trưởng trí cao thần khí. Táng hải vết xe đổ, có trí cao thần khí đích nhân vật, đến đơn độc chỉnh đốn. Vạn nhất đem cái kia ép, lại tự bảo hoang thần binh, cái kia đến bao nhiêu người gặp nạn. Diệt thế, đại la thiên thủ. Triệu bân một bước lên trời, lật tay một trưởng cái dưới áp sụp hư vô. Thánh hải chi chủ một bước lảo đảo, đã trúng trưởng uy, suýt nữa một đầu quỳ cái kia. Ra đi ngươi, lời này là Long Uyên cùng thần lôi nói, thay táng thần đỉnh nói. Đại đỉnh đã dưới xác định vô thượng thiên đao đụng xuất ra thánh hải chi chủ bên ngoài cơ thể. Bang, âm vang, hai đại trí cao thần khí, một trước một sau, đã đánh vào cửu thiên. Đều là binh khí, không cái gì bí pháp có thể nói, khai chiến đã là cứng rắn đụng. Chân áp, triệu bân một câu băng lãnh cô quạch, Hồng Mông Chi Hải từ thiên mà đến. Tùy theo, chính là thiên ma sát khí cùng hư vọng hà, hoàn mỹ tương dung. Thánh Hải chi chủ lại kêu rên, mới đứng vững, liền bị Hồng Mông nuốt hết. Chương 2258, vô đề. Phá. Thánh Hải chi chủ gào thét, lấy pháp tắc thành kiếm, bổ ra rồi Hồng Mông Chi Hải. Mà hắn, thì như một đầu thương long, vọt người mà ra, một bước lên trời mà lên. Trước mặt, liền thấy nhất đạo kim quang nắm đấm quyền uy phách liệt, oanh xuyên thủng cửu thiên. Phốc, thánh hải chi chủ cũng là đầu cứng rắn, nên không đụng phải cái ngay ngắn, suýt nữa bạo diệt. Bay ngược ở bên trong, hắn hai mắt là nổi bật đấy, nhất bộ dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Vĩnh Hằng, cái này, là hắn trông thấy đấy, đối thủ Quang Huy, là bất hủ đấy. Như không nhìn lầm, đó là Vĩnh Hằng đạo, người kia lại lột xác rồi Vĩnh Hằng. Là hắn tự phong quá lâu sau đoạn này tuế nguyệt, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vĩnh Hằng Chi Đạo A, trên lịch sử chỉ sáng thế thần đi ra, Triệu Bân bằng gì Niết bàn. Tranh, Triệu Bân lại giết trí, một đạo Vĩnh Hằng kiếm quang, vắt ngang vạn giảm hư không. Thánh Hải Chi Chủ bề bồn sợ thu thần, lấy bản mệnh thần lực, tụ xuất ra một mặt thuẫn giáp. Bang, sạc sạc, kim trúc tiếng va chạm âm vang, đồ sứ vỡ vụn chi âm, cũng dị thường thanh thúy. Thuẫn giáp mặc dù cứng rắn, lại khó cản vĩnh hằng quang, bị nhất kích bổ cái băng liệt. Thánh hải chi chủ gặp không may uy lực còn lại, trong khoảng khắc, liền bị nạo nửa cái nhục thân. Mở, hắn phi thiên bỏ chạy, diễn mở dị tượng, mở ra đại thế giới. Giới ở bên trong, có nhật nguyệt tinh thần treo, cũng có sông núi thảo mộc diễn sinh. Hắn dựng ở trong đó, tựa như vô thượng thần linh, bế nghĩa tứ hải bát hoang. Oanh, triệu bân theo sau liền đến, một cước đạp nhập vào đại thế giới, oanh động càn khôn. Đúng là một cước này, chỉnh thánh hải chi chủ rất khó chịu, miệng lớn ho ra máu. Hắn chi dị tưởng là bất phàm, nhưng vĩnh hằng công phạt, có vẻ như càng cường càng bá đạo. Như triệu bân một cước này, chính là đại lực suốt kỳ thích, băng rồi nhật nguyệt sơn hà. Thế giới đổ sụp, hắn tự gặp cắn trả, vừa rồi cải tạo nhục thân, lại nổ. Hắn cái này coi như tốt, nhà hắn lão tổ, so với hắn nổ càng triệt đề chỉ trách, Thánh Hải lão tổ đối địch chính là cự thần, toàn bộ hành trình bị bạo truy. Lúc đến bước này khắc, bản mệnh khí đã vỡ, nhục thân đã hủy, chỉ còn nguyên thần chân thân. Hủy, cự thần nhất tự nhiều anh lôi, che trời đại thủ trọng như núi cao, bao trùm càn khôn. Hủy, nói hủy liền hủy, Thánh Hải lão tổ chân thân, bị hắn một trưởng đánh bể. Tốt tinh thuần nguyên thần chi lực, cự thần mãnh liệt khẽ hấp, xác định tản mát tinh túy, cũng nuốt vào thể nội chuẩn hoang cấp nguyên thần, chính là chuẩn hoang cấp chất sinh dưỡng, có thể tiếp tục tuổi thọ. A, à, Thánh Hải lão tổ phía sau chính là Thánh Hải đệ nhất hộ pháp, khàn giọng bi thương. Hắn cũng quỳ, bị mặc Huyền nhất kiếm, chảm lạc hư vô, thân tử đạo tiêu. Sau đó, chính là thứ nhị hộ pháp, bị phù diêu ngụy thiên chi lực thôn diệt thành cho. Ngắn nguồn tam lưỡng trong nháy mắt, ba tôn đại thần táng diệt. Thánh hải chi sĩ khí, trong nháy mắt ngã xuống trí dưới đáy đại tan tác xu thế, đã vô pháp nghịch chuyển, người đào vong vừa nắm một bó to. Thủ ở ngoại vi minh thần đám, cuối cùng đến sống rồi, cũng dương cung cải tên. Phốc, phốc, mũi tên ánh sáng là lôi đình, cũng là pháp tắc, đó là lần lượt đỉnh phong. Từ thiên quan sát, nhiều đóa huyết hoa, một đóa tiếp nối một đóa nở rộ. Lên, lão ô quy đại thần thông, biến ảo đại thủ, mổ ra minh mông đại địa. Chợt, liền thấy một đầu hư ảo cự long, bị hắn cưỡng ép cầm ra đến long mạch thỏa thỏa thánh hải long mạch cuồn cuộn khí vận hướng lên trời cuồn cuộn chuyển đều mang đi thánh hải ở chỗ sâu trong có ánh lửa trùng thiên có chư nhiều nhân ảnh bay tán loạn có thể thấy đại ma vương đại bằng cùng tiểu kỳ lân nại ra rồi thánh hải tổ phần một phương khác thì là áo liệm lão đạo cùng dâu cá chê cũng nhận được một nhóm lớn người xong thánh hải ra bảo khố liền bị chuyển đi rồi trong đó tài phú vô số, có rất nhiều bất thế chân bảo. Còn không toái, thần long đạo tôn tại trái, hám thiên man thần bên phải. Quanh thân, còn có sơ giao cổ thần cùng đại la tổ tiên. Bốn người hợp lực, thúc dục thần ma tháp, hoang thiên kính, khắp thần đao cùng xâm la kiếm, càng có chúng thần cống hiến bản mệnh thần lực, cực tẫn hồi phục hoang thần binh chi uy. Oanh, lại là một đạo tráng kiện như núi lôi đình, từ cửu thiên đánh vào hắc ám. Này nhất kích, trực tiếp oanh xuyên thủng thánh hải, cũng oanh chặt đứt cấm khu căn cơ. Thổ huyết thanh âm, như mọc thành phiến vang lên, thánh hải đại thần, không biết rơi xuống bao nhiêu. Tốc chiến tốc thắng, thần chiều chúng thần chiến ý như hỏa, một đường hoành đẩy, như gió thu cuốn hết lá vàng. Đây không phải chiến tranh, mà là thần chiều đối với trí cao truyền thừa đấy. Đơn phương tàn sát, cứu ta, toàn bộ thánh hải tổ địa, đều vang lên tiếng kêu rên, rất đúng thê lương muốn nói gào thét vang dội nhất đấy, vẫn là đang ở phàm Trần Thánh Hải chi chủ. Gặp đại càn khôn áp chế, đồng cấp đừng đồng cảnh giới, hắn vượt qua xa triệu bân đối thủ. Ngược lại nhà hắn hoang thần binh, có chút tranh khí, thắng được rồi đối thủ. Cũng trách táng thần đỉnh trạng thái không tốt, tàn phá chi thể, cảm thấy khó không sứt mẻ. Chỉ là, một trận chiến này đánh xuống, nó là càng đánh, quang huy càng lộng lẫy. Đều là trí cao thần khí, vô thượng thiên đao công phạt, bức nó linh trí hồi phục. Cái này cũng được. Mộng ma là quần chúng, xem chính là cái kia tiếu mi hơi nhíu, cũng phóng đại tầm mắt. Là nàng đánh giá thấp vĩnh hằng thủy tổ thần khí, tàn đều tàn, còn có thể lột xác. Ô, ô, n, g. Vĩnh hằng đao mang, là phách thiên tuyển địa, đánh đầu thắng đó. Thánh hải chi chủ đẫm máu, bản mệnh khí nổ hủy, nhục thân cũng bạo diệt. Phong. Triệu Bân tiếng quát rung động lắc lư thiên khung, diễn xuất rồi tang thần trung, lăng không hạ xuống. Cái đồ vật này dễ dùng, như núi áp xuống, bao lại thánh hải chi chủ nguyên thần. Mặc hắn thế nào trùng kích, cũng phá không vỡ giam cầm, chỉ khàn giọng cầu cứu. Vô thượng thiên đao có cảm giác, vứt bỏ táng thần đỉnh, như thần quang hoa thiên mà tới. Đến ngươi rồi. Triệu bân vung tay vung lên, quang rồi một phiến kim quang. a à, không đúng, là một phiến chữ vàng, cũng độn giáp thiên tự. Oanh! Thiên tự như tinh thần, từng khỏa xếp đặt, thành độn giáp thiên trận. Vô thượng thiên đao chân trước vừa tới, một giây sau, liền bị cái kia vây khốn. Phổ thông trận pháp, từ chói không được trí cao thần khí. Nhưng, độn giáp ngoại trừ, nó chi sức mạnh to lớn, vô cùng tận. Nguyên nhân chính là như thế, hoang thần binh mới sụp xuống, khó mà phá phong. Phạm Trần, là một cái hiếu chiến tràng phàm giới chúa tể lời nói ung dung, là mắt thấy vô thượng thiên đao bị nhốt đấy. Nói cho cùng, thiên đao là bị quản chế càn khôn, khó mà thi triển toàn thịnh chi uy. Nếu là chiến trường ở tại thần giới, mặc dù là độn giáp thiên trận, cũng khó đem vây khốn. Cấm, triệu bân trong lòng nhất quát, mấy vạn nói vĩnh hằng pháp tắc đều xuất hiện. Pháp tắc thành lạc ấn, trong lúc nhất thời ấn đầy vô thượng thiên đao toàn thân. Tại đây, thiên đao ở lại dãy ruộng, vẫn suy nghĩ phá tan độn giáp thiên trận. Thế nhưng, nó bị quản chế càng khôn, càng thêm không người thúc giục, tới rồi hữu tâm vô lực. Ân, đã trấn áp vô thượng thiên đao, triệu bân thông suốt xéo con mắt, nhìn về phía thiên ngoại. Ngay tại trước phút chốc, tựa như có như vậy một đôi con mắt, đang âm thầm dòm ngó. Cảm giác kia, nhượng hắn rất không được tự nhiên, rõ ràng không lạnh, lại gió mát nhi từng trận. Hắn thì thôi diễn, cực tẫn truy nguyên. Tiếc núi chính là, cái gì không có tìm được. Là ai? Triệu bân thì thào một câu, xoay người nhập vào địa phủ. Hắn lại trở lại thánh hải tổ địa, đại chiến dĩ nhiên kết thúc. Thần triều nhân tài đám, đang tại thảm thức càn quét. Tuy là không đau lòng, có thể thấy được bức họa này trước mặt, mộng ma vẫn là khó nén bi thương. Lại một mạch trí cao truyền thừa, bị thần triều hủy diệt, triệt để biến thành lịch sử hạt bụi. Án triệu bân lời nói nói, lúc này mới nơi nào đến đấy còn có yêu cung, âm tuyền cùng thần cốc tam mạch đâu. Này ba nhà, cũng không cùng ngũ đại cấm khu hợp nhất, cũng còn tại bên ngoài. Đây là một cái tốt cục diện, chờ đợi rãnh tay đến, sẽ tự tiêu diệt từng bộ phận. Trước tạm trở lại trí tôn thành, triệu bân lưu lại một lời nói, mang theo mộng ma biến mất không thấy gì nữa. Canh giờ đã nhanh đến rồi, khải đàn tỉnh thế khúc, cứu đạo chủ. chương 2259, mộng ma tỉnh thế. Ô ô, u ám địa phủ, liền tiếng gió đều mang theo lệ quỷ kêu rên. Bởi vì thánh hải hủy diệt, kêu rên ở bên trong, lại thêm một vòng thê lương. Vẫn là năm đó cái kia chiến trường, triệu bân lần nữa hiện thân, tiện tay vẫn thả ra mộng ma cùng đạo chủ, canh giờ gần, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tập hợp đủ. Ta chi bảo vật, trước trả lại, mộng ma thản nhiên nói. Còn dám chơi xấu, vãn bối không ngại cho người tìm cái nhà chồng. Triệu bân một câu, chọc cho mộng ma con mắt, lại sáng lên ánh lửa. Chào đón Triệu Bân lấy làm ra một bộ hỏa quyển, nàng cái kia thịnh thế dung nhan, lại nhiều một vòng dạng mây đỏ. Bức tranh là tốt bức tranh, động thái bản đồ Tết. Đúng là người nào đó, lúc trước theo nàng cái này cướp đi đấy. Vật quy nguyên chủ, Triệu Bân nói nghiêm trang, phần còn lại nửa câu sao. Hoàn toàn có thể dùng thần thái đến trình bày, xét thấy lão nhân ngài phẩm không tốt, trước trả lại ngươi một kiện, phần còn lại, chờ đợi cứu đạo chủ, hai tay dâng lên tự thân giữ đi mộng ma lạnh lùng một tiếng tùy thân ngồi xuống cái này như thế nào tốt ý tứ triệu công tử cũng thật sự thật sự ước lượng hồi rồi trong ngực hắn để lên một bầu rượu tìm cái thoải mái mà nhi ngồi tại đó nói thực ra hắn vẫn như cũng không tin mộng ma sở dĩ đến nhìn chằm chằm mới được ngoan ngoãn cứu đạo chủ còn tốt như còn dám chỉnh chuyện ẩn ở bên trong hắn là thật tự cho cái kia tìm cái nhà chồng đấy tổ thần liền không tệ lắm. Thật cho gom góp thành nhất đối, này nương môn nhi còn phải gọi hắn một tiếng nhị đại gia. Chanh, mộng ma đã nhặt chỉ động dây đàn, duyên dáng cầm âm, tùy theo vang vọng. Đạo chủ là nghe khách, triệu bân cũng là nghe khách, lần này không sai, tình thế khúc không thể nghi ngờ. Đừng nói, cái này điệu hát dân gian đích xác dễ dùng. Xem đạo chủ, trống rỗng trong mắt, đã có một tia thanh minh chi quang. Có lẽ cầm âm quá mỹ diệu, cái này mảnh hắc ám cũng phế thích thiên địa, vẫn thêm một con chỉ cô hồn dã quỷ, đều là nghe tiếng mà đến, bản thân sắc chất pháp, nghe tiếng đàn, đều lộ ra vẻ mờ mịt, trong thoáng chốc tựa như nhớ lại rồi chuyện cũ trước kia. Triệu Bân cũng không trục xuất, tùy ý cô hồn tại ngoại lướt đi. Trên thực tế, không cần hắn thi pháp, quỷ hồn cũng không dám đi phía trước gom góp, đế thần cấp uy áp, trọng như núi cao đấy, căn bản là tới gần không được. Cứu hắn, ta có hay không cũng khó thoát khỏi cái chết đánh đàn mộng ma đột nhiên một câu vãn bối nói lời giữ lời được chuyện thả ngươi trở lại thần khư triệu bân lời nói ung dung mộng ma không nói chỉ một tiếng cười lạnh nàng tha rằng tin tưởng heo rồi leo cây cũng không tin người nào đó chuyện ma quỷ tin hay không tiếng đàn cũng không ngừng cổ xưa mà du dương chớ nói thiên ngoại quỷ hồn liền triệu bân nghe đều cảm giác tâm thần như tắm gió xuân rất đúng mãn nguyện có thể có nghĩ qua nhập ta thần triều lần này, đổi triệu bân đánh vỡ thà rằng tịch. Hắn là cái xứng trước thống soái gặp gặp người mới, liền muốn hướng bản thân khuấy động. Mộng ma chính là chỗ này người, mà nay có lẽ không địch lại hắn, nhưng nếu hoàn chỉnh hình thái, vậy thì như bức hò hét treo tia chấp, không phải vậy, cũng làm không được một trận chiến có thể đánh tàn tổ thần, đạo chủ, thái vũ thần tướng cùng lục thiên thần tướng. Trượt thiên hạ chi đại kê, mộng ma ô cười, mà lại ngôn từ không chút nào tăng che giấu nàng có nàng cao ngạo sao lại như vậy dễ dàng khuất phục xem như ta không nói triệu bân đổ một ngụm rượu ánh mắt đã rơi vào đạo chủ trên người cùng với tình thế cầm âm đạo chủ trống rỗng con mắt càng nhiều thanh minh đến bước này khắc đã nhiều lần vặn vẹo cái cổ động tác mặc dù cứng ngắc có thể cái kia thần thái đã không lộ vẻ như vậy chất phác thời gian lâu dài chắc chắn bị đuổi tản ra đần đột nhân cùng quả quả thật nói không rõ nói không rõ Triệu Bân trong lòng lẩm bẩm lời nói, đêm nay, hắn nhất định chứng kiến thần kỳ. Nếu không phải nhân cùng quả ràng buộc, cũng sẽ không có bây giờ như vậy quang cảnh. Triệu Bân, trầm thấp mà khàn khàn lời nói, từ đạo chủ trong miệng truyền ra. Thanh minh hồi phục, nhượng hắn tại cái này phút chốc, nhận ra Triệu Bân. Là ta, Triệu Bân cười một tiếng, khó nén chính là vẻ mừng rỡ. Mộng ma tỉnh thế khúc, đích xác dễ dùng, cũng không uổng công hắn lấy thân phạm nguy hiểm, đại náo thần khư thật có thể cứu về cái này tiền bối chảy một chút huyết cũng là đáng đến đấy giải rác hai chữ kêu gọi đạo chủ ở đây trầm mặc xuống hắn vẫn như cũ thần trí không rõ bởi vì đần độn còn chiếm theo ý thức ân chính nhìn lên triệu bân thông suốt xéo con mắt nhìn phía hắc ám ở chỗ sâu trong ngay tại trước phút chốc hắn lại cảm thấy chỗ tối có một đôi con mắt tại dòm ngó hắn như vậy đợi hắn nhìn lại lúc hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu Thôi Diễn cũng không thấy tung tích. Là ai? Vẫn là như vậy nghi vấn, nhượng hắn con mắt, biến thâm thúy như u uyên. Đồng dạng nhíu mày đấy, còn có mộng ma, nàng chi phong ấn đã giải, luận cảm giác chi lực, thậm chí còn, ở lại triệu bân phía trên, triệu bân có cảm thấy, nàng rồi không có. Đúng là có này cảm nhận, nàng mới tiếu mi hơi nhíu. Chỉ vì, trong bóng tối giòm ngó người, cho nàng một loại cực cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, lấy nàng chi đạo hành, lại cũng không bắt được đối phương nửa phần dấu vết. Đối với cái này, nàng tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ. Cái vũ trụ này, ngọa hổ tàng long đấy. Người chưa thấy qua, không có nghĩa là hắn không tồn tại. Án nàng suy nghĩ, nên là lại có một tôn cổ xưa mà cường đại thần, theo tự phong trong tỉnh lại, đến mức là cái này, tạm thời không tốt kết luận. Mở, triệu bân trong lòng nhất quát, mi tâm nhiều hơn một đạo kỳ dị thần văn. Đó là chấn thiên chi nhãn, không phải đồng tử, mà là một loại tham dò thần thông. Nhìn thấy này pháp, mộng ma đều phút chốc xéo con mắt, trong mắt còn nhiều quái dị sắc. Trấn thiên chi tử cũng quả thật hào hiệp, như thế thần pháp, vậy mà truyền cho Triệu Bân. Có thể mặc dù là Trấn thiên chi nhãn, Triệu Bân cũng cái gì chưa từng nhìn thấy. Có lẽ là hắn cảm giác biết sai rồi, cũng hoặc là đối phương chi ẩn núp cùng che giấu, quá đoạt thiên tạo hóa, thậm chí là Trấn thiên chi nhãn đều là cái trang trí siêu tìm không có kết quả triệu bân vung rồi tay tế ra vạn đạo vĩnh hằng quang vĩnh hằng quang bay về phía tứ phương thành từng đạo lạc ấn khắc vào hắc ám cái này cũng là dòm ngó chi pháp như lại có gây rối chi nhân đặt chân cái này phiến thiên địa vĩnh hằng lạc ấn sẽ có báo động trước thời khắc mấu chốt cũng không thể gặp rắc rối vì thế hắn vẫn hóa xuất ra đạo khu như cái môn thần trông coi từ hắc ám thu con mắt hắn lại xem mộng ma ánh mắt nhi có chút lạ không trách hắn như thế này nương môn tỉnh thế khúc tựa như chạy lệch tiền bối ngươi thật là nhớ ăn không nhớ đánh a à. triệu bân lạnh lùng một tiếng vì sao nói như vậy mộng ma một bên kích thích dây đàn một bên sâu kín cười một tiếng đây là tỉnh thế khúc tiểu bối kiến thức nông cạn rồi a à. thiếu lắc lư ta triệu bân đã đứng dậy tiện tay sách vĩnh hàng kiếm nói không bờ bến tỉnh thế chỉ ảo diệu há lại ngươi tiểu tiểu đế thần có thể tham thấu đấy mộng ma một câu thanh lãnh, mà lại thần thái cùng ngữ khí, đều cực kỳ giống nhất một trưởng bối, tại đối với không dành thế sự hậu bối, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Triệu bân vốn định đổi trở về. Nhưng, nhìn đạo chủ, hắn nhịn xuống. Chạy chuyển lệch tình thế khúc, có vẻ như càng có thần hiệu, xem đạo chủ trống rỗng hai mắt, chất phát thần thái, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rút đi đần độn Thiếu múa hí, người tốt ta tốt đại gia hảo, triệu bân nhẹ nói. Dễ nói, Mộng ma đánh đàn lúc u cười, cất giấu một tia giảo hoạt. Triệu bân không rõ ràng cho lắm, có thể minh giới chúa tể thấy, lại một tiếng thổn thức. Sáng suốt thần võ thần triều chi chủ, tối nay nhất định bị mộng ma bày một đạo rồi, tình thế khúc tử là êm tai, nhưng nếu tại khúc trong thêm điểm nhi liệu, cái kia đần độn sau thanh tình, liền sẽ thay đổi càng là thanh kỳ, ngăn đón đều ngăn không được. chương 2260, bày một đạo. Tranh, u lãnh hắc ám âm tàu địa phủ, cầm âm thành đẹp nhất giai điệu nhịp điệu nghe khách vượt qua xa triệu bân một cái không biết tụ đến rồi bao nhiêu cô hồn dã quỷ lắng nghe rồi khúc đàn dường như đều rút đi đần đột, cũng đều nhớ lại dương gian chuyện cũ trước kia buồn vô cớ người có mang xa người có âm thầm thúc thiết người cũng có triệu bân để ở trong mắt cũng không nhúng tay hắn nhìn chằm chằm vào đấy là đạo chủ chạy truyền lệch tình thế khúc thật có thần kỳ chi lực đạo chủ đần độn nhiều đã bị đuổi tản ra thanh minh đã chiếm cứ ý thức không được hoàn mỹ chính là hắn vẫn như cũ mơ hồ bởi vì đần độn thời khắc đều tại phản công lão đại hắn lại tới nữa đạo khu truyền nhất lời không cần hắn nói triệu bân khắc vào hắc ám vĩnh hằng lạc ấn cũng có báo động trước lại một lần hắn xéo rồi con mắt cùng tận rồi sức nhìn mới thấy xuyên thủng hắc ám chứng kiến chính là một phiến hỗn độn hỗn độn thấp thoáng ở chỗ sâu trong cất dấu một đạo như kiểu quỷ mị hư vô bóng đen, thấy không rõ chân dung, chỉ biết khí lực vặn vẹo không chịu nổi. Giấu đầu lộ đuôi, Triệu Bân hừ lạnh, lật tay vung ra rồi một đạo vĩnh hằng kiếm quang. Kiếm xẹt qua hắc ám, đâm rách rồi càn khôn, chém vào rồi hỗn độn. Sau đó, sau đó, sẽ không sau đó rồi. Hắn nhất kiếm phách tuyệt, nhưng lại ngay cả nửa phần sóng gợn cũng không nổi lên. Tốt một cái vĩnh hằng đạo. Hắc ám hỗn độn ở bên trong có cô quạnh lời nói truyền ra. Ngắn ngủn ngũ tự, giống như anh lôi, rung động lắc lư cửu thiên, hơn nữa, vẫn cuốn theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực, nghe chi tiện tâm thần hỗn loạn. Nơi nào chạy? Vĩnh hằng đạo khu hét to, đã rút kiếm giết đi qua. Thế nhưng, hắn đi trễ, người thần bí đã không thấy tung tích. Triệu bân không rảnh chú ý hắn, ánh mắt lại đặt ở đạo chủ trên người. Cầm âm đến bước này, đạo chủ trong mắt cuối cùng một tia đần đột, đã bị trừ bỏ diệt hắn cuối cùng thanh tỉnh có thể cái kia khí lực lại dấy lên quỷ dị quang hỏa đồng dạng quang hỏa mộng ma trên người cũng có dù như thế cũng nửa phần không ngại nàng đánh đàn triệu bân lông nghi hơi nhíu hai mắt cũng tùy theo híp lại liền đánh cái đàn thế nào vẫn cháy rồi đâu mộng ma đạo chủ chi thần thái trước đó chưa từng có phấn khích Cựu gia khảy đàn tỉnh thế khúc giúp hắn xua tán đần đột bất ngờ vẫn là nói, thần triều chi chủ lại phát huy, cái kia trùng không biết sợ không biết xấu hổ tinh thần, xác định cái này tôn cấm khu tuyệt đại đại thần, rẽ đến thần triều rồi. Tiền bối triệu bân hô kêu một tiếng, là ta, đạo chủ cười một tiếng, cười cười, hắn lại không nhịn được lông mi vỉnh cao. Như không nhìn lầm, tiểu tử này lột xác xuất ra vĩnh hằng. Đúng, chính là vĩnh hằng, nhìn cái kia quang huy, một đạo nhanh hơn một đạo trói mắt. Hắn là kinh hãi a à hắn đần độn những năm này, người nào đó lại đụng phải đại tạo hóa. Ngươi, có thể có giác ngộ, mộng ma sâu kín cười một tiếng. Nâm lão tự mình đưa tiến, đâu chỉ giác ngộ, quả thật vô thượng vinh hạnh. Đạo chủ cười nói, lửa cháy khí lực, tại từng tấc một hóa thành cho bụi. Thấy vậy một màn, triệu bân bề bồn sở tiến lên, nhất kiếm để ngang rồi mộng ma đầu vai. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Không có gì, chính là bỏ thêm chút liệu. Mộng ma hí ngược cười một tiếng, ở lại ung dung kích thích dây đàn. Quỷ dị cảnh tượng, cũng ở đây trên người của nàng diễn dịch, tựa như ảo mộng khí lực, cũng như đạo chủ, tại từng tấc một hóa thành cho bụi, cực kỳ giống hóa đạo. Bước ta động võ, triệu bân trong mắt hàn mang hiện ra, kiếm trong nhiều hơn hủy diệt chi uy. Ta chết, hắn chôn cùng, đánh đàn mộng ma, ổn nhất bước. Triệu bân nhíu mày, lại xem đạo chủ, quỷ dị hỏa diễm, chính đem thôn phệ. Ứng kiếp, có lẽ biết triệu bân muốn hỏi cái gì đạo chủ trực tiếp cho đáp án hắn có giác ngộ tỉnh lại phút chốc liền biết con đường phía trước tỉnh thế khúc cũng là ứng kiếp khúc tỉnh thế cũng là nhập thế chỉ là hắn không cô đơn bởi vì mộng ma cũng sẽ cùng hắn một đạo ứng kiếp từ hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt liền ngăn không được rồi cái này là bọn hắn kiếp ngươi đúng là vẫn còn bày ta một đạo triệu bân liếc hướng về phía mộng ma lời nói băng lãnh không chịu nổi hắn thật xem thường này nương môn rồi đặt bực này lấy hắn đâu ta và ngươi tám lạng nửa cân mộng ma ô cười cuối cùng buông xuống dây đàn ăn qua một lần thiệt thòi còn có thể trở lên hai trở lại đem làm nàng cũng có giác ngộ tuy là cứu đạo chủ cũng không trở về được thần khư như thế vậy liền lui mà cầu thứ nhì lấy nhân quả cùng đạo chủ khóa lại chí ít đi đường này có thể bảo mệnh Đơn giản ứng kiếp nhập thế, trọng đi một lần. Ngươi được lắm. Triệu Bân Kiếm, ông ông thẳng run, thật muốn một đao bổ này ngưng môn. Ngẫm lại, vẫn là bỏ qua, sát mộng ma dễ dàng, đạo chủ cũng sẽ chôn cùng. Ứng kiếp nhập thế liền khác nói, như mệnh cách đủ cứng, sớm muộn gì có thể trở về quy. Mà đạo chủ mệnh cách cũng rất không tầm thường, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể còn sống trở về. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này tiến đưa chúc phúc chúc đạo chủ vô tai không khó, chúc phúc phía sau chính là nguyền rủa, nguyền rủa mộng ma nhập thế biến nam nhân, đường đường thần triều chi chủ tại đây giống như khí lượng mộng ma cười vô cùng nghiền ngẫm, nguyền rủa nguyền rủa đối với nàng hữu dụng, nguyệt thần thượng có thể, ra hỏa này kém xa, tiền bối mà lại một đường đi tốt, nâm lão quang huy sử tích vãn bối định hảo hảo huyền dương một phen, triệu bân nói qua thu vĩnh hằng kiếm lại đem đồ tết sách ra tới. Mộng ma chân tàng, thiên hạ độc nhất phần, không được nhượng thế nhân mở mang nhãn. Ngươi, đi đều muốn đi, mộng ma lại gương mặt ửng đỏ, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Ngược lại nhân quả đạo tôn, vuốt tròm dâu dáng vẻ, cất giấu vô cùng tận thâm ý. Triệu bân, chờ đợi ta ứng kiếp quý vị, người xác định sống không bằng chết. Mộng ma quảng xuống một câu ngoan thoại, mang theo nổi giận trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Nàng phía sau, đạo chủ cũng hóa thành một phiến quang, trong bóng đêm trống không tan biến mất, vẻn vẹn lưu một câu, truyền vào triệu bân trong tai, đừng quên sơ tâm. Vãn bối ghi nhớ, triệu bân trong lòng một câu, lại mở chấn thiên chi nhãn. Hắn tại truy nguyên, truy nguyên đạo chủ, cũng truy nguyên mộng ma. Đáng tiếc, một phen dòm ngó, tìm không được hai người ứng kiếp tới rồi nơi nào. Liên quan đến đại càn khôn, bí pháp không dùng được, muốn tìm, đến mỏ kim đáy biển. Tìm chúa tể hỏi một chút long uyên phiêu rồi ra tới tìm, nói tìm tìm, triệu bân thẳng đến rồi hắc ám ở chỗ sâu trong. Minh giới chúa tể là ở đấy, lại đem đại môn tỏa gắt gao. Thượng thương nói, còn dám vọng từ nhúng tay thế gian, một đạo lôi trực tiếp đánh chết. Kết quả là, triệu bân ăn một cái bế môn canh, hô nửa đêm đều không trả lời. Phàm giới chúa tể cũng là như vậy nước tiểu tính chất, thế nào gọi đều không mở cửa. Còn có thấy tiền sáng mắt lâm chi họa, lấy tiền cũng không tốt làm cho cái này ba đều không để ý càng chớ nói thần giới vị kia vốn là cừu gia không cho hắn một ngạt cũng không tệ rồi ai lay động hơn nửa đêm hắn thở dài hồi rồi trí tôn thành thành trong phi thường náo nhiệt bởi vì làm một phiếu đại đấy thánh hải bảo tàng đều bị đưa đến rồi thiên đại tài phú cái kia không một đám đại thần chính tụ tập nhi đặt cái kia rèn luyện thần khí đâu thấy hắn không thiếu tiền bối đều tụ tới lại không nhìn thấy đạo chủ. Ứng kiếp rồi. Triệu Bân không có dấu giếm, xác định địa phủ một chuyện, nói thẳng ra. Nghe thấy chi, kéo khóe miệng có, chửi mẹ người cũng vừa nắm một bó to. Thật không xấu hổ cấm khu tuyệt đại đại thần nơi nào. Thật mẹ nó đa tài đa nghệ, vậy mà tại hắn thần triều chi chủ không coi vào đâu, làm ra một phen kinh thiên hành động vĩ đại. Phát hỏa quy phát hỏa, kết cục có vẻ như không có như vậy không xong ứng kiếp dù sao vẫn sau đần độn cường, cuối cùng có như vậy một ngày rồi quý vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.